Bởi vậy, từ khi họ bắt đầu tiến vào tầng thứ ba, nhận thử thách của tháp Vĩnh Hằng thì Thải Nhi đã triệu hoán tử thần giáng thế, bắt đầu hấp thu không khí tử vong trong tháp, thông qua không ngừng tịnh hóa hơi thở tử vong tăng mạnh bản thân, còn kéo dài tử thần giáng thế. Lần lượt thông qua tầng thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả không khí tử vong đều bị nó hấp thu. Hơi thở tầng thứ nhất, thứ hai bởi vì không đủ mức tăng sức mạnh cho tử thần nên bị Thải Nhi từ bỏ. Lý do nàng vẫn không phát động uy lực tử thần giáng thế chính là vì chờ đến phút cuối. Đi tới tầng thứ sáu, nàng dùng luân hồi linh lô hấp thu linh lực bốn đồng bạn lại nhận tử thần giáng thế lúc này nàng không chỉ là tạm thời thi triển thần giáng thuật tự ý nghĩa nào đó thì tử thần giáng thế đã tịnh hóa nhiều không khí tử vong triệt để dung hợp với thải nhi luân hồi thánh nữ khiến nàng tạm thời có được uy lực của thần cách này không thể bắt trước không chỗ nào có không khí tử vong khổng lồ như tháp vĩnh hằng nếu hiện tại mọi người rời khỏi tháp vĩnh hằng ra bên ngoài nhìn thì sẽ phát hiện trên người các oán linh quanh tháp đều biến mất oán khí biến thành linh hồn tinh thuần đây chính là năng lực tịnh hóa cường đại của tử thần năm đó giả dạ tiểu lệ từng nói thải nhi truyền thừa lực lượng của tử thần vốn chính là khắc tinh của vong linh pháp sư bất cứ lệ khí thuộc về vong linh pháp sư đều không sinh ra tác dụng gì với nàng vốn thải nhi không cần vừa lên liền dùng tử thần thất việt nhưng nàng đối mặt thử thách vượt xa dự đoán thải nhi đánh giá tầng này rất cao nhưng nàng vẫn không ngờ được rằng quang minh và hắc ám có thể dung hợp lực lượng lĩnh vực dung hợp lại thật quá đáng sợ tình huống mới rồi có thể nói là chỉ mảnh treo chuông nếu quả cầu ánh sáng thật bị thải nhi kích phát vậy đồng thời thiêu đốt cũng là tất cả lực lượng của hai thánh vệ. Đến lúc đó, quang minh và hắc ám tương khắc bùng nổ, người trong tầng này đều phải chất, bao gồm cả hai thánh vệ. Hỏa hồn của chúng sẽ không thể tồn tại, Thải Nhi tóm lấy điểm yếu là thánh vệ chỉ với mục đích thử thách mà không phải rất chất họ, thế nên mới to gan trực tiếp tiến hành kích phát. Là muốn khiến hai thánh vệ thu hồi lĩnh vực và xảy ra phản vệ. Cứ như vậy tương đương với phá hủy năng lực hợp tác của hai thánh vệ, do đó phá hủy chúng phối hợp lĩnh vực, ưu thế lớn nhất cũng theo đó biến chuyển. Bước ra một bước, Thải Nhi đã trốn vào trong không khí. Lúc Hắc Ám và Quang Minh nhanh chóng thu lại thì nàng phát ra đòn thứ ba. Kít, song âm kỳ lạ mang theo lực lượng tình hóa không gì sánh kịp đột nhiên xuất hiện, thân hình Thải Nhi cũng theo đó hiện ra. Vị trí nàng xuất hiện chính là trung tâm giữa hai thánh vệ, hơn nữa cách chúng ở chỗ gần nhất. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ ba, tử chi khiếu. Tử thần thất tuyệt là năng lực cường đại kết hợp hoàn mỹ giữa luân hồi linh lô và lưới hái tử thần. Khi hoàn toàn phát huy thì chắc chắn hơn cả song thần khí dung hợp của Long Hạo Thần chẳng qua cái giá thải nhi phải trả cũng cực đắt phát ra từ chi tịnh thải nhi lựa chọn là mất đi thị giác trong trận chiến như thế này thị giác đã không còn là quan trọng nhất hơn nữa trong lòng nàng có một suy nghĩ đó là trở về trạng thái thuở ban đầu mình và long hạo thần gặp nhau tại thánh thành tuy mắt không trông thấy nhưng lòng nàng thêm trầm tính từng ký ức giữa nàng và long hạo thần nhanh chóng xẹt trong đầu cũng khiến nàng tiến vào trạng thái kỳ lạ một khi sử dụng tử thần thất tuyệt thì nhất định phải dùng liên tục nếu thải nhi lại sử dụng tử chi thương thì tổn thương thân thể giống hệt như dùng tử chi khiếu, hơn nữa còn phải tiến hành theo trình tự nữa. Vậy nên nàng lựa chọn kéo dài, có thể thấy từ vị trí thải nhi xuất hiện, một vòng quang hoàn tựa như bạch ngọc chợt khuếch tán đánh vào. Người hai thánh vệ, đặc điểm tử thần khắc chế sinh vật vong linh vào giây phút này hiện ra không thể nghi ngờ. Tử chi khiếu kịch liệt trùng kích khiến hai thánh vệ cấp 9 lại lần nữa kêu ra tiếng. Hỏa hồn trong mắt kịch liệt nhấp nháy, trên đầu thánh vệ số 2 Hắc Ám Ma Pháp sư thậm chí xuất hiện từng vết rạn, Tử chi khiếu mục tiêu là đánh vào linh hồn, cách công kích cực kỳ đặc biệt. Bất cứ linh lực, kỹ năng, trang bị phòng ngự nào đều hoàn toàn có không hiệu quả, nhưng nó không phải loại ma pháp tinh thần. Tử chi khiếu đem đến vẫn là thuộc về tử thần, tịnh hóa. Nếu một người nội tâm vô cùng thuần khiết không chút tạp niệm, vậy tử chi khiếu đối với người đó chẳng đem lại tác dụng gì. Nhưng nếu trong đầu có tạp niệm, thậm chí là rất nhiều cảm xúc mặt trái vậy thì tử chi khiếu sẽ phóng lớn vô hạn, hiệu quả mạnh nhất đủ khiến linh hồn đối thủ tan vỡ mà chết. Không thể nghi ngờ, thánh vệ số 1 có quang minh thuộc tính thì linh hồn thuần khiết hơn thánh vệ số 2 nhiều, vậy nên thánh vệ số 2 chịu trùng kích càng lớn hơn. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ ba trong lòng các đồng bạn săn ma đoàn quang chi thần hy chợt co rút. Đoạn ức và Dương Văn Chiêu không biết Thải Nhi thi triển năng lực như thế nào, nhưng làm sao họ không biết được. Lúc đó khi Thải Nhi còn chưa thức tỉnh thần quyến giả tử thần, lấy luân hồi linh lô bùng phát đánh chất cường địch từng vài lần dùng luân hồi linh lô, cũng vì thế mà trong thời gian rất dài khiến nàng mất đi vài rác lúc này tử thần thất tuyệt hiển nhiên so với luân hồi linh lô trước đó càng khủng khiếp nhiều. Thải Nhi nhờ vào nó chống lại hai cường giả cấp 9 có được lĩnh vực. Coi như có thần giáng thuật, có linh lực đồng bạn trợ giúp, nàng không thể tránh cho thi triển tử thần thất tuyệt chịu đựng phản phệ. Thải Nhi không ngừng hành động, tử chi thương, tử chi tịnh, tử chi khiếu, ba đợt bùng phát, nàng đã mạnh mẽ khống chế được tình hình. Cùng là thần quyến giả, sau khi Thải Nhi thức tỉnh thì thực lực vốn nên mạnh hơn Long Hạo thần nhiều. Nhưng lúc đó nàng mất ký ức, nàng cường đại nhờ vào sự phù hợp, dù nói sao thì đến 17 tuổi Long Hạo Thần mới thành con trai Quang Minh, hơn nữa thể chất thần quyến giả của hắn không có thần khí đồng bộ. Được đến Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn lúc rất muộn, năng lực của hắn đã thành hình. Bởi vậy tuy hắn có thể vận dụng uy lực thần khí này, nhưng nói đến độ phù hợp thì sao bằng thải nhi cùng luân hồi kiếm chứ? Vậy nên cho đến nay, trong đội tuy Long Hạo Thần biểu hiện mạnh nhất, tu vi cũng cao nhất. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu đơn, thải nhi tu vi chưa đến cấp 8 kỳ thật còn trên cơ hắn vừa xuất ra tử thần thất tuyệt, bất cứ năng lực nào của Long Hạo Thần đều không thể cản một chiêu cuối cùng của nàng. Nhưng tiềm năng tương lai của Thải Nhi không thể so với Long Hạo Thần. Nàng tăng cao chỉ có thể là tu vi bản thân và uy lực tử thần thất việt. Tương lai Long Hạo Thần tăng lên là nhiều mặt, về ngộ tính thì Long Hạo Thần vẫn là vượt trội hơn Thải Nhi chút ít. Nhưng tất cả phải với điều kiện hắn sống lại mới được. Long Hạo Thần chất rồi, Thải Nhi không cần vì người yêu mà giữ lại tu vi. Nàng nhớ lại, cũng hồi phục tất cả sức mạnh và độ phù hợp với sức lực lượng tử thần lại lần nữa dung nhập vào hư không, sát khí ngập trời khiến cả tầng 6 tháp vĩnh hằng biến thành một mảnh xám trắng, tựa như nàng đã có được lĩnh vực. Khoảnh khắc nàng biến mất, thân thể hắc ám ma pháp sư đột nhiên đánh dùng mình, hỏa hồn trong hốc mắt điên cuồng nhấp nháy. Bị lôi kéo, nó cảm nhận được mục tiêu của thải nhi là mình. Ngay lúc này hai thánh vệ đã thu lại linh lực của mình, quang chiến sĩ dù muốn cứu nó cũng bất lực. Dưới tình huống này, không người giúp được nó, nó chỉ có thể tự cứu. Là người giữ cửa tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng, thực lực hai thánh vệ mạnh mẽ vượt qua suy đoán của các thành viên quang chi thần hy. Chúng chẳng những có linh lực đủ mạnh, quan trọng là lực lượng khống chế quang minh và hắc ám. Giây phút thải nhi biến mất, pháp trượng trong tay hắc ám ma pháp sư đã thu lại mạnh chỉ vào ngực mình. Bỗng chốc lấy ngực nó làm trung tâm, một đoàn sáng tím đen tựa suối phun bùng phát. Ánh sáng tím đen chốc lát đã biến thành đoàn sáng đường kính 2 mét, bao phủ nó vào trong, tựa như vầng trang tím bỗng xuất hiện tại đó. Khống chế lĩnh vực, thu vào trong, phòng ngự bản thân không sai, màu tím đen vẫn là lực lượng lĩnh vực. Chẳng qua là dưới lực khống chế cường đại của hắc ám ma pháp sư, lĩnh vực bị nó cưỡng ép co rút khống chế trong phạm vi 2 mét. Điều này khiến uy lực lĩnh vực mạnh hơn trước rất nhiều, rất nhiều. Lần lượt chịu phản vệ và trùng kích mãnh liệt, lại vẫn có thể phát ra năng lực cường đại như vậy, do đó có thể thấy tu vi của hắc ám ma pháp sư. Cùng lúc đoàn sáng tím đen hình thành, Thải Nhi đã xuất hiện ở trên đầu nó. Một tinh thể xám hình thoi chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại chán Thải Nhi, lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung xuống dưới mặt tinh thể xám phát ra hàng ngàn ánh sáng xám tất cả màu xám chợt bị ngưng tụ cuối cùng tập trung tại một điểm trên bề mặt lưỡi hái tử thần tiếp theo lưỡi hái tử thần chớm vào quả cầu tím đen màu xám lấp lánh xâm nhập vào lĩnh vực tím đen dày đặc tựa thực chất như đao nóng cắt bơ tựa như than nóng rơi vào cầu tuyết dễ dàng nhập vào trong tử thần thất tuyệt tuyệt thứ năm tử thần hôn không ngờ lĩnh vực mạnh mẽ như vậy bị một chớm này tách ra hơn một nửa có thể thấy rõ hàng vạn ánh sáng xám bỗng từ nửa phần quả cầu ánh sáng tím đen bùng phát vô số ánh trắng mông lung bắn tung chỉ khoảnh khắc đã chớm nát nửa phần lĩnh vực còn dư một nửa lĩnh vực trong chớp mắt biến yếu ớt có thể mơ hồ thấy hắc ám ma pháp sư nửa nằm trong một nửa lĩnh vực này tay phải nắm pháp trượng và nửa người đều vỡ nát trong ánh sáng xám bị tịnh hóa nhưng cùng lúc đó quang chiến sĩ bên kia động ánh sáng vàng lấp lánh đôi tay nó nắm trọng kiếm dơ cao qua đầu ánh mặt trời chói lòa dường như hoàn toàn kết hợp với nó sắc vàng đỏ trói mắt điên cuồng tăng gấp chục lần trong lúc nó xẹt nhanh như tia chớp. Một chiêu kia cho người cảm giác như khai hoang trời đất, hoặc mặt trời thiêu đốt tất cả. Thải Nhi nửa xoay người, mái tóc dài hóa thành màu xám trắng vung sau đầu hất tung lên, tựa như thác nước xám đảo ngược. Lưỡi hái tử thần vạch đường cong tuyệt đẹp chậm rãi hạ xuống dưới. Tinh thể hình thoi màu xám trên trán biến mất, nhưng ngực nàng phát ra ánh sáng xám vô cùng chói mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên biến chậm, động tác Thải Nhi chậm, quang chiến sĩ lấy tốc độ ánh sáng xông lên cũng chậm lại, có thể thấy rõ động tác của hai bên, trong quá trình tất cả biến chậm này, một bóng sáng xám trong suốt tách ra khỏi người Thải Nhi. Đó là một hình dạng giống hệt Thải Nhi, chẳng qua nó hư ảo, trong suốt. Đôi tay ở trước ngực không ngừng biến đổi vung vẩy, từng bóng sáng xám hiện ra hợp thành phù văn xám cực kỳ phức tạp rơi sau lưng Thải Nhi. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ năm, tử vong tịch diệt. Khoảnh khắc lưỡi hái tử thần chậm rãi vung, phù văn xám rơi sau lưng Thải Nhi, đột nhiên biến thành bảy luồng, bảy lưỡi hái tử thần tốc độ không giống nhau. Cái thứ nhất chậm nhất, mặt sau mỗi một cái sẽ nhanh hơn cái trước vài phần, nhanh chóng truy đuổi nhau. Khi lưỡi hái tử thần quét qua hắc ám ma pháp sư bị trọng thương, bảy lưỡi hái tử thần trước mắt hợp nhất, một lưỡi dao xám trắng trong suốt đầu tiên là chớm qua người hắc ám ma pháp sư, lại bay tới quang chiến sĩ. Lưỡi dao này rất kỳ lạ, bản thể giống như thủy tinh xám, nhưng quanh lưỡi dao lại có một vòng ánh sáng trắng chói mắt. Những ánh sáng trắng này thành thể lỏng quay quanh, dao ánh sáng, không có sát khí, không có hơi thở tử vong, nhưng dù chỉ là nhìn nó cũng khiến người thấy nghẹt thở tịch diệt. Ngay lúc lưỡi rào ánh sáng bay ra, không gian cũng biến bình thường, tốc độ trở lại như thường. Đó cũng là khoảnh khắc quang chiến sĩ chớm xuống một kiếm va chạm với tử vong tịch diệt. Hắc ám ma pháp sư dưới chân thải như trực tiếp hóa thành khói xám biến mất. Ánh sáng đen chợt lóe, cương giả chi hồn đã dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Xẹt, tiếng ma sát chói tai cùng với khói trắng dâng lên, tựa như sắt đun nóng đột nhiên đâm vào nước lạnh. Thế sông lên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa kết hợp lĩnh vực dốc sức ra đòn, vậy mà quang chiến sĩ lại bị chặn, cả người ngừng giữa không trung ánh sáng đỏ vàng chói lòa bị vầng sáng sương mù điên cuồng ức chế thu vào trong mạnh va chạm với quang nguyên tố của nó khói trắng cũng sinh ra vì thế ánh sáng trắng đó là tử thần thất tuyệt tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt kèm theo ánh sáng tịnh hóa tịch diệt có thể tịnh hóa tất cả lực lượng nguyên tố dù là công kích nguyên tố mạnh hơn nó nhiều bao nhiêu đều sẽ bị tiêu hao tịnh hóa trên diện rộng quang chiến sĩ tuy có được quang minh thuộc tính nhưng bản thân nó rốt cuộc là cường giả chi hồn biến thành sinh vật phong linh cho nên mới bị ánh sáng tịnh hóa khắc chế chặt chẽ Vậy nên dù kết hợp lực lượng lĩnh vực, trong tình trạng trước đó nó đã bị thương không nhẹ, thoáng chốc khó thể thoát ra khỏi ánh sáng tịnh hóa xâm nhập này. Thải Nhi, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bất giác kêu ra tiến. Chiến đấu đến tận đây, Thải Nhi đã liên tiếp sử dụng năm tuyệt trong tử thần thất tuyệt, bây giờ nàng vẫn chẳng có ý định tạm dừng. Một ống kính nhỏ đột nhiên lan tràn dưới chân nàng, khi nó xuất hiện thì nàng đã đáp xuống đất, ít ra nhìn từ mặt ngoài thì Thải Nhi không khác gì trước đây, dường như không bị ảnh gì hết. Nhưng mọi người đều biết, tử thần thất tuyệt thi triển đến mức này, nàng chịu phản vệ đáng sợ tới cỡ nào. Ngay lúc quang chiến sĩ không dễ dàng tiêu hao thật nhiều linh lực chiến tiêu xâm thực của tử vong tịch diệt, ánh sáng xám ống kính đã liên tiếp đến dưới chân nó. Chớp mắt, thải nhi động, nàng tựa như bươm bướm sám bay hướng quang chiến sĩ người bốc lên quang minh hỏa. Thiêu thân lao đầu vào lửa ư, không, đương nhiên là không, bây giờ thải nhi đã tiến vào trạng thái đặc biệt, lưỡi hái tử thần lấy tốc độ kinh người phát động công kích, có lưỡi dao ánh sáng xám trong suốt chiếu rọi, hỏa hồn nhấp nháy trong hốc mắt quang chiến sĩ tràn ngập sợ hãi. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất tử chi thương, tuyệt thứ hai tử chi tịch, tuyệt thứ ba tử chi khiếu, tuyệt thứ bốn tử thần hôn, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt. Liên tiếp năm tuyệt nở rộ theo thân hình nàng, năm chiêu hợp nhất, năm tuyệt bùng phát, đó là uy lực tử thần không thể trốn tránh, là hành trình tử vong không gì sánh kịp. Đây chính là tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ sáu, tử vong lộ. Năm tuyệt hợp nhất hóa thành lực lượng tuyệt thứ sáu, tuyệt thứ nhất, tử chi thương, quang chiến sĩ miễn cưỡng dùng trọng kiếm ngăn cản. Nhưng khi tuyệt thứ hai đến thì trọng kiếm đã đầy vết rạn, cả người lại bị bao phủ trong ánh sáng tịnh hóa. Tử chi khiếu bùng phát, người nó cứng ngắc, tử thần thất tuyệt và tử thần hôn lấp lánh giao thoa. Thải Nhi đã xuất hiện đằng sau lưng quang chiến sĩ, màu xám và trắng từ từ thu lại, vầng sáng nhạt lấp lóe. Thải Nhi yên tĩnh đứng đó, đôi tay nắm lấy cán dài lưỡi hái tử thần. Nàng rất tĩnh lặng, vầng sáng xám trắng trên người đang nhanh chóng tán đi. Nhưng nàng đứng thẳng không hiện ra một chút suy yếu, phụt ánh sáng vàng đông lại trước mắt hóa thành bột phấn một luồng sáng vàng đậm đặc trước mắt vạch ra một đường cong vòng tới trước mặt nàng rót vào giai điệu vĩnh hằng thành công đúng vậy nàng thành công nhờ vào lực lượng sáu tuyệt trong tử thần thất tuyệt thật sự đánh lại hai thánh vệ cấp 9. lĩnh vực dung hợp quang minh và hắc ám bị tử thần tách ra uy lực cường đại của quang minh và hắc ám tan biến trong tịnh hóa đúng vậy thải nhi luân hồi thánh nữ thành công nàng gần như dùng lực lượng bản thân cứng rắn thông qua thử thách tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng Giờ phút này, nàng thoạt nhìn không thảm như đồng bạn vượt qua mấy tầng trước. Nhưng bây giờ Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên trọng thương mắt lệ nhạt nhòa nhìn. Họ không biết Thải Nhi thi triển tử thần sáu tuyệt sẽ chịu đựng phản vệ như thế nào. Nhưng chỉ sợ sự phản vệ khủng khiếp này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu. Thải Nhi tĩnh lặng đứng đó, nhưng dây sau người nàng đột nhiên run rẩy. Trước ngực nàng, từng tầng vầng sáng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đầu tiên là màu đỏ, sau đó là lam, xanh, vàng chanh, đen, vàng, lại tuần hoàn, vầng sáng sáu sắc thi nhau lấp lóe khiến thân thể yêu kiều của thải nhi trùm một tầng sáng nguyễn lệ theo ánh sáng sáu sắc lấp lóe cả tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng đều sáng lên ánh sáng sáu sắc nhấp nháy nguyễn lệ chưa từng có xuất hiện tại tháp vĩnh hằng đó là ánh sáng khiến người mê say hoa mắt trói lòa khiến người khó thể hình dung tất cả ánh sáng đều đến từ giai điệu vĩnh hằng đến từ trước ngực thải nhi thân thể nhẹ run thải nhi lắc lư một cái ngay sau đó ánh sáng sáu sắc trên người nàng càng biến dạng rỡ hơn thì triển tử thần sáu tuyệt đã rút cạn tất cả lực lượng trong người nàng. Nếu không phải luân hồi linh lô bởi vì lúc trước hợp thành mà tiến hóa, vậy lúc này nàng chỉ có thể là cái xác biết đi. Tuyệt thứ nhất tử chi thương, nàng có thể sử dụng mà không chịu phản phệ gì. Nhưng dùng năm tuyệt sau thì tất cả phản phệ đều tác dụng trên người nàng. Con người có sáu cảm, một khi đều biến mất hết thì không khác gì đã chết. Giờ phút này trong sáu cảm thải nhi chỉ còn lại một cảm, đó chính là cảm giác. Thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác đều mất hết chỉ còn lại duy nhất cảm giác mà thôi khoảnh khắc này nàng đã vô cùng yếu ớt thậm chí không thể nhấc lên một ngón tay nàng kinh ngạc phát hiện lực lượng thần kỳ từ ngực khuếch tán ra dẫn động năng lượng khổng lồ xung quanh nhanh chóng ngưng tụ trong người mình cảm giác ấm áp lan truyền khắp người cảm giác cạn kiệt sức lực bỗng chốc biến mất linh lực trong người mau chóng hồi phục lực lượng thần kỳ này thậm chí còn chống lại lực phản vệ từ luân hồi linh lô chính là nói lực lượng này đã có thể so sánh với luân hồi linh lô sau khi hợp thành đúng vậy đây là lực lượng đến từ Tháp Vĩnh Hằng, đến từ Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Nguyên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Ánh sáng sáu sắc đang biến ngày càng rực rỡ, thải nhi ở trung tâm ánh sáng. Da thịt ảm đạm lại trở về sáng bóng, thải nhi vui mừng phát hiện các cảm mất đi đang hồi phục. Có cùng cảm giác không chỉ mình nàng, tuy nàng là trung tâm ánh sáng sáu sắc, nhận điều dưỡng trực tiếp nhưng đồng bạn ở phía xa, bao gồm cả Long Hạo Thần nằm trên mặt đất cũng nhận ánh sáng sáu sắc thanh tẩy mọi người bị thương nặng, vết thương đang nhanh chóng lành lặn. Dù là Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên tiêu hao sửa sống cũng giống vậy. Ánh sáng sáu sắc thật là quá kỳ diệu, bất cứ cấm chú chữa trị nào được biết đến đều không thể so sánh với nó. Đó là lực lượng nguyên tố vô cùng tinh thuần, khoảnh khắc này, mọi người như cảm giác được Hỏa thần, Thủy thần, Phong thần, Thổ thần, Quang minh thần và Hắc ám thần đều dáng thế, cùng hợp lại thi triển thần lực xoa dịu vết thương cho mọi người. Dần dần, một tia lĩnh ngộ hiện ra trong lòng thải nhi. Không sai, lúc trước họ nhận thử thách gian khổ như vậy, tất cả đều nhờ vào sức của mình giai điệu vĩnh hằng không cung cấp cho họ bất cứ giúp đỡ nào thậm chí mấy người trong đội suýt chất tại quá trình thử thách nhưng đây rốt cuộc chỉ là thử thách mà không phải trận chiến sống còn từ linh thánh pháp thần trường nguyên thiên tai y lai khắc tư dù có ác độc cỡ nào thì năng lực để lại trong tháp vĩnh hằng chỉ vì mục đích chọn người thừa kế cho y truyền thừa năng lực cường đại của y mà không phải hủy diệt bởi vậy khi mọi người thông qua thử thách tầng thứ sáu dường như đã hoàn thành tất cả giai điệu vĩnh hằng giáng xuống sáu nguyên tố quang phục cường đại giúp họ chữa lành vết thương hồi phục nguyên khí Y Lai Khắc Tư sẽ không muốn một đệ tử toàn thân rách nát thậm chí bị thương không thể chữa lành. Trước tiên hồi phục chính là Lâm Hâm, Hàn Vũ, Đoạn Ức, Dương Văn Chiêu đưa hết linh lực cho Thải Nhi. Họ bị Thải Nhi hút hết toàn bộ linh lực, thậm chí hơi tổn thương nguyên khí, nhưng chỉ chưa đến 10 phút thì đã trở lại bình thường, linh lực thậm chí còn mạnh hơn lúc trạng thái ở đỉnh cao. Đây là nhờ không ngừng chiến đấu kích phát tiềm năng đã tăng cấp. Tiếp theo là Trần Anh Nhi, sắc mặt cô dần biến hồng, có Dương Văn Chiêu giúp đỡ ngồi dậy được nguyên khí tiêu hao có 6 nguyên tố hỗ trợ dần hồi phục. Một tiếng đồng hồ sau, cô vui mừng phát hiện mình đã trở lại như ban đầu. Nói cũng kỳ, chỉ cần bản thân hoàn toàn hồi phục thì ánh sáng sáu sắc sẽ tránh đi thân thể, không dung nhập vào nữa. Lúc này có thể thấy ra trình độ tổn thương của mấy người kia. Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng, ba người tẩm trong ánh sáng sáu sắc kéo dài hai tiếng đồng hồ vẫn đang tiếp tục. Thải Nhi ở phía xa cũng giống nhau, ánh sáng sáu sắc dường như không có hạn cuối còn đang tiếp tục. Lại qua hai tiếng đồng hồ, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên mới mở mắt ra, bên trong tràn ngập vui mừng. Sự sống của họ đã trở lại bình thường, không phải nói Vương Nguyên Nguyên bị thương không nghiêm trọng bằng Tư Mã Tiên, kỳ thật cô đã hiến tế mạng sống, vốn nên chất. Nhưng khi đó Trương Phóng Phóng tương đương với chịu chung phản vệ, còn đem một nửa sự sống cho cô, đây là hai người cùng chịu đựng, gánh vác, dĩ nhiên không nghiêm trọng như vết thương của Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên hồi phục cần tới 8 tiếng đồng hồ mới xong. Khi gã sờ đầu chọc từ mặt đất đứng lên thì mọi người bật thốt tiếng hoan hô. Đó là cảm giác khổ tận cam lai, họ đấu tranh và trả giá vào khoảnh khắc này được đáp lại. Bị thương càng nặng thì từ thử thách tại tháp vĩnh hằng được đến càng nhiều. Ví dụ như Tư Mã Tiên, bây giờ nội linh lực đã tăng lên tới cấp 7 bậc 8, cách cấp 8 ngày càng gần. Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng thì nội linh lực cũng tăng lên tới cấp 7 bậc 8, chẳng qua tu vi của họ vốn cao hơn Tư Mã Tiên chút ít, vậy nên mức độ tăng không lớn như gã. Mấy người khác không nhiều thì ít cũng tăng cấp. Họ không hoan hô quá lâu lại trở về yên tĩnh, bởi vì ánh sáng sáu sắc không vì họ hồi phục lại mà biến mất. Ánh sáng còn đó, chỉ tập trung trên người Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nói cũng lạ, Long Hạo Thần rõ ràng đã chất, nhưng ánh sáng sáu sắc vẫn không ngừng ùa vào người hắn, Thải Nhi cũng thế. Bây giờ hai người trở thành hai trung tâm vầng sáng sáu sắc. Có khi nào đại ca sống lại không? Lâm hâm vẻ mặt mong chờ nói. Hàn Vũ lắc đầu, khả năng rất nhỏ, dù sao đại ca đã chất rồi. Các người xem, vết thương trước ngực đại ca không có dấu hiệu khép lại lực lượng của ma thần hoàng quá đáng sợ, ngay cả vết thương đều không thể khép chứ nói chi sống lại. Xem ra chúng ta cần phải đi lên tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Không biết tầng thứ bảy là cái gì nhỉ? Thải Nhi đã thông qua thử thách tầng thứ sáu, nhưng vì sao không có đường lên tầng thứ bảy? Trần Anh Nhi nghi hoặc hỏi, Trương Phóng Phóng nói, bây giờ chỉ có thể đợi, đợi ánh sáng sáu sắc kết thúc, có lẽ sẽ hiện ra con đường. Vương Nguyên, Nguyên hơi lo lắng nói, hy vọng có thể nhanh chút, đại ca chỉ kéo dài được 7 ngày, sống lại cậu ta còn cần thời gian, cho đến giờ chúng ta đã dùng hết hai ngày, giờ chỉ còn lại 5 ngày. Tư Mã Tiên nói, may đó chứ, còn có 5 ngày, chắc họ sẽ không tại đây hấp thu ánh sáng hồi phục này lâu cỡ đó chứ. Thời gian trôi qua từng phút giây, 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng, 18 tiếng, 24 tiếng. Khi ánh sáng sáu sắc kéo dài đến 24 tiếng, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bắt đầu sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy thì ánh sáng sáu sắc phải kéo dài bao lâu đây? Nhưng cũng chính vì vậy mà họ thầm khâm phục Thải Nhi, họ đều lành lặn hết rồi, không có ánh sáng sáu sắc dung nhập nữa. Không tính tới Long Hạo Thần đã chất, khi Thải Nhi hoàn thành trận chiến chắc chắn nàng còn sống. Nhưng nàng tẩm trong ánh sáng sáu sắc tròn 24 tiếng đồng hồ, vẫn chưa hồi phục lại. Do đó có thể thấy tử thần thất tuyệt phản vệ khủng khiếp cỡ nào. Ngay lúc lòng mọi người ngày càng lo âu thì ánh sáng sáu sắc trong không khí biến nhạt dần, từ từ tan biến. Thải Nhi theo ánh sáng sáu sắc biến mất mà mở mắt ra. Thải Nhi, mọi người hưng phấn chạy hướng nàng. Tư mã tiên ôm xác Long hảo Thần chạy ở trước nhất, vài bước đã đến cạnh Thải Nhi. Trần Anh Nhi chộp lấy một cánh tay Thải Nhi, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Sao rồi, Thải Nhi, phản phệ tử thần thất tuyệt của cô, mặt Thải Nhi hiện ý cười, không ngờ là phản phệ đã biến mất, giống như bị năng lực trong tháp vĩnh hằng triệt tiêu. Tốt quá, Trần Anh Nhi vui mừng hét to, họ đều biết tử thần thất tuyệt thi triển đến tuyệt thứ sáu, Thải Nhi chịu đựng phản phệ rất có thể sẽ kéo dài lâu tới vài năm. Thậm chí có vài chỗ vĩnh viễn không thể hồi phục lại, đang lúc mọi người chìm đắm trong hưng phấn thì bỗng nhiên, ngực Thải Nhi lại lóe ánh sáng. Lần này không phải ánh sáng sáu sắc mà là màu vàng rực rỡ từ ngực áo Thải Nhi bắn ra, giai điệu vĩnh hằng hình dạng đầu lâu chui ra ngoài. Cọng dây chuyển hóa thành luồng sáng vàng biến mất, chỉ thấy đầu lâu vàng từ từ bay lên trên đỉnh đầu Thải Nhi. Hốc mắt nhỏ siêu bỗng lóe sáng, hai ngọn lửa vàng nhỏ đặc biệt sáng nhấp nháy. Đột nhiên hốc mắt bắn ra hai luồng sáng vàng tựa như hai kim châm đâm hướng tận cùng tầng 6 tháp vĩnh hằng ánh sáng vàng đi qua đâu thì tầng thứ sáu vốn hơi mông lung bị chiếu sáng ngời. Tại tận cùng tầng sáu vẫn như cũ là pho tượng trường nguyên thiên tài y lai khắc tư. Pho tượng này toàn thân màu vàng, chỉ có chỗ trái tim là màu đen. Từ vị trí thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy nhìn qua thì vệt đen kia tựa như ngọn lửa đen bốc cháy. Thể quang minh lại có trái tim tử vong hắc ám, đây có lẽ chính là tả chân của vong linh thiên tai y lai khắc tư chân chính. So với pho tượng y lai khắc tư năm tầng trước, pho tượng điêu khắc này thêm cái thần bi thương trong hốc mắt khô lâu giai điệu vĩnh hằng bắn ra ánh vàng vừa lúc rót vào hốc mắt pho tượng y lai khắc tư bỗng chốc ngọn lửa vàng nồng đậm theo đó bừng cháy lên cả tầng thứ sáu bị thiêu đốt bắt đầu từ ngoài cùng từng cây cột dâng lên lửa vàng đậm vốn hơi thở tử vong nơi này đã bị lực lượng tử thần của thải nhi tịnh hóa đột nhiên biến đặc lại trong không khí tử vong đậm đặc dường như có hàng vạn oan hồn thê thiết gào nhưng trong thanh âm như vậy lại cứ có hơi thở quang nguyên tố nồng đậm không gì sánh kịp giờ phút này Nồng độ quang nguyên tố tại tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng thậm chí còn hơn cả chỗ năm đó họ tại Thâm Nguyên Đầm Lầy gặp Nhật Nguyệt Thần Hoa. Nhưng mà quang nguyên tố tuy khổng lồ, đậm đặc lại tràn ngập bá đạo và dữ tợn, không có sự hòa bình như Nhật Nguyệt Thần Hoa. Từng cột trụ bị đốt cháy chiếu sáng tầng thứ sáu rõ như ban ngày. Vầng sáng vàng đậm khuếch tán trong không khí, hơi thở quang. Minh cũng ngày càng đậm đặc, cho đám thải nhi cảm giác như thân thể ngâm tại cái hồ tràn đầy quang nguyên tố. Thêm vào tư mã tiên, năm người có mặt đều là thuộc tính quang minh nhưng trong tình huống quang nguyên tố đậm đặc như vậy mà họ không dám hấp thu chúng. Những quang nguyên tố này lộ ra hơi thở tử vong khiến họ bất giác cực kỳ bài xích. Chỉ có Thải Nhi là sắc mặt bình thường, làm thần quyến giả tử thần, bất cứ hơi thở tử vong và oán linh một khi tới gần người nàng sẽ tự nhiên biến mất. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Đó là một loại đến từ linh hồn chấn động, dù là Thải Nhi mất đi sáu cảm cũng có thể nghe được ý nghĩa thanh âm truyền đến. Hoan nghênh đi tới tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng có thể tới đây chứng minh thực lực của ngươi đã đủ nhận truyền thừa từ ta leo lên bậc thang thông lên trời đi ta tại tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng chờ ngươi chỉ cần ngươi có thể đi tới trước mặt ta vậy chính là đệ tử của ta nếu không thì ngươi và ta vô duyên thanh âm già nua không có bất cứ cảm tình nếu long hạo thần còn sống chắc chắn nghe ra giọng nói này giống hệt lần đầu tiên hắn vào tháp vĩnh hằng thì nghe được chỉ khác là trong giọng nói thiếu vài phần thân thiết thêm phần lạnh lùng di ngôn của vong linh thiên tai y lai khắc tư chỉ đơn giản một câu như thế vừa dứt lời pho tượng tận cùng tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng bỗng nhiên cử động động là cánh tay phải chậm rãi di động tay cầm pháp trượng dơ cao chỉ hướng đỉnh chân chớp mắt cả tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng biến thành sắc vàng trong tầm mắt các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy chỉ còn lại ánh sáng vàng ánh sáng rực rỡ khiến họ không thể không nhắm mắt lại một giây trước quang nguyên tố vẫn là thể lỏng chớp mắt tựa như biến thành thể rắn khiến họ thể nhúc nhích một ly ánh sáng vàng trói lòa này không kéo dài quá lâu khi ánh sáng tắt tầm mắt mọi người trở lại bình thường thì nguyên tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng đã hoàn toàn biến đổi hình dạng xung quanh là một mảnh tối đen tầng thứ sáu đã không còn quanh người mọi người biến thành bầu trời đêm vô số ngôi sao lấp lánh lúc này tuy họ có cảm giác chân đạp đất nhưng nếu chỉ dùng mắt nhìn thì chính là bềnh bồng giữa trời đêm ngôi sao chiếu rọi đây là lần đầu tiên họ thể nghiệm cảm giác kỳ lạ này cách không xa đằng trước xuất hiện một cánh cửa to tới 10 mét màu vàng là cửa hai cánh lúc này đóng chặt Bên trên cánh cửa không có điêu khắc hay trang sức hoa lệ gì, có chỉ là màu vàng sâu thẳm. Họ không trông thấy đằng sau cánh cửa là cái gì, cửa vàng hình vòng tỏa ra quang minh tràn ngập hơi thở tử vong. Một luồng sáng vàng rơi xuống đỉnh đầu thải nhi, nàng bản năng nâng tay lên đón nhận ánh sáng, đó rõ ràng chính là giai điệu vĩnh hằng. Chẳng qua lúc này giai điệu vĩnh hằng không đơn giản là đầu lâu nữa. Cuối đầu lâu chui ra một cây chìa khóa giống như làm bằng sắt cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu Thải Nhi, nàng lờ mờ cảm thấy lúc trước họ trải qua mọi chuyện kỳ thật đều vì chuẩn bị mở ra cánh cửa trước mắt này. Mỗi chiến thắng một thánh vệ thì không chỉ được thánh vệ thừa nhận và hỗ trợ, cùng lúc đó cũng là rót lực lượng cường giả chi hồn vào giai điệu vĩnh hằng. Khi 12 thánh vệ hoàn toàn bị giai điệu vĩnh hằng hấp thu, vậy sẽ ở tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng đánh thức ý thức ngủ say của vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Thế nên mới xuất hiện cánh cửa vàng, giai điệu vĩnh hằng là chìa khóa mở cửa. Đường lên trời là cái gì? Thải Nhi không biết, nhưng nàng sớm không còn đường lui. Nàng xoay người nhìn hướng đồng bạn tinh thần sáng lán, nhẹ cắn môi dưới. Tôi nhất định sẽ hồi sinh hạo thần, nhất định, mọi người cùng lớn tiếng nói. Vương Nguyên Nguyên ôm lấy Long Hạo Thần từ tay Tư Mã Tiên, cùng Trần Anh Nhi giúp Thải Nhi cõng Long Hạo Thần. Sau lưng, dùng xiềng xích cột chặt, khi Thải Nhi cầm giai điệu vĩnh hằng đi hướng cửa vàng thì mọi người cùng căng thẳng, thậm chí còn hơn cả trước đó nhận thử thách. Trước khi chưa đạt đến mục tiêu, họ luôn dốc hết sức cố gắng tiến tới. Nhưng khi mục tiêu ngay trước mặt, tựa như gần hương tình khiếp, tâm tình của họ ngược lại càng căng thẳng. Long hạo thần có sống lại hay không quan trọng là đây. Đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng. Mọi người không tiếc lấy mạng sống cố gắng tới mức này, có thành công hay không thật rất quan trọng với họ. Ánh mắt Thải Nhi không có mê mang hay lo âu, chỉ có cố chấp và chăm chú. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là sống lại Long Hạo Thần, phải thành công hồi sinh. Nếu Long Hạo Thần không thể sống lại thì nàng chỉ còn cách cùng hắn đi tới thế giới khác, tạo nên ngôi nhà của hai người. Ngay lúc này Thải Nhi đã không rảnh quan tâm tình hình nhân loại, trong lòng nàng chỉ có Long Hạo Thần. Nếu người mình yêu nhất đã chết, nàng sống còn có ích gì? Hắn tựa như bầu trời của nàng, khoảnh khắc hắn chết, bầu trời sụp đổ trước mắt nàng. Cánh cửa vàng tràn ngập trang nghiêm, khi Thải Nhi đi tới đằng trước nó, chìa khóa dài điệu vĩnh hằng trong tay tỏa ra nhiệt độ nóng cháy. Thải Nhi nhấc tay lên, chìa khóa vàng bay ra ngoài trực tiếp nhập vào cửa tỏa ánh sáng vàng, biến mất bỗng chốc từng vòng sáng vàng ngưng tụ từ cánh cửa khuếch tán ra chiếu trời sao lấp lánh ánh sáng vàng không có tiếng động hai cánh cửa vàng chậm rãi mở ra các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều ngừng thở nhìn khoảnh khắc này tâm tình vô cùng căng thẳng long hạo thần có thể sống sót hay không thành bại tại đây ánh mắt họ sáng ngời nhìn chằm chằm cánh cửa từ từ mở ra đằng sau nó rốt cuộc là cái gì rất nhanh họ trông thấy đường lên trời thật sự là một con đường nói chính xác hơn là cầu thang trong trời đêm lấp lánh ánh sáng đằng sau cánh cửa ánh sáng vàng khổng lồ là một cầu thang vàng liên tiếp lên trời đêm càng cao thăm thẳm. Bậc thang xéo 45 độ kéo dài lên trên, bậc thang độ dốc nhỏ đều đều, còn có ánh sáng vàng đậm đặc. Đây chính là đường lên trời, thông lên tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng. Nó hướng tới khung trời càng cao, nhưng đường lên trời này không trông thấy tận cùng. Đúng vậy, dường như nó không có tận cùng. Một bước một dập đầu, đường lên trời thông thiên, thanh âm uy nghiêm từ cánh cửa vàng toát ra truyền vào tai mỗi người. Không ngờ phải một bước một dập đầu. Mọi người kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, Thái Nhi không chút trần chờ cóng Long Hạo Thần đi vào cánh cửa ánh sáng, quỳ xuống lại tại bậc thang thứ nhất. Kiêu ngạo như nàng, vì người mình yêu, nguyện ý vứt bỏ kiêu hãnh. Chỉ cần có thể cứu sống Long Hạo Thần, Thái Nhi cho rằng mọi thứ đều đáng giá. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bất giác tụ tập bên ngoài cửa ánh sáng. Tuy cửa vàng mở nhưng có lực đẩy cường đại cách chờ họ ngoài cửa. Chỉ Thái Nhi và Long Hạo Thần đã chất nằm trên lưng nàng là có thể tiến vào trong. Lại xong một lần, Thải Nhi leo lên bậc thang thứ nhất, lần nữa quỳ xuống, lại lại. Long hạo thần trên lưng nàng nhẹ lắc lư theo, lâm hâm Nhi hoặc hỏi tư mã tiên bên cạnh, đường lên trời này có áp lực cường đại không nhỉ, tư mã tiên gật đầu, nói, rất có thể, chắc cũng là một thử thách, nói tới đây gã bỗng giật mình, lẩm bẩm chúng ta đã chiến thắng 12 thánh vệ, thông qua thử thách 6 tầng, đường lên trời này chắc không phải là thử thách tầng thứ bảy chứ. Nghe gã nói vậy mọi người kiềm không được biến sắc mặt. Thử thách tầng thứ 6 gian khổ bao nhiêu thì họ đã tận mắt thấy, nếu tầng thứ bảy còn có thử thách, chỉ sợ không phải Thải Nhi chịu đựng được. Vương Nguyên Nguyên trầm giọng nói, chắc không phải thử thách về thực lực đâu, lúc trước chúng ta thông qua thử, thách đã đủ gian nan, nếu còn có thử thách khó hơn thì cần gì nhận truyền thừa từ y lai khắc tư nữa. Theo tôi thấy cửa này coi như là thử thách cũng là về mặt khác, không phải thử thách về tu vi mới đúng. Mọi người ở ngoài ánh cửa ánh sáng lần lượt suy đoán, tình hình thật sự chỉ có Thải Nhi ở trong đó mới biết. Trên đường lên trời nhìn không thấy tận cùng này không tồn tại bất cứ áp lực nào, cũng sẽ không vì nàng đi tới mà tăng áp lực nhưng khi nàng bước một bước vào cửa ánh sáng nội ngoại linh lực của nàng đều biến mất thải nhi thậm chí không biết đường lên trời này ẩn chứa điều kỳ diệu thế nào mà khiến tu vi của nàng biến mất hết hiện giờ nàng không còn là luân hồi thánh nữ chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường tối đa là thân thể tốt hơn bạn cùng lứa một chút mà thôi long hạo thần sức nặng không nhẹ lúc còn tu vi thì thải nhi cõng hắn không có cảm giác gì nhưng bây giờ nàng không còn nội ngoại linh lực cõng long hạo thần cho nàng cảm giác nặng trịch một bước một dập đầu thải nhi chỉ leo hơn 10 bậc thang thì tốc độ đã chậm lại trên trán bắt đầu thấm mồ hôi hai chân và phần eo hơi đau nhức thải nhi hiểu nếu không làm theo di ngôn của y lai khắc tư vậy mọi thứ làm trước đó thành kiếm củi 3 năm thiêu một giờ nhưng nàng cứ thế cõng long hạo thần một bước một dập đầu dưới tình huống không có linh lực thì có thể đi được bao xa chứ nếu đổi làm người khác chỉ sợ trong lòng xuất hiện trốn tránh thậm chí muốn lùi bước nhưng trong lòng thải nhi chỉ có cố chấp Đường lên trời phía trước sẽ ngày càng khó khăn, nhưng nàng sẽ không lùi về sau. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, hoặc là chất tại đường lên trời, hoặc là mang Long Hạo Thần đến tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Dưới tác dụng niềm tin này, lòng nàng không có một chút cảm xúc mặt trái, tình huống càng gian khó thì càng kích phát sự bướng bỉnh trong lòng nàng. Một bước một lạy Thải Nhi chưa từng ngoái đầu nhìn lại. Trong mắt nàng chỉ có bậc thang liên tiếp lên trên, bước chân nàng cực vững vàng, bước ra một bước, quỳ xuống, lại, đứng dậy. Lại bước ra một bước, lại quỳ xuống, không ngừng lặp lại. Khi Thải Nhi đi lên bậc thang thứ 20 thì người bên ngoài cửa ánh sáng đã thấy ra lúc này nàng gặp khó khăn. Đường lên trời thật sự có áp lực ư? Nếu không thì tu vi như Thải Nhi tại sao trong thời gian ngắn vậy mà tốc độ bắt đầu chậm lại? Nhưng nếu có áp lực thì nàng nên dùng linh lực chống chọi mới đúng, trên người Thải Nhi không hề phát ra một chút linh lực nào. Họ không tiếp tục bàn tán, thảo luận không giúp được gì, Thải Nhi thì đã trên đường lên trời, nàng chỉ có thể không ngừng đi tới. Thải Nhi, cố lên! Vương Nguyên Nguyên siết chặt nắm tay, hiện giờ họ chỉ có thể chúc phúc cho thải nhi, thầm cổ vũ cho nàng. Khi thải nhi đi tới bậc thang thứ 30 thì toàn thân vô cùng nhức mỏi, đặc biệt là đầu gối, dường như có hàng ngàn cây đinh đâm vào. Mồ hôi tẩm ướt vạt áo nàng, liên tục lại 30 lần đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực của nàng. Nếu không phải nàng cóng Long Hạo Thần, thì tình huống như vậy ít nhất phải lên tới 200 bậc thang mới xuất hiện. Thậm chí nếu nàng chậm lại tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn. Nhưng bây giờ Thải Nhi Phóng là Long Hạo Thần thể trọng hơn 160 cân. Cân nặng của nàng chưa tới 100 cân, dưới tình huống vượt sức chịu đựng như vậy, thân thể nặng chịu gánh nặng thật là quá sức. Nhưng Thải Nhi vẫn không chút tạm ngừng, thân thể đau đớn không ảnh hưởng quyết tâm của nàng. Một bước một lạy, chậm rãi mà vững vàng tiến lên. 35, 36, 37, 42, 43, 44. Mọi người xem, đó là cái gì? Trần Anh Nhi mắt sắc đột nhiên kêu lên, Mọi người theo tay cô nhìn qua, chỉ thấy trên bậc thang vàng trong suốt không biết khi nào thì hơn hai vệt sắc đỏ nhạt. Sắc đỏ, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Lại có kìa, Trần Anh Nhi lại kêu lên, Thải Nhi lần nữa leo lên một bậc thang mới, lại có hai ấn ký sắc đỏ nhạt xuất hiện trên bậc thang cũ. Hàn Vũ siết chặt nắm tay khoanh trước ngực, kiên cường như y mà giờ này thanh âm khẽ run. Đầu gối Thải Nhi chảy xước, đúng vậy, ấn ký đỏ nhạt đó là mấu, là mấu của Thải Nhi. Hơn 40 cấp bậc thang, cõng long hạo thần cân nặng hơn 160 cân, váy dài của nàng đã rách, vết thương ở đầu gối chảy máu nhỏ do tại bậc thang để lại dấu vết. Trái tim mỗi người nhói đau vì Thải Nhi, tuy họ không biết trên đường lên trời này Thải Nhi chịu đựng đau khổ như thế nào, nhưng xem tình hình có thể thấy ra con đường này không bình thường. Dù con đường lên trời cướp đi hết linh lực nhưng không thể lung lay ý chí của nàng. Từ nhỏ đến lớn khổ tu, ý chí của Thải Nhi đã vượt xa người thường, huống chi bây giờ nàng vì muốn hồi sinh cho người đàn ông của mình. Một bước lại một bước, một bước một lại hai vệt mấu bắt đầu xuất hiện trên đường lên trời không thấy tận cùng, vết mấu từ nhạt đến đậm. Khi nàng leo lên bậc thang thứ 57, vệt mấu từ hai biến thành ba. Vệt thứ ba đến từ chán thải nhi, Trần Anh Nhi đã nhào vào ngực Dương Văn Chiêu, không dám nhìn nữa, khóc giống thất thanh. Những người khác bất giác nhắm mắt lại, thân thể và tinh thần họ run bần bật, thải nhi, thật sự là quá kiên cường. Thải Nhi không tạm dừng, dường như nàng không cảm thấy đau đớn. 50 bậc, 60 bậc, 70 bậc, 80 bậc, cứ thế từng bước một, nàng gian nan loạn trọng tiến lên. Thân thể nàng lảo đảo, trên mặt đất để lại vết ngấu bắt đầu hiện thể lỏng chảy xuống bậc thang. Nhưng nàng vẫn leo lên, vẫn không ngừng leo, hình như có lực lượng không gì sánh kịp chống đỡ cơ thể ngày càng yếu ớt của nàng. Dầm, trên bậc thang 112, Thải Nhi đột nhiên ngã xuống, nặng nề đập trên bậc thang trước mặt. Nhưng tay phải nàng mạnh bấu vào bề mặt bậc thang, mũi chân trống ở bậc bên dưới, không để mình trượt xuống. Mấu tươi nhuộm đỏ vạt váy dài, chảy dọc theo mũi chân khuôn mặt tuyệt trần lúc này đã tràn đầy vết máu thân thể bởi vì chịu đựng quá nhiều mà run bần bật chỉ có đôi mắt kia vẫn đầy cố chấp kiên quyết thở hồng hộc nàng miến cưỡng bước lên một bậc nữa dầm một cái lại lại nhưng lần này nàng đã không thể bò lên trước mắt tối đen rơi vào hôn mê thải nhi ngoài cửa ánh sáng những người chứng kiến cùng hét to vương nguyên nguyên thậm chí kiềm không được dùng thân xác mạnh đụng vào tầng ngăn cách nhưng bị bắn ngược ra đừng nói là trần anh nhi coi như là tư mã tiên lâm hâm hàn vũ những người đàn ông cũng không nhìn nổi nữa ba vệt mấu tựa như ba lưỡi kiếm đâm xuyên tim họ nhưng bây giờ họ không thể làm được gì không vào được cửa ánh sáng thì đương nhiên không thể giúp đỡ thải nhi họ chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn nhìn vệt mấu đỏ thắm trên bậc thang vàng đường lên trời không chút biến đổi mọi thứ vẫn như cũ bậc thang vàng không có cuối hai tiếng đồng hồ trôi qua cơ thể thải nhi bỗng khẽ động đôi tay chống người chậm rãi nâng lên nàng đã tỉnh không ngoái đầu lại nàng chỉ hơi tạm dừng liền dẫy dụa miến cưỡng đứng lên, leo lên một bậc, lại quỳ lại. Làm xong, vệt mấu lại xuất hiện trên bậc thang mới. Thải Nhi, Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên mặt đầy vệt nước mắt, thanh âm của họ vì khóc mà biến khàn khàn. Mấy người đàn ông mắt cũng biến đỏ, siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Họ thật siết bao hy vọng có thể thay thế Thải Nhi leo lên đường lên trời này. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, Thải Nhi tỉnh lại vẫn kiên cường như vậy. Cõng Long Hạo thần đối với nàng bây giờ tựa như có một ngọn núi to, nhưng đó là tất cả niềm hy vọng của nàng. Không còn mạng thì nói gì đến tiến lên, hoặc là chất tại đường lên trời hoặc là cứu sống người của tôi. Trong lòng Thải Nhi không ngừng lặp lại câu nói này, lần này nàng đi tới 28 bậc thang thì té xuống, ngất xỉu. Nhưng dù là vậy, khi té nàng vẫn bấu chặt bậc thang đằng trước, không để mình tuột xuống. Trèo lên, hôn mê, lại trèo lên, lại hôn mê. Thải Nhi lần lượt ngã xuống lại liên tục bò lên khi nàng trèo lên bậc thang thứ 200 thì toàn thân biến thành đẫm máu. Lúc này nàng đã ngất xỉu 7 lần trên đường lên trời. Trần Anh Nhi đã khóc đến ngất, mấy người khác thì điên cuồng công kích vách ngăn cửa ánh sáng. Chỉ có làm thế mới chút hết đau khổ và dần vặt trong lòng họ. Đầu gối thải nhi sớm không còn miếng da lành lặn, xương cốt trắng hiếu lộ ra ngoài. Cặp đùi thon dài trắng nõn bất giác co giật, vì mất máu quá nhiều nên toàn thân trắng bệch bệnh trạng. Sự sống của nàng đang nhanh chóng trôi đi, đường lên trời lại vẫn không thấy tận cùng. Lần này Thải Nhi hôn mê thời gian khá lâu, tròn 14 tiếng đồng hồ nàng mới tỉnh lại. Thải Nhi, Thải Nhi, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy điên cuồng đánh vào vách ngăn trước mặt. Họ khàn giọng kêu gào, họ thật sự không nhìn được nữa, họ thật muốn nói cho nàng đừng tiếp tục nữa. Bậc thang tầng thứ 6 thông lên tầng thứ 7 dần vặt họ hơn xa thử thách trước đó rất nhiều. Nhưng Thải Nhi vẫn không ngoái đầu lại, nàng ngẩng đầu lên, trong con người chỉ thấy một mảnh đỏ rực. Miễn cưỡng chuyển động thân thể một chút, Nàng phát hiện mình làm cách nào cũng không thể đứng lên. Bảy lần hôn mê đã tiêu hao hết thể lực của nàng. Sự sống của nàng đang đi hướng cuối, cùng lúc đó, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện cách 10 bậc thang. Ánh sáng vàng lấp lánh, cửa ánh sáng từ từ mở ra lộ thế giới vàng đằng sau nó. Cửa, cửa, vốn con mắt thải nhi đã hơi xám trắng khi nhìn thấy cánh cửa này thì chợt biến sáng ngời. Cửa, hy vọng, hy vọng ở ngay trước mắt, nàng nhìn thấy, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy cũng nhìn thấy họ bất giác yên tĩnh lại nhìn cửa ánh sáng xuất hiện ở nơi cao hơn thống khổ cắn chặt răng đôi chân thải nhi đã không còn cảm giác nhưng giờ phút này ánh mắt nàng biến vô cùng sáng ngời cõng long hạo thần đôi tay liều mạng kéo mình và xác long hạo thần leo lên một bậc thang chán mạnh dập xuống bậc thang vệt mấu hằn sâu trên bậc thang đường lên trời màu vàng thậm chí bởi vì nàng để lại mấu mà tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt nhưng thải nhi không thèm để ý mọi thứ cánh cửa ngay tại trước mắt hy vọng ngay trước mặt mình nhất định có thể mang hạo thần đi vào cánh cửa này, sống lại anh ấy. Không biết vì sao, Thái Nhi mơ hồ cảm thấy bên tai mình dường như quanh quẩn thanh âm nức nở như khóc như than. Nhưng những điều này đối với nàng không quan trọng, trừ tiến lên, nàng không thèm suy nghĩ điều gì khác. Tiềm năng thân thể bị hai chữ hy vọng kích phát, nàng cứ thế nhờ vào đôi tay, từng chút một bò lên trên. Mỗi bậc thang có ít nhất một phần ba diện tích bị vết mấu trên người nàng nhiễm đỏ. Nhưng vết mấu ngày càng nhạt, máu nàng sắp chảy cạn rồi sao? 5, 4, 3, 2, 1, rốt cuộc, cánh cửa ánh sáng đã gần trong gang tấc trên khuôn mặt kiên cường mà cố chấp của Thải Nhi rốt cuộc xuất hiện ý cười. Nâng tay lên, đầu ngón tay rách toạc lộ xương run rẩy chộp hướng cánh cửa ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh khiến thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy điên cuồng xuất hiện. Cánh cửa ánh sáng đột nhiên nhẹ lung lay, lại nhảy lên một bậc thang, khiến Thải Nhi chộp vào chỗ trống. Tuyệt vọng hiện ra trong mắt mỗi người ngoài cửa ánh sáng. Cửa trên bậc thang lại là giả ư, họ cực kỳ điên cuồng công kích cánh cửa trước mặt. Họ chửi rủa Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tài Y Lai khắc tư. Thải Nhi chỉ là một cô gái, vì sao y phải tàn nhẫn như vậy? Chỉ mình Thải Nhi là không tuyệt vọng, ánh mắt nàng vẫn kiên quyết, bàn tay chộp hụt rơi vào bậc thang trống rỗng, thân thể nàng lại lết lên trên. Đây là cơ hội cuối cùng, nàng biết, nếu mình lại hôn mê chỉ sợ vĩnh viễn không thể tỉnh nữa. Sống lại Hạo Thần, đây là cơ hội cuối cùng, niềm tin và cố chấp trong phút chốc như ngọn lửa thiêu cháy, đôi tay Thải Nhi bỗng nhiên dùng hết sức, gần như phát điên mạnh chống tại bậc thang kỳ tích hiện ra trong khoảnh khắc này thải nhi đã hoàn toàn kiệt sức ngay cả sự sống cũng sắp cạn trong chớp mắt nhờ vào đôi tay yếu ớt miến cứng đẩy người cõng theo long hạo thần bóng vọt lên làm động tác giống ca chép quẫy đuôi vì cái nhào tới này tay phải nàng rốt cuộc thò vào trong cửa ánh sáng nhưng lần này đã tiêu hao hết sức lực của nàng mắt thấy tay sắp thò vào cửa ánh sáng mắt thải nhi trợn to đã hoàn toàn mất đi tia sáng ngay lúc tay phải nàng chạm vào cửa ánh sáng thì cánh cửa bỗng tỏa sáng rực rỡ ánh sáng bao trùm người thải nhi và long hạo thần Vèo một tiếng đêm họ kéo vào trong, biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc Thải Nhi và Long Hạo Thần biến mất, đường lên trời và nơi thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đứng đều biến thành hư ảo. Ánh sáng vặn vẹo, chiếu rọi, ngay sau đó trở lại hình dạng tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng, chẳng qua Thải Nhi và Long Hạo Thần đã biến mất. Các thành viên vì thảm trạng của Thải Nhi mà tiến vào trạng thái điên cuồng đang thở hồng hộc. Trong đầu họ cùng xuất hiện một ý nghĩ, Thải Nhi thành công. Ánh sáng vàng lượn lờ, Thải Nhi cóng Long Hạo Thần xuất hiện trong thế giới màu vàng xung quanh là vô tận ánh sáng vàng. Trong không khí, sương mù đỏ mỏng manh bay tới quay quanh người Thải Nhi, cùng với từng điểm sáng vàng rót vào người nàng. Dù là vết mấu dính trên vạt áo nàng cũng trong ánh sáng vàng hóa thành sương đỏ bay lên, dung nhập vào người nàng. Tay phải Thải Nhi vẫn giữ động tác rỗi ra, tay kia giữ chặt chân Long Hạo Thần vòng quanh hông nàng, như sợ cơ thể hắn sẽ tuột ra. Vết thương trên người Thải Nhi đã lành lại, tất cả vết bầm đều phân giải biến mất trong ánh sáng vàng. Chỉ có váy dài rách là không thể hồi phục biểu tình trên mặt nàng vẫn rất cố chấp, dù mất đi tất cả ý thức thì sự cố chấp này chưa từng biến đổi. Trong thế giới vàng phát ra một tiếng thở dài âm trầm, thanh âm già nua quanh quần. Đáng giá không, ánh sáng vàng dần thu lại, thải nhi cõng long hạo thần nằm vật ra trên mặt đất. Nàng nằm mơ, mơ thấy mình và long hạo thần dường như trở lại lúc tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn tại Thánh Thành. Họ nắm tay nhau, dọc theo đường trở lại nhà trọ, cứ đi, đi mãi. Con đường dường như biến không có tận cùng, đi làm sao cũng không tới nhà trọ nhưng họ chẳng chút nóng nảy, còn rất hưởng thụ ấm áp, tay nắm tay. Gậy trúc gõ mắt đất vang vọng trong thế giới của Thải Nhi, mỗi khi nàng quay đầu nhìn hướng Long Hạo Thần, đều thấy nụ cười tràn ngập yêu thương dịu dàng. Sinh mạng họ dường như hòa vào nhau trong khoảnh khắc này. Tất cả đau khổ tại giây phút này đều bị lãng quên, cứ thế bước đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nhưng rất nhiều chuyện thường không làm theo ý người, con đường đằng trước biến mờ mịt mà hư ảo. Ngay sau đó, xung quanh tràn đầy sắc vàng, Thải Nhi có chút kinh hoàng, nàng nắm chặt tay Long Hạo Thần, kêu to. Hạo Thần, Hạo Thần, Thải Nhi bừng tỉnh, ngồi bật dậy cúi đầu nhìn, liếc mắt liền thấy đôi tay tái nhợt của Long Hạo Thần vòng quanh trước ngực mình. Nàng vội nắm chặt, đau khổ thể xác đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nội ngoại linh lực cũng hồi phục lại hết. Thống khổ từng trải qua vẫn lưu lại trong ký ức thân thể nàng. Vạt phái sớm rách, bởi vì ký ức đau đớn đó mà thân thể bất giác khẽ run. Thải Nhi nhớ lại tất cả bao gồm cả lúc trước mình từng làm cái gì. Kiềm không được ngẩng đầu nhìn quanh, chỗ này chắc đã là tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng quét mắt nhìn mọi thứ đều là sắc vàng so với sáu tầng trước thì diện tích chỗ này nhỏ hơn nhiều đại sảnh hình tròn đường kính khoảng 30 mươi mét khung đỉnh hình vòm xung quanh có tổng cộng 12 cây cột vàng quay quanh dù là mặt đất đỉnh khung hay là cột trụ đều có vô số ký hiệu ma văn vàng rậm rạp mặt đất đại sảnh là ngôi sao sáu cánh vàng khổng lồ có sương mù vàng nhàn nhạt, nhạt bốc lên chính giữa sao sáu cánh có một quan tài to lớn dài năm mét rộng ba m quan tài vàng khảm đầy các loại ngọc ngà xinh đẹp, không, không chỉ là ngọc ngà, còn có ma tinh ma thú và linh đan nhân loại. Thế nhưng lại không có cái nào thấp hơn cấp 9, đây chính là tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng, nơi tử linh thánh pháp thần, trường nguyên thiên tai y lai khắc tư yên giấc ngàn thu. Thải Nhi có chút sốt ruột đứng bật dậy, trả giá vô số cố gắng rốt cuộc đi đến đây, đây là cơ hội duy nhất để nàng hồi sinh long hạo thần. Nhưng truyền thừa trường nguyên thiên tai y lai khắc tư ở chỗ nào? Đáng giá sao? Đột nhiên thanh âm già cả thở dài quanh quẩn, Thải Nhi bản năng lùi một bước, nhìn chằm chằm quan tài vàng khổng lồ trước mặt. Một luồng khói trắng từ trong quan tài vàng chậm rãi bốc lên không trung, ngừng tụ lại. Rất nhanh, khói trắng ngừng tụ thành hình người, rõ ràng giống hệt pho tượng nàng từng thấy, chỉ là không có nửa người dưới. Nửa người dưới tựa như xương khói liên kết với quan tài vàng. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy thương cảm, ánh mắt nhu hòa nhìn Thải Nhi, khẽ thở dài, lại hỏi nàng. Đáng giá sao, đáng giá, người chính là trường miên thiên tài y lai khắc tư đúng không? Thải Nhi khẳng định, Y Lai Khắc Tư vật đầu, không sai, ta chính là tử linh thánh pháp thần, trường nguyên thiên tai, Y Lai Khắc Tư. Thật sự đáng giá sao? Thải Nhi nhíu mày, đương nhiên là đáng, trường nguyên thiên tai Y Lai Khắc Tư thở dài một tiếng, nói. Ngươi là cô gái tốt, không ngờ năm đó ta thiết kế thử thách cuối cùng lại là ngươi hoàn thành được. Ngươi nên biết, trong các loại thuộc tính, không bị ta thừa nhận nhất chính là thuộc tính tịnh hóa của ngươi. Ngươi gần như không có khả năng nhận truyền thừa của ta. Nghe y nói vậy, Thải Nhi lập tức căng thẳng, Nàng không để ý truyền thừa cái gì, nhưng nàng quan tâm là có thể hồi sinh cho Long Hạo Thần hay không. Nếu không thể truyền thừa lực lượng y lai khắc tư, tất cả cố gắng nàng trả giá chẳng phải đều uổng phí rồi sao. Tôi đồng ý truyền thừa lực lượng của ngài. Di ngôn của ngài từng nói chỉ cần có thể đi đến đây, tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng thì có thể nhận truyền thừa của ngài. Chẳng lẽ ngài tính nói không giữ lời? Thải Nhi bướng bỉnh nói, y lai khắc tư mỉm cười nói, trong ngàn năm ta sống đều không nghe được có ai dùng giọng điệu như vậy nói với ta mà ngươi còn là người muốn truyền thừa lực lượng của ta. Thải Nhi khựng lại, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Y Lai Khắc Tư, bái lạy. Xin lỗi, lão sư, tôi sai rồi, tôi hy vọng có thể truyền thừa lực lượng của ngài, ngài nhất định có cách, đúng không? Trong mắt Y Lai Khắc Tư lộ ra rung động, tất cả đều bởi vì chàng trai trên lưng ngươi, kẻ vốn nên là người kế thừa của ta, đúng không? Thải Nhi không mở miệng nhưng không ngừng dập đầu với Y Lai Khắc Tư. Rất nhanh chán nàng đã sưng đỏ. Y Lai Khắc Tư vung tay lên, bỗng chốc mặt đất dâng ánh sáng vàng nâng người Thải Nhi lên. Người đã lại đủ nhiều, không sai, ta có cách để ngươi truyền thừa lực lượng của ta. Nhưng nếu ngươi nhận truyền thừa từ ta, vậy lực tịnh hóa vốn có của ngươi sẽ biến mất hết. Thân thể ngươi thậm chí theo đó thối giữa biến thành như xác sống. Lực tịnh hóa và lực phong linh của ta dĩ nhiên sinh ra xung đột. Nếu là vậy thì ngươi còn muốn không? Nếu ngươi mất đi xinh đẹp, dù ngươi hồi sinh, kẻ ngươi cõng sau lưng, liệu hắn có còn thích ngươi không? Tôi đồng ý, Thải Nhi chẳng hề do dự nói, ngươi không lo lắng, y lai khắc tư dường như có chút không cam lòng, hỏi. Thải Nhi lắc đầu nguội nguội, tôi không lo, xin ngài bắt đầu đi. Y lai khắc tư nhìn chằm chằm long hạo thần, trong mắt dao động cảm xúc kịch liệt, ngay cả thân thể xương khói cũng hơi vặn vẹo. Thật lâu sau y mới bình thản nói, tim hắn đã bị hủy, sự sống gần như cắt đứt. Tuy linh hồn chưa tan nhưng muốn sống lại cũng rất khó khăn. Đầu tiên hắn cần một trái tim đang đập, Thải Nhi nghiêng đầu nhìn hướng y lai khắc tư, nàng cười xích trên người, cẩn thận đặt Long Hạo Thần xuống dưới để hắn nằm thẳng trên mặt đất vàng. Nàng nhìn chăm chú Long Hạo Thần, vuốt khuôn mặt không có chút mấu, cúi đầu, nhẹ hôn lên trán hắn. Dù chán hắn đã lạnh lẽo không có độ ấm, nhưng vẫn cho nàng cảm giác tồn tại chân thật. Khuôn mặt xinh đẹp lộ nụ cười khẽ, Thải Nhi chậm rãi đứng dậy, nâng lên tay phải, ánh sáng đen lấp lóe. Lưỡi hái tử thần xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, ngài nói đúng, thật ra anh ấy nên là người thừa kế của ngài. Xin ngài hãy sống lại anh ấy, còn về trái tim, Thải Nhi cười, nụ cười của nàng chân thành tha thiết. Một chớp mắt tựa như hoa nở rộ động lòng người, dù là vong linh thiên tài y lai khắc tư ngủ say mấy ngàn năm, trông thấy nụ cười của nàng thì cũng ngẩn ngơ. Dùng của tôi đi, ánh sáng đen lấp lóe, lưỡi hái tử thần xoay lại, mũi dao sắc bén nhanh như chớp đâm hướng lồng ngực nàng. Nàng có tin chắc có thể móc ra trái tim sống nhảy của mình. Đem tim mình giữ lại trong ngực hắn, đây dường như là kết cuộc thật hoàn mỹ. Vậy thì nàng có thể vĩnh viễn không bao giờ chia cách hắn cho nên nàng cười rất vui đã cảm nhận được lưỡi hái tử thần sắc bén lạnh lẽo đâm vào da thịt chỉ cần lật cổ tay thì lưỡi hái sắc bén sẽ rạch ngực nàng cẩn thận móc ra trái tim nhảy thình thịch không được ánh sáng vàng mãnh liệt trào dâng từ bên dưới vọt lên đánh vào lưỡi hái tử thần đánh bật ra lưỡi hái to lớn nhưng vẫn để lại một vệt mấu trên ngực thải nhi y lai khắc tư tức giận nói con bé ngốc này hắn thật sự đáng giá cho ngươi làm thế vì hắn sao ngươi có biết hay không thanh tịnh hóa nhẫn này có hiệu quả tịnh hóa linh hồn coi như là chính ngươi một khi bị nó đâm trúng chỗ hiểm thì cũng chất chắc. Bất cứ lực lượng nào đều không thể khiến ngươi sống lại. Thải Nhi thâm tình nhìn Long Hạo Thần, nói, thì sao chứ, tim tôi cùng anh ấy một chỗ, tôi có thể cứu sống anh ấy, vậy là đủ rồi. Tôi nguyện ý chất vì anh ấy, trừ tôi ra, chẳng lẽ chỗ này còn có trái tim thứ hai sao? Tôi chỉ xin ngài hồi sinh anh ấy, y lai khắc tự im lặng, ánh mắt vô cùng mâu thuẫn, chỉ là lực chú ý của Thải Nhi tập trung vào người Long Hạo Thần nên không chú ý tới nếu năm đó ta gặp nàng cũng giống như ngươi thì tốt biết mấy có lẽ tất cả mọi việc sẽ không xảy ra hoặc có lẽ ta đã sớm đi theo nàng dù chất cùng một nấm mồ thì ta cũng sẽ hạnh phúc ra đi thanh âm thì thào của y lai khắc từ đánh thức thải nhi nàng ngẩng đầu lên nhất quyết nói xin ngài dùng tim của tôi y lai khắc từ đột nhiên cắt đứt lời nàng cô bé đừng gấp như vậy đi chúng ta hãy đánh cuộc đi nếu ngươi thắng thì ta sẽ giúp ngươi sống lại hắn nếu ngươi chất thì phải từ bỏ hắn một lòng một giả kế thừa lực lượng của ta tuy ta không thích tính hóa thuộc tính của ngươi nhưng ta thích tính cách ngươi. Tôi không đánh cuộc, Thải Nhi lắc đầu nguội nguội. Những việc liên quan đến anh ấy tôi sẽ không đánh cuộc, bởi vì tôi thua không nổi. Y Lai Khắc Tư lạnh lùng nói, việc này không theo ý ngươi. Giờ phút này Y mới hiện ra uy nghiêm của tử linh thánh pháp thần, trường nguyên thiên tai. Chỉ thấy Y vung tay lên, Thải Nhi cảm thấy cả người căng cứng, hoàn toàn không thể khống chế cơ thể, thập. Chí lưỡi hái tử thần đều bị ức chế quay lại trong người ánh sáng vàng lôi kéo, nàng tới bên cạnh Y Lai Khắc Tư. Ngay sau đó, xung quanh bắt đầu nhẹ vặn vẹo, mọi thứ biến hóa kỳ lạ. Tất cả đều biến hư ảo lại như biến thành thực chất. Thải Nhi giật mình phát hiện mình chẳng những không thể di chuyển, thậm chí không thể phát ra tiếng. Cho dù một chút linh lực cũng không có cách khống chế, dường như linh hồn đều đông lại. Y Lai Khắc Tư bình bồng bên người nàng, từng tầng sáng vàng không ngừng toát ra từ người y. Ngay bên cạnh Long Hạo Thần không ngờ có thêm một thải nhi, một thải nhi ngực bị mở ra, có lỗ mấu, mất đi trái tim. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải y chỉ hướng thân thể Long Hạo Thần. Chỉ thấy vết thương trước ngực hắn nhanh chóng khép lại, ánh sáng vàng nồng đậm dao động, trên người hắn cởi xuống kim tinh cơ tòa chiến giáp. Dưới ánh nhìn kích động của thải nhi, làn da trắng bệch của Long Hạo Thần dần có chút mấu. Tất cả đều quá kỳ diệu, Y Lai Khắc Tư chỉ nhấc tay một cái dường như đã hồi sinh cho Long Hạo Thần. Giọng Y Lai Khắc Tư vang trong đầu thải nhi, ta khiến hắn tạm thời sống lại, tất cả đều như còn sống. Người đoán xem nếu hắn biết người dùng trái tim mình cứu sống hắn, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Thải Nhi đang hưng phấn bỗng chốc như bị tạt bồn nước lạnh. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của Y Lai Khắc Tư nhưng vị tử linh thánh pháp thân, trường nguyên thiên tai từng đem đến hiểm họa cho toàn nhân loại, thậm chí khiến nhân loại diệt vong sao có thể dễ dàng chống lại được. Nàng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hạo Thần dần hồi phục sự sống, thân thể nhẹ run rẩy. Thật lạnh, Long Hạo Thần chỉ thấy mình như ngâm trong nước đá, lạnh đến cả người run run đầu óc chất lặng dần nhúc nhích cảm giác lạnh lẽo khiến hắn không ngừng dùng mình dường như bị lạnh giá bừng tỉnh trong mắt một mảnh vàng rực qua nguyên tố nồng đậm khiến khí lạnh quanh người hắn dường như giảm vài phần đây đây là chỗ nào địa ngục ư long hạo thần bản năng nhắc tay ấn ngực mình hắn kinh ngạc phát hiện lỗ hồng trước ngực đã biến mất dường như có trái tim đang nhảy như có mấu chảy xuôi trong người nhưng tu vi cường đại của hắn thì không còn sót lại chút gì cảm giác suy yếu trùng kích đầu hắn ngươi đã tỉnh thanh âm già nua hấp dẫn lực chú ý của Long Hạo Thần. Hắn ngước mắt liền thấy quan tài khổng lồ và linh hồn bình bồng trên không trung. Người là ai, đây là đâu, Long Hạo Thần phản xạ hỏi, lúc này tinh thần hắn còn đang mê mang, chỉ là người dần bớt lạnh hơn. Quang nguyên tố tinh thuần trong không khí khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, nội linh lực hình như cũng vì có quang nguyên tố rót vào mà từ từ hồi phục, coi như ấm áp hơn chút. Đây là tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng, chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Y Lai Khắc Tư bình thản nói. Long Hạo Thần kinh ngạc, lập tức tỉnh táo lại. Cái gì? Đây là tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Vậy, vậy người là sao tôi tới đây được? Y Lai Khắc Tư chỉ hướng bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói. Là cô ta mang người tới. Long Hạo Thần theo ngón tay y nhìn sang. Ngay sau đó, thân thể hắn đông cứng, há to miệng, mắt trợn tròn. Hắn bỗng phát hiện mình không thể phát ra một chút thanh âm, toàn thân như bị đóng đinh đứng đó không động đậy. Đó, đó là Thải Nhi, ngực bị mở ra mấu cười đầy đất. Thải Nhi mất đi sự sống, mặt trắng như tờ giấy. Thải Nhi, Thải Nhi, Thải Nhi của tôi sao lại như thế này? Giữ động tác cứng ngắc này cỡ nửa chén trà, Long Hạo Thần vẫn không động đậy. Thanh âm của Y Lai khắc tư vang bên tai hắn, cô ta đeo giai điệu vĩnh hằng của ta cho đưa ngươi, cõng xác ngươi thông qua thử thách khó khăn từng tầng đi đến đây. Cô ta nói ngươi là truyền nhân của ta, muốn ta sống lại ngươi. Ngươi nên biết mình chất như thế nào, ngươi đã mất trái tim. Coi như dùng vong linh ma pháp của ta, muốn hồi sinh cho ngươi cũng cần trái tim sống cho nên cô ta đưa tim mình cho ngươi. Không, Long Hạo Thần ngửa đầu bi thương thét gào. Bùm, một tiếng hắn quỳ xuống đất, nhào tới người Thải Nhi, ôm chặt thân thể mềm mại, nước mắt tuôn trào sát Thải Nhi lạnh lẽo như vậy, lạnh buốt tựa như băng ngàn năm. Long Hạo Thần chỉ thấy mấu trong người mình tại khoảnh khắc này đông lại. Sao em ngốc như vậy, sao em mốc vậy chứ? Thải Nhi, chẳng lẽ em cho rằng, em chết rồi anh có thể một mình sống sao? Long Hạo Thần đột nhiên xoay người nhìn Y Lai Khắc Tư. Tiên bối, tôi cầu xin ngài đem trái tim trả lại cô ấy chắc chắn ngài có cách đúng không cầu ngài sống lại cô ấy y lai khắc tư lạnh lùng nói ngươi cho rằng đang chơi đùa sao di chuyển trái tim có thể tuần hoàn chắc huống chi dù ta làm được người mất đi trái tim thì vẫn sẽ chất nói đến đây giọng y đột nhiên biến nhu hòa ngươi đã chất rồi cô ta dùng trái tim mình sống lại ngươi là hy vọng tim cô ấy có thể hòa thành một với ngươi vậy thì các ngươi có thể không bao giờ tách ra chẳng lẽ ngươi không hiểu nỗi khổ của cô ấy sao ngươi là đệ tử ta chọn đến đây đi cũng nên kế thừa lực lượng từ ta rồi nơi nào không có hoa cỏ ưu tú như ngươi tương lai chắc chắn sẽ tìm được cô gái càng tốt hơn cô ta hơn nữa chỉ có sống sót mới báo thù được nếu ngươi không chất cô ta sẽ không vì muốn sống lại ngươi mà chất ngươi nên đi tìm kẻ rất ngươi để báo thù mới đúng chứ không phải ở đây yếu hèn bi thương đứng dậy đi nhận lấy truyền thừa của vong linh thiên tai y lai khắc tư ta khi ngươi rời khỏi đây ngươi chính là cường giả mạnh nhất thế giới nhân loại đến lúc đó mọi thứ đều nằm trong quyền sinh sát của ngươi dù ngươi muốn bao nhiêu phụ nữ đều được, đợi ngươi báo thù cho cô ta xong, dùng xác kẻ thù tế bái cô ta." Long Hạo Thần ôm xác Thải Nhi quay đầu nhìn Y Lai Khắc Tư, ánh mắt hắn thật bình thản. Dường như hắn bị Y Lai Khắc Tư thuyết phục, lúc trước điên cuồng đều giấu đi, cảm xúc theo đó bình tĩnh lại. "Ôm xác Thải Nhi." Hắn chậm rãi đứng dậy, lầu bầu. "Nếu như hai chúng ta chỉ có một sống sót, như vậy cô ấy chết rồi cũng tốt." Đáy mắt Y Lai Khắc Tư xuất hiện tia sáng lạ lùng, quay đầu nhìn Thải Nhi chân chính bên cạnh mình. Long hạo thần không nhìn thấy nhưng y lại thấy, thanh âm lạnh lùng của y vang bên trong linh hồn Thải Nhi. Nhìn thấy chưa, đây chính là người đàn ông người nguyện ý trả giá sinh mạng vì hắn. Nhưng y lai khắc tư thất vọng rồi, bởi vì từ trong mắt Thải Nhi, y chỉ thấy bi thương và yêu sâu vô tận. Dường như nàng không hề nghe thấy lời tuyệt tình của Long hạo thần. Người còn chưa hiểu rõ sao, y lai khắc tư có chút tức giận chất vấn Thải Nhi. Thải Nhi nhẹ lắc đầu, không thèm nhìn y lai khắc tư. Tôi hiểu rõ, là ngài không hiểu mới đúng bởi vì ngài vốn không hiểu anh ấy. Y Lai Khắc Tư hừ lạnh, không hiểu ư, y chuyển ánh mắt lạnh lùng hướng Long Hạo Thần, trầm giọng nói. Ngươi nói đúng, cô ta chết rồi, vì giúp cho ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhận lực lượng truyền thừa của ta chưa? Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, truyền thừa lực lượng của ngươi, điều đó với ta lại có ý nghĩa gì? Ngươi là đao phủ, rõ ràng có thể chất con trai quang minh, nên đem đến ánh sáng cho thế giới nhân loại nhưng cuối cùng lại lựa chọn là đao phủ hắc ám. Ta không thèm truyền thừa lực lượng dơ bẩn của ngươi còn sống thống khổ hơn là chất. Nếu ta có thể cùng Thải Nhi sống đến già lão tóc bạc, vậy ta sẽ cố gắng chất muộn hơn cô ấy một chút. Nếu vậy thì lúc cô ấy chất có ta làm bạn bên cạnh, đưa tiến. Nếu ta chất trước mặt cô ấy, vậy khi sinh mạng cô ấy đi đến tận cùng sẽ cô đơn biết bao. Lực lượng cái gì, báo thù cái gì chứ, mọi thứ không quan trọng với ta, có lẽ ta còn có rất nhiều trách nhiệm, nhưng sao ta có. Thể để Thải Nhi của ta chờ đợi, nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển hướng tay trái của mình. Xin lỗi, nhật nguyệt thần hoa ta khiến người thất vọng rồi ta không thể đem ánh sáng đến cho nhân loại dù là con trai quang minh dù ta tự nhận trong lòng không chút tạp chất nhưng ta vẫn có một điểm yếu vĩnh viễn không thể thay đổi hãy để ta làm theo ý mình một lần ích kỷ một lần vì mình đi thải nhi em chậm chút anh đến đây tay trái ôm thải nhi hắn cúi đầu hôn sâu bờ môi của nàng hắn nâng lên tay phải vừa mới hồi phục một chút linh lực đều ngưng kết bề mặt bàn tay phải đột nhiên vỗ xuống đỉnh đầu mình không được chết, y lai khắc tư kiềm không được hét to linh hồn trước mắt bay tới trước mặt long hạo thần chộp lấy cánh tay hắn long hạo thần ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn y người có tư cách gì ngăn cản ta không biết vì sao lực lượng linh hồn cường đại như y lai khắc tư mà bị ánh mắt lạnh lùng của long hạo thần liếc một cái chợt đánh dùng mình không thể thốt ra lời phản đối hắn cút đi long hạo thần nổi giận gầm lên mạnh vùng ra y lai khắc tư lại dùng sức tóm chặt tay hắn chẳng lẽ trên thế giới này không có thứ gì khiến ngươi lưu luyến sao Chẳng qua vì tình yêu nam nữ mà muốn chết, đáng giá sao? Long hạo thần khinh thường cười, nghe ngươi nói vậy, chắc ngươi vốn không hiểu cái gì là yêu. Yêu đến sâu đậm sẽ biến bình thản, yêu càng sâu thì càng nồng. Không còn cô ấy, tim ta đã chất, bất cứ vương vấn trên thế gian không còn ý nghĩa gì với ta. Thế giới này với ta đã không còn sắc màu, đừng cản trở ta đi tìm Thải Nhi nữa. Ngươi cho rằng kéo lại tay ta thì ta không chất được ư. Nói xong đôi mắt Long hạo thần bỗng biến sáng ngời có thể mơ hồ thấy trong con mắt hắn dường như có lửa vàng hừng hực cháy. Thằng khốn, người điên rồi, y lai khắc tư tức ói mấu giống lên, cũng chỉ một ngón tay vào giữa trán Long Hạo Thần. Long Hạo Thần bị y chỉ một cái bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Nếu y lai khắc tư hành động chậm một giây, linh hồn Long Hạo Thần sẽ bốc cháy, khi đó đừng nói là vong linh pháp sư, coi như là thần linh cũng không thể hồi sinh hắn. Đụng vào vách tường bắn ngược lại, Long Hạo Thần vẫn ôm chặt thải nhi. Tay phải lại nâng lên, hắn chẳng chút do so dự vỗ hướng đầu mình. Điên cuồng, y lai khắc từ từ ánh mắt bình thản của Long Hạo Thần cảm nhận sự điên cuồng chưa từng có, bi thương tâm đã chất, có lẽ đây mới là ý nghĩa chân chính ánh mắt của hắn. Cô ấy còn sống, bốn chữ đơn giản so với bất cứ ngăn cản nào càng có hiệu quả. Tay phải Long Hạo Thần khựng trên đỉnh đầu, cúi đầu nhìn hướng Thải Nhi, hắn vẫn không thấy một chút sự sống. Nhưng cùng lúc đó vang lên thanh âm như khóc như than. Hạo Thần, Thải Nhi trong ngực Long Hạo Thần hóa thành từng điểm sáng vàng biến mất. Bên cạnh vong linh thiên tai y lai khắc tư xuất hiện một thải nhi người sống. Thân hình chợt lóe, nàng vọt vào vòng tay hắn, cao giọng khóc giống. Thân thể thải nhi ấm áp, nước mắt của nàng chốc lát đã thấm ướt vạt áo long hạo thần. Đôi tay nàng mạnh mẽ như vậy, ôm siết hắn, thải nhi, thải nhi, thải nhi, thải nhi, thải nhi, long hạo thần không ngừng gọi tên nàng. Hắn muốn khóc nhưng không chảy ra giọt lệ nào, niềm vui mất đi rồi lại có được khiến linh hồn chất lặng của hắn rốt cuộc xuất hiện chút ánh sáng. Ôm nàng thật chặt, quay hàm hắn run run, tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào. Nhìn đôi nam nữ ôm nhau, từ linh thánh pháp thần, Trường Nguyên Thiên Tài Y Lai khắc tư khô cần nói. Các ngươi thắng, các ngươi thắng, ba chữ đơn giản thốt ra từ miệng Y Lai khắc tư lại cực kỳ khó khăn. Linh hồn thể của Y Ngơ ngẩn bình bồng tại đó, trong mắt tràn đầy khó hiểu và khó tin. Trong lòng y dường như có thứ gì rất quan trọng bị xúc động, cho nên thể linh hồn cũng dao động không ổn định. Từng tầng sáng trắng không ngừng xuất hiện dấu hiệu tan rã. Chỉ là hiện tại Long Hạo Thần và Thải Nhi chìm đắm trong vui mừng gặp lại nhau, không để ý tới sự thay đổi của y. Thải Nhi, Thải Nhi, Long Hạo Thần không ngừng thì thầm tên nàng. Giờ phút này, tâm trạng bi thương muốn chất bởi vì Thải Nhi xuất hiện mà biến đổi, trở thành cực kỳ sợ hãi, sợ Thải Nhi trước mặt là giả, khiến mình không dễ dàng có một chút hy vọng cứ thế vỡ nát. Cho nên hắn ôm siết nàng, như muốn nàng hòa tan vào thân thể mình, không ngừng kêu tên nàng. Long Hạo Thần còn nhớ rõ khi mình bị ma thần hoàng đâm thủng trái tim thì có cảm giác gì hắc ám tới gần trong lòng hắn không có oán hận và thống khổ chỉ có vô cùng luyến tiếc không nỡ và quyến luyến thải nhi hắc ám dần buông xuống thân hình thải nhi biến mơ hồ mãi đến khi đó hắn mới sợ hãi cái chất ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là không thể thấy thải nhi nữa sao hiện giờ hắn đã sống lại thải nhi của hắn rốt cuộc trở lại bên mình vui sướng và hy vọng trào dâng không thể diễn tả bằng lời hắn ôm nàng thật chặt trong lòng cực kỳ sợ hãi dần biến thành vô cùng hạnh phúc nếu đây là một giấc mơ, hắn hy vọng mình vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Nếu các người muốn mãi mãi cùng một chỗ vậy thì bình tĩnh chút đi. Thanh âm nhu hòa mang theo chấn động linh hồn mạnh mẽ đánh thức hai người chìm đắm trong hạnh phúc. Long Hạo Thần và Thải Nhi cùng quay đầu lại, mới nhìn đến biến đổi của vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Linh hồn ngưng tụ của Y Lai Khắc Tư đang khuếch tán từng vầng sáng trắng ra ngoài. Bên trên bản thể y, hơi thở tử vong đang nhanh chóng lan tràn ra. Trên thân thể do linh hồn ngưng kết thành, hình như đôi mắt càng sáng hơn trước ánh mắt sáng ngời đó đang nhìn họ chằm chằm. Long Hạo Thần nghe lời của y còn hơi khó hiểu nhưng Thải Nhi thì đánh dùng mình. Đúng rồi, Long Hạo Thần không chân chính sống lại, chỉ là y lai khắc tư dùng cách đặc biệt tạm thời cho hắn sống lại mà thôi. Nàng lập tức tiến lên một bước, hơi vội vàng nói. Mới rồi ngài đã nói chúng tôi thắng, nếu thắng thì có phải ngài nên giúp Hạo Thần sống lại? Long Hạo Thần ngây ra, khó hiểu nhìn Thải Nhi, không phải tôi tốt lắm sao? Thải Nhi, em nói gì vậy? Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói, ngươi thật là tên ngốc, chẳng lẽ đã quên chuyện xảy ra trước đó? Hình ảnh ngươi vừa thấy tuy là ta dùng lực lượng linh hồn mô phỏng, nhưng từ ý nghĩa nào đó thì xem như là hiện thực. Nếu lúc đó ta đồng ý dùng tim của cô bé giúp ngươi sống lại, vậy thì hình ảnh vừa rồi chính là chân thật. Thải Nhi, em, Long Hạo Thần kéo Thải Nhi vào ngực, ôm chặt. Sao em ngốc như vậy? Chẳng lẽ em không hiểu, nếu em chất thì anh sống có ý nghĩa gì? Thải Nhi vùi đầu vào ngực hắn, khi Long Hạo Thần chỉ là cái xác, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải cứu sống hắn nhưng hình ảnh trước đó kích thích nàng rất lớn, đặc biệt là những lời Long Hạo Thần đã nói. Đúng rồi, nếu cứu sống anh ấy mà mình chết đi, vậy anh ấy cũng sẽ chết. Việc mình làm còn có ý nghĩa gì? Giờ phút này, hai người thật bình tĩnh, dường như Thải Nhi không còn vội vàng sống lại Long Hạo Thần, hoặc là cùng sống, hoặc cùng chết. Nghĩ rõ điều này, trong lòng nàng bình lặng, thì ra thế gian thật sự có tình yêu chân thực ư. Khuôn mặt già nua của Y Lai Khắc Tư lộ nụ cười khổ, tuy thân thể do linh hồn ngưng kết thành nhưng thoạt nhìn dường như y già thêm vài phần. Đương nhiên là có, Long Hạo Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Y Lai Khắc Tư. Đối với Y Lai Khắc Tư, hắn không vừa mắt chút nào. Chính tên đao phủ này khiến thánh ma đại lục sinh linh đổ thán, nhân loại tổn thương nguyên khí trầm trọng. Nếu không phải y, sao có thời đại hắc ám tiến đến? Nếu không phải y, có lẽ tất cả sẽ biến khác đi. Làm người có thể chất con trai quang minh, người quang minh nữ. Thần tuyển chọn cuối cùng lại đi lên con đường hủy diệt. Long Hạo Thần còn nhớ rõ năm đó Nhật Nguyệt Thần Hoa bất đắc dĩ kể cho mình nghe. Sao Y Lai khắc tư không nhìn ra sự bài xích trong mắt Long Hạo Thần được? Y bình thản nói, "Long Hạo Thần, hiện giờ ngươi có một cơ hội lựa chọn. So với cô ta thì ngươi mới là người càng thích hợp truyền thừa năng lực của ta." Nhìn ra được ngươi đã chính thức trở thành thần quyến giả Quang Minh nữ thần, chắc chắn rất xem thường người đi hướng tử vong và hắc ám như ta. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có chọn truyền thừa lực lượng từ ta mới có thể sống tiếp. Một bên là người phụ nữ người yêu sâu đậm, bên kia là tín ngưỡng của ngươi. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn, chọn truyền thừa lực lượng của ta, ngươi cùng cô ta một chỗ, các ngươi có thể cùng nhau sống sót, hơn nữa ngươi sẽ biến càng mạnh hơn. Nếu ngươi chọn từ bỏ, vậy ngươi sẽ chết, cô ta chắc chắn cũng sẽ chết theo ngươi. Ngươi chọn đi, Long Hạo Thần ngơ ngẩn, Thải Nhi cũng ngây ra, họ không ngờ được lúc này Y Lai Khắc Tư khiến Long Hạo Thần làm ra lựa chọn như vậy. Ý, ý ngài là dù không có trái tim tôi thì cũng có thể giúp anh ấy sống lại, Thải Nhi vui mừng hỏi, Y Lai Khắc Tư ngạo nghễ nói, ta là tử linh thánh pháp thần, trường nguyên thiên tài Y Lai Khắc Tư vĩ đại. Trên thế giới này rất ít có việc ta không thể làm được, quá ít. Linh hồn hắn còn đó, làm lại thân thể thì tính cái gì? Nhưng tại sao ta phải giúp hắn sống lại, trừ phi hắn chịu nhận truyền thừa lực lượng của ta, trở thành vong linh thiên tai kế tiếp, nếu không thì các ngươi tự sinh tự diệt đi. Ngươi sẽ nhìn hắn chất, cho nên lựa chọn của ngươi không liên quan đến ta không bằng ta lại ngủ say mấy ngàn năm chờ người thừa kế tiếp theo đến thải nhi lập tức quay đầu nhìn long hảo thần nhưng khi mắt nàng giao nhau với ánh mắt ngơ ngác của long hảo thần ngọn lửa hưng phấn trong lòng trước mắt bị nước lạnh tạt ướt dập tắt đúng vậy lựa chọn nhận truyền thừa của y lai khắc tư mới được hồi sinh nhưng hảo thần là thần quyến giả quang minh nữ thần là con trai quang minh sao anh ấy có thể nhận truyền thừa đến từ lực lượng y lai khắc tư y lai khắc tư là kẻ địch của nhân loại là nguồn gốc tội ác là trường miên thiên tai nếu Long Hạo Thần truyền thừa lực lượng của y, sẽ vẫn là con trai quang minh sao? Làm như vậy nghĩa là anh ấy sẽ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Lời đến bên miệng nhưng Thải Nhi không cách nào thốt ra. Nàng rất yêu người đàn ông này, sao có thể để người ấy vì mình từ bỏ tín ngưỡng? Thải Nhi biết rõ, đối với Long Hạo Thần, sự tín ngưỡng này thậm chí quan trọng hơn cả mạng sống. Hắn là một kỵ sĩ, trong lòng hắn là kỵ sĩ tinh thần nhất. Khiến hắn từ bỏ tín ngưỡng không khác gì kêu hắn tự sát. Nàng không nói gì, nước mắt lần nữa rơi xuống nàng vươn đôi tay vòng quanh hông long hạo thần, dán sát người vào hắn. Nàng không muốn nghĩ gì nữa, cứ để anh ấy lựa chọn đi, anh ấy chọn tử vong thì mình sẽ làm bạn anh ấy cùng chất. Bây giờ Thải Nhi đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi quá. Nàng chỉ muốn cứ ôm long hạo thần, dù sống hay chất, cứ tiếp tục giống thế này, cho đến vĩnh viễn. Sự ngơ ngác trong mắt long hạo thần dần biến mất, hắn cúi đầu nhìn Thải Nhi trong lòng mình, mắt lấp lóe nhưng dường như không có cảm xúc dãy ruộng. Nụ cười nhạt xuất hiện bên môi hắn, Long Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Y Lai Khắc Tư. "Ngươi đã quyết định?" Y Lai Khắc Tư hơi kinh ngạc nhìn hắn, vốn cho rằng trong lòng Long Hạo Thần sẽ có giấy rủa cực kỳ khó khăn, nhưng không ngờ hắn nhanh chóng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, đây rõ ràng là ánh mắt đã đặt quyết tâm. Long Hạo Thần bình tĩnh nói, "Ta đồng ý nhận truyền thừa của ngươi, sống sót." Nghe hắn nói câu này, dù là Y Lai Khắc Tư hay Thải Nhi đều chấn động. Thải Nhi mạnh ngẩng đầu, mắt tràn đầy khó tin nhìn hắn. "Hạo Thần, anh thật sự quyết định?" y lai khắc tư càng thêm khó tin nói ngươi không sợ chất vậy mà giờ lại từ bỏ tín ngưỡng chẳng lẽ ngươi quên ngươi là con trai quang minh thần quyến giả mà quang minh nữ thần chọn sao long hạo thần nâng tay lên nhẹ vuốt mái tóc dài của thải nhi tôi nguyện chất vì cô ấy cũng nguyện vì cô ấy mà sống nói đến đây hắn hơi tạm dừng lại nhìn hướng y lai khắc tư hai mắt tỏa ánh sáng rạng rỡ vì thải nhi từ bỏ tín ngưỡng thì có sao chứ oanh đùng đùng hai tiếng nổ cùng xuất hiện một là trong đầu thải nhi nàng chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Tiếng nổ khác đến từ linh hồn tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư ngưng tụ thành. Tiếng nổ khủng bố sinh ra dao động linh hồn to lớn đánh long hạo thần và thải nhi vang ra ngoài. Y lai khắc tư ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng hú thống khổ, thể linh hồn run lên bần bật. Từng mảng từng mảng hơi thở tử vong từ linh hồn y bắn ra, ngọn lửa trắng thánh khiết càng thêm nồng đậm bắt đầu thiêu đốt linh hồn y. Lửa mang theo khí thế điên cuồng không tiếc trả giá lan tràn mỗi góc linh hồn y. Long Hạo Thần ôm chặt Thải Nhi, dùng thân thể mình chịu đựng lực lượng linh hồn khủng bố trùng kích. Lực lượng linh hồn của Y Lai Khắc Tư thật quá cường đại, dù là ma thần hoàng dường như cũng không thể so sánh với Y. Trước uy nhiếp linh hồn khủng bố này, hắn không thể dãy dụa dù chỉ một chút. Linh hồn dao động khủng khiếp kéo dài khoảng 10 phút mới dần bình tĩnh lại. Không, không, điều này không thể nào. Giữa nhân loại sao mà xuất hiện tình cảm như thế được? Sao có thể, nhân loại đều là tồi tệ, vô sỉ, vì ích lợi, tất cả đều không là gì. Vì sao? Vì sao sẽ có tình cảm như vậy? Vì cái gì? Y Lai Khắc Tư điên cuồng gào lên, lúc này y tựa như con sói bị thương, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Không còn linh hồn trùng kích, Long Hạo Thần mới ôm thải nhi nhìn hướng y. Long Hạo Thần tràn ngập khó hiểu, hắn đã đồng ý kế thừa Y Lai Khắc Tư, nhưng vì sao Tử Linh Thánh Pháp Thần biến thành hình dạng như vậy? Y Lai Khắc Tư luôn kêu gào nhưng Long Hạo Thần cảm giác được trong tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng, hơi thở tử vong đang nhanh chóng biến mất vốn nơi này đã có qua nguyên tố cực đậm giờ dần thêm vào hơi thở thánh khiết. Sự điên cuồng kéo dài khoảng chừng bữa cơm thì y lai khắc tư dần bình tĩnh lại. Dù y là thể linh hồn nhưng lại thở hồn hền, thân hình nhỏ hơn trước gần một nửa, nhưng càng trắng hơn, trắng tinh khiết. Bây giờ linh hồn y càng giống một ngọn lửa, hỏa hồn nhấp nháy trong hốc mắt cũng biến bình ổn lại. Không ngờ, thật là không ngờ, giọng y lai khắc tư có chút cứng ngắc, tuy cảm xúc y đã ổn định nhưng cảm giác khó tin còn đó. Long hạo thần khó hiểu nhìn y, tiền bối, người có thể để tôi kế thừa lực lượng của người rồi. Y Lai Khắc Tư lắc đầu, buồn bã nói, không, ta không có tư cách này, ta sai rồi, không ngờ ta thật sự đã sai, ta sai mấy ngàn năm, ta sai rồi, ta sai rồi, Y lắc đầu nguệ nguệ, mặt tràn đầy thống khổ. Thải Nhi nắm tay Long Hạo Thần, trong đầu nàng sự trống rỗng đã bị lấp đầy, tất cả đều là hình ảnh Long Hạo Thần. Nàng chỉ dịu dàng đứng bên cạnh hắn, sự lạnh lùng có trong khí chất đã biến mất hết. Lúc nhỏ trong lòng mê mang không để lại chút dấu vết nào nữa. Nếu như hỏi nàng vì sao, vậy nàng chắc chắn sẽ đáp, đây là sức mạnh của tình yêu. Đúng thế, Long Hạo Thần dùng tình yêu nguyện chất, nguyện vì nàng từ bỏ tín ngưỡng, khiến linh hồn thải nhi thăng hoa. Tất cả mặt trái cảm xúc trong lòng nàng vì thế mà bị tình hóa, mới có thay đổi như vậy. Mọi thứ không còn quan trọng, cả đời này có tình yêu đó là đã đủ. Y Lai Khắc Tư ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn đôi tình nhân trước mặt. Trong ánh mắt ôn hòa của Y lộ ra hâm mộ khó tả nhưng không có ghen tị. Người có muốn nghe ta, Kể chuyện không, một câu chuyện xảy ra hơn 6.800 năm trước. Giọng y lai khắc tư hơi lạ, cảm xúc bi thương lan tràn từ người y. Không biết vì sao, nhìn y như vậy, lòng long hạo thần có chút đồng tình, bản năng gật đầu. Y lai khắc tư lạnh nhạt nói, 6.897 năm trước, ta sinh ra tại một tòa thành thị Tây Bắc Bộ Bàng Ba Đế Quốc. Thành thị đó gọi là Tây Địch, phụ thân của ta là thành chủ Tây Địch Thành, thế tập bá tước, ta là con trai duy nhất của ông. Từ ngày sinh ra thì ta chính là quý tộc, phụ thân vì để ta tương lai kế thừa địa vị bá tước của ông, từ nhỏ đã mời lão sư tốt nhất dạy ta các loại tri thức và lễ nghi. Năm 6 tuổi, ta bị phát hiện có độ thân thiết cực mạnh với quang nguyên tố, có thể chất con trai quang minh. Dù đã trôi qua gần 7.000 năm, ta vẫn nhớ rõ khi đó phụ thân cực kỳ vui sướng. Ông ôm ta, ở trong đại sảnh xoay tròn, hưng phấn kêu, y lai khắc tư, con là niềm kiêu hãnh của cha. Từ đó về sau, ta trở thành một ma pháp sư quan hệ. Tốc độ tu luyện của ta khiến các lão sư chấn kinh khi ta 11 tuổi, ta trở thành đại ma pháp sư cấp 4. 14 tuổi, thành ma đạo sĩ. Gần 15 tuổi, ta trở thành đại ma đạo sĩ cấp 6 trẻ tuổi nhất đại lục. Nghe y nói đến đây thì Long Hạo Thần cũng kinh sợ. Bởi vì hắn cùng là con trai Quang Minh, lúc 15 tuổi chưa đạt đến cấp 6. Chính là nói cùng 15 tuổi, y lai khắc tư càng ưu tú và cường đại hơn hắn nhiều. Phụ thân nói, ta có năng lực đủ chấn kinh thế nhân. Nên ông đích thân mang ta đi tham gia trận chiến thiên tài giữa ba đại đế quốc do Huy Hoàng Giáo Đình chủ sự. Chỉ người trẻ tuổi dưới 20 tuổi mới được tham gia trận đấu thiên tài này. Đúng rồi, bây giờ Huy Hoàng Giáo Đình còn tồn tại không? Họ còn thống trị đại lục không? Long Hạo Thần lắc đầu, không có, 6.000 năm trước khi thời đại hắc ám giáng xuống, Huy Hoàng Giáo Đình đã bị ma tộc hủy diệt. Hủy diệt, y lai khắc tư ngây ra, ngay sau đó có chút quái dị bảo. Hủy diệt tốt lắm, diệt tốt lắm, ta đã biết sẽ có ngày họ đi hướng diệt phong, ta nói đến đâu rồi, trận đấu thiên tài, Thải Nhi nhắc nhở. Đúng rồi, trận đấu thiên tài. Trong trận đấu thiên tài đó, không thể nghi ngờ ta là tiêu điểm toàn trường. Gần như hiếm có đối thủ kéo dài hơn một phút trước mặt ta. Lúc ta còn trẻ diện mạo không thua ngươi bây giờ. Không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ba đại đế quốc vì muốn ta liếc mắt một cái mà hiến ân cần. Chung kết rốt cuộc đến, đối thủ của ta là công chúa đế quốc, Phù Lạc. Cô ấy cũng là thiên tài, là một triệu hoán sư cường đại. Có hoàng gia đế quốc ủng hộ, tuy cô ấy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có bổn mệnh triệu hoán thú, từ điện tinh hoàng long. Tuy tu vi cô ấy không bằng ta, nhưng thi triển ra triệu hoán thú thật khó đối phó. Trận chiến ấy chúng ta kéo dài cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bởi vì cô ấy không đủ linh lực mà thua trong tay ta, do đó ta đạt được chức vô địch. Trận đấu thiên tài lần đó, đế quốc bàng ba chúng ta thành bên chiến thắng lớn nhất. Dù đã qua mấy ngàn năm, khi Y Lai Khắc Tư nói ra những lời này thì trên mặt vẫn tràn ngập tự hào, có thể thấy tình hình năm đó đổ sộ cỡ nào. Khi ấy Thánh Ma Đại Lục hoàn toàn dưới sự thống trị của nhân loại. Tổng nhân khẩu của nhân loại chỉ sợ gấp mấy lần hiện tại, thậm chí là gấp 10 lần. Trận đấu thiên tài không thể nghi ngờ là võ đài tầng cao nhất cho người trẻ tuổi phô bày, đạt được vòng nguyệt quế cuối cùng, đó là sự vinh quang kiêu hãnh cỡ nào chứ? Giáo hoàng thời đó của Huy Hoàng giáo đình tự mình phát thưởng cho ta, đế quốc thì trực tiếp phong cho ta tử tước, ban đất trăm mẫu. Ta được phần thưởng là một bộ thứ thần khí, cũng chính là sau này trang bị cấp sử thi. Khi ấy ta tràn đầy đắc ý, có được quang vinh cao nhất trong người trẻ tuổi cả đại lục. Dù là con trai giáo, hoàng, bội la, ở trước mặt ta cũng biến mở nhạt. Có câu không đánh không quen biết, trận chiến cùng công chúa phù lạc khiến chúng ta phục tài nhau. Từ đó về sau, chúng ta được tiếng là song tử tinh của đế quốc, bị gửi gắm kỳ vọng rất cao. Ta cũng được hoàng đế của đế quốc trực tiếp chuyển vào học viện ma pháp hoàng gia, cùng đào tạo với công chúa phù lạc, được cả đế quốc hết sức ủng hộ. Tuy chỉ nghe y kể chuyện nhưng Long Hạo Thần, Thải Nhi có thể tưởng tượng khi đó y lai khắc từ thiếu niên cỡ nào đắc ý. Mới gần 16 tuổi đã có được vinh quang như vậy, dù là ai cũng sẽ giống thế thôi." Y Lai khắc tư lộ biểu tình dịu dàng, nói: "Khoảng thời gian đào tạo tại Học viện Ma pháp Hoàng gia, ta và Phù Lạc sớm chiều ở chung, mỗi ngày cùng tu luyện, nghiên cứu ma pháp. Giữa chúng ta cảm tình dần sâu đậm, ta thật yêu cô ấy xinh đẹp và thiên tài, chúng ta cùng một chỗ luôn có lời nói không hết, chúng ta thề non hẹn biển, như keo như sơn. Cảm tình ấm nồng chẳng những không ảnh hưởng ta tu luyện, ngược lại khiến ta càng tăng nhanh tu vi. Năm 18 tuổi ta đã trở thành đại ma đạo sư cấp 8." Lấy tốc độ tu luyện khi đó, ta khẳng định năm 20 tuổi, ta chắc chắn có thể đột phá cấp 9, trở thành cường giả cấp 9 trẻ nhất trong lịch sử đế quốc. Theo thời gian trôi qua, ưu thế mặt thiên phú của ta hoàn toàn hiện ra. Tuy phù lạc cũng ưu tú nhưng rốt cuộc không thể so sánh với ta có thiên phú con trai quang minh. Khi ta đột phá cấp 8 thì cô ấy mới vừa đột phá cấp 7. Lúc đó ta nhìn ra được cô ấy không vui, nhưng không nghĩ nhiều, còn nói với cô ấy, ta nguyện đứng tại chỗ đợi cô ấy đuổi kịp tu vi của ta. Cùng lúc đó, sau khi đột phá cấp 7, ta xin phụ thân hướng bệ hạ cầu hôn, đồng ý hôn sự giữa ta và phù lạc. Mọi chuyện đều thật thuận lợi, bệ hạ dễ dàng đồng ý cho chúng ta đính hôn. Chỉ chờ ngày ta đột phá cấp 9 sẽ là ngày thành hôn của chúng ta. Khi đó ta đã được tiếng là người có khả năng nhất trở thành thần. Giáo hoàng hiện thời của huy hoàng giáo đình tự mình đến đế quốc, biểu thị muốn nhận ta làm đệ tử, muốn ta nhận truyền thừa từ y. Vì đế quốc, vì phù lạc, ta từ chối. Khi đó giáo đình ở trên đại lục có thế lực cực lớn, từ ý nghĩa nào đó thì ba đại đế quốc đều phải nghe theo lệnh giáo đình. Ta có thể cảm giác được bệ hạ không cam lòng, vì bệ hạ, ta thà rằng đắc tội giáo hoàng cũng không rời khỏi đế quốc. Lên cấp 8 rồi, tốc độ tăng tu vi của ta rõ ràng giảm thấp nhiều. Lão sư học viện ma pháp hoàng gia cho ta biết, đó là bởi vì đến nay ta chỉ đơn thuần tu luyện, ít ở bên ngoài rèn luyện, đề nghị ta ra ngoài thế giới trải nghiệm nhiều hơn, thể nghiệm điều kỳ diệu trên đại lục này mới khiến ta có nhiều lĩnh ngộ tiếp tục tăng cấp. Ta nhận đề nghị của ông, báo cho phù lạc biết, Hy vọng có thể cùng cô ấy hoàn thành hành trình này. Nhưng khi đó Phù Lạc từ chối, tuy cô ấy rất yêu ta, bên trong cô ấy có một phần hiếu thắng. Ta biết cô ấy luôn hy vọng có thể vượt qua ta. Nhưng khoảng cách với ta ngày càng xa, cho nên cô ấy quyết định ở lại học viện tiếp tục khổ tu, tranh thủ đuổi kịp tu vi của ta. Vì có thể sớm ngày đạt đến cấp 9, cưới Phù Lạc, vì đem đến càng lớn quang vinh cho đế quốc, ta bước lên hành trình phiêu lưu. Nhưng ta không bao giờ ngờ rằng, chính vì thu hoạch trong chuyến đi này mà tương lai không xa trở thành ác mộng cả đời ta. Nói đến đây, sắc mặt Y Lai khắc từ dần biến dữ tợn, bùng phát lửa giận, linh hồn dao động kịch liệt khiến cả tháp vĩnh hằng run rẩy. Rời khỏi đế đô, ta đi trên đại lục, nhờ vào tu vi cấp 8, gần như không gặp khó khăn gì. Ta dùng thời gian 2 năm gần như đi qua mỗi thành thị ba đại đế quốc. Nhìn vùng đất và con người khác nhau, cảm nhận thế gian hợp hoan ly thương. Dù là tầm mắt hay tu vi đều có bước tiến dài. Có lẽ vì ta là người được quang minh nữ thần tuyển. Chọn, trong hai năm nay nhận nhiều kỳ ngộ, còn được công pháp cường đại không gì sánh kịp. Khi ta trở lại đế đô thì Tu Vi đã đến đỉnh cấp 8. Gặp lại Phù Lạc, ta kiềm không được ôm cô ấy mừng muốn khóc. Ta có thể cảm giác được mình đã tới lần danh cấp 9, cách đột phá chỉ có một bước. Ta tin tưởng chẳng bao lâu sau có thể cưới công chúa Phù Lạc ta yêu nhất, ta cũng sẽ trở thành cường giả mạnh nhất đế quốc. Khi đó ta không có chút tâm kế, đem các loại kỳ ngộ trong hai năm qua gặp được nói cho Phù Lạc, để cô ấy cảm nhận vui sướng trong lòng ta và quá trình rung động. Nhưng có một việc khiến ta hơi khó chịu, con trai giáo hoàng cũng tiến vào học viện ma pháp hoàng gia khi ấy ta lấy làm lạ vì sao hắn tới nơi này so với đế quốc bàng ba chúng ta huy hoàng giáo đình nghiên cứu ma pháp sâu hơn mới đúng hắn hoàn toàn không cần tới đây học nhưng vì niềm vui sắp kết hợp với phù lạc nên ta không nghĩ gì nhiều không chút giữ lại chia sẻ với phù lạc cuộc du lịch của mình phù lạc rất có hứng thú công pháp ta đạt được hy vọng ta có thể giao cho cô ấy học tập nhưng bị ta từ chối tuy công pháp đó kỳ diệu nhưng tuyệt không dễ dàng học tập sử dụng bởi vì cái giá phải trả thật sự quá lớn, ta sợ nàng bị tổn thương. Các ngươi có biết đó là loại công pháp nào không? Nói đến thì bây giờ ta còn cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Tuy công pháp chỉ có mảnh nhỏ nhưng cần dung hợp linh hồn mới tu luyện được. Dường như là năng lực chủng tộc xa xưa đến từ thế giới khác, bị gọi là công pháp linh hồn. Loại công pháp này có cái tên rất quái lạ, gọi là Tố Quy Giáp thuật. Lúc mới có được nó ta còn ngỡ rằng chỉ là công pháp loại phòng ngự. Nhưng sau này trải qua cẩn thận nghiên cứu, ta phát hiện nó không dính dáng gì đến phòng ngự mà là năng lực tiên tri. Khi đó cả đại lục chỉ trong huy hoàng giáo đình mới có dự ngôn sư. Ta hơi hiểu một chút là họ chỉ có thể tiên tri tương lai. Tác dụng công pháp này lại là dự đoán hiện tại, có thể nói là thuật bói toán. Nó có một điểm rất bá đạo, đó là tính tuyệt đối thành lập. Chính là nói, một khi phát động tố quy giáp thuật, vậy tất cả sinh vật trong phạm vi của nó sẽ chịu tác động, ngay cả người thi thuật cũng không ngoại lệ. Theo nó giới thiệu thì coi như là thần, nằm trong phạm vi tố quy giáp thuật cũng sẽ bị hạn chế tính tuyệt đối thành lập, không thể tránh cho uy lực của nó. Đây là công pháp đáng sợ cỡ nào chứ, nhưng tính tuyệt đối thành lập cũng đem đến nguy hiểm tuyệt đối. Công pháp này có tính không xác định cực lớn, sau khi thi triển, người thi thuật không thể khống chế kết quả bói toán. Chính là nói, kết quả có lẽ tốt cũng có lẽ là xấu. Dù thế nào thì bản thân người thi thuật đều phải gánh vác một phần. Cho nên một khi sử dụng năng lực này, mà gặp xui nữa thì rất có thể sau vài lần sử dụng bản thân sẽ thành tế phẩm cho tố quy giáp thuật. Các ngươi nói xem, công pháp như vậy sao ta muốn học? Sao để phù lạc học được chứ? Nói đến đây, trên mặt y lai khắc tư tràn đầy cay đắng. Nhưng phù lạc không hiểu nỗi cho khổ tâm của ta. Cô ấy cho rằng ta độc chiếm công pháp, không chịu truyền thụ cho cô ấy, thậm chí vung tay áo bỏ đi. Tính tuyệt đối thành lập và có thể ảnh hưởng cả thần có sức hấp dẫn quá lớn, cho nên cô ấy hoàn toàn không thể dùng tâm tình bình thường xử sự, sự. Cô ấy không nghĩ xem, nếu ta thật để ý nó thì vốn không cần nói cho cô ấy biết. Ngoặc kép, khi đó ta chỉ cảm thấy chẳng qua cô ấy nhất thời hành động theo cảm tính, nên không quá để ý, bình tình hai ngày là tốt rồi. Quả nhiên, hai ngày sau khi ta đi tìm cô ấy thì dường như cô ấy đã bình thường trở lại, chỉ là bộ dạng như có tâm sự nặng nề, nhưng thái độ đối với ta vẫn tốt như trước, không hề đề cập tới chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, người đàn bà lòng dạ rắn độc này đã tính kế ta sẵn rồi. Y lai khắc tư nghiến răng, nghiến lợi, người run bần bật, Hiển nhiên sự việc năm đó đem lại rất rất nhiều đau khổ cho y. Đó là một ngày đẹp trời, không khí rất tốt, trời xanh không mây, ánh nắng rực rỡ. Quang nguyên tố nồng đậm khiến ta là con trai quang minh thấy thoải mái cực kỳ. Cảm giác hòa nhập trong ánh nắng thật quá tuyệt vời. Phù Lạc hẹn ta dạo chơi ngoài thành, đương nhiên ta vui vẻ đồng ý rồi. Hơn nữa còn nói cho cô ấy, sau lần đi chơi này ta sẽ bế quan trùng kích cấp 9. Chờ ta thành công đột phá sẽ xin bệ hạ ban hôn, cưới cô ấy về nhà. Đến lúc đó, tin tưởng bệ hạ ít nhất sẽ ban cho ta một tước vị bá tước, còn có thưởng cho pháp sư cung đình. Chúng ta rời khỏi đế đô, đi tới vùng ngoại ô. Đang lúc du sơn ngoạn thủy thì ta bỗng phát hiện chúng ta bị bao vây. Rất nhiều người áo đen chặn mọi con đường có thể chạy trốn. Những người này ngay cả đầu cũng bị vải đen bao lấy, không lộ ra một chút da thịt. Mới vừa xuất hiện chúng lập tức điên cuồng công kích chúng ta. Khi đó phủ lã ngây ra như phóng, tu vi cô ấy gần cấp 8 dường như quên cách sử dụng ma pháp. Làm đàn ông thì dĩ nhiên phải bảo vệ người đàn bà của mình, hơn nữa khi đó ta rất tự kiêu. Nhờ vào tu vi đỉnh cấp 8, thêm vào các loại ma pháp cường đại ta tốn công nghiên cứu, những người áo đen tuy thực lực mạnh nhưng bị ta rất chất rất nhiều. Tuy nhiên bọn chúng ngày càng nhiều, tu vi mỗi một tên đều trên cấp 7. Khi đó ta liền cảm thấy lạ, nếu như đây là gián điệp hai đế quốc khác sai đến, nhiều cường giả như vậy mà các cường giả trong đế đô không chút phát hiện sao. Cứ tiếp tục rằng co, chỉ sợ ta và phù lạc sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài, cho nên ta nhanh chóng quyết định mang theo phù lạc lập tức lao ra vòng vây lúc này hình như phù lạc đã tỉnh táo lại bắt đầu sử dụng các loại ma pháp triệu hoán giúp đỡ ta chúng ta cưới triệu hoán thú của cô ấy chạy trốn hướng tới đế đô ngay lúc ta cho rằng kẻ địch không thể đuổi kịp chúng ta đã thoát khỏi vòng vậy thậm chí ở phía xa thấy tường thành đế đô thì bỗng nhiên thứ gì lạnh lẽo xâm nhập vào ngực ta ta cúi đầu nhìn phát hiện một con dao găm đâm sâu vào ngực ta chuôi dao nằm trong tay phù lạc Nghe y nói tới đây, Long Hạo Thần và Thải Nhi Kiềm không được khẽ kêu. Họ tuyệt đối không ngờ được công chúa phù lạc lại xuống tay với y lai khắc tư. Bọn họ chính là tình nhân thề non hẹn biển. Khoảnh khắc đó, biểu tình cô ấy tràn đầy dữ tợn. Bi thương tràn ngập trong mắt y lai khắc tư. Trong miệng cô ấy còn thì thào hỏi, vì sao, vì sao anh không dạy tố quy giáp thuật cho tôi? Vì sao, tôi vốn không muốn làm như vậy, tim ta rất đau, so với vết thương càng đau hơn nhiều. Trong ngực lạnh lẽo dần biến thành tê dại, ta có thể cảm giác được sự sống của mình đang theo con dao ảo ạt chảy ra. Cho dù tại lúc này ta vẫn không thể tin kẻ ra tay với ta lại là phù lạc mà ta yêu sâu đậm. Ta yêu cô ấy như vậy, vì cưới được cô ấy, ta ngày dài đêm thâu khổ tu, là vì tương lai cô ấy cùng ta một chỗ có thể hạnh phúc, vui vẻ, hãnh diện. Nhưng cô ấy lại dùng một con dao nhuộm kịch độc đâm vào ngực trái của ta, vị trí trái tim người bình thường. Nhát dao đó dứt khoát như vậy, cô ấy biết rõ ta sẽ không phòng bị cô ấy, hơn nữa nhát dao đó chọn ngay lúc ta thả lỏng nhất. Ngay lúc đó, có càng nhiều người áo đen xuất hiện ở đằng trước. Dường như họ đã chờ sẵn, sớm đoán trước mọi chuyện. Lúc trước trận rất chỉ là mùi dụ, phù lạc đâm nhát dao đó vì để ta mất đi cơ hội trốn thoát. Vang lên một thanh âm lạnh lùng quen thuộc, hắn nói với phù lạc rất hắn đi. Mãi đến lúc này ta mới tỉnh lại, ý nghĩ cầu sinh khiến ta nhanh chóng đẩy phù lạc ra, kẹp lấy triệu hoán thú của cô ấy. Khi đó dường như phù lạc ngây ra, hình như cũng vì đâm nhát dao này mà tâm tình biến đổi, không lập tức công kích ta. Nhân cơ hội này, ta lấy ra một quyển trục, đó là một quyển trục đại sư chế tác tặng ta, tên là quyển trục ẩn cư, trước mắt truyền tống 20 mét. Hiển nhiên bọn họ không ngờ ta còn có thứ này, cho nên ta mới thoát khỏi vòng vây. Giây phút quyển trục ẩn cư có tác dụng, ta còn nhớ rõ, phù lạc tỉnh táo lại cuống quýt phát động triệu hoán thú tấn công ta. Giây phút kia, trong mắt cô ấy chỉ có sát khí lạnh lùng, đâu còn một chút tình cảm xưa kia. Long Hạo Thần và Thải Nhi hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện của Y Lai Khắc Tư, thậm chí quên tình hình trước mắt cảm nhận y lai khắc tư toát ra bi thương đậm đặc họ có thể tưởng tượng tâm tình năm đó của y bỗng chốc hai người nói không ra lời con trai quang minh phản bội tín ngưỡng rốt cuộc là có lý do nhưng phản bội vẫn là phản bội tuy nhiên chỉ vì chuyện như vậy đã đẩy y trở thành vong linh thiên tai ư bi thương trong mắt y lai khắc tư dần biến thành lạnh giá có phải các người cảm thấy chỉ vì phù lạc phản bội mà ta quay lưng với tín ngưỡng quang minh các ngươi sai rồi nếu chỉ là vậy còn chưa đủ để ta biến đổi thành thế này Long Hạo Thần, người cũng là con trai Quang Minh, người nên biết, là người được Quang Minh nữ thần lựa chọn, lòng chúng ta kiên cường cỡ nào. Nhưng phản bội ta không chỉ là công chúa Phù Lạc, mà là cả thế giới. Thông qua quyển trục ẩn cư, ta thoát khỏi truy sát. Khi đó ta chỉ thấy lòng lạnh lẽo, vốn trong lòng tràn ngập tốt đẹp dường như biến mất theo Phù Lạc phản bội. Nhưng dù là vậy thì ta còn chưa hận cô ấy, ta rất yêu cô ấy, dù thế nào cũng muốn nghĩ cô ấy theo chiều hướng tốt. Cuối cùng xuất hiện người áo đen kia khiến ta suy nghĩ, có lẽ phù lạc bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới làm vậy. Tuy ta biết rõ cô ấy là công chúa, không người nào có thể cưỡng ép được, nhưng ta vẫn muốn nghĩ như vậy. Khi đó ta thật là ngốc nghếch, một nhát dao của phù lạc đâm trúng ngực trái ta, nhưng cô ấy không biết, ta khác với người thường, trái tim nằm ở bên phải. Bởi vậy tuy dao găm có độc trọng thương ta nhưng không chí mạng. Ta cố nén đau xót, kiếm một hang động dưỡng thương, nhờ vào đan dược lúc đi du lịch có được trước tiên ổn định kịch độc, sau đó thông qua quang nguyên tố tinh thuần bản thân dần tiêu trừ độc tố. Quá trình này thống khổ mà dài lâu, nhưng ta biết rằng dù có muốn đi tìm phù lạc hỏi rõ ràng cũng phải đợi thân thể hoàn toàn khỏe mạnh mới được. Ta nhiều lần nghe ngoài động có tiếng người ồn ào, dường như có rất nhiều quân đội di chuyển. Nhưng khi đó ta không nghĩ rằng những quân đội này đến đây là vì sao. Tròn hai tháng ta mới điều dưỡng vết thương xong, hồi phục tu vi. Ta lặng lẽ ra khỏi động, trở lại đế đô, nhưng chưa đợi ta vào cửa thành thì như bị sét đánh ngang tai. Ở bên cạnh cửa thành có bố cáo hoàng gia rất bắt mắt, trên bố cáo viết đế quốc tử tước y lai khắc tư bởi vì mơ ước công pháp cường đại mà công chúa phù lạc có được đã đánh lén công chúa cướp đi công pháp khiến công chúa trọng thương phản quốc trốn đi định tội phản quốc trừ bỏ tước vị người người nên rớt nếu có bình dân nào phát hiện tung tích lập tức báo ngay thưởng cho một vạn kim tệ ta tuyệt đối không ngờ bọn họ tồi tệ đến tận đây không ngờ rằng họ trả đúa hơn nữa không chỉ có bố cáo của hoàng gia còn có bố cáo từ huy hoàng giáo đình nội dung gần như giống y hệt nói ta là dị giáo, nói ta bị hắc ám xâm thực. Khi đó ta ngây người tới một tiếng đồng hồ mới dần tỉnh táo lại. Ta rất yêu phù lạc nhưng không phải thằng ngốc, đến lúc này nếu ta còn chưa hiểu mình rơi vào âm mưu to lớn thì không xứng là người thừa kế con trai quang minh. Ta lập tức tìm chỗ ẩn nấp hóa trang, khi đó ta nghĩ rằng nhất định phải tìm ra chứng cứ, tìm ra chứng cứ họ che mắt bệ hạ và giáo đình, chứng cứ chứng minh ta trong sạch. Điểm mấu chốt này nằm trên người phù lạc, nên ta phải đi tìm cô ấy hỏi cho rõ, có lẽ bởi vì qua mấy tháng, hoặc là vì cho rằng ta đã chất bởi dao độc, trong đế đô không giới nghiêm. Ta giả dạng xong thật dễ dàng quay lại đế đô, nhìn nơi trốn từng quen thuộc, tim ta càng đau đớn. Ban đêm, ta lặng lẽ đột nhập hoàng cung, ta quá quen thuộc mọi thứ nơi đây. Tuy ta là ma pháp sư nhưng tu vi đã đạt đến cấp 8, ta có rất nhiều cách lẻn tới nơi ta muốn. Ta đi tới tầm cung của Phù Lạc, ở đó ta nhìn thấy người khác, con trai giáo hoàng, bội la. Hai người họ đang nói chuyện, địa điểm còn ở trong phòng ngủ của Phù Lạc khi đó ta đã đoán được chút chút quan hệ giữa hai người nhưng ta vẫn không muốn tin nhưng khi ta nghe xong chuyện họ nói thì ta mới biết mình ngốc cỡ nào âm mưu này to lớn cỡ nào khi đó phù lạc chất vấn bội la tại sao còn chưa tìm được ta bội la nói đã dẫn động lực lượng huy hoàng giáo đình phối hợp với lực lượng đế quốc đang tìm tung tích của ta sống phải thấy người chất phải thấy xác nhất định phải lấy được công pháp đó từ tay ta từ trong lời nói của họ ta dần nghe ra manh mối thì ra rất sớm vài năm trước kia khi ta du lịch thì bội la đã đến học viện ma pháp hoàng gia hắn đến có hai mục đích mục đích chính là giao tiếp với hoàng đế hy vọng có thể dẫn ta vào huy hoàng giáo đình cái khác là theo đuổi phù lạc bệ hạ không đồng ý ta gia nhập huy hoàng giáo đình bội la đã ở lại dùng các loại thủ đoạn theo đuổi phù lạc tiện nhân phù lạc không chịu nổi miệng lưỡi ngọt mật của hắn cùng với dụ hoặc các loại đan dược và công pháp từ huy hoàng giáo đình cuối cùng rơi vào tay hắn bội la đề nghị ả à bởi vì ta có thể chất con trai quang minh đã uy hiếp sự thống trị trong tương lai của huy hoàng giáo đình cho nên giáo đình nhất định phải trừ bỏ ta mới khiến dòng họ hắn vĩnh viễn thống trị giáo đình đợi hắn thành giáo hoàng phù lạc chính là hoàng hậu của hắn vốn phù lạc đối với ta còn có vài phần tình cảm nhưng cuối cùng khi bội la hướng bệ hạ đề ra huy hoàng giáo đình nguyện giúp bàng ba đế quốc thống nhất đại lục tấn công hai đại đế quốc khác hơn nữa biểu đạt với phù lạc rằng khi có được công pháp từ chỗ ta thì có thể đưa ả à học tập dù là hoàng gia đế quốc hay phù lạc rốt cuộc đã xa vào phần lợi ích này. Mà ta thì trở thành vật hy sinh trong đó, kế hoạch của chúng gần như hoàn mỹ, nhân dịp ta và phù lạc dạo chơi ngoài thành, bao vây chúng ta, tiêu hao thực lực của ta. Trên đường về, phù lạc nhân dịp ta chưa chuẩn bị liền xuống tay, như vậy thì ta khó có khả năng trốn thoát. Đến lúc ấy, chỉ cần rớt chất ta, lại do đế quốc và giáo đình trục tội phản quốc cho ta. Khi đó, dù ta từng là kiêu ngạo của đế quốc, sẽ rất nhanh bị dư luận phỉ nhổ. Ta thật hận, ta không bao giờ ngờ được, quốc gia của ta, người ta yêu và tín ngưỡng của ta cùng lúc phản bội ta. Khi đó ta chỉ thấy đầu óc trống rỗng, ngay lúc phù lạc và bội la quấn quyết nhau thì ta vọt vào trong, phát động công kích chí mạng tới chúng. Ta xuất hiện đối với chúng thật là quá đột ngột, tuy chúng là thiên tài trẻ tuổi nhưng thực lực so sánh với ta thì còn chênh lệch không nhỏ. Dưới tình huống đánh bất ngờ, rất nhanh bị ta chiếm quyền chủ động. Bội la bị ta đánh trọng thương, phù lạc cũng bị ta bắt giữ. Lúc này tuy rất nhiều cường giả cung đình tới, nhưng ta dùng mạng sống của phù lạc và bội la làm con tin, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ khi đó ta chất vấn phù lạc vì sao làm vậy với ta ta có chỗ nào đối ả không tốt ả à vì muốn sống chỉ đau khổ cầu xin ta nhưng lúc trước chúng nói gì ta đều nghe hết sao có thể tin lời ả chứ khi đó ta chỉ có một suy nghĩ là cùng chất với chúng ta đã từng là thiên tài tinh anh mà ta bây giờ thành tạc phản quốc lệch lạc to lớn này khiến ta không thể thừa nhận ta đã không muốn sống chỉ muốn cùng chất với đôi cầu nam nữ nhưng bội la dù sao cũng là con trai giáo hoàng có nhiều chiêu giữ mạng, đang lúc ta chuẩn bị cùng chất với chúng, hắn dùng cách đặc biệt dẫn động một chiêu của giáo hoàng. Ta trọng thương, rốt cuộc vẫn không đành lòng xuống tay với phù lạc, cuối cùng chỉ có thể chọn phá vòng vây chạy trốn. Chờ ta lao ra khỏi trùng vây, núp trong chỗ bí ẩn tại đế đô thì đã mình đầy vết thương, cử tử nhất sinh. Ngay sau đó, đế đô bắt đầu toàn thành lùng bắt, tìm tung tích của ta. Ta từng ở đế đô cứu một kẻ ăn mày, có hắn trợ giúp ta mới may mắn thoát khỏi truy sát của chúng. Nhưng khi ta vừa dưỡng lành vết thương, lại biết được một tin tức tựa xét đánh ngang tai. Chúng nó bắt người nhà của ta, y lai khắc từ nghiến răng nghiến lợi. Chúng biết rõ ta giấu trong đế đô, cho nên dán thông cáo dùng tội phản quốc xử tử người nhà ta. Ta còn nhớ rõ ngày đó, bầu trời như biến thành đỏ mấu. Khi bệ hạ tại trước mặt dân chúng đề đô ra lệnh rất chóc, khi ta chính mắt thấy bội la và phù lạc, đôi tiện nhân mặc giáp trụ dùng kiếm chặt bỏ đầu người nhà ta, một tia hy vọng và quang minh cuối cùng trong lòng ta, hoàn toàn tắt ngấm. Các người có thể tưởng tượng được không? Một người, chính mắt thấy tất cả người thân của mình bị rớt. Phụ thân, mẫu thân, chị, em gái, họ hàng, dù là con nít chúng cũng không buông tha. Đem cả tộc nhà ta tịch thu tài sản, rất hết. Ta biết chúng đang chờ ta xuất hiện, chờ ta thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng quá hiểu tính cách của ta, nhưng lúc ấy, ta có một khối lệnh bài màu đen có được trong một chuyến du lịch, nó bị nỗi oán hận trong lòng ta ảnh hưởng, phát động. Khi đó ta cả người lạnh lẽo không thể động đậy cũng vì vậy mà ta trơ mắt nhìn người nhà, từng người một bị rớt. Khi đó ta điên cuồng, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Mấu của người thân nhiễm đỏ mảnh đất quảng trường đế đô. Nhà ta trên dưới 367 người, không ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chất thảm dưới đao của chúng. Chờ ta hồi phục khỏi lạnh giá thì người nhà của ta đã không ai còn sống. Dường như ta nhìn thấy oán linh của họ không cam lòng quanh quẩn trên trời. Ta không ra tay, người nhà của ta đã chất, ta mang theo vô tận thù hận rời khỏi chỗ đó. Cả trận rớt chóc ta vẫn không xuất hiện khiến chúng cho rằng ta rời khỏi đế đô, trận lùng bắt tạm kết thúc. Nhưng chúng trải rộng khắp đại lục tìm kiếm tung tích của ta. Rốt cuộc ta ra khỏi đế đô, chọn một hướng chạy như điên. Cuống cuồng chạy 7 ngày 7 đêm, mãi đến khi cạn kiệt sức lực, ta ngã gục trong một sơn cốc. Từ ngày hôm đó, trong lòng ta không còn quang minh, chỉ có vô tận oán độc và thù hận. Ta phải sống vì hận thù, ta muốn đem tất cả người phản bội ta, sát hại người nhà ta rất hết. Không biết vì sao, khi ta mất đi Quang Minh thì công pháp Tố Quy Giáp thuật cũng biến mất. Có lẽ vì thù hận của ta khiến nó chán ghét, nhưng điều này đối với ta không còn ý nghĩa, ta từ khối lệnh bài đen được đến truyền thừa của một vong linh pháp sư cổ đại. Quang Minh và vong linh, đây vốn là năng lực hoàn toàn đối lập, nhưng thiên phú của ta dần dung hợp chúng lại, ta cần lực lượng, ta cần lực lượng cường đại đến có thể đảo điên cả bàng ba vương quốc, hủy diệt huy hoàng giáo đình. Ta đã không còn người thân trên thế giới này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta. Chỉ có máu và sinh mạng của chúng mới tiêu trừ oán độc trong lòng ta. Ta tu luyện ngày ngày đêm đêm, điên cuồng tăng thực lực của mình, để một ngày có thể báo thù. Thù hận trở thành động lực lớn nhất của ta. Một con trai quang minh ẩn trong trốn rừng sâu khổ tu 10 năm, các người có thể tưởng tượng điều đó đáng sợ cỡ nào không? Khi ta rời khỏi trốn rừng sâu đó, ta đã không còn là Y Lai Khắc Tư con trai quang minh, mà là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Ta thấy người liền rớt, mọi sinh vật đều hóa thành vong linh dưới tay ta ta bắt đầu từ một tòa thành nhỏ dần tụ tập đại quân vong linh khi ta quay trở lại đế đô bàng ba bên cạnh ta đã có trăm vạn vong linh bàng ba đế quốc bị ta triệt để hủy diệt tiện nhân phù lạc cùng bội la chạy trốn tới huy hoàng giáo đình cho nên ta dẫn theo đại quân vong linh rất hướng giáo đình ta phải hủy diệt tất cả chúng báo thù cho người thân của ta nghe y nói đến đây lòng hạo thần kiềm không được tức giận nói người có nghĩ đến không người trả thù đã rất chất bao nhiêu vô tội có thù với ngươi là hoàng gia bàng ba đế quốc và gia đình nhưng vì sao ngươi liên lụy nhiều người như vậy? Hắn đồng tình hoàn cảnh y lai khắc tư nhưng đối với thủ đoạn tàn nhẫn và làm hại nhân loại của y thì ghét cay ghét đắng. Trong mắt y lai khắc tư lộ ra nhẹ nhẹ đau thương. Ta từng do dự, cũng từng hối hận, nhưng khi đó ba đại đế quốc và giáo đình thật là quá mạnh. Chỉ nhờ vào sức một mình ta vốn không khả năng thành công báo thù. Vì báo thù, ta rơi vào sa đọa đi hướng hắc ám. Nhưng khi đó ta chưa từng nghĩ mình sai, trong mắt ta chỉ có rất chóc, lòng hạo thần không nói nữa, vì hắn cảm nhận hiện tại cảm xúc của Y Lai Khắc Tư tràn đầy đau thương và hối hận. Y hối hận, đã từng là vong linh thiên tai, Y Lai Khắc Tư đem đến hiểm họa to lớn cho nhân loại đang hối hận. Chẳng lẽ bởi vì mình và Thải Nhi sao? Cho dù Y Lai Khắc Tư có tâm sám hối, địa vị của Y ở trong lòng Long Hạo Thần vẫn không thay đổi. Đã sai lầm rồi, sám hối có thể chuộc lại sao? Trong tay Y Lai Khắc Tư không biết đã nhuộm đẫm bao nhiêu máu nhân loại. Ta hủy diệt tổ quốc của mình, Huy Hoàng Giáo Đình vì đối phó ta đã liên hợp với hai đại đế quốc khác tuyên chiến với ta. Khi đó ta chiếm lĩnh gần một phần ba đại lục, dưới tay ta có nhiều cường giả vong linh, hỏa hồn của chúng bị ta khống chế, vô cùng trung thành. Trăm ngàn vạn đại quân vong linh có ta chỉ huy tựa như ôn dịch của hướng Huy Hoàng Giáo Đình. Dù Huy Hoàng Giáo Đình có thần thánh ma pháp cường đại, nhưng ta là tử linh thánh pháp thần, thuộc hạ vong linh của ta có sức đề kháng quang nguyên tố rất mạnh. Mới bắt đầu chiến tranh thì ta hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng vong linh rốt cuộc là vong linh dù chúng có trung thành hơn nữa cũng mất đi trí tuệ thuộc về nhân loại họ đoàn kết một lòng dần phát huy ra trụ cuộc thời đại huy hoàng khi họ ổn định bước chân rồi có huy hoàng giáo đình dẫn dắt bắt đầu phản kích lúc đó ta đã cực kỳ cường đại coi như đối mặt giáo hoàng huy hoàng giáo đình cũng có thể đấu tay đôi nhưng ta không thể đảm bảo đại quân vong linh của ta thắng chắc trận quyết chiến cuối cùng đại quân vong linh của ta thua dù liên quân nhân loại cũng trả cái giá cực đắt nhưng rốt cuộc ta vẫn thua bị giáo hoàng huy hoàng giáo đình dẫn theo các cao thủ đánh trọng thương bị giáo hoàng nguyền rủa lời nguyền suy nhược ác độc cho nên tại ngàn năm sau ta chịu đựng thống khổ nguyền rủa này cuối cùng không thể không từ bỏ ngủ say trong vĩnh hằng ta thua trận chiến tranh này nhưng vẫn thành công báo thù tuy rằng ta bị trọng thương không thể cứu vãn nhưng những người từng hại ta đều bị ta tự tay đánh chất trong đó bao gồm giáo hoàng bội la và phù lạc ta còn nhớ rõ trước giây phút ta bóp nát tim phù lạc trong mắt ả à có thống khổ và dãy ruộng ta muốn lấy ra tim ải nhìn xem, rốt cuộc nó có phải là màu đỏ. Bội la bị ta dùng cách đau khổ nhất biến thành vong linh. Ta mang hắn theo bên người, dùng thời gian ngàn năm từ từ rèn luyện hỏa hồn của hắn, cuối cùng khiến chúng tan thành mây khói, đời đời không siêu sinh. Ban đầu sáng tạo tháp vĩnh hằng là để thân thể ta nghỉ ngơi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng nguyền rủa đáng hận kia. Nếu không thì lấy tu vi của ta, dù là ngàn năm, vạn năm cũng không chết kỳ thật chân chính khiến ta ngủ say vĩnh viễn không phải vết thương trên người mà là tim ta khi ta đánh chất tất cả kẻ thù ta mới phát hiện thì ra trên đời này không còn gì khiến ta lưu luyến người ta yêu đã chất sạch người ta hận cũng chất hết tim ta theo đó biến thành trống rỗng sống không còn gì mong chờ cuối cùng ta chọn đi hướng diệt vong đem mình vĩnh viễn ngủ say tại đây bởi vì ta không muốn nhớ lại chiến tranh năm đó mình rốt cuộc là đúng hay sai bây giờ xem ra ta đã sai rồi ta thật sự sai dù ta tàn sát họ như thế nào thì người thân của ta không thể sống lại huống chi có nhiều người như vậy chất vì ta tội của ta suốt kiếp không thể chuộc lại ta là tội nhân của nhân loại nói đến đây ánh mắt bi thương của y lai khắc tư sen lẫn vài phần đau buồn tận đáy lòng nhìn hướng long hảo thần thải nhi ta phải cảm ơn các ngươi là các ngươi để ta tỉnh lại là các ngươi giải thoát ta khỏi oán độc ta không biết mình ngủ say bao lâu nhưng mọi thứ xưa kia đều thành mây khói chân chính tỉnh táo lại ta thấy mình tội ác tày trời các ngươi nói đúng năng lực của ta không xứng để các ngươi truyền thừa xuống. Truyền thừa thuộc về vong linh pháp sư nên vĩnh viễn biến mất đi, nếu không sớm muộn gì sẽ tai họa nhân gian. Ta vốn tưởng rằng trên đời này tất cả nhân loại đều là tồi tệ vô sỉ, đều hết thuốc cứu chữa. Nhưng gặp cảm tình giữa hai người, ta phát hiện mình sai rồi. Hai người một nguyện ý vì đối phương từ bỏ mạng sống của mình, vì sống lại đối phương mà chẳng chút do dự định moi tim mình ra. Một người khác vì người mình yêu, làm con trai Quang Minh lại thà rằng từ bỏ tín ngưỡng Quang Minh các ngươi cho ta thấy cái gì là chân chính thả chất không rời nhau là đời đời kiếp kiếp cảm ơn các ngươi mãi đến khi chứng kiến cảm tình của các ngươi ta mới hiểu thì ra trên đời thật sự có chân tình giữa nhân loại không phải hoàn toàn xấu xa năm đó nỗi lòng lớn nhất giúp ta tiếp tục tàn sát là vì muốn rất hết những người bạc tình hối hận đã sớm không có ý nghĩa gì nói ra hết những lời này lòng ta thoải mái nhiều lệ khí trong lòng ta rốt cuộc có thể tịnh hóa tuy rằng ta vĩnh viễn không thể quay lại ôm ấp quang minh nhưng coi như ta có thể dùng thân thể đầy tội ác này vì quang minh góp một phần cống hiến. Nói xong tay phải Y Lai khác tư chỉ hướng quan tài trước mặt, hơi thở tử vong lúc trước tràn ra bỗng chốc tựa suối phun điên cuồng bùng phát. Tay trái y hướng chỗ Long Hạo Thần và Thải Nhi làm động tác nhẹ ấn. Quanh thân hai người chợt có một màn sáng vàng, không bị bất cứ hơi thở tử vong xâm nhập. Có thể thấy rõ, những hơi thở tử vong cuồn cuộn dâng lên hiện ra màu trắng. Lúc trước khi hơi thở tử vong phun ra, Lòng Hạo Thần và Thải Nhi chỉ cảm nhận trong khoảnh khắc nhưng có thể phát hiện, bên trong hơi thở tử vong ẩn chứa tinh thuần kinh người. Năng lượng tinh thuần như vậy sớm thoát khỏi phạm trù vong linh pháp sư, đó chính là y lai khắc tư qua ngàn năm chiết xuất ra. Uy lực khủng bố có thể nói là tinh hoa tu vi cả đời của y lai khắc tư trừ quang minh ra. Khí lưu trắng chậm rãi tụ tập trên cánh tay phải y lai khắc tư chậm rãi nâng lên. Từng luồng sáng trắng xoay tròn quanh ngón trỏ tay phải y vươn ra. Đầu ngón tay ngày càng sáng, ánh sáng chói mắt chiếu cả tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng thành màu trắng. Y Lai Khắc Tư bình thản nói, Thải Nhi, ngươi trải qua đau khổ, hơn nữa cuối cùng đi qua đường lên trời, một khắc kia ta đã nhận ngươi làm người thừa kế. Tuy rằng ngươi tịnh hóa tâm linh, khiến ta hiểu truyền thừa của mình dơ bẩn biết chừng nào, nhưng ta đưa cho ngươi thứ không chút liên quan đến vong linh pháp thuật. Đây chính là ta ngủ say vài ngàn năm nay, ngưng tụ thành hơi thở tử vong tinh khiết nhất. Bản thân ngươi là thể chất luân hồi, bẩm sinh có lực lượng tịnh hóa. Năng lượng tử vong của ta vừa lúc hợp với ngươi, tuy không thể lại để ngươi truyền thừa lực lượng của ta, nhưng đây coi như một món quà ta tặng. Ngươi, ngươi không cần cũng không thể từ chối. Vong linh thiên tài y lai khắc tư ta đã quyết định thì chắc chắn phải hoàn thành. Trừ phi ngươi cam lòng vứt bỏ long hạo thần, tự sát, nếu không ngươi chỉ có thể dần hấp thu lực lượng tử vong ta phóng ra. Ánh sáng trắng xung quanh dần thu lại, cuối cùng tại đầu ngón tay y lai khắc tư ngừng kết thành một viên ngọc trắng cỡ quả đào, trong suốt. Ánh sáng chợt lóe, viên ngọc trắng bay tới trước mặt Thải Nhi, giai điệu vĩnh hằng đầu lâu vàng cũng bay ra. Nhưng trong khi bay, giai điệu vĩnh hằng dần biến đổi nó tựa như đoàn chất lỏng không ngừng dao động, không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành cái đầu long hạo thần bình bồng trước mặt thải nhi. Hạt châu năng lượng tử vong màu trắng dung nhập vào, khiến giai điệu vĩnh hằng vốn có màu vàng nay lấp lóe ánh sáng trắng, chẳng những không cảm giác ra một chút hơi thở tử vong, ngược lại tràn ngập thánh khiết. Vòng cổ đeo trên cổ thải nhi, giai điệu vĩnh hằng bản mới dán sát ngực nàng. Ánh sáng trắng chợt lóe, tựa như lúc trước, khảm vào trong ngực nàng. Thải Nhi chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mát từ giai điệu vĩnh hằng mới tinh truyền vào người Minh, dung nhập trong linh lực không cần nàng làm gì, linh lực chậm rãi tăng lên. Y Lai Khắc Tư đem năng lượng tử vong của mình dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng mà không phải trực tiếp đưa cho nàng hấp thu, sợ năng lượng quá khổng lồ, Thải Nhi không thể chịu nổi một lần, phải nói ông rất là cẩn thận. Nhìn Thải Nhi vẻ mặt hơi kinh ngạc, Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói. Ta không cần ngươi cảm ơn, đây chỉ là món quà thứ nhất ta đưa ngươi. Còn về món thứ hai thì đợi cuối cùng mới đưa ngươi. Hơn nữa ngươi hãy yên tâm, nếu ta đã tặng quà cho ngươi thì đương nhiên sẽ để các ngươi có tình nhân sẽ thành thân thuộc nếu không, quả có quý giá hơn thì không còn hắn, đưa gì cho ngươi cũng chưa chắc khiến ngươi vui. Nghe y nói vậy, dù là Long Hạo Thần hay Thải Nhi trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy Long Hạo Thần ghét y lai khắc tư cay đắng, nhưng hắn thật không muốn chết. Dù vứt bỏ các nguyên nhân khác, chỉ vì Thải Nhi thôi thì hắn cũng luyến tiếc cứ thế chất đi. Tay phải y lai khắc tư lại chỉ hướng quan tài trước mặt. Từ quan tài phát ra ánh sáng vàng vô cùng tinh thuần. Khi ánh sáng vàng tuôn ra khỏi quan tài, thân thể y lai khắc tư bỗng biến hơi trong suốt, dường như lực lượng linh hồn bị tổn thương rất lớn. So với lần trước ngưng tụ năng lượng tử vong, lần này Y Lai Khắc Tư ngưng tụ ánh sáng vàng chậm hơn rất nhiều. Sắc mặt Y nghiêm túc hơn trước, thậm chí có vài phần đông cứng. Dù có màn sáng vàng ngăn cách, Long Hạo Thần cũng có thể cảm nhận được đó là quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần. Bóc tách, Y đang tách ra lực lượng quang minh lưu trữ mấy ngàn năm ư. Long Hạo Thần chấn kinh nhìn Y Lai Khắc Tư, tuy hắn cực kỳ chán ghét việc Y đã làm nhưng phục sát đất tu vi của Y, chỉ nhờ vào lực lượng linh hồn đã có thể rút ra lực lượng trong thân xác mình điều này cần có cảm giác với lực lượng nguyên tố mạnh cỡ nào mới làm được chứ long hạo thần tự hỏi khoảng cách mình và cảnh giới của y lai khắc tư chênh lệch như trời với đất trong các cường giả hắn đã gặp mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là ma thần hoàng phong tú và tử linh thánh pháp thần y lai khắc tư trước mắt về mặt tổng thể linh lực thì có lẽ ma thần hoàng mạnh hơn chút đó là so sánh với y lai khắc tư hiện tại là thể linh hồn nhưng về mặt khống chế nguyên tố long hạo thần có thể khẳng định Phong Tú chắc chắn không phải đối thủ của Y Lai Khắc Tư. Tách rời ánh sáng vàng kéo dài hai tiếng đồng hồ mới dần kết thúc. Long Hạo Thần và Thải Nhi hiểu rõ, việc Y Lai Khắc Tư đang làm có liên hệ rất quan trọng để sống lại Long Hạo Thần. Chỉ là họ không rõ, từng là vong linh pháp sư mạnh nhất sẽ dùng cách nào hồi phục trái tim đã bị mất của. Long Hạo Thần, khi quan tài không còn tuôn ra ánh sáng vàng, sắc mặt Y Lai Khắc Tư ngược lại biến ngày càng nghiêm túc. Tay trái nhẹ ấn chán mình, bỗng chốc một điểm sáng vàng mang theo cái đuôi như bị kéo khỏi linh hồn y động tác y rất chậm biểu tình bắt đầu vặn vẹo dường như chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn nhưng đôi tay y cực vững vàng giữ động tác kéo dài dần dần điểm sáng vàng bị y hoàn toàn kéo ra khỏi linh hồn khi y làm xong chuyện này vốn thể linh hồn ngưng tụ bỗng chốc biến trong suốt suy yếu hơn trước rất nhiều đôi tay y lai khắc tư bắt đầu cử động tay trái một điểm sáng vàng chậm rãi dung hợp với tay phải ngưng tụ đoàn sáng vàng to lớn trên đôi tay y bắt đầu tuôn ra từng ký hiệu hoa lệ mà phức tạp mỗi một động tác đều cực kỳ nhanh những ký hiệu phức tạp nhanh chóng hợp thành một với ánh sáng vàng trước mặt y. Ánh sáng vàng không ngừng vặn vẹo, dao động, thậm chí là run rẩy. Từng phù văn dung nhập cùng ánh sáng vàng, linh hồn y lai khắc từ biến ngày càng trong suốt. Khi y đem ký hiệu cuối cùng đánh vào ánh sáng vàng kia, y thở ra hơi dài, hé miệng hướng quan tài dưới thân hút một cái. Bỗng chốc, một năng lượng màu xám đen từ quan tài dâng tràn ra, hợp thành một với linh hồn y, khiến linh hồn lại biến ngưng tụ. Chẳng qua có thêm tầng màu xám đen cho cảm giác đầy dữ tợn tà ác, Khác biệt với ánh sáng vàng trước mặt. Thình thịch thình thịch thình thịch, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, khi tay y lai khắc tư đẩy ra để ánh sáng vàng bay hướng Long Hạo Thần, trong ánh sáng vàng lại xuất hiện thanh âm kỳ lạ như tiếng tim đập, chậm rãi bay tới trước mặt Long Hạo Thần. Đây là trái tim ta làm cho ngươi, mấu thịt của ngươi sẽ nương tác dụng của nó mà tự động sinh ra một trái tim hoàn toàn mới, dung hợp với lực lượng này. Nó sẽ trở thành linh khiếu mạnh nhất của ngươi trong tương lai, cũng là nguồn lực lượng căn nguyên của ngươi. Ta gọi nó là trái tim vĩnh hằng. Có thể nói đây là kiệt tác tuyệt vời nhất trong đời ta. Nói đến đây, trên mặt Y Lai Khắc Tư Kiềm không được lộ ra si mê tán thán, thán hiển nhiên rất tự hào trái tim vĩnh hằng mình sáng tạo ra. Ta biết ngươi rất ghét ta, càng ghét lực lượng của ta. Tuy rằng ngươi vì sống sót, để có thể cùng thải nhi một chỗ, sẽ không từ chối thứ ta tặng. Nhưng tương lai nhất định sẽ vì món quà này mà ảnh hưởng trái tim quang minh của ngươi, đúng không? Long Hạo Thần không mở miệng, im lặng thừa nhận lời của Y Lai Khắc Tư. Không sai, vì sống sót hắn có thể nhận mọi thứ trước mắt dù phản bội tín ngưỡng quang minh cũng không hối tiếc vì thải nhi hắn nguyện ý từ bỏ mọi thứ của mình nhưng nếu thật sự nhận lực lượng từ y lai khắc tư thậm chí là sức mạnh rút từ người y ra vậy trong lòng long hảo thần tương lai chắc chắn xuất hiện chướng ngại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện của hắn y lai khắc tư lạnh nhạt nói chính vì ngươi sẽ xuất hiện vấn đề như vậy cho nên trước khi ngươi dung hợp với trái tim vĩnh hằng ta nhất định phải nói rõ với ngươi ngươi có thể chán ghét ta bài xích mọi thứ liên quan đến ta nhưng ngươi không thể bài xích Quang Minh, ngươi là con trai Quang Minh, dung hợp với lực lượng Quang Minh là lẽ tất nhiên. Mới rồi việc ta làm ngươi đã thấy, ta đưa cho Thải Nhi là hơi thở tử vong tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua ta ngưng tụ. Hơi thở tử vong này so với lực lượng vốn có của ta không tính cái gì, nhưng ưu điểm của nó ở chỗ tinh thuần, không có chút lực lượng dư thừa tồn tại. Đối với Thải Nhi chỉ có lợi, không có một chút gì thuộc về ta ở trong đó. Ta ngưng tụ trái tim vĩnh hằng cho ngươi cũng giống thế. Ta đem tất cả quang nguyên tố của mình tách ra hóa thành lực lượng quang minh tinh khiết nhất người biết ta từ trong linh hồn tách ra là cái gì không là dấu ấn ta từng là con trai quang minh chính là nói ta đưa ngươi không phải lực lượng của ta mà là sức mạnh từng là con trai quang minh ngươi có thể hiểu là trước khi ta sa đọa thuộc về quang minh nguyên tố và bản chất tinh khiết nhất ngươi cũng nhìn thấy sau khi bóc tách ra hai lực lượng này ta còn lại chỉ có lực lượng vong linh và các năng lượng mặt trái khác những thứ này thuộc về sa đọa ta sa đọa nhưng không phải quang minh sa đọa có tội là ta mà không phải quang minh, đi đi, trái tim vĩnh hằng của ta, hắn mới chủ nhân thích hợp ngươi nhất. Nói xong mắt y lai khắc tư chợt lóe tia sáng, đoàn sáng vàng bỗng chốc nhập vào ngực Long Hạo Thần. Long Hạo Thần chỉ thấy có cảm giác cực nóng cháy từ vị trí ngực lan tràn đến toàn thân, bản năng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người hắn biến thành màu vàng, đánh mất cả năng lực suy nghĩ. Mắt sáng ngời nhìn Long Hạo Thần, y lai khắc tư nhìn chăm chú hắn chừng 10 phút mới dần bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Ta vẫn là từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư. Trên đời này không ai đối với tử vong và sinh mệnh hiểu sâu hơn ta. Trái tim vĩnh hằng của ta thành công, từ ý nghĩa nào đó thì Long Hạo Thần là thay thế ta trước khi sa đọa tiếp tục sống sót. Có lẽ điều này với ta chính là lựa chọn tốt nhất. Tương lai hắn làm ra cống hiến cho nhân loại đều có một phần lực lượng của ta ở bên trong, hy vọng làm vậy có thể chuộc lại tội nghiệp năm đó. Thải Nhi, ta làm như vậy ngươi đã vừa lòng chưa? Y Lai Khắc Tư xác định Long Hạo Thần bắt đầu dung hợp cùng trái tim vĩnh hằng đem tầm mắt chuyển tới người thải nhi thải nhi hơi khom người cảm ơn tiền bối giúp đỡ nàng không giống như long hạo thần nàng không có trái tim đại từ đại bi như hắn bây giờ nàng chỉ biết người trước mắt từng là tội nhân của nhân loại hiện tại cứu người mình yêu trong lòng nàng chỉ có biết ơn y lai khắc tư mỉm cười nói tuy ngươi không thể kế thừa vong linh pháp thuật của ta nhưng ngươi vẫn được lực lượng tử vong của ta ta sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này hơn nữa tịnh hóa trong tay ngươi với ta mà nói là nơi dừng chân tốt nhất từ năm đó ta bị oán và hận che mở đôi mắt, chưa từng vui vẻ như hôm nay. Ta gần như trở lại những ngày khi còn là con trai quang minh. Giây phút cuối cùng sinh mạng và linh hồn ta, Thải Nhi, người đồng ý kêu ta một tiếng lão sư được không? Tuy ngươi không thể kế thừa vong linh pháp thuật của ta, nhưng ngươi vẫn được lực lượng tử vong của ta. Ta sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, hơn nữa tịnh hóa trong tay ngươi, với ta mà nói là nơi dừng chân tốt nhất. Từ năm đó ta bị oán và hận che mở đôi mắt, chưa từng vui vẻ như hôm nay. Ta gần như trở lại những ngày khi còn là con trai Quang Minh. Giây phút cuối cùng sinh mạng và linh hồn ta, Thải Nhi, người đồng ý kêu ta một tiếng lão sư được không? Khi Y Lai Khắc Tư hỏi Thải Nhi câu này, trên mặt bất giác lộ ra nhàn nhạt bi thương. Lão sư, người, Thải Nhi phản xạ kêu lên, câu chuyện của Y Lai Khắc Tư làm sao không đánh động nàng và Long Hạo Thần được. Long Hạo Thần còn đỡ, tuy Y Lai Khắc Tư đáng thương nhưng Y làm ra sai lầm đối với nhân loại thật là tội nghiệt sâu nặng. Long Hạo Thần đồng tình Y nhưng tuyệt đối không tha thứ tội lỗi của Y. Nhưng Thải Nhi dù sao là con gái, tuổi nhỏ lại từng trải qua chuyện đau khổ như vậy, đồng tình y lai khắc tư nhiều hơn cả Long Hạo Thần. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy đã từng vong linh pháp sư vô cùng cường đại kỳ thật là người đáng thương, đối với chuyện y đã gặp chỉ còn lại đồng tình. Tốt, 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 chỉ nghe Thải Nhi kêu hai chữ lão sư, cảm xúc của y lai khắc tư đã xuất hiện dao động linh hồn kịch liệt. Đứa trẻ ngoan, tuy rằng ta không xứng làm lão sư của ngươi, nhưng nghe ngươi kêu ta một câu, lòng ta rốt cuộc có chút an ủi cả đời y lai khắc tư ta từng làm rất nhiều việc lớn nhưng kết quả khiến ta cảm thấy tự hào nhất là có đệ tử giống như ngươi ngươi yên tâm đi lão sư cho ngươi một món quà to lớn khi ngươi trở về thế giới nhân loại rồi không ai có thể khi dễ ngươi long hạo thần là con trai quang minh thì sao chứ đệ tử của y lai khắc tư ta tuyệt không thua hắn nói đến đây kiêu ngạo thuộc về tử linh thánh pháp thần vong linh thiên tai dường như hiện ra y nâng lên tay phải vẫy hướng thải nhi thoáng chốc hút lấy lưỡi hái tử thần trong tay nàng nói cũng kỳ lưỡi hái tử thần cường đại như vậy gần như là thiên địch với tất cả vong linh nhưng lúc này ở trong tay y lai khắc tư lại bị lực lượng màu xám đen bao trùm không thể phát ra lực lượng tịnh hóa ngẩng đầu nhìn trời y lai khắc tư lạnh lùng cười tháp vĩnh hằng này có thể nói là một trong các thành tựu lớn nhất cuộc đời ta không ngờ ta ngủ say lâu như vậy nó tự động tiến hóa đến trình độ cỡ đó muốn thoát khỏi sự khống chế của ta đã quá coi thường ta rồi thải nhi ta phải đi Người đã kêu ta là lão sư, ta để lại tháp vĩnh hằng cho ngươi. Nó đã tiến hóa rất gần với tiêu chuẩn siêu thần khí, trí tuệ linh tính. Ta sẽ bỏ hết rất nhiều thứ của nó, sau này nó chính là vũ khí công phòng một thể của ngươi. Lực lượng dư thừa của nó sau khi ta tỉnh hóa rồi, ngươi và các bạn cứ mặc sức hấp thu, đừng lãng phí. Đợi hấp thu xong lực lượng dư thừa, các người có thể rời khỏi đây. Trong lúc y nói chuyện thì tháp vĩnh hằng bóng kịch liệt chấn động. Linh lực khổng lồ đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn trào, hình như đang liều mạng dãy ruộng. Y Lai Khắc Tư kiêu ngạo nói, còn định dẫy dụa, ngươi là ta sáng tạo ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng có trị tuệ linh tính thì sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của ta sao? Trước kia khi sáng tạo ra ngươi thì ta đã nghĩ tới tương lai sẽ xuất hiện tình huống gì? Đừng nói ngươi cách siêu thần khí còn có một lần danh, dù ngươi thật sự thành siêu thần khí, ta muốn hủy diệt ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Tay trái chỉ lên trời, một luồng sáng xám đen bỗng bắn ra đâm thẳng đỉnh tháp vĩnh hằng. Bỗng chốc trong quan tài dưới thân y lai khắc tư, từng đoàn xương mù xám đen dày đặc tràn ra xung quanh. Lực lượng tháp vĩnh hằng càng tuôn trào mãnh liệt, cả tháp vĩnh hằng dường như động đất, kịch liệt chấn động. Tiếng hú của vô số oán linh hóa thành kích động hét to. Không biết y lai khắc tư làm cái gì, tháp vĩnh hằng chấn động bị khí lưu xám đen rót vào dần biến yếu, bắt đầu có thật nhiều ánh sáng trắng từ trên tháp vĩnh hằng bị bóc tách xuống, bình bồng trong không gian. Ngay sau đó, vô số khí lưu xám đen tựa như suối đổ về đại dương, từ khắp nơi hội tụ lại chỗ y lai khắc tư rót vào linh hồn y chốc lát sau linh hồn y lai khắc tư biến thành đen như mực tước đoạt trí tuệ tước đoạt linh lực tịnh hóa thanh âm tràn ngập uy nghiêm của y lai khắc tư vang vọng từng tầng tháp vĩnh hằng vô số oán linh đầy sợ hãi thét chói tai biến thành hư ảo lực lượng linh hồn tinh khiết nhất và các loại nguyên tố thuộc tính bị bóc tách ra tập trung một chỗ lực bóc tách khủng khiếp thậm chí thuộc tính bản thân những nguyên tố cũng bị tước đoạt hết chỉ để lại năng lượng tinh khiết nhất cùng với khí lưu xám đen ngày càng mãnh liệt quanh người y lai khắc tư thậm chí bắt đầu xuất hiện quang hoàn xám đen tháp vĩnh hằng dần biến thành màu trắng tinh khiết trắng không nhiễm hạt bụi không chút tỉ vết chấn động kịch liệt dần biến thành khẽ run sau đó không còn động tính mọi thứ dường như biến trở về bình tĩnh chỉ có trong không khí bình bồng điểm sáng trắng ẩn chứa linh lực cường đại chậm rãi di chuyển thải nhi cảm giác rõ ràng tháp vĩnh hằng biến đổi biến thành yên tĩnh và tinh khiết dường như tất cả mặt trái bao gồm cảm xúc, đều bị y lai khắc từ bóc tách biến mất hết. Hơn nữa có tia liên hệ kỳ quái xuất hiện trong lòng nàng, dường như liên hệ giữa giai điệu vĩnh hằng hình cái đầu long hạo thần cùng với tháp vĩnh hằng biến thêm chặt chẽ. Sau khi tịnh hóa, tháp vĩnh hằng sẽ là thần khí công phòng một thể. Tuy ta tách ra rất nhiều lực lượng và trí tuệ của nó, nhưng nó vẫn mạnh hơn thần khí bình thường nhiều. Thông qua liên hệ giữa giai điệu vĩnh hằng và nó, nó sẽ dần dung hợp cùng linh hồn ngươi, trở thành một phần thân thể ngươi vậy thì ngươi sẽ có sinh mạng dài lâu như long hạo thần kế thừa trái tim vĩnh hằng của ta thải nhi trong mắt lộ tình cảm phức tạp có thể nói trước khi long hạo thần bị ma thần hoàng rất chất nàng và y lai khắc tư chưa hề tiếp xúc nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng người cuối cùng kế thừa đa số lực lượng của y lai khắc tư lại là chính mình tuy y lai khắc tư không truyền vong linh pháp thuật cho nàng nhưng dù là năng lượng tử vong khổng lồ ẩn chứa trong giai điệu vĩnh hằng hay là tháp vĩnh hằng đều là tinh hoa y lai khắc tư tu luyện một đời lại nghĩ tới cuộc đời y cơ khổ mắt thải nhi ươn ướt hướng chỗ y lai khắc tư từ, từ từ quỳ xuống lần nữa kêu lên lão sư y lai khắc tư cười y cười rất vui vẻ đó là vui sướng phát ra từ đáy lòng y cao giọng nói nếu thật có kiếp sau ta không muốn làm con trai quang minh nữa chỉ mong làm nhân loại bình thường tìm một người đàn bà đơn thuần yêu ta cưới cô ấy sinh nở con của chúng ta bình tĩnh trôi qua một đời ta từng huy hoàng cũng từng sa đọa tất cả sau giây phút này đều hóa thành mây khói tạm biệt cô bé hãy sống bên người ngươi yêu thật tốt lão sư chúc phúc các ngươi. Nói xong y đột nhiên quay lưỡi hái tử thần ngược lại, lưỡi hái khổng lồ có lực lượng linh hồn khủng bố rót vào nở rộ hàng vạn ánh sáng trắng. Đó là ánh sáng tịnh hóa, thậm chí còn mạnh hơn khi thải nhi thi triển ra tử thần thất tuyệt. Lưỡi hái trơm xuống, cắm vào quan tài dưới người y. Phập, ánh sáng tịnh hóa khủng bố bị sức mạnh linh hồn minh mông như biển của y lai khắc tư thúc đẩy, phát ra ánh sáng chói lòa chưa từng có. Tiếng đinh đinh chói tai vang lên, dường như có cái gì ở bên trong lưới hái tử thần muốn thoát ra thanh âm cao ngạo của y lai khắc tư quanh quẩn tử thần thì sao chứ khi ta tỉnh hóa thì đã phá hủy phong ấn của ngươi xem ngươi làm sao phản vệ đệ tử ta nếu như ta muốn ta đã sớm là thần tay nắm nhật nguyệt hái sao thế gian không người như ta ha 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 tất cả hắc ám và dơ bẩn đều dần biến mất trong ánh sáng tịnh hóa trắng tinh khiết chỉ có thanh âm đầy cuồng ngạo của y lai khắc tư là quanh quẩn tại tầng bảy tháp vĩnh hằng tay nắm nhật nguyệt hái sao thế gian không người như ta đây là loại kiêu ngạo cỡ nào tự cao cỡ nào cỡ nào thê lương từng là con trai quang minh từ linh thánh pháp thần từng đem đến tai họa lớn lao cho nhân loại vong linh thiên tai y lai khắc tư đã đi nhưng khi y vĩnh viễn rời khỏi thế giới này cuối cùng còn có một người đưa tiến thải nhi quỳ trên đất mặt đầy nước mắt so với đàn ông phụ nữ càng thêm tình cảm bây giờ thải nhi hoàn toàn đã quên vong linh thiên tai đang đi hướng hư vô này từng đem đến cho nhân loại đả kích gần như chí mạng nàng chỉ biết người sớm chất này chỉ còn lại linh hồn kiêu ngạo đã cứu người đàn ông của mình, làm trái tim mới cho Long Hạo Thần, khiến họ có thể tiếp tục ở bên nhau. Mặc kệ Y Lai Khắc Tư từng làm cái gì, bây giờ Thải Nhi vì y hồn phi phách tán mà đau lòng. Y Lai Khắc Tư cuộc đời chắc trở, nhưng khi y tan biến thì biểu hiện rất vui vẻ. Rốt cuộc còn có một người đau lòng vì y chất đi. Một việc đối với người bình thường cực kỳ đơn giản, với y thì rất quý giá. Tịnh hóa kéo dài một tiếng đồng hồ thì không gian mới dần bình tĩnh lại, chỉ có vô số điểm sáng trắng tràn ngập năng lượng tinh thuần là bình bồng trong không khí. Đinh, một tiếng ngân vang, lưỡi hái tử thần rơi xuống đất, cũng đánh thức thải nhi khỏi thương cảm. Nàng bản năng tiến lên một bước nắm lưỡi hái tử thần trong tay. Biến mất không chỉ là linh hồn y lai khắc tư, ngay cả quan tài sắc vàng dòng cũng biến mất, thậm chí không thể lại một chút hơi thở. Khi thải nhi nắm lấy lưỡi hái tử thần, cảm giác kỳ lạ bỗng lan khắp toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy dường như sinh mạng mình có thêm cái gì. Sự kỳ lạ này truyền đến từ lưỡi hái tử thần đó là cảm giác mấu thịt tương thông dường như tháp vĩnh hằng vốn là một phần thân thể của nàng thần khí nhận chủ thải nhi lập tức làm ra phán đoán chính xác bởi vì tình huống giống vậy nàng đã từng trải qua một lần lần đó là cảm giác khi nàng và luân hồi kiếm lần đầu dung hợp chỉ là lúc ấy luân hồi kiếm bá đạo hơn tháp vĩnh hằng nhiều không nhu hòa như vậy y lai khắc tư không uổng là thiên tài trong thiên tài cường giả khủng bố dùng lực lượng bản thân đối kháng với cả đại lục nhân loại chỉ nhờ vào liên hệ giữa lưới hái tử thần y đã hoàn thành tháp vĩnh hằng nhận chủ thải nhi có thể tưởng tượng khi còn sống y lai khắc tư cường đại tới cỡ nào có lẽ coi như là ma thần hoàng cũng chưa chắc bằng y lưỡi hái tử thần dường như theo tịnh hóa y lai khắc tư mà xuất hiện một ít biến hóa kỳ lạ vốn bản thể tối đen xung quanh lại bị ánh sáng trắng chiếu ra màu huyễn lam huyễn tím ít vài phần bá đạo nhiều mấy phần kỳ lạ và cao ngạo tay nắm lưỡi hái tử thần thải nhi đứng đó thật lâu không nói gì trong lòng nàng vẫn luôn quanh quẩn chuyện xưa của y và trước khi y rời đi sự cuồng ngạo kinh thiên. Lão sư, Thải Nhi thì thào lặp lại một câu, ngay sau đó, nàng chuyển hướng nhìn Long Hạo Thần ngồi xếp bằng, đã sớm tiến vào minh tưởng sâu. Từ ngực Long Hạo Thần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, lan tỏa mỗi góc thân thể hắn sau đó chậm rãi thu về. Cả người hắn chìm đắm trong tĩnh tu này, không thể nghi ngờ, hơi thở sự sống đã hoàn toàn ổn định. Y Lai Khắc Tư ra tay, hoàn toàn sống lại hắn, sự thần kỳ thuộc về vong linh pháp sư thật khiến người phải tán thán. Không lập tức ngồi cạnh Long Hạo Thần, Thải Nhi động ý niệm, ngay sau đó, nàng đã trở lại tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng. Bây giờ nàng là chủ nhân nơi đây, muốn khống chế tháp Vĩnh Hằng chỉ cần thông qua ý chí thì đủ rồi. Thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đối với biến hóa xung quanh đã sớm rung động đến mất. Hồn, đang gian nan chờ đợi, điểm sáng trắng trong không khí tuy tràn ngập năng lượng tinh thuần, nhưng nơi này là tháp Vĩnh Hằng. Trước khi biết chuyện gì đã xảy ra, họ không dám lỗ máng hấp thu. Huống chi, đối với họ thì quan trọng hơn là an nguy của Long Hạo Thần và Thải Nhi hai người kia sinh tử chưa biết sao họ có thể tính tâm tu luyện chứ thải nhi thải nhi đột nhiên xuất hiện khiến mọi người vui vẻ hò reo vương nguyên nguyên là người thứ nhất lao lên ôm chặt nàng mấy người khác cũng vây quanh trần anh nhi ôm nàng khóc suốt mướt hình ảnh thải nhi trèo lên đường lên trời để lại dấu ấn quá sâu trong lòng họ đó đã không chỉ đơn giản là xúc động họ vĩnh viễn không quên ba vệt mấu lan tràn trên đường lên trời càng không quên được váy đỏ mấu của thải nhi bị vương nguyên nguyên và trần anh nhi ôm cảm nhận ánh mắt thân thiết nóng cháy từ đồng bạn, Thải Nhi sớm đã không còn sự lạnh lùng, mềm giọng nói. Tôi không sao, để mọi người lo lắng rồi. Lâm Hâm có chút sốt ruột hỏi, vậy đoàn trưởng đâu rồi? Bọn họ không thấy sau lưng Thải Nhi có ai? Thải Nhi mỉm cười nói, anh ấy không có việc gì. Lời vừa thốt ra, mọi người đầu tiên là ngơ ngác vài giây, ngay sau đó tiếng hoan hô thoáng chốc vang dội trong tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng. Mặc dù lúc Thải Nhi mới xuất hiện thì họ đã đoán được Long Hạo Thần Bình An, nếu không thì Thải Nhi không thể lộ biểu tình thả lỏng như vậy, sẽ không thể không mang theo xác Long Hạo Thần. Nhưng khi nàng chính miệng nói ra Long Hạo Thần bình an, cảm xúc mọi người đè ép bao lâu nay kiềm không được như núi lửa bùng nổ. Đám người thiên tài tuổi trẻ đương đại này, bây giờ tựa như con nít hưng phấn nhảy nhót, vừa nhảy vừa múa. Đoàn trưởng của họ thế nhưng kỳ tích sống lại, quang chi thần hy bọn họ lại có linh hồn, có cột trụ tinh thần. Còn nghênh đón trở lại người anh em tốt của họ, Thải Nhi bất giác rơi lệ, cảm ơn, cảm ơn các người, có được anh em chị em như mọi người là điều may mắn nhất của ta và hạo thần. Trần Anh Nhi vừa khóc vừa cười nói, Thải Nhi, cô nói sai rồi, chúng ta là một đoàn thể, đừng đem cô và lão đại tách ra ngoài. Hi hi, quá tốt, thật là quá tốt, Tư Mã Tiên một tay ôm cổ Lâm Hâm, mặt đầy hiếu kỳ nói với Thải Nhi. Mau nói xem, rốt cuộc làm sao sống lại vậy, thì ra chất cũng có thể sống lại được, pháp thuật phong linh này đúng là kỳ diệu, đương nhiên Thải Nhi phải cùng đồng bạn chia sẻ quá trình Long Hạo Thần sống lại. Cho nên, nàng kể tường tận sau khi mình leo lên đường lên trời đã xảy ra chuyện gì. Nghe Y Lai khắc từ gặp được bi thảm, đám người vốn nhảy nhót hưng phấn dần bình tĩnh trở lại. Vị Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Nguyên Thiên tai Y Lai khắc từ này trải qua thật quá thảm khốc. Cảm giác đồng tình bất giác xuất hiện trong lòng họ, Thải Nhi khẽ thở dài nói: "Lão sư cuối cùng đã tỉnh ngộ, tịnh hóa mọi thứ thuộc về mình, cũng tịnh hóa tất cả tội ác. Dù có thế nào, người vĩnh viễn là sư phụ của tôi." Trong tháp vĩnh hằng để lại những năng lượng tinh thuần này là sau khi lão sư tịnh hóa mình, cùng với trí tuệ tháp vĩnh hằng bị lão sư xóa đi sinh ra, đều là lực lượng thuần túy nhất. Mọi người cố gắng hấp thu đi, chúng ta tạm thời ở lại chỗ này, cho đến khi chuyển hóa những năng lực này thành linh lực của chúng ta. Một siêu thần khí hạ thấp thành thần khí phóng thích ra năng lượng có thể giúp tu vi chúng ta tiến bộ bước dài. Tại Ma đồ thất bại nhiệm vụ đánh bất ngờ tinh ma thần, khiến họ suýt nữa mất đi đoàn trưởng, tới tháp vĩnh hằng, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới rốt cuộc sống lại long hạo thần, bây giờ, cơ hội tăng cao rốt cuộc đến rồi. Thải Nhi vung tay áo, ánh sáng trắng lấp lánh, ngay sau đó, mọi người cùng xuất hiện ở tầng thứ bảy tháp Vĩnh Hằng. Tầng thứ bảy là trung tâm tháp Vĩnh Hằng, tất cả năng lượng đều tập trung vào đây. Hơn, nữa Thải Nhi muốn để đồng bạn chính mắt chứng kiến Long Hạo Thần sống lại. Khi đám người thấy Long Hạo Thần ngồi xếp bằng tĩnh lặng tu luyện, họ không phát ra tiếng hoan hô, nước mắt không hẹn mà cùng tuôn rơi. Quang Chi Thần Hy, rốt cuộc lại đoàn tụ rồi. Họ tự động ngồi xếp bằng như Long Hạo Thần, thật không dễ dàng ổn định tâm tình, bắt đầu tu luyện. Minh tưởng vừa mới bắt đầu, mỗi người lại bị rung động thật sâu. Những điểm sáng trắng nhìn như nhu hoàn này, mới hút vào người lập tức sinh ra biến hóa kịch liệt. Năng lượng tinh thuần dù dung hợp với linh lực thuộc tính gì đều có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành dung hợp, không cần qua quá trình bài trừ tạp chất. Linh lực của mọi người trong lúc hấp thu đang lấy tốc độ kinh người tăng cao. Thải Nhi khác với mọi người, Thải Nhi hấp thu không chỉ là năng lượng tinh thuần tại tháp Vĩnh Hằng, còn có cả năng lượng tử vong thuần tịnh mà Y Lai Khắc Tư để lại trong giai điệu Vĩnh Hằng. Tử thần hay còn gọi là tịnh hóa thần, lực lượng của tử thần ở chỗ tịnh hóa oán linh, trên đời này có thể nói không có oán linh cường đại hơn cả Y Lai Khắc Tư. Khi Y Lai Khắc Tư dùng lưỡi hái tử thần, thanh lưỡi hái tịnh hóa này đã tịnh hóa bản thân, thậm chí khiến lưỡi hái tử thần tiến hóa. Nhưng bản thân lưỡi hái tử thần là cùng một thể với thải nhi. Sau khi thải nhi thu hồi nó, vừa mới bắt đầu tu luyện, lưỡi hái tử thần lập tức quay ngược về thải nhi. Lực lượng tịnh hóa khổng lồ ùa vào người nàng, tụ hợp với linh lực bản thân nàng, hấp thu hơi thở tử vong từ giai điệu vĩnh hằng và năng lượng tinh thuần trong tháp vĩnh hằng. Gần như trong khoảnh khắc đã đẩy nội linh lực của Thải Nhi tăng lên đến đỉnh cấp 7. Thải Nhi trải qua kinh nghiệm phong phú, tích lũy nội tình đã sớm đủ. Không cần nàng làm cái gì, khi ngực, chán, bụng ba linh khiếu hoàn toàn tràn ngập, hai vai, đôi chân tự động xuất hiện linh khiếu, đem số lượng chớp mắt tăng lên tới 7 cái. Lúc trước chưa hấp thu xong linh lực khổng lồ bỗng chốc lấy tốc độ kinh người ùa vào, rót vào bốn linh khiếu mới tinh này. Từ giờ phút này bắt đầu, Tu vi của Thải Nhi chính thức tăng lên tới cấp 8. Tốc độ tăng cấp của mấy người khác tuy không nhanh bằng Thải Nhi, nhưng so sánh với bình thường tu luyện thì cũng đủ kinh người. Gần như mỗi lần vận chuyển linh lực một vòng thì sẽ có dâng tràn, loại cảm giác này thật khiến người hết sức hưng phấn. Mọi người đều biết, cơ hội như thế chỉ sợ trong đời chỉ có một lần, đương nhiên sẽ hết sức ứng phó. Đặc biệt là Đoạn Đức, Dương Văn Chiêu tự biết chênh lệch rất lớn với săn ma đoàn Quang Chi Thần hy, càng liều mạng tu luyện. Thoáng chốc tháp vĩnh hằng hoàn toàn yên tĩnh lại, chính vì sự yên tĩnh này mọi người đều chìm đắm trong tu luyện không ai trông thấy trên người long hảo thần cũng bắt đầu xuất hiện biến đổi kỳ lạ trái tim vĩnh hằng vào người bổ khuyết vị trí trái tim long hảo thần qua nguyên tố khổng lồ mà nhu hòa ở trong người hắn không ngừng lặp lại quá trình khuếch tán và ngưng tụ khi trái tim long hảo thần bị ma thần hoàng đánh nát thì linh khiếu hạch tâm ở ngực hắn cũng tan vỡ lúc đó cho dù hắn có sống tiếp thì tu vi đã bị phế bỏ sau khi trái tim vĩnh hằng rót vào lập tức trở thành tụ điểm thông đến linh khiếu khác trong người hắn có quang nguyên tố khổng lồ khuếch trương, rất nhanh đã thành lập liên hệ với mấy linh khiếu khác, đem những linh khiếu liên thông nhau. Cứ như vậy, quang nguyên tố mới có thể thông thuận di chuyển trong người Long Hạo Thần, hồi phục tu vi vốn có của hắn. Quá trình hồi phục này tiến hành cực nhanh, ngay lúc Thải Nhi kể quá trình họ trải qua cho đồng bạn nghe thì đã hoàn thành. Khi linh lực Long Hạo Thần lại hồi phục đến trên cấp 8 thì người hắn bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ lạ. Kỳ thật trái tim vĩnh hằng là một đoàn quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần, hạch tâm chính là huyết mạch con trai quang minh thủa ban đầu của y lai khắc tư bản thân long hạo thần chính là con trai quang minh dung hợp với huyết mạch con trai quang minh mấy ngàn năm trước quá trình này vẫn xuất hiện sự bài xích ngắn ngủi so đấu lực lượng huyết mạch thì long hạo thần mạnh hơn y lai khắc tư nhiều dù sao y lai khắc tư đã chất mấy ngàn năm có lẽ linh lực của y không tán lực lượng linh hồn càng vô cùng cường đại nhưng huyết mạch đã sớm khô kiệt y tinh luyện ra chỉ là một phần tinh hoa trong huyết mạch thế nên sau ngắn ngủi bài xích Va chạm, lực lượng huyết mạch bản thân Long Hạo Thần bị hoàn toàn kích phát ra, hơn nữa dung nhập huyết mạch tinh thuần đó vào người. Dưới tình huống như vậy, năng lực cường đại của Y Lai khắc tư hiển hiện ra. Dung hợp huyết mạch hoàn thành, bắt đầu có nhiều tổ chức cơ thể dao động trong ngực Long Hạo Thần. Một trái tim mới tinh đang trong quá trình sinh trưởng, cảm giác ngứa ngáy lan khắp người Long Hạo Thần, khiến hắn tỉnh lại khỏi trạng thái như say ngủ. Long Hạo Thần rất nhanh phát hiện biến hóa trên người mình, cảm giác ngứa ngáy trước ngực còn khổ sở hơn cả bất cứ nỗi đau đớn nào nhưng hắn cắn chặt răng khốn khổ chịu đựng hắn biết giây phút này rất quan trọng với mình làm lại trái tim hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua dù là cấm chú phụ hòa thuật quan hệ cường đại nhất cũng phải dưới tình huống cơ thể hoàn chỉnh mới có khả năng sống lại nhưng y lai khắc tư đã làm được rồi kỳ tích này đang trình diễn trên người hắn nếu lúc này bởi vì cảm giác ngứa ngáy không thể chịu đựng mà bỏ dở nửa chừng vậy thì coi như là tất cả thần linh giáng xuống cũng không thể cứu lại mạng sống của hắn vì thải nhi vì thân nhân và vì các đồng bạn, sao Long Hạo Thần cho phép loại tình huống đó xảy ra. Ngồi xếp bằng, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn không động đậy, thậm chí không phát ra một chút thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được Thải Nhi ở cách mình không xa, càng là vậy thì hắn càng không thể để nàng thấy mình thống khổ. Nàng đã trả giá cho mình quá nhiều, quá nhiều rồi, cũng đã chịu đựng rất nhiều, Long Hạo Thần thật sự không muốn để nàng lại phải lo lắng vì mình. Làm lại trái tim tuyệt đối là quá trình phức tạp, hơn nữa trong lúc làm thì linh lực của Long Hạo Thần liên tục tăng cao. Tuy thân thể chịu đựng thống khổ cực độ, nhưng Long Hạo Thần phát hiện trái tim lúc cấu tạo lại rõ ràng khác với trước. Hắn không phải thầy thuốc, cũng không là mục sư, đối với cấu tạo trái tim không hiểu gì hết. Nhưng dù là người không biết gì cả, nếu thấy bên trong cơ thể giống như bây giờ Long Hạo Thần đã thấy, chắc chắn cũng cảm giác được trong đó khác biệt. Sự khác biệt này biểu hiện rõ ràng nhất ở chỗ sắc màu. Trái tim con người vốn nên là màu đỏ, dù lúc vận chuyển linh lực thì linh lực chỉ có thể hộ vệ quanh tâm mạch. Linh khiếu thứ nhất của cường giả các loại chức nghiệp chính là xuất hiện ở ngực mình, kỳ thật cũng là vì hộ vệ tâm mạch. Mà lúc trái tim Long Hạo Thần làm lại thì hoàn toàn khác, hắn cảm giác rõ mấu thịt đang sinh trưởng, nhưng mấu thịt mới này là màu vàng, đâu có chút điểm hồng nào. Hơn nữa khi trái tim sinh ra, linh lực tự do ra vào, hoàn toàn dung hợp với mấu thịt. Trong hình dung của nhân loại có một câu nói thế này, trái tim vàng. Bây giờ Long Hạo Thần khiến câu nói này biến thành thật. Trái tim của hắn đang sinh trưởng trong màu vàng này. Tuy Long Hạo Thần không biết trái tim như vậy sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trước khi hôn mê, hắn nghe hết những lời Y Lai Khắc Tư nói, cũng hiểu Y là vì tốt cho mình, Y sợ mình sinh ra gánh nặng tâm lý sẽ ảnh hưởng tương lai tăng cấp. Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, Long Hạo Thần không thể cũng không có tư cách vì nhân loại tha thứ Y Lai. Khắc Tư, tội nghiệp của Y thật sự quá sâu nặng. Nhưng khi hắn và Thải Nhi cùng nhau nghe chuyện kể của Y Lai Khắc Tư, trong lòng Long Hạo Thần đồng tình hoàn cảnh của Y. Ít nhất đối với hắn, Y Lai Khắc Tư giúp ích lớn lao vô cùng, cho hắn sinh mệnh thứ hai. Bởi vậy, khi Long Hạo Thần tỉnh lại, bản năng thầm nói tiếng cảm ơn với Y Lai Khắc Tư. Làm lại trái tim đem đến thống khổ ngày càng mãnh liệt, ý chí lực của Long Hạo Thần chịu thử thách cực lớn. Tuy khác với trước kia thải nhi trèo lên đường lên trời, nhưng về mặt thể xác đau đớn thì hắn chịu đựng lớn hơn chút. Còn thải nhi lúc đó chủ yếu là hành hạ đến từ tinh thần. Long Hạo Thần cứng rắn chống đỡ nỗi khổ này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vì thải nhi chỉ dùng không tới một ngày, trừ Long Hạo Thần ra, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều tiến vào minh tưởng sâu. Năng lượng trong tháp vĩnh hằng thật sự quá tinh thuần, quá mức khổng lồ, chỉ có tiến vào minh tưởng sâu mới khiến họ hấp thu tốt hơn, cũng lĩnh ngộ tất cả tốt hơn. Loại cảm nhận này cực kỳ tuyệt vời, cơ hội như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị. Chớp mắt, ba ngày trôi qua, có thể thấy rõ, quần áo Long Hạo Thần đều biến thành màu đen. Dưới tác dụng ánh sáng trắng trong tháp vĩnh hằng, đồ của hắn không ngừng rách toạc mỗi rách một chút thì sẽ bị năng lượng tinh thuần tịnh hóa. Long hạo thần đang dần đi hướng hoàn cảnh lúng túng, lỏa thân. Những màu đen này là mồ hôi cơ thể toát ra, tạp chất trong người, mà thần hoàng để lại hắc ám ăn mòn trong người hắn, tất cả đều bị bài tiết ra. Càng quan trọng là, tuy Long hạo thần chịu đựng thống khổ cực lớn nhưng đoàn sáng vàng trước ngực hắn biến ngày càng trói lòa. Đúng thế, trái tim của hắn sắp tạo xong rồi, hành hạ tròn ba ngày, ý thức của Long hạo thần đã có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn cắn răng khổ sở chịu đựng hắn nhất định phải tỉnh táo đối mặt tất cả, nếu không thì, không ai biết sau khi hôn mê sẽ gặp phải chuyện gì. Hơn nữa trái tim xuất hiện biến hóa rõ ràng như vậy, nếu không chính mắt thấy toàn bộ quá trình làm lại, tương lai Long Hạo Thần tu luyện chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất lớn. Mắt thấy trái tim sắp hoàn chỉnh, bên trong từng sợi mấu vàng đang khẽ dao động hoàn thành khơi thông, Long Hạo Thần biết, quá trình làm lại khâu quan trọng nhất sắp tới rồi. Chỉ khi trái tim mới này bắt đầu công tác bình thường thì mới xem như hắn hoàn toàn sống lại. Đối mặt tình huống như vậy, trong lòng Long Hạo Thần phập phồng lo sợ. Hắn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không muốn chết. Làm lại trái tim, đây đối với nhân loại đúng là trước nay chưa từng có, có thể thành công hay không? Trái tim vĩnh hằng có thật sự có thể ngưng kết? Bây giờ Long Hạo Thần không có một chút tin chắc, trái tim màu vàng quá khác với nội tạng trong người. Một trái tim như vậy thật có thể giống như trái tim vốn có của hắn, tỏa ra sức sống sinh mệnh sao? Không ai trả lời được vấn đề này của Long Hạo Thần, bao gồm cả Eli Lai Khắc Tư đã ra đi. Nếu y lai khắc tư còn sống chắc chắn sẽ tự tin hơn Long Hạo Thần, nhưng y cũng không có nắm chắc trăm phần trăm. Ngay lúc trái tim Long Hạo Thần sắp làm lại xong, bắt đầu vào quá trình hoạt động thì. Tại một thế giới khác, trong thế giới đỏ và đen, một thân hình khổng lồ khẽ run. Lân giáp sớm mất đi ánh sáng, thân xác khổng lồ quỳ dạp trên đất trong thời gian rất dài. Quanh người nó tràn đầy mấu màu tím, những giọt mấu này là từ miệng mũi sáu cái đầu to của nó chảy ra. Nó giữ trạng thái như vậy đã có một đoạn thời gian vốn hơi thở sự sống của nó hoàn toàn biến mất, nhưng ngay lúc này, nó lại khẽ run rẩy, một tia hơi thở sinh mệnh cũng theo đó xuất hiện trên người nó. Sinh mệnh dao động này đầu tiên xuất hiện trên vảy của nó. Cái vảy đen như mực vốn mất đi ánh sáng, ngay lúc này, một khối vảy nhỏ xíu trên lưng đột nhiên tỏa ánh sáng tím chói. Mắt, ánh sáng màu tím trong suốt dần xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến người nó rung động. Đúng thế, nó chính là Hạo Nguyệt, khi Long Hạo Thần bị đánh chết thì Hạo Nguyệt cũng mất sự sống nhưng giống như Long Hạo Thần có giả tiểu lệ trợ giúp linh hồn không tiêu tan, Hạo Nguyệt vẫn giữ một tia hy vọng sống lại. Trên thực tế, dù linh hồn Long Hạo Thần tán đi thì Hạo Nguyệt chân chính tử vong cũng sẽ trải qua quá trình. Mỗi khi thêm một cái đầu thì sức sống của nó càng mạnh vài phần. Nó đã có được 6 cái đầu, dù huyết mạch cạn kiệt mà chất cũng sẽ giữ 36 ngày thân xác không thối giữa, còn có khả năng sống lại. Đây chính là ưu thế huyết mạch, huống chi tuy thân thể Long Hạo Thần chất nhưng linh hồn chưa tán. Bởi vậy Hạo Nguyệt vẫn luôn giữ lại một tia hơi thở một khối vải lóe sáng tựa như đốm lửa đốt thảo nguyên rộng lớn dần dần một khối vải lại một khối biến sáng ngời quái dị là trên mặt đất những giọt mấu tím sậm dường như bị màu tím tỏa ra từ cái vải lây nhiễm dần xuất hiện sóng năng lượng nhẹ nhẹ dao động từng điểm sáng tím dần tách ra khỏi giọt mấu tím sậm bình bồng trên không trung rơi vào người hạo nguyệt cơ thể long hạo thần đột nhiên biến cứng ngắc sợi mấu cuối cùng trong trái tim sắp khơi thông thời khắc quyết định rốt cuộc đến xoẹt mấu và linh lực chui vào chướng ngại cuối cùng cơ thể long hạo thần co giật kịch liệt ý thức của hắn hoàn toàn đặt vào trái tim, bởi vì khẩn trương nên thân thể bất giác run bần bật. Một cây mạch máu cuối cùng khơi thông, trái tim vàng theo đó kịch liệt co rút. Màu vàng thu lại, cũng thu hẹp linh hồn long hạo thần. Có thể thấy rõ, trái tim rút lại thì có một tầng sáng vàng khuếch tán ra. Nhưng lần này không đơn giản là khuếch tán, thu lại mà nhuộm đẫm. Long hạo thần chỉ cảm thấy trong người mình khoảnh khắc tất cả đều bị nhuộm thành màu vàng, sau đó trái tim vàng lại phình ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch thật là thanh âm tuyệt vời biết bao, chỉ có người mất đi nó mới biết nhịp tim đập đáng quý cỡ nào. Khi trái tim lại nhảy, linh hồn Long Hạo Thần ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, trong tiếng tim đập vững vàng, linh lực trong người Long Hạo Thần tựa như suối phun từ chỗ trái tim chảy xuôi khắp người. Trái tim co rút vững vàng, co rụt rồi lại phình ra. Cảm giác lực lượng cường đại trước mắt truyền khắp toàn thân Long Hạo Thần. Không chỉ là nội linh lực, thậm chí là ngoại linh lực cũng dung nhập vào cảm giác cường đại này. Long Hạo Thần rung động phát hiện, Trái tim vĩnh hằng mới này trong quá trình một lần co rút và phình ra nhưng lại hút tất cả linh lực của mình vào trong, xong rồi phun trào ra hết. Nên biết rằng linh lực vốn có của Long Hạo Thần đã cao tới hơn 5 vạn. Chính là nói, trái tim vĩnh hằng có thể chứa được 5 vạn nội linh lực. Hơn nữa dường như chỉ có thể thì còn chưa đủ thỏa mãn khẩu vị của nó. Điều này sao có thể được? Trái tim chịu tải linh lực còn lớn hơn cả linh khiếu. Nếu là trước đây thì Long Hạo Thần tuyệt đối không thể tin, nhưng giờ phút này, trạng thái mạnh mẽ như thế bày ra ở trước mặt hắn thình thịch thình thịch trái tim có rút linh lực ép khô linh lực trong mấy linh khiếu khác đều bị trái tim rút đi hết thật tự nhiên phải hấp thu năng lượng bên ngoài bổ sung mới được thoáng chốc long hạo thần phát hiện trong cơ thể mình huyết mạch kinh mạch thậm chí là nội tạng đều vì trái tim đập vướng vàng này bị linh lực tinh thần nhuộm thành màu vàng lúc này qua nguyên tố bản thân hắn đã không thể dùng tinh thần để hình dung tuy linh lực thoạt nhìn là thể lỏng nhưng long hạo thần lại cảm giác nó hoàn toàn đông lại hai thể chất con trai quang minh dung hợp khiến nội linh lực bẩm sinh của long hạo thần đã vượt qua cực hạn vốn có nếu có khí cụ gì có thể kiểm nghiệm nội linh lực bẩm sinh hiện tại của hắn vậy chắc chắn sẽ kinh khủng phát hiện cường độ nội linh lực bẩm sinh của hắn tuyệt đối vượt qua trăm phần trăm chính là nói bây giờ long hạo thần đã không còn là thể chất con trai quang minh mà là thể chất quang thần tinh khiết mức độ quang nguyên tố tinh thuần của hắn đã không khác gì lực lượng khi quang minh nữ thần giáng thế trên thế giới này đã không ai có thể so sánh về mặt quang nguyên tố tinh thuần với hắn trái tim đập khiến cơ thể Long Hạo Thần tựa như cái hố đen thật to, mỗi lần nhảy lên sẽ làm linh lực khổng lồ quanh người hắn biến trống rỗng. Cùng lúc đó, trái tim Vĩnh Hằng nhảy lên ép xuất ra thật nhiều quang nguyên tố bổ sung cho Long Hạo Thần. Cũng bởi vậy hắn điên cuồng hấp thu không chút ảnh hưởng đồng bạn xung quanh tu luyện. Trong trái tim Vĩnh Hằng ẩn chứa tất cả tinh hoa quang minh thuộc tính của Y Lai Khắc Tư. Trước kia trái tim chưa làm lại, chỉ yên tĩnh lắng động tại đó, hiện nay Long Hạo Thần rốt cuộc hoàn thành quá trình sống lại, tinh hoa mới bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ của nó. Chỉ chốc lát sau, Long Hạo Thần giật mình phát hiện, Thật thể biến hóa lại lần nữa đột phá chi thức của mình. Mới rồi trong lúc hấp thu, hắn hoảng sợ phát hiện, nội linh lực nhưng lại đột phá 10 vạn. Không sai, chính là 10 vạn tượng trưng cho cấp 9. Chính là nói, hiện giờ hắn nên là cường giả cấp 9 mới đúng. Nhưng thực tế hắn không có chút cảm giác đột phá gì cả. Cảnh giới vẫn ngừng lại tại cấp 8, 10 vạn linh lực chỉ vừa đủ tràn ngập trái tim vĩnh hằng, linh khiếu khác trong người vẫn trống rỗng, trong trái tim vĩnh hằng co rút đang nhanh chóng hấp thu linh lực. Đây là sao? Vì sao linh lực mình đột phá 10 vạn nhưng không tăng lên cấp 9? Long Hạo Thần chưa kịp vui mừng vì tăng linh lực đã bị sự biến hóa kỳ lạ này rung động. Đây hoàn toàn vượt qua lẽ thường, coi như là ma tộc có 10 vạn linh lực cũng thành cấp 9, nhưng bây giờ rõ ràng hắn đã vượt qua 10 vạn, lại vẫn ở cảnh giới cấp 8. Long Hạo Thần tuyệt đỉnh thông minh, rất nhanh, hắn phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Cấp 8 đột phá đến cấp 9, cũng chính là quá trình chín linh khiếu đột phá đến 10 cái. 9 là số lượng cực hạn chỉ có linh khiếu đột phá chín cái mới tiến vào tầng khác, chính là đột phá cấp 10. Mà nội linh lực của hắn tuy đã đột phá 10 vạn, có lẽ cũng xem như linh khiếu đột phá chín cái mới đúng. Nhưng thực tế linh khiếu không có đột phá, đột phá chỉ là linh lực mà thôi. Tất cả điều kỳ lạ này là bởi vì trái tim vĩnh hằng. Trái tim vĩnh hằng tương đương với linh khiếu vốn nằm ở ngực hắn, hơn nửa sản sinh tác dụng nhiều hơn linh khiếu vốn có. Linh khiếu bản thân Long Hạo Thần tổng số chưa tới 9 cái, đây là mấu chốt vì sao hắn không đột phá cảnh giới. Ngực, đầu, bụng, hai vai, hai chân, tổng cộng 7 linh khiếu, cũng là kiến trúc cơ bản của Long Hạo Thần. Bình thường thì tu vi của hắn tối đa tăng lên đến 7 vạn linh lực cần tiếp tục khai thông linh khiếu thì mới tăng cấp được. Trái tim vĩnh hằng xuất hiện đánh vỡ hạn chế này, tuy trái tim vĩnh hằng thay thế linh khiếu vốn có nhưng nó chứ tồn không phải một vạn mà là 10 vạn. Chính là nói, thân thể Long Hạo Thần chứa đựng linh lực từ 7 vạn biến thành 16 vạn. Thế nên tuy linh lực của hắn tiến bộ nhưng cảnh giới không tăng lên chút nào. Có thể tưởng tượng một cường giả cấp 8 có tu vi 16 vạn linh lực, đó là điều khủng bố tới cỡ nào. Hơn nữa khi trái tim vĩnh hằng nhảy, linh lực hắn thả ra hoàn toàn là 16 vạn. Chính là nói, cảnh giới của hắn là cấp 8 nhưng thực lực lại ở cấp 9, chỉ thiếu một ít năng lực đặc biệt của cấp 9 mà thôi. Về mặt điều động linh lực và bùng phát, thậm chí còn vượt qua cường giả cấp 9 có cùng số lượng linh lực. Y Lai Khắc Tư giúp mình lại làm trái tim vĩnh hằng này thật quá cường đại. Một, khi Long Hạo Thần có thể tràn ngập tất cả linh khiếu, vậy thực lực của hắn ít nhất tăng gấp đôi trước kia, đây là dưới tình huống hắn không tiếp tục tu luyện nữa. Có trái tim vĩnh hằng rồi, khi Long Hạo Thần hấp thu linh lực nữa thì sẽ nhanh hơn cường giả cấp 8 bình thường nhiều. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục xây dựng linh khiếu, chắc chắn không mất bao lâu sẽ đột phá cấp 9. Cùng với trái tim Long Hạo Thần sống lại, trong tháp vĩnh hằng, những năng lượng tinh thuần tiêu hao ngày càng nhanh. Lúc này, mấy người khác tu luyện đều gặp phải bình cảnh. Có thể hấp thu năng lượng tinh thuần khổng lồ thế này, họ không mất bao lâu đều gặp phải bình cảnh do linh khiếu đem đến linh lực tăng lên có thể thông qua hấp thu năng lượng tinh thuần nơi này mà được lợi, nhưng xây dựng linh khiếu thì không dễ dàng như vậy. Chỉ có nhờ vào mình cảm ngộ linh lực và thực lực tăng lên mới được. Thế nên lúc trước tu vi tăng nhanh bây giờ bắt đầu chậm lại. Nhưng nói thế nào thì trong tháp vĩnh hằng, tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Còn năng lượng tinh thuần bị họ hấp thu mới chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Grau, trái tim long hạo thần sống lại, cũng đại biểu cho trái tim một vị cường giả khác nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim đập dồn dập mà vững vàng ánh sáng tím như lửa cháy lan ra đồng cỏ trải rộng mỗi một khối vảy bãi mấu tím trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất sau cái đầu to 12 con mắt đều toát ra ánh tím đậm tiếng giống lạnh lẽo âm trầm vang tận trời như biểu đạt nỗi phẫn nộ trong lòng nó đúng thế hạo nguyệt đã tỉnh rồi trong quá trình tỉnh lại cơ thể nó bắt đầu xuất hiện dao động kịch liệt lực lượng huyết mạch khổng lồ đang nhanh chóng vận chuyển sau cái đầu to sáu đôi mắt toát ra ý điên cuồng tràn ngập khí thế hủy diệt đến tận đây kế hoạch ma thần hoàng đối phó Long Hạo Thần đã hoàn toàn thất bại. Bốn năm sau, ra lăng quan, ma pháp thánh điện, con bé ngốc này, đừng chờ đợi nữa. Hơn bốn năm rồi, không có chút tin tức, chỉ sợ họ đã, một lão ma pháp sư mặc áo choàng ma pháp lửa đỏ hoa quý tận tình khuyên nhủ, trước mặt ông là một cô gái. Cô gái có mái tóc màu phấn hồng, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi. Khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm hơn người bình thường, trên người như ẩn như hiện tỏa ra linh lực cường đại. Lúc này, trong mắt cô lộ ra ánh sáng cố chấp kiên định. Lâm Gia Gia, người đừng khuyên tôi nữa. Trước khi tôi được tin chính xác họ đã chết, tôi sẽ không rời đi ma pháp thánh điện. Chẳng lẽ người không muốn tôi nữa sao? Lão ma pháp sư mắt đẫm lệ. Hình nhi, con là cô gái tốt. Lâm hâm thằng nhãi danh đó có thể tìm ra cô gái tốt như con là nó tốt số dữ lắm. Nhưng nó không có phước hưởng. Bốn năm trước thánh chiến đã kết thúc, ma tộc rút quân. Nếu họ còn sống thì không thể nào lâu như vậy còn chưa trở về. Ma tộc rút quân quá đột ngột. Hình nhi, trong lòng ta cũng không muốn tin họ đi rồi. Nhưng mà không thể chậm trễ cả đời con, con còn trẻ, cứ chậm trễ như vậy sẽ ảnh hưởng hạnh phúc cả đời. Lâm Gia Gia đương nhiên muốn con ở lại Ma Pháp Thánh Điện cùng ta. So sánh với thằng nhóc kia thì con càng giống cháu gái ta. Nhưng mà, Lâm Gia Gia không thể ích kỷ như vậy. Không thể vì mình ảnh hưởng hạnh phúc tương lai của con. Không sai, vị lão ma pháp sư này chính là ông nội của Lâm Hâm, phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, Lâm Thần. Thiếu nữ trước mắt ông chẳng phải chính là Lý Hinh có danh xưng địa ngục mai khôi sao? đừng nhìn lý hinh là kỵ sĩ nhưng danh tiếng của cô nổi như cồn ở gia lăng quan rất được tướng sĩ gia lăng quan kính yêu ở trên chiến trường cô vĩnh viễn sung phong đằng trước nhất trong chiến đấu nhiều lần bị thương sau khi lâm hâm đi cô luôn ở tại đây theo săn ma đoàn của mình chiến đấu trước khi thánh chiến sắp kết thúc thì đoàn trưởng săn ma đoàn của cô lục hy đã chớt trận trong một lần kẻ địch đánh lén các đoàn viên khác đều tản đi quay về thánh điện của mình chỉ có lý hinh ở lại đây cô phải chờ lâm hâm trở về bốn năm qua cô luôn tu luyện tại ma pháp thánh điện, làm bạn với lâm thần, thay lâm hâm trả hiếu. Lâm thần từng nhiều lần khuyên nhủ Lý Hinh, nhưng cô vẫn làm theo ý mình, không chịu rời đi. Lâm thần cực kỳ yêu thương cô gái vốn sẽ là cháu dâu của mình, nhưng ông không thể ích kỷ như vậy. Lâm hâm mất tích hơn 4 năm, lần cuối xuất hiện là ở vạn thú quan linh hồn thánh điện. Lâu như vậy, họ xâm nhập vào ma tộc tác chiến, khả năng sinh tồn thật sự quá thấp, quá thấp. Dù lâm thần không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể chậm chế tương lai của Lý Hinh. Lâm Gia Gia, người đừng nói nữa, tôi tuyệt đối không đi đâu. Tôi phải đợi anh ấy và cả Hạo Thần, họ chắc chắn sẽ trở về, mắt Lý Hinh dần ướt nước. Dù cô kiên cường cỡ nào thì trong lòng vẫn có mặt yếu đuối. Cô đương nhiên biết khả năng đám Lâm Hâm còn sống rất thấp, nhưng dù chỉ có một phần cơ hội, chỉ cần không trông thấy xác họ thì Lý Hinh sẽ không thừa nhận họ đã chết. Ai, con bé ngốc này, được rồi, vậy con tạm thời ở lại đây, qua mấy ngày nữa chúng ta phải xuất phát đi thánh thành, tham gia thánh điện đại tái 10 năm một lần đợi thánh điện đại tái kết thúc, dù thế nào thì con phải quay về nhà xem. Phụ thân con nhiều lần viết thư tới đây, ta biết rõ hết. Lý hình gật đầu, đúng vậy, dù cô cố chấp phải chờ đám lâm hâm, Long Hạo Thần trở về thì cũng nên quay về nhà nhìn xem. Lâm Thần mỉm cười nói, hình nhi, con đã đột phá cấp 8, lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra ra đính chế song kiếm cho con sắp đưa đến rồi. Đợi kết thúc thánh điện đại tái, có lòng tin trùng kích tinh kim cơ tòa kỵ sĩ thánh điện không? Lý hình sớm không phải là Lý Hinh năm đó. 4 năm tính tâm tu luyện khiến cô lần lượt đột phá bình cảnh cấp 7, cấp 8. Bây giờ cô đã là cường giả cấp 8 bậc 1, san ma giả còn sống sót sau trận thánh chiến đó, tu vi gần như đều tiến bộ bước dài, giờ cô là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Tuy muốn trùng kích kim tinh cơ tòa thì còn hơi khó khăn, nhưng lâm thần đính chế cho cô là đôi trọng kiếm cấp sử thi. Đây vốn là tài phú lâm thần chuẩn bị cho cháu trai duy nhất, nhưng lâm hâm vẫn không trở về, ông đem phần lễ vật quý giá này đưa Lý Hinh. Thánh chiến năm đó đem đến hiểm họa to lớn cho liên minh thánh điện, trong đại chiến kéo dài 2 năm, không biết có bao nhiêu tướng sĩ liên minh thánh điện chất tại 6 tòa hùng quan. Nhưng cùng lúc đó, ma tộc cũng tổn thất thảm trọng trong thánh chiến. Thánh chiến đã kết thúc 4 năm, trong 4 năm nay, liên minh thánh điện thể hiện ra ưu thế tích lũy mấy ngàn năm. Tuy nhiên khẩu giả mạnh không thể lập tức hồi phục ngay, nhưng những phương diện khác thì hồi phục rất nhanh. Đặc biệt là sau khi qua trận thánh chiến, các cường giả lục đại thánh điện còn sống sót gần như tăng vào thực lực. Tình huống giống Lý hình không hiếm gặp, thánh chiến 2 năm, 4 năm trầm tính, So với trước khi thánh chiến thì hiện giờ số lượng cường giả liên minh thánh điện thậm chí vượt xa năm đó, chỉ là số lượng chiến sĩ bình thường ít hơn trước rất nhiều mà thôi. Thánh điện đại tái sắp bắt đầu, đây là việc lớn mỗi 10 năm một lần của liên minh. Cường giả mạnh nhất trong lục đại thánh điện sẽ giao lưu với nhau trong lần trọng đại này, cũng tiến hành xếp hạng hoàn toàn mới. Gần như các cao tầng lục đại thánh điện đều biết, thánh điện đại tái lần này có ý nghĩa không tầm thường. Đây là thánh điện đại tái đầu tiên sau khi thánh chiến, chẳng những xếp lại thứ hạng cũng có nhiều quyết sách sẽ tiến hành. Thánh chiến 2 năm đối với liên minh thật là tiêu hao cực lớn, nhưng cùng lúc đó, ma tộc cũng giảm thực lực, thậm chí trụ ma thần đều bị hủy hai cây. Liên minh thánh điện giống như thanh kiếm bị ma, tộc mài ra, đang biến ngày càng sắc bén. Sau thánh chiến, nhân loại không suy yếu như ma thần hoàng mong muốn, ngược lại có tư thế phát triển lớn hơn mấy phần. Tuy so sánh với thực lực tổng thể của ma tộc thì liên minh thánh điện vẫn cách biệt, nhưng sự chênh lệch này không quá xa xôi. Một khi đám thanh niên trải qua đợt thánh chiến này hoàn toàn trưởng thành, ma tộc có thể áp chế liên minh thánh điện được bao lâu nữa thì khó mà nói vì bảo đảm ưu thế của ma tộc mấy năm nay ma thần hoàng đều tập trung vào khai phá biển đông bộ nam bộ tuy vùng biển có tồn tại ma thú nhưng càng có nhiều thực vật thực vật giá trị dinh dưỡng cao có tác dụng cực kỳ quan trọng tăng cường thực lực cho ma tộc trước nay ma tộc không thiếu cường giả đi cướp đoạt nhân loại để có số thực vật hiếm hoi thì chẳng bằng chuyển hướng biển rộng từ sâu trong biển có được càng nhiều chuyện này bây giờ do nguyệt ma thần a ra lôi tư chịu trách nhiệm do đó có thể thấy ma thần hoàng chú trọng việc này tới cỡ nào thánh điện đại tái sắp bắt đầu đại tái không đơn giản chỉ là chiến đấu là sự kiện quan trọng nhất trong liên minh thánh điện thánh điện đại tái là một trận so đấu toàn diện tổng hợp cuối cùng căn cứ tổng điểm các thánh điện tiến hành xếp hạng tuy loại đại tái này không thể nào hoàn toàn công bình nhưng liên minh thánh điện qua nhiều năm phát triển đã cố gắng hết sức để thánh điện đại tái đạt được công bình nhất lý hinh là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ đến lúc đó dĩ nhiên phải đại biểu kỵ sĩ thánh điện xuất chiến nghe lâm thần hỏi mình có muốn trùng kích kim tinh cơ tòa kỵ sĩ hay không lý hinh kiềm không được mỉm cười lắc đầu nói lâm ra ra tôi còn kém xa lắm liên minh nhân tài lớp lớp kỵ sĩ thánh điện chúng ta cũng trồi lên một đám cường giả tuổi trẻ kim tinh cơ tòa kỵ sĩ chỉ có vài bộ tôi không muốn tranh giành với họ chờ sau này tôi đủ thực lực rồi nói tiếp đi lâm thần kiêu ngạo nói sao không đủ thực lực được chờ xong kiếm ta chế tạo cho con hoàn thành rồi coi như khiêu chiến sơ cấp chín một phen cũng chưa chắc không có cơ hội theo ta thấy con nhân lúc thánh điện đại tái lần này trực tiếp lấy một bộ kim tinh cơ tòa chiến giáp đi thôi lý hinh im lặng lâm thần thấy vẻ mặt của cô đương nhiên biết cô đang nghĩ cái gì con bé ngốc chẳng lẽ con còn không chịu nhận sao tuy con không phải là cháu gái ruột của ta nhưng trong mắt ta thì con hơn thằng nhóc lâm hâm nhiều đừng nói nó không có tin tức dù cho nó còn sống trở về thì tài sản của ta sẽ không để lại cho thằng nhóc bất hiếu đó nếu con còn nhận ra ra này vậy đừng từ chối nếu không thì lâm ra ra sẽ giận thật đấy Chẳng lẽ mấy thứ kia con để ta mang vào trong quan tài ư? Hơn nữa đã chế tạo ra trọng kiếm kỵ sĩ, ta giữ lại có tác dụng gì đâu? Lý Hinh hốc mắt đỏ ửng, "Lâm gia gia, người đối với tôi thật tốt." Lâm Thần mỉm cười nói, "Chẳng lẽ con đối với gia gia không tốt? Đừng nghĩ quá nhiều, trong khoảng thời gian này con cần phải cố gắng, tranh thủ biểu hiện trong Thánh điện đại tái. Lần này đại tái khác với trước kia, bởi vì thánh chiến 4 năm trước, chỉ sợ đại tái đợt này sẽ xuất hiện nhiều biến đổi, cũng là kỳ ngộ trọng đại liên minh lần này." lý hinh lòng máy động nhẹ gật đầu lâm thần chính là cao tầng ma pháp thánh điện nhưng cô thuộc về kỵ sĩ thánh điện cho nên rất nhiều việc ông không thể nói thẳng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở một phen nhưng trí tuệ như cô thì nhiều đó đã đủ phẩy phẩy chấm chấm thánh thành đây là một nhà gỗ nhỏ đơn giản tất cả đều làm bằng gỗ trong nhà gỗ mọi bàn ghế đều là kết cấu đổ gỗ đơn giản chỉ là những đồ gỗ này có đặc điểm riêng bên trên có điêu khắc rất đẹp tỏa ra mùi hương hoa quế loại gỗ này gọi là gỗ giáng hương tài liệu cực kỳ quý giá nó tỏa ra mùi hương rất có ích cho thân thể, kéo dài tuổi thọ, cũng tăng cao tác. Dụng tỉnh táo đầu óc, mặt sau bàn gỗ chế tác đơn giản, một thiếu nữ yên tĩnh ngồi đó. Thiếu nữ mặc váy trắng, khuôn mặt tinh khiết không chút tỉ vết. Chỉ là trong mắt cô có nhàn nhạt bi thương, trên mặt bàn trước mắt cô bày một đống mảnh vỡ màu đỏ hồng. Từ hình dạng cong cong có thể thấy ra lúc nó hoàn chỉnh là hình cầu. 4 năm, tên đầu chọc đáng ghét, đồ khốn, vì sao vẫn không có tin tức. Xích long châu vỡ, dĩ nhiên xích long giáp của anh cũng vỡ. Nhưng anh có biết không, em vẫn đang đợi anh, em tin tưởng anh còn sống, chắc chắn còn sống, đúng không? Nói rồi cô vung tay, một viên ngọc tím nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên ngọc tỏa ra hơi thở cực kỳ quái lạ, như có xả điện vần quanh. Linh lực dao động tuy không mãnh liệt nhưng đủ hiện ra bản thân nó lạ lùng. Bốn năm, anh chắc chắn còn sống, nhưng anh rốt cuộc đang ở đâu, vì sao lâu như vậy còn chưa trở về, anh có biết em rất, nói đến đây, hai hàng lệ tuôn rơi, giọt lệ rơi xuống vỡ tan. Mấy tháng gần đây, thánh thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì mấy năm một lần thánh điện đại tái sắp bắt đầu rồi. Nếu nói thì đấu tuyển chọn săn ma đoàn là việc quan trọng trong đám thanh niên, vậy thánh điện đại tái chính là long trọng nhất trong cả liên minh thánh điện, cũng là việc quan trọng nhất. Lần đại tái này liên minh giống chống khua chiêng xếp đặt. Trừ một ít cường giả ở lại tiền tuyến, đa số cường giả trong lục đại thánh điện đều tụ tập tại thánh minh, làm công tác chuẩn bị cho thánh điện đại tái lần này. Rất nhiều các trưởng lão liên minh bình thường ẩn cư cũng lần lượt đi tới thánh thành. Tuy cách Thánh Điện Đại Tái còn có mấy ngày, nhưng Tổng Bộ Liên Minh Thánh Điện mỗi ngày đều tổ chức hội nghị. Lãnh đạo Lục Đại Thánh Điện không ngừng bàn bạc bà các loại sự vụ. Còn về cụ thể họ đang thương nghị cái gì, thì đây chính là tuyệt mật của Liên Minh Thánh Điện, chỉ cao tầng tham dự hội nghị mới biết. Người nhạy bén đều phát hiện, Thánh Điện Đại Tái lần này khác với bình thường, không khí căng thẳng hơn nhiều, hiển nhiên có việc lớn sắp xảy ra. Trong phòng kín, hai ông lão yên lặng ngồi đối mặt nhau. Hai người biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không khí trong căn phòng có chút nặng nề. Nếu có người quen thuộc cao tầng liên minh thánh điện tại đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra, hai vị này đều là nhân vật cực kỳ quan trọng trong liên minh thánh điện. Hai điện chủ kỵ sĩ thánh điện, Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn. Dương Hạo Hàm không chỉ là điện chủ kỵ sĩ thánh điện, đồng thời còn là minh chủ liên minh thánh điện. Đương nhiên địa vị minh chủ của ông khi thánh điện đại tái lần này bắt đầu thì là lúc hết nhiệm kỳ. Theo quy tắc của liên minh, minh chủ liên minh không thể liên nhiệm, chính là nói, lần này Dương Hạo Hàm phải từ chức minh chủ. Long huynh, lần này chỉ có thể trông nhờ vào ngươi, Ai, Dương Hảo hàm thở dài một tiếng, biểu tình lạc lõng. Long Thiên Ấn nhíu chặt mày, sợ là tình huống có đột biến, chỉ sợ kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Đương nhiên Dương Hảo hàm biết ông ý chỉ cái gì, cười khổ một tiếng. Thì còn cách nào chứ? Mười năm nay, xuất hiện thiếu niên thiên tài nhiều nhất là ở kỵ sĩ thánh điện chúng ta, nhưng trong thánh chiến bị tổn thất lớn nhất cũng là chúng ta. Tuy tình vũ đã trở lại nhưng không biết vì sao, y chỉ muốn chấn thủ tại ngữ long quan, nói cái gì cũng không chịu tham gia đại tái lần này, nên chỉ có thể làm phiền ngươi, Long Thiên Ấn hử lạnh một tiếng, đừng nhắc đến cái tên bất hiếu đó, suốt ngày mặt mày âm u, ai cũng không biết nó đang nghĩ cái gì. Dương Hạo hàm an ủi bảo, người cũng đừng trách tinh vũ, Hạo thần mất tích lâu như vậy, sao y không sốt ruột cho được. Nhắc tới hai chữ Hạo thần, hai thần ấn kỵ sĩ cường đại đều im lặng xuống. Đúng thế, từ khi Long Hạo thần mang theo Hàn Vũ rời khỏi Ngự Long Quan thì đã biến mất hơn 4 năm. Lần cuối cùng họ xuất hiện là tại Linh Hồn Thánh Điện, sau đó không còn tin tức. Vì chuyện này mà Long Thiên Ấn và Dương Hảo Hàm từng đích thân tới linh hồn Thánh Điện tìm hiểu tin tức. Long Thiên Ấn vỗ mạnh mặt bàn trước mắt, vô cùng hối hận nói. Chỉ trách ta, ta không nên đồng ý cho nó dựng lại săn ma đoàn. Nếu nó luôn ở tại ngữ Long Quan thì bây giờ chúng ta đâu cần bị động như vậy. Hơn 4 năm trước nó đã đột phá cấp 8, 4 năm nay dù là lên cấp 9 cũng không phải không thể nào. Nó là con trai quang minh, là thần quyến giả, dù tu vi yếu chút nếu có thể được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa thừa nhận thì chắc chắn sẽ tỏa sáng tại thánh điện đại tái đợt này giờ đây hai lão già chúng ta đâu cần đau đầu khó xử chứ dương hạo hàm vẻ mặt ảm đạm nói chuyện này vẫn là do văn chiêu mà ra nếu không phải vì cứu văn chiêu thì họ sẽ không mất tích ta dùng hết các cách tìm hiểu tin tức nhưng vẫn không phát hiện cái gì nhưng chúng ta đều không tin họ thật sự bị ma tộc hại trong mắt long thiên ấn tràn đầy bi thương ai mà muốn tin chứ mấy thanh niên ưu tú nhất hiện nay của kỵ sĩ thánh điện chúng ta đều đã mất tích bây giờ đang trong thời kỳ nguy ngập, thời gian gần đây Lý Chính Trực tại Đại hội Liên minh bày tỏ rõ ràng ủng hộ Lục Đại Thánh Điện liên kết lại, kết thúc trạng thái liên minh giải rác kết minh, phải càng thêm thân thiết kết hợp chung chỗ, thành lập một quốc gia liên minh. Đây rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ y muốn làm minh chủ tân nhậm của Tân Liên Minh ư? Dương Hạo Hàm nói, Lý Chính Trực người này có thực lực, nhưng tính cách quá âm trầm, bảo thủ. Tuy mặt ngoài ôn hòa nhưng bên trong cực kỳ cao ngạo. Lấy tính cách của hắn, nếu thống lĩnh Tân Liên Minh chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng bây giờ chúng ta có muốn ngăn cản thì chỉ sợ rất khó, trừ phi mấy tiền bối săn ma đoàn danh hiệu ra tay. Long Thiên Ấn lắc đầu, không thể nào, các tiền bối đã biểu đạt rõ ràng, trong đại tái đợt này chỉ xuất hiện trong tư cách trọng tài, sẽ không tham gia đại tái nữa. Lý Chính Trực, hừ, lão phu cũng muốn xem coi 10 năm nay hắn tiến bộ nhiều ít, có thể qua được cửa ta đây không. Có câu uy lão hổ còn tại, lời vừa thốt ra, trên người Long Thiên Ấn bùng phát chiến ý mãnh liệt. Dương Hạo Hàm nói, dù cuối cùng minh chủ là ai, tân liên minh thành lập đã là lửa xém lông mày. Thánh chiến hơn 4 năm trước tuy đem đến tổn thất to lớn cho chúng ta, nhưng cũng để chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Nếu tiếng nói trong nội bộ liên minh có thể thống nhất, điều phối các loại tư nguyên, vậy ta tin tưởng chẳng bao lâu sau là chúng ta có thể phản kích lại ma tộc. Long Thiên Ấn gật đầu, nói, ngày hôm qua ta và Thánh Nguyệt gặp nhau, thích khách Thánh Điện biểu đạt rõ ràng sẽ ủng hộ chúng ta. Bên chiến sĩ Thánh Điện ta có trao đổi với Khâu Vĩnh Hạo, nhưng họ luôn giao lưu rất tốt với ma pháp Thánh Điện, ta chỉ sợ cơ hội không lớn mục sư thánh điện luôn giữ trung lập hiện tại thái độ của linh hồn thánh điện mới là quan trọng nhất nếu họ ủng hộ chúng ta thì cơ hội phe ta sẽ tăng lên nhiều dương hạo hàm nói về mặt người ủng hộ ta cảm thấy không cần quá mức lo lắng dù sao chúng ta đã thống lĩnh liên minh nhiều năm như vậy trong mức độ được thừa nhận sẽ không yếu thế hơn ma pháp thánh điện bây giờ mấu chốt là kết quả đại tái điều này rất quan trọng đối kháng với ma tộc không thể tránh khỏi đụng độ với ma thần hoàng thực lực sẽ trở thành khâu quan trọng nhất quyết định quyền thành lập tân liên minh Lý Chính trực thiên phú dị bẩm, mấy năm nay luôn nhẫn nhịn. Thánh điện đại tái 10 năm trước rõ ràng y dấu tài, hiển nhiên lúc đó không có tự tin hoàn toàn. Lần này y phô trương hơn, ý định nhất quyết phải đạt được mục đích. Lão Long, người tuyệt không thể khinh thường, dù gì Lý Chính trực thắng ở chỗ tuổi trẻ. Theo ta thấy, chỉ sợ nội linh lực của hắn đã đột phá 20 vạn, thậm chí có lẽ càng cao. Long Thiên Ấn nói, dù thế nào thì cũng phải thử một phen, hắn muốn thắng ta cũng không dễ như vậy đâu. Dương Hạo Hàm nói, còn có ba ngày là thánh điện đại tái sẽ bắt đầu đi thôi ta phải mở hội các trưởng lão kỵ sĩ thánh điện thống nhất tư tưởng ừm long thiên ấn gật đầu hai đại cường giả cùng đứng dậy đi ra ngoài lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm vững vàng len ken bẩm minh chủ có người xin gặp a à, dương hạo hàm nhíu mày nói là ai hắn không nói chỉ để tôi giao đồ vật cho ngài thanh âm bên ngoài đáp dương hạo hàm mở cửa đi ra ngoài bên ngoài một bí ngân cơ tòa kỵ sĩ trung niên cung kính đứng Đôi tay nâng lên cầm một khối lệnh bài. Long Thiên Ấn vung tay áo, lệnh bài bay hướng bọn họ. Dương Hạo Hàm nâng tay lên, để lệnh bài rơi trên tay mình. Ánh mắt hai thần ấn kỵ sĩ không hẹn mà cùng rơi vào lệnh bài. Khiến Bí Ngân Cơ tòa kỵ sĩ rung động là khi ánh mắt hai thần ấn kỵ sĩ tập trung vào lệnh bài đó, không ngờ thân thể hai người run bần bật, hoảng sợ biến sắc. Bản năng liếc nhau một cái, Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn đồng thanh quát hướng Bí Ngân Cơ tòa kỵ sĩ. Người giữ lệnh bài đang ở đâu? Phẩy phẩy phẩy, tổng bộ Liên Minh Thánh Điện trong phòng kín của ma pháp thánh điện. Lý Chính trực thân hình mập mạp ngồi chính giữa phòng kín, một tầng ánh sáng xanh nhạt vững vàng bao phủ thân thể ông. Ánh sáng xanh tỏa ra màu sắt thép, rõ ràng là hình thái linh cương. Hơn nửa thoạt trông màn ánh sáng tựa như thể rắn, không có chút hư ảo. Thở ra hơi dài, Lý Chính trực từ từ mở mắt ra, đáy mắt ông bỗng bắn ra hai luồng sáng xanh như tia chớp, đâm thẳng vào linh cương trước mặt. Đinh, màn sáng linh cương khẽ run rẩy, chớp mắt hóa thành vô số điểm sáng xanh bình bồng giữa không trung, Lý Chính trực há miệng hít sâu, bỗng chốc những điểm sáng xanh đều bị hút vào người ông, biến mất không còn bóng dáng. Bẩm điện chủ, các trưởng lão đã đến đông đủ, bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính, ừm, Lý Chính trực ừ một tiếng, thân thể từ từ bay lên, đôi chân chấm đất, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Một người trung niên mặc áo choàng dài màu xanh yên tĩnh đợi bên ngoài, thấy Lý Chính trực đi ra mới bước lên trước dẫn đường. Tổng bộ Thánh Minh dựa theo thánh điện khác nhau mà chia làm 6 khu vực. Ma pháp thánh điện đương nhiên có phần thuộc về mình. Đi qua hai hành lang, ma pháp sư Trung Niên hướng dẫn Lý Chính Trực đi tới một phòng họp trang hoàng xa hoa. Tuy rằng về mặt địa vị thì ma pháp thánh điện yếu kém hơn kỵ sĩ thánh điện, nhưng nếu nói tài phú thì cả liên minh thánh điện không một tòa thánh điện nào sánh bằng ma pháp thánh điện. Thấy Lý Chính Trực đến, tất cả người trong phòng họp đều đứng dậy. Thân hình Lý Chính Trực hơi nhoáng lên, chớp mắt đã tới chỗ ngồi trước nhất trong phòng họp. Phòng họp có tổng cộng 50 người, tuy chỉ là một căn phòng họp đơn giản nhưng nếu có ai tới đây sẽ chấn kinh phát hiện trong phòng họp này nồng độ nguyên tố ma pháp đậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Chỉ đơn giản hô hấp thôi đã có cảm giác dính đặc. Không chút nghi ngờ, nguyên tố ma pháp nồng đậm này đương nhiên là do những người trong phòng đem đến. Ma pháp sư ngồi tại đây có 80% đều là dâu tóc bạc trắng. Hiển nhiên họ đã sớm chờ, đợi Lý Chính Trực đến chủ trì hội nghị. Từ điều này có thể thấy ra địa vị của Lý Chính Trực trong ma pháp thánh điện. Thánh điện khác khi mở hội nghị cùng loại thì điện chủ sẽ không là người đến cuối cùng, đây là đến từ sự tôn trọng các trưởng lão trong thánh điện. Lý Chính Trực thì rõ ràng là người đến cuối cùng, trừ tính tình của ông ra, quan trọng nhất đương nhiên là quyền lực khống chế ma pháp thánh điện. Ánh mắt Lý Chính Trực lướt qua những người đang ngồi, trầm. Giọng nói, các vị trưởng lão, thánh điện đại tái sắp bắt đầu rồi. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, lần này kỵ sĩ thánh điện dự thi sẽ là Long Thiên Ấn. Kỵ sĩ thánh điện luôn ủng hộ tân liên minh thành lập, thêm vào lần này chúng ta hỗ trợ, cơ bản đã là ván đóng thuyền. Cho đến nay ta luôn không đồng ý dựng lên tân liên minh, Kết hợp lực lượng lục đại thánh điện, không phải không thấy ưu thế của Tân Liên Minh mà vì ma pháp thánh điện chúng ta còn chưa đủ lực lượng chủ đạo. Nhưng tình huống thánh điện đại tái lần này thì khác, ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể không giữ lại chút gì ủng hộ ta, thống nhất hành động. Ta không hy vọng có thanh âm không đồng bộ xuất hiện. Muốn tấn công ma tộc thì Tân Liên Minh nhất định phải có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ. Chính vì thế mà không ai nhường bước, kỵ sĩ thánh điện đã suy yếu rồi, ta có tự tin dẫn dắt Tân Liên Minh cùng ma tộc lần nữa phát động thánh chiến khi còn sống ta phải dẫn dắt liên minh nhân loại đoạt lại mảnh đất thuộc về chúng ta lý chính trực giọng điệu rất bình thản nhưng tràn ngập uy nghiêm không để nghi ngờ nghe lời của y tuy có trưởng lão nhíu mày lộ mấy phần bất mãn nhưng đa phần ánh mắt mọi người toát ra cuồng nhiệt địa vị của ma pháp thánh điện trong liên minh luôn xếp hạng hai bị kỵ sĩ thánh điện áp chế đã quá lâu rồi mãi đến khi lý chính trực thiên tài ma pháp sư phong hệ xuất hiện thì tình huống mới dần chuyển biến tốt hơn bây giờ rốt cuộc là lúc phát động sao họ không hưng phấn cho được lâm điện chủ lý chính trực ngoái nhìn lâm thần cách mình không xa lâm thần gật đầu với ông nói mọi thứ đã sắp xếp xong lý chính trực mỉm cười bảo tốt vậy thì ta tuyên bố nhân tuyển tham gia thánh điện đại tái lần này không chỉ có kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện mở hội nghị mấy thánh điện khác cũng mở hội nghị cùng loại tân liên minh thành lập đã là nước tới chân các lãnh đạo lục đại thánh điện hiện giờ cần làm nhất là tại tân liên minh xem coi thu được quyền lực cho thánh điện của mình lớn hay nhỏ không khí trong hội nghị chiến sĩ thánh điện nhẹ nhàng hơn ma pháp thánh điện nhiều khâu vĩnh hạo ngồi trên chủ vị chiến sĩ thánh điện tổng cộng ba mươi mấy trưởng lão đều ngồi tại đây tốt cứ quyết định như vậy đi lần này chúng ta dốc sức giúp ma pháp thánh điện giành chiến thắng điện chủ lý chính trực đã hứa với chúng ta sau khi tân liên minh thành lập thì chiến sĩ thánh điện sẽ chiếm địa vị quan trọng ta đã tuyên bố xong các loại sắp xếp các vị trưởng lao còn có đề nghị hay ý kiến gì không lần này hội nghị là lần cuối cùng trước khi thánh điện đại tái bắt đầu nếu mọi người có ý kiến thì nhanh chóng nêu lên đi nếu không thì coi như đã đồng ý thống nhất hành động chiến sĩ thánh điện đã nhiều lần mở hội nghị như trên nếu có ý kiến thì đã sớm đề ra rồi bây giờ khâu vĩnh hảo quét chung quanh các trưởng lão chiến sĩ thánh điện đều gật đầu biểu thị chấp nhận quyết định của ông đúng lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nói đánh vỡ không khí hài hòa trong hội nghị tôi có ý kiến thanh âm xuất hiện rất đột ngột có chút hư ảo ngay sau đó bên cạnh điện chủ chiến sĩ thánh điện khâu vĩnh Hạo xuất hiện một luồng sáng bạc một chiến sĩ toàn thân trùng giáp bạc bỗng nhiên xuất hiện. Các trưởng lão chiến sĩ thánh điện có mặt đều ngây ra. Ai mà ngờ được ngay lúc chiến sĩ thánh điện tiến hành hội nghị cấp trưởng lão lại có người dám đến gây rối, còn sử dụng kỹ năng loại giống tuấn di. Khâu Vĩnh Hạo cũng ngây ra, nhưng ông phản ứng rất nhanh. Ông khẳng định người đột nhiên xuất hiện không phải bất cứ trưởng lão nào trong chiến sĩ thánh điện. Hơn nữa vị trí đối phương xuất hiện là ngay bên cạnh mình, khiến ông có cảm giác nguy hiểm cực lớn. Gần như là phản xạ tay trái khâu vĩnh hạo vỗ ra ngoài đánh tới trước ngực chiến sĩ. Giáp bạc, tuyệt đối đừng xem thường một trường thoạt trông đơn giản này. Một trường đánh ra, không khi trong phạm vi một mét chớp mắt bị hút đi. Trong lòng bàn tay khâu vĩnh hạo dường như có một hố đen, cưỡng ép hút chiến sĩ giáp bạc không có đường tránh né. Làm cường giả cấp 9, năm đó khi khâu vĩnh hạo lĩnh ngộ được kiếm ý long hạo thần để lại thì thực lực đã có bước tiến dài. Bây giờ thì triển ra đã tới cảnh giới biến phức tạp thành đơn giản, trực tiếp. Chiến sĩ giáp bạc không thèm né tránh, đối mặt một trường khâu vĩnh hạo đánh tới y cũng đánh ra một trường bàn tay tỏa ánh sáng bạc dán vào tay trái khâu vĩnh hạo hai tay cùng va chạm hình ảnh kỳ lạ xuất hiện người khâu vĩnh hạo nhẹ giật cái ghế dưới thân lướt ngang một mét chiến sĩ giáp bạc thì hai vai hơi run lùi ra sau một bước quái dị nhất là trình độ cỡ như bọn họ va chạm nhau nhưng lại không có chút linh lực nào tiết ra ngoài cũng không có tiếng nổ kịch liệt đôi tay chạm nhau dường như không có chuyện gì xảy ra cả bỗng chốc các trưởng lão chiến sĩ thánh điện có mặt đều biến sắc mặt lóe người lên bao vây chiến sĩ giáp bạc vào trong chấn kinh nhiều nhất đương nhiên là khâu vĩnh hạo không có linh lực tiết ra ngoài không phải ông làm mà đến từ năng lực của chiến sĩ giáp bạc thoạt trong đôi tay chạm nhau thì đối phương chịu thiệt nhiều hơn nhưng đối phương còn kiềm chế tất cả linh lực dùng lực lượng không gian thuộc tính thu lại tu vi tổng thể chắc không kém ông mới đúng hơn nữa thông qua lần tiếp xúc này ông có thể cảm giác ra đối phương không có ác ý Khâu Vĩnh Hạo nâng tay lên ngăn cản đám trưởng lão chiến sĩ thánh điện định ra tay. Ông đứng dậy, nghi hoặc nhìn chiến sĩ giáp bạc, không biết vì sao, va chạm vừa rồi khiến ông có cảm giác rất quen thuộc. Ngươi là ai? Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng hỏi, chiến sĩ giáp bạc không lấy mũ xuống, chỉ yên lặng đứng đó không động đậy. Nhưng người sáng suốt đều thấy ra lỗ tai Khâu Vĩnh Hạo khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đang nhận truyền âm từ chiến sĩ giáp bạc này. Nghe truyền âm của khách không mời, vẻ mặt Khâu Vĩnh Hạo lộ rõ sự chấn kinh ngày càng nhiều. Ông đột nhiên vung tay lên, nói với các trưởng lão chiến sĩ thánh điện: "Hội nghị tạm thời dừng tại đây, ta có việc cần bàn với chiến sĩ này. Mọi người đi về trước đi, việc này cần phải giữ kín bí mật." Nói xong ông gật đầu với chiến sĩ giáp bạc, bước nhanh ra ngoài. Chiến sĩ giáp bạc đột một xuất hiện khiến cao tầng chiến sĩ thánh điện chấn kinh. Từ giáp trụ thì có thể thấy ra y đích thực là một chiến sĩ. Đón đỡ một chiêu của Khâu Vĩnh Hạo tỏ ra chỉ hơi yếu thế, thêm vào năng lực không gian bỗng nhiên xuất hiện, Vắng chốc cao tầng chiến sĩ thánh điện nghĩ không ra bên trong thánh điện có chiến sĩ cường đại như vậy. Hơn nữa từ tiếng nói ngắt lời Khâu Vĩnh Hạo lúc trước thì có thể nghe ra đó chắc chắn là con gái. Chiến sĩ Giáp Bạc đi theo Khâu Vĩnh Hạo tới một căn phòng bí mật của chiến sĩ thánh điện trong nội bộ thánh minh. Khâu Vĩnh Hạo đóng cửa lại, một tầng sáng vàng khuếch tán từ người ông. Ánh sáng vàng ngưng tụ, tỏa ra màu vàng sắt thép, chớp mắt lan tỏa mỗi góc trong phòng. Dùng linh cương phong bế cảm giác bên ngoài với chỗ này, chỉ có cường giả cỡ như Khâu Vĩnh Hạo mới làm được như vậy. Nguyên Nguyên, thật sự là ngươi." Khâu Vĩnh Hạo vừa phóng ra linh cương xong thì có chút sốt ruột hỏi. Lấy xuống mũ giáp, chiến sĩ giáp bạc lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt kiên nghị và trầm ổn toát ra tia sáng chói mắt. "Vương Nguyên Nguyên kính chào điện chủ." Không sai, người đột nhiên xuất hiện trong hội nghị chiến sĩ thánh điện, đánh gãy lời của Khâu Vĩnh Hạo chính là đã mất tích hơn 4 năm, Vương Nguyên Nguyên. Tuy lúc trước Khâu Vĩnh Hạo thông qua truyền âm đã biết thân phận của Vương Nguyên Nguyên, nhưng khi chính mắt trông thấy khuôn mặt, cô thì ông kiềm không được kích động đến cả người run run. Nguyên Nguyên, ngươi rốt cuộc trở về, hơn 4 năm nay ngươi đã đi đâu? Năm đó Vương Nguyên Nguyên theo đám Long Hạo thần rời đi, Khâu Vĩnh Hạo từng khổ sở trong một thời gian dài. Không chỉ vì Vương Nguyên Nguyên là người thân cũng vì tâm tính và thiên phú cường đại của cô. Trong lúc thánh chiến, Vương Nguyên Nguyên chỉ dựa vào lực lượng bản thân lấy được danh tiếng huyết tinh nữ chiến thần. Dù là một ít cường giả cấp 9 cống hiến trong thánh chiến cũng chưa chắc nhiều hơn cô. Trong Đông Nam Quan, cái tên huyết tinh nữ chiến thần từng vô cùng vang dội. Khâu Vĩnh Hạo đã quyết định bồi dưỡng cô, thậm chí là xem cô thành người nối nghiệp kế tiếp. Có lẽ thiên phú của Vương Nguyên Nguyên không bằng Long Hạo Thần, nhưng Khâu Vĩnh Hạo xem trọng là tâm tình bất khuất vô cùng kiên định của cô, đó là điều dù là đàn ông cũng khó có được, lại xuất hiện trên người Vương Nguyên Nguyên. Nhưng sau khi Long Hạo Thần đến Đông Nam Quan thì Vương Nguyên Nguyên bất chấp tất cả đi theo hắn, hoàn toàn từ chối đề nghị Khâu Vĩnh Hạo âm thầm nêu ra. Sau đó thì không nghe thấy tin tức của cô nữa, lại thêm Khâu Vĩnh Hạo từ nhiều chỗ hỏi thăm được mất tích không chỉ mình Vương Nguyên Nguyên là tập thể săn ma đoàn bọn họ. Chuyện này từng chấn động cao tầng liên minh thánh điện trong thời gian rất dài. Dù sao sự tồn tại của Long Hạo Thần rất đặc biệt. Minh chủ Dương Hạo Hàm cũng bởi vì chuyện này bị cao tầng mấy thánh điện khác buộc tội, trách ông không nên để Long Hạo Thần xây dựng lại săn ma đoàn. Không ngờ hơn 4 năm sau, Vương Nguyên Nguyên lại trở về. Hơn nữa thực lực của cô trong thời gian 4 năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức độ này. Cung kính hành lễ xong, đôi mắt đẹp của Vương Nguyên Nguyên tỏa ánh sáng chói lòa. Điện chủ, không chỉ có tôi trở về, đồng bạn của tôi cũng đều trở về. Khâu Vĩnh Hạo lại kinh ngạc, ý ngươi là, đám Long Hạo Thần, đã. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói, đoàn trưởng để tôi chuyển lời với điện chủ, chúng tôi sẽ lấy thân phận săn ma đoàn cấp danh hiệu đơn độc tham gia thánh điện đại tái đợt này. Nếu chúng tôi có thể được đến thành tích nhất định, hy vọng có thể được ngài và chiến sĩ thánh điện ủng hộ. Khâu Vĩnh Hạo ngẩn ra, ý ngươi là các người muốn lấy thân phận săn ma đoàn cấp danh hiệu dự thi. Cái này, Vương Nguyên Nguyên nói, theo quy tắc thánh điện đại tái, Săn ma đoàn cấp danh hiệu là quần thể có cống hiến đặc biệt với liên minh, có tư cách tham gia đại tái, cũng có thể tính điểm. Nếu điểm cuối cùng ở ba thứ hạng đầu vậy thì có tư cách nêu ra một điều kiện mà liên minh có thể làm được. Khâu Vĩnh Hạo nhíu chặt mày, nói, Nguyên Nguyên, các người rời đi lâu như vậy nay đột nhiên trở về, rồi lại muốn lập tức tham gia thánh điện đại tái, người có biết hay không ý nghĩa lần thánh điện đại tái này không phải bình thường. Rốt cuộc Long Hạo Thần muốn làm cái gì? Ông biết rất rõ, Long Hạo Thần mới là trung tâm chân chính săn ma đoàn quang chi thần hy này. Vương Nguyên Nguyên mỉm cười nói, chính bởi vì Thánh Điện Đại Tái lần này ý nghĩa không bình thường cho nên chúng tôi mới muốn tham gia. Khâu Điện Chủ, Ngài nguyện ý ủng hộ chúng tôi sao? Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói, nếu các ngươi tiến đến tham gia Đại Tái thì nên biết tất cả quy tắc. Dù các ngươi là săn ma đoàn cấp danh hiệu, cũng không thể nguyên cả đoàn có thực lực làm ra cái gì, số điểm tiến vào ba hạng đầu càng là không thể. Tuy Long Hạo Thần có ân với chiến sĩ Thánh Điện nhưng lần này các ngươi làm bậy quá, ta không thể ủng hộ các ngươi, cũng sẽ không cho ra hứa hẹn gì ta đại biểu là chiến sĩ thánh điện, mắt vương nguyên nguyên chợt lóe. Vậy nếu như cuối cùng chúng tôi có thể được số điểm đứng đầu thì sao? Đứng trên lục đại thánh điện, thế thì ngài có nguyện ý ủng hộ, chúng tôi hay không? Thân thể khâu vĩnh hạo chấn động, từ lời của vương nguyên nguyên ông nghe ra sự tự tin vô cùng. Lúc trước ông đã thử qua thực lực của cô, tuy chỉ tiếp xúc đơn giản nhưng có thể ra kết luận, tu vi của cô chắc đã đột phá đến cấp 9. Nghĩ tới đây ông kiềm không được thầm chấn kinh, đúng thế, Vương Nguyên Nguyên chỉ là chiến sĩ trong săn ma đoàn quang chi thần hy mà Tu Vi đã tới cấp 9, vậy thì Tu Vi của Long Hạo Thần đã đạt đến mức nào? Hơn nữa họ còn từng phá hủy nhiều trụ ma thần như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt khâu vĩnh hạo nhu hòa hơn chút. Nguyên Nguyên, rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Mục đích là gì? Vương Nguyên Nguyên nói, điện chủ, mục đích của chúng tôi chỉ có một, đó là mang theo nhân loại công kích ma tộc. Khâu Vĩnh Hạo lại lắc đầu, nói, sự việc quan trọng, người đến quá đột ngột, ta không có cách nào trả lời ngươi, Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói, vậy được rồi, tôi tin tưởng đoàn trưởng có năng lực thuyết phục ngài và cao tầng lục đại thánh điện khác. Ít nhất xem tình hình trước mắt, để đối kháng ma tộc thì thực lực là quan trọng nhất. Tôi đi trước đây, việc chúng tôi trở về xin người giữ bí mật giúp cho. Khâu Vĩnh Hạo nói, Nguyên Nguyên, tuyệt đối đừng xem thường thánh điện đại tái. Có lẽ thực lực của các người có bước tiến dài, nhưng nội tình các đại thánh điện không phải đội săn ma đoàn các người có thể đối kháng. Vương Nguyên Nguyên mỉm cười nói, tôi nghĩ ngài sẽ trông thấy niềm vui bất ngờ khâu vĩnh hạo cười khổ nói kỳ thật ta không muốn thấy bất ngờ này chút nào bởi vì như thế sẽ càng khiến ta khó xử tuy ta không tin các ngươi có thể thành công nhưng nếu cuối cùng các ngươi thật sự đi tới một bước đó ít nhất chiến sĩ thánh điện chúng ta sẽ giữ trung lập trong mắt phương nguyên nguyên lộ ra tia kinh ngạc lần này cô đến mục đích thật sự chỉ là chào hỏi với khâu vĩnh hạo trước một tiếng biểu đạt mình đã trở lại cho ông ấn tượng khắc sâu trước khi bắt đầu thánh điện đại tái nhưng cô không ngờ khâu vĩnh hạo nhưng lại nói ra hai chữ trung lập Chiến sĩ Thánh Điện là người ủng hộ ma pháp Thánh Điện, họ có thể giữ trung lập là rất quan trọng đối với kế hoạch của Long Hạo Thần. Khâu Vĩnh Hạo làm điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, ông để mắt san ma đoàn quang chi thần hy đương nhiên không phải vì Long Hạo Thần từng có ân với chiến sĩ Thánh Điện. Có ân là một chuyện, lợi ích của Thánh Điện lại là chuyện khác. Sở dĩ ông nói trung lập là bởi vì thấy được tương lai của quang chi thần hy. Năm nay Vương Nguyên Nguyên mới bao nhiêu tuổi, chưa đến 30, chiến sĩ Thánh Điện đã bao nhiêu lâu không xuất hiện cường giả cấp 9 chưa tới 30 tuổi không chỉ là chiến sĩ thánh điện, cả liên minh đã bao lâu rồi không xuất hiện cấp 9 ở tuổi này. Hơn nữa từ trong lời nói của Vương Nguyên Nguyên ông có thể nghe ra, trong săn ma đoàn quang chi thần hy tuyệt đối không chỉ mình cô đạt được cấp 9. Họ có tự tin lấy thân phận săn ma đoàn tham gia thánh điện đại tái, đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Long hạo thần là thiên tài trong thiên tài đương thời, mất tích hơn 4 năm, ngày hôm nay họ đã trở lại. Dù là ưu thế về mặt thiên phú hay tuổi tác đều biểu thị tương lai họ chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững vàng trong lục đại thánh điện. Chiến sĩ Thánh Điện chủ động thân thiện là vì ông phòng ngừa chu đáo, lo lắng tương lai. Khâu Vĩnh Hạo không cảm thấy san ma đoàn quang chi thần hy đơn độc dự thi có thể thu hoạch được gì trong Thánh Điện đại tái này, nếu đã thế thì bán một nhân tình có gì không được. Chính vì đắn đo nhiều phen xong ông mới hứa hẹn như thế với Vương Nguyên Nguyên. Phẩy 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 chấm, lúc này trong phòng họp thích khách Thánh Điện tại Thánh Minh đang tiến hành tranh luận kịch liệt. Thánh Nguyệt Điện chủ, ta không cho rằng lần này chúng ta vẫn phải dốc sức sủng hộ kỵ. Sĩ Thánh Điện, Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra kỵ sĩ thánh điện đã đi hướng suy tàn rồi sao? Người lên tiếng là một ông lão, ông lão dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt già nua tràn đầy vết nhăn như vỏ quýt, hói đầu, nhìn sao cũng như đã gần đất xa trời, dường như một trận gió thổi đến có thể thổi bay lão đi. Nhưng lão lại có đôi mắt cực kỳ sắc bén, lạnh băng tựa chim ưng, bây giờ còn chất chứa mấy phần oán giận. Mười năm nay trong kỵ sĩ thánh điện không còn xuất hiện tân thần ấn kỵ sĩ nữa. Vốn trong ba thần ấn kỵ sĩ thì Dương Hạo hàm bởi vì từng là minh chủ liên minh đợt trước, Lần này không thể dự thi. Long Tinh vô căn bản không có tới, chỉ bằng vào Long Thiên ấn thì có thể làm được cái gì? Lần này thánh điện đại tái khác với trước kia, sẽ quyết định hướng đi tương lai của Liên Minh. Nếu chúng ta đứng sai phương hướng thì rất có thể sẽ dẫn đến thánh điện suy sụp, quyền lên tiếng trong Tân Liên Minh sẽ giảm rất nhiều. Tuy chúng ta sẽ không ủng hộ ma pháp thánh điện nhưng ít ra phải giữ trung lập, không thể giống như trước kia nữa. Đừng nhìn ông lão vóc dáng nhỏ gầy nhưng giọng nói như tiếng chuông vang, phát ra âm thanh khiến cả phòng họp đều nhẹ run. Thánh Nguyệt ngồi ở ghế chủ vị, bây giờ mặt trầm như nước. Người nêu lên ý kiến phản đối đã không chỉ là một trưởng lão thích khách thánh điện. Tuy rằng ông là điện chủ thích khách thánh điện, nhưng quyền uy của các trưởng lão trong thích khách thánh điện lớn hơn thánh điện khác rất nhiều, đặc biệt là người phát ngôn trước mắt. Thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, Tiết Chí Thắng. Bàn về bối phận thì lão còn lớn hơn Thánh Nguyệt một bậc, chính là nhân vật đại biểu cường giả thế hệ trước của thích khách thánh điện. Thực lực mạnh mẽ số một trong thích khách thánh điện là cấp 9 bậc 2, gần với cường giả bậc 3. Nói rằng là trụ cột vướng vàng của thích khách thánh điện cũng không quá đáng. Hơn nữa làm thủ tịch trưởng lão, có không ít người trong hội trưởng lão ủng hộ lão. Lúc này lão dùng từ ngữ kịch liệt biểu đạt suy nghĩ của mình, gây nên ảnh hưởng chuyển biến trong hội nghị lần này. Cao tầng thích khách thánh điện thêm vào trưởng lão hội tổng cộng có 41 người. Nghe xong lời của Tiết Trí Thắng, có ít nhất một nửa người gật gù. Một trưởng lão khác tiếp lời, Tiết lão nói đúng lắm, trận thánh chiến hơn 4 năm trước chúng ta đã tổn thất rất lớn, kỵ sĩ thánh điện cũng vậy, So sánh thì ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện bởi vì tổn thất nhỏ nhất trong thánh chiến, phát triển vài năm sau chắc chắn khí thế mạnh mẽ trên hết. Lần này thánh điện đại tái ta không thấy kỵ sĩ thánh điện có thể bảo vệ ngôi vương, có lẽ giữ trung lập là sự lựa chọn tốt nhất. Mắt Thánh Nguyệt lóe tia sáng lạnh, trầm giọng nói: "Các vị trưởng lão, ta hiểu ý của các ngươi, các ngươi đều là vì tốt cho sự phát triển trong tương lai của thích khách thánh điện chúng ta. Nhưng các ngươi có từng suy nghĩ, chúng ta và kỵ sĩ thánh điện đã kết minh bao nhiêu năm rồi?" Nếu chỉ bởi vì hiện tại họ không đủ sức bảo vệ ngôi vương chúng ta liền từ bỏ kết minh, sau khi tân liên minh thành lập thì thánh điện khác sẽ nhìn chúng ta như thế. Chúng ta chẳng những mất đi một minh hữu cường đại, thậm chí còn bị thánh điện khác khinh thường. Đổi cách nói khác đi, thánh chiến hơn 4 năm trước, nếu không có kỵ sĩ thánh điện bỏ hết công sức giúp đỡ thì chúng ta có thể gắng ngượng đến kết thúc thánh chiến sao. Kỵ sĩ thánh điện vì giúp chúng ta thủ vệ khu ma quan, có bao nhiêu kỵ sĩ hồn lưu lại đầu tường rồi. Chẳng lẽ các người muốn qua sông đoạn cầu ư, ý ta đã quyết, Mặc kệ lần này kỵ sĩ thánh điện cuối cùng có thể bảo vệ ngôi vương hay không, thích khách thánh điện chúng ta đều sẽ hết sức cố gắng ủng hộ họ. Cho dù cuối cùng kỵ sĩ thánh điện thất bại, ít nhất chúng ta còn có thể đoàn kết một lòng. Mục tiêu của chúng ta là ma tộc mà không phải nội loạn, tin tưởng dù là ai cầm quyền Tân Liên minh này cũng sẽ không quá áp bách thánh điện khác. Lời nói tương tự không biết thánh nguyệt đã nói bao nhiêu lần trong hội nghị. Nhưng bên trong thích khách thánh điện vẫn không đạt thành ý kiến thống nhất. Thánh điện đại tái sắp bắt đầu lựa chọn và hướng đi của thích khách thánh điện không thể có tranh lệch hôm nay nhất định phải làm ra quyết đoán nhưng tiếng phản đối vẫn rất lớn trong lục đại thánh điện có năng lực trưởng khống bản điện thấp nhất chỉ sợ sẽ là thánh nguyệt nguyên nhân là vì tính lịch sử dù sao lão sư của ông điện chủ thích khách thánh điện đời trước đã qua đời nhiều năm tiết trí thắng lại từng là đối thủ cạnh tranh của lão sư ông năm đó hai người cạnh tranh rất kịch liệt thực lực và thế lực cách biệt không bao nhiêu bây giờ thánh nguyệt mất đi lão sư ủng hộ Tại thích khách thánh điện dĩ nhiên sẽ không chiếm bao nhiêu ưu thế. Đây cũng là một trong những lý do tại sao năm đó ông Nhẫn Tâm để thải nhi dung hợp với luân hồi linh lô. Ông hy vọng có một ngày cháu gái quản lý thích khách thánh điện thì sẽ không giống như mình. Thủ tịch trưởng lão Tiết Chí thắng trầm giọng nói, nếu ngươi đã khăng khăng cố chấp thì mọi người giơ tay biểu quyết đi. Làm điện chủ, một mình ngươi có thể chiếm 3 phiếu, ta là thủ tịch trưởng lão có thể chiếm 2 phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Hôm nay phải nên có kết quả, nghe lão nói vậy thì lòng Thánh Nguyệt trầm xuống. Ông hiểu rằng Tiết Trí Thắng dùng cách này tiến hành biểu quyết, nghĩa là lão có tin tưởng sẽ được đa số người ủng hộ. Một khi quyết nghị cuối cùng thành lập, cho dù ông có là điện chủ thích khách thánh điện cũng không thể biến đổi cái gì, hơn nữa quyền uy của ông sẽ bị đả kích lớn lao chưa từng có. Việc đã đến nước này, Thánh Nguyệt không cách nào ngăn cản bỏ phiếu nữa. Bởi vì tức giận mà đôi tay ông bất giác siết chặt, mắt sáng ngời nhìn Tiết Trí Thắng ở đối diện. Ánh mắt âm trầm của Tiết Trí Thắng không chút nào lùi bước. Tuy tuổi lão đã lớn nhưng lực ảnh hưởng của cường giả mạnh nhất thích khách thánh điện vẫn rất lớn. Đang lúc không khí hội nghị cực kỳ căng thẳng, thậm chí có khả năng bùng phát xung đột thì trong phòng họp đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo đến từ bốn phương tám hướng. Bỏ phiếu có tác dụng gì? Nguyên nhân các người phản đối ủng hộ kỵ sĩ thánh điện chỉ có một, đó là kỵ sĩ thánh điện bây giờ nắm tay không đủ lớn, thực lực không đủ mạnh. Nếu đã thế thì quyết nghị của chúng ta cũng nên xuất phát từ thực lực. Ai mạnh nhất thì nghe người đó." Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm giác rõ ràng nhiệt độ không khí nguyên phòng họp giảm thấp, không có sát khí nhưng có sát ý khủng bố không gì sánh kịp từ bốn phía ùa tới. Dù có mặt rất nhiều cường giả thích khách thánh điện, ít nhất một nửa đều là tu vi trên cấp 9, nhưng trước sát ý khủng khiếp này, mỗi người vẫn có cảm giác như rơi vào hầm băng. A, à, dù là Thánh Nguyệt hay Tiết Chí Thắng đều rất kinh ngạc. Sát ý đột ngột này đến quá lặng lẽ, thích khách thánh điện am hiểu nhất là rất chóc, nhưng giờ phút này, họ bị bao phủ trong sát ý này đều thấy rung động. Người này tới đây từ lúc nào? có mặt nhiều cường giả như vậy nhưng không một ai phát hiện ra. Hơn nữa sát ý này rõ ràng đã tới tầng lĩnh vực. Trong thích khách thánh điện, cường giả cấp 9 có gần 20 người, nhưng chân chính có được lĩnh vực chỉ có 4 người mà thôi, trong đó bao gồm Thánh Nguyệt và Tiết chí Thắng. Chính vì họ có lĩnh vực nên hiểu về lĩnh vực cũng sâu sắc hơn. Sát ý lạnh lẽo đột ngột này ở cấp bậc thì trên hẳn lĩnh vực của họ, áp chế vô hình mới là khiến họ rung động nhất. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện chính giữa phòng họp, phòng cao 7 mét, lúc này nàng ở vị trí gần đỉnh trần vái dài màu đen bao trùm người, nàng, tóc dài màu tím nhạt xóa sau lưng, chảy xuôi tới tận gót chân. Sát ý lạnh lẽo chính là phát ra từ người nàng, trong tay phải nắm một thanh lưới hái màu đen bên trong tỏa ra ánh sáng huyễn lam, huyễn tử. Dù nàng chỉ bình bồng tại đó nhưng cho người cảm giác là trung tâm trời đất. Mỗi người đều cảm nhận được sát ý khủng bố từ nàng dường như đang nhầm vào mình. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dù là tiết trí thắng ở bên trong, không ai tự tin có thể chịu được một chiêu dốc hết sức của nàng, khuôn mặt Việt sắc hơi tái nhợt nhưng trong đôi mắt nàng lại sâu thăm thẳm. Trên người nàng từ từ toát ra từng tầng sáng trắng, phần sáng không mạnh, nhưng màu trắng đơn giản lại cho người cảm giác cao quý không gì sánh kịp. Ánh sáng trắng chói lòa hơn là ở ngực nàng, một đoàn sáng trắng tràn ngập thánh khiết. Nhưng khi nàng xuất hiện, Thánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tầm mắt mình có chút mơ hồ, mắt ướt nước. Đôi tay nắm chặt bất giác thả lỏng, không thể kiềm chế cơ thể nhẹ nhẹ run. Nàng trở lại rồi, nàng rốt cuộc trở lại. Thải Nhi, nghe Thánh Nguyệt kêu gọi chứa âm dung, đám cao tầng thích khách thánh điện có mặt đều giật mình. Gần như mỗi người đều biết Thánh Nguyệt có một cháu gái kế thừa luân hồi kiếm. Nhưng người gặp mặt Thải Nhi thì không nhiều, họ chỉ biết 4 năm trước Thải Nhi đã mất tích, giờ phút này Thải Nhi lại xuất hiện trước mặt mọi người, mang đến cho họ sự rung động mãnh liệt. Chẳng lẽ nói nàng thật sự nắm giữ uy lực luân hồi kiếm? Nhưng mà nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Hai mươi mấy tuổi mà thôi, ánh mắt sâu thẳm của Thải Nhi nhìn hướng Tiết Trí Thắng, nhàn nhạt nói. Trước khi biểu quyết, tôi lấy thân phận luân hồi thánh nữ khiêu chiến với tiết trưởng lão. Nếu tôi thắng thì sẽ làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, còn nếu người thắng, nói đến đây nàng tạm dừng một lát, bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành khiến tập thể ngơ ngác. Người sẽ không thắng, cho nên không có nếu như, tôi mang mọi người đi một nơi, cũng tiện cho tiết trưởng lão thi triển. Nói rồi nàng nâng lưỡi hái tử thần vung ngang, một tầng sáng trắng trong suốt hóa thành màn sáng bao phủ mọi người vào trong. Ngay sau đó, chỉ thấy ánh sáng trắng trước ngực thải nhi tỏa sáng tròi lòa ngay sau đó, bốn phía biến thành hư ảo. Không gian xuyên qua, còn là mang nhiều người như vậy tiến hành xuyên không gian. Ánh sáng trắng chật lẽ, ngay sau đó, toàn thể cao tầng thích khách thánh điện đã xuất hiện trong điện đường tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Bốn phía cho cảm giác hư ảo, linh lực nhu hòa dao động trong không khí. Sự tinh thuần đó là nguyên tố vô thuộc tính, không mãnh liệt nhưng đem đến cảm giác tràn ngập uy nghiêm. Cao tầng thích khách thánh điện đều bị rung động, thải nhi đột nhiên trở về vốn đã khiến họ giật mình lắm rồi, mà bây giờ nàng biểu hiện ra vượt qua tri thức của họ họ thậm chí không biết thải nhi làm cách nào mà hoàn thành hình ảnh thần kỳ như vậy đây hiển nhiên đã không phải ở thánh ma đại lục nhưng chỗ này là đâu chẳng lẽ tu vi của thải nhi lại đã tới trình độ mở ra một không gian khác sao sắc mặt tiết trí thắng trở nên khó coi ánh mắt lão dính chặt vào lưỡi hái tử thần trong tay thải nhi những người tại đây chỉ mình ông nhận ra lưỡi hái tử thần tỏa ánh sáng trắng chính là ánh sáng tịnh hóa còn tinh thuần đến khiến người hoảng loạn Tiết Chí Thắng sớm nghe nói Thánh Nguyệt có một cháu gái là Luân Hồi Thánh Nữ, Thiên Phú dị bẩm, nội linh lực bẩm sinh vượt qua 90. Nhưng trong mắt lão thì thải nhi còn quá trẻ, huống chi mất tích lâu như vậy. Nhưng lão không bao giờ ngờ được Thải Nhi lại trở về vào lúc này. Hơn nữa xem biểu tình của Thánh Nguyệt thì chính ông cũng không biết Thải Nhi sẽ xuất hiện tại đây. Ánh mắt Thải Nhi lướt qua đám lãnh đạo thích khách Thánh Điện, bình thản. Nói, tất cả bằng thực lực lên tiếng, tôi sẽ khiêu chiến với các vị, ai nhận khiêu chiến, thua thì quyền biểu quyết của người đó thuộc về tôi không nhận khiêu chiến coi như bỏ quyền. Tiết Chí Thắng hử lạnh một tiếng, cô bé, người có tư cách gì làm như vậy? Thải Nhi mỉm cười, tôi là một phần tử của thích khách thánh điện, thực lực chính là tư cách của tôi. Theo quy tắc thích khách thánh điện, Tu Vi đạt đến cấp 9 có thể tự động trở thành trưởng lão thích khách thánh điện. Nếu đã vậy thì tôi chính là một trong các trưởng lão thánh điện. Huống chi những điều này không quan trọng với tôi, đây là thế giới của tôi, không có tôi cho phép thì các người không thể ra được. Không nhận đề nghị của tôi thì các người cứ vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngươi, Tiết Chí Thắng nổi giận, tuy thải nhi mặt tươi cười ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói chất chứa bá đạo khiến vị thủ tịch trưởng lão này tức suýt ói mấu. Một con bé hơn 20 tuổi lại dám nói như thế với mình. Thánh Nguyệt, ngươi dạy dỗ cháu gái như vậy sao? Tiết Chí Thắng chĩa đầu mâu sang Thánh Nguyệt, lúc này Thánh Nguyệt sớm không giống phía trước uất ức, cười nhạt nói: Thải Nhi là cháu gái của ta nhưng cũng là bảo vật thích khách thánh điện chúng ta. Chắc các vị đều nghe qua lúc 3 tuổi Thải Nhi đã bắt đầu dung hợp luân hồi linh lô, được đến luân hồi kiếm thừa nhận. Nhưng các người có từng biết vì dung hợp luân hồi linh lô, thải nhi trải qua bao nhiêu đau đớn vào thống khổ không? Lục Cảm lần lượt mất đi, mới gần 3 tuổi đã một mình trong hang động lạnh lẽo trôi qua năm rộng tháng dài. Tất cả chuyện này đều là vì thích khách thánh điện chúng ta biến mạnh hơn. Có lẽ tuổi con bé không lớn, nhưng theo ta thấy, con bé trả giá cho thích khách thánh điện không thua bất cứ người có mặt tại đây. Con bé đã mất tích hơn 4 năm, nay rốt cuộc trở về, cũng đã tới lúc ta lùi ra sau màn. Tiếp theo chúng ta biểu quyết không chỉ là thái độ của thích khách thánh điện tại thánh điện đại tái, cùng lúc đó, ta đề nghị do Thải Nhi thay ta đảm nhiệm vị trí điện chủ thích khách thánh điện. À, còn có một điều ta cứ quên tuyên bố với mọi người. Năm năm trước Thải Nhi đã từ luân hồi thánh nữ chính thức thức tỉnh, trở thành thần quyến giả tử thần. Tin tưởng bây giờ con bé cũng đã hoàn thành tu vi thần quyến giả. Thích khách thánh điện đã tới lúc phải đoàn kết nhất trí. Lời của Thánh Nguyệt đem đến cảm giác trời long đất lở đối với một vài người. Thần quyến giả tử thần, tiếp nhận địa vị điện chủ thích khách thánh điện. Điều này đối với thích khách thánh điện thật sự quá quan trọng. Nhìn lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi, số ít người biểu tình dần trầm tĩnh. Có lẽ các trưởng lão nơi đây, người ủng hộ tiết trí thắng nhiều hơn thánh nguyệt nhiều. Nhưng điểm xuất phát của họ đều là nghĩ cho thích khách thánh điện. Từ 10 năm trước thánh nguyệt đã từng nói ra, khi Thải Nhi có thể chân chính khống chế luân hồi kiếm và tu vi đạt đến cấp 9 thì sẽ chuyển ngôi cho nàng. Lúc đó được mọi người đã nhất trí thông qua, đã từng có con trai luân hồi đưa thích khách thánh điện đến đỉnh liên minh. Tân Luân hồi thánh nữ tại sao không thể làm được chứ? Lúc này Thải Nhi trở lại, rõ ràng tu vi của nàng đã đột phá cấp 9, thậm chí có được năng lực giống như lĩnh vực, và cả mở ra không gian khác, thật kỳ diệu. Người chân chính vì muốn tốt cho thích khách thánh điện đều biết nên lựa chọn thế nào. Quan trọng nhất là, năm nay Thải Nhi mới chỉ 20 mấy tuổi. Một cường giả cấp 9 20 mấy tuổi, người thừa kế Luân hồi kiếm, thần quyến giả tử thần, đối với thích khách thánh điện có ý nghĩa như thế nào thì mọi người quá rõ ràng. Dù Thải Nhi chỉ vừa mới đột phá cấp 9, nhưng nếu cho nàng thêm 10 năm nữa thì sẽ ra sao? Mọi người đều biết thực lực của Lý Chính Trực, nhưng nội linh lực bẩm sinh của. Lão chỉ mới 80 mà thôi, vẻn vẹn là sứ giả phong nguyên tố mà Tu Vi đã cường đại như thế, còn Thải Nhi nội linh lực bẩm sinh cao trên 90, thậm chí có vô hạn khả năng gần với 100, hoàn thành thức tỉnh thần quyến giả, 10 năm sau sẽ trưởng thành đến mức độ nào? Đến lúc đó, thích khách thánh điện có lẽ không cần phụ thuộc vào ai nữa chăng? Nên là người ta dựa vào đây mới đúng. Nghĩ đến những điều này, tâm tình các cao tầng thích khách thánh điện đều có biến đổi khác nhau. Làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, Tiết Chí Thắng gừng càng già càng cay, sao không thấy ra tâm tình mọi người biến đổi. Giống như Thải Nhi đã nói, thực lực là rất quan trọng, huống chi nàng còn có luân hồi kiếm rất có ý nghĩa tượng trưng, có địa vị cực kỳ quan trọng trong thích khách thánh điện. Thêm vào Thánh Nguyệt vốn có một phần người ủng hộ, cứ tiếp tục như vậy, quyền lực khống chế của mình trong trưởng lão hội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lý do Tiết Chí Thắng nhiệt liệt duy trì thích khách thánh điện trung lập đương nhiên là có suy nghĩ riêng. Đầu tiên, lão đích thực là nghĩ cho thích khách thánh điện. Cùng lúc đó, lão cũng có sự ích kỷ riêng, điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực đã đồng ý với lão, chỉ cần lão khiến thích khách thánh điện giữ trung lập, vậy sau khi thành lập Tân Liên minh chắc chắn sẽ mời lão đảm nhận chức vị cao trong Tân Liên minh. Đừng nhìn Tiết Chí Thắng tuổi tác cao nhưng dục vọng quyền lực chưa từng giảm sút, có lẽ bởi vì càng không được đến nên càng khao khát hơn. Lúc này mắt thấy Thánh Nguyệt và Thải Nhi sắp khống chế lại cục diệt, dĩ nhiên lão sẽ không ngoan ngoãn chịu trói. Hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại bỗng phát ra từ người lão, hấp dẫn lực chú ý của mọi người vào mình. Tốt lắm, vậy hãy để lão phu kiểm tra xem luân hồi thánh nữ người có tư cách gánh trọng trách không. Người thắng lão phu thì lão phu sẽ vô điều kiện ủng hộ bất cứ chuyện gì ngươi làm trong tương lai, đồng thời ủng hộ ngươi kế thừa Thánh Nguyệt. Nếu như ngươi thua, vậy hãy ngoan ngoãn ở lại thánh điện ngủ đông thêm vài năm, đợi ngươi đủ sức mạnh rồi hãy tiếp nhận chức vị cao. Dù nói thế nào thì Tiết Chí Thắng cũng là cao tầng thích khách thánh điện, sau khoảng thời gian tức giận ngắn ngủi, nghe Thánh Nguyệt giải thích, lão cũng hơi để mắt thải nhi. Đương nhiên lão hiểu rằng thải nhi tồn tại ý nghĩa thích khách thánh điện rất có thể sẽ xuất hiện tương lai huy hoàng. Bởi vậy giọng điệu của lão cũng dịu đi nhiều, tuy nhiên, lão không cho rằng thải nhi bây giờ có đủ thực lực làm theo ý mình. Dù sao nàng còn rất trẻ tuổi, lão hy vọng nhất là mình có thể khống chế thích khách thánh điện, ở trong tân liên minh chiếm vị trí đủ cao. Còn về tương lai thì đó là thế giới của những người trẻ tuổi như Thải Nhi. Bởi vậy, lão quyết định nhận khiêu chiến của Thải Nhi, dùng thực lực chứng minh tất cả. Cùng lúc đó, khiến các cao tầng thích khách thánh điện tâm tư lung lay tiếp tục ủng hộ mình. Thánh Nguyệt không thèm liếc tiết trí thắng, khuôn mặt luôn khắc khổ của ông chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng. Vì ông biết khi Thải Nhi mang theo đám cao tầng thích khách thánh điện tới đây thì tiết trí thắng đã thua rồi. Thua không phải ở tu vi mà là tuổi và tương lai. Dù ông không nói cái gì, người ủng hộ Thải Nhi sẽ ngày càng nhiều. Còn về trận so đấu này, thì cứ đấu đi. Dù thắng hay thua Thải Nhi đều có thể đi sâu vào lòng người, chẳng qua là sớm hay muộn quản lý thích khách thánh điện mà thôi. Nhoáng người lên, thân thể tiết trí thắng đã biến mất. Chớp mắt, lão xuất hiện cách Thải Nhi 20 mét, tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt già nua không chút biểu tình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thải Nhi, tựa như rắn độc tập trung vào con mồi của mình. Ngươi ra tay đi, là cường giả thế hệ đi trước, tiết trí thắng cao hơn Thải Nhi tới bốn. Bối phân, dù thế nào cũng sẽ không giành ra tay trước. Thải Nhi mỉm cười, khẽ nói, vậy người cũng nên cẩn thận, lưỡi hái tử thần cắm nhẹ vào mặt đất, ánh sáng tịnh hóa trắng tinh khiết thoáng chốc khuếch tán ra ngoài. Mọi người chỉ thấy không trung bỗng có nhiều tia chớp, lưỡi hái tử thần của Thải Nhi đã trớm về phía Tiết Chí Thắng. Ngay lúc Thải Nhi ra tay thì cơ thể Tiết Chí Thắng bỗng nhiên biến mất. Chỗ lão nên đứng chỉ để lại cái bóng bạc nhạt nhòa. Là cường giả mạnh nhất trong thích khách thánh điện, Tiết Chí Thắng chính là thích khách có không gian thuộc tính. Cường giả mạnh nhất không phải nói chơi, lão đích thực có sức mạnh cường đại. Thải Nhi đánh hụt một chiêu, ngay lúc mọi người cảm thấy nàng sắp yếu thế thì hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Lưỡi hái tử thần ở trên không trung vạch ra đường cong biến chuyển kỳ dị, nhanh chóng xẹt qua. Cùng lúc đó, thân thể Thải Nhi bỗng biến thành màu trắng. Trên lưỡi hái tử thần, một lưỡi dao ánh sáng trắng cường đại khí thế minh mông chớm ngang ra. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất, tử chi thương. Đinh, một bóng người bị chớm bay giữa không trung. Thì ra khi lưỡi dao ánh sáng trắng khổng lồ xẹt qua thì tiết trí thắng trùng hợp ở vị trí uy lực của nó tăng đến mức độ lớn nhất vừa thông qua thuấn gian chuyển di ra khỏi xuyên không gian lại đối mặt một chiêu mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng tiết trí thắng chịu đựng áp lực cỡ nào. Trên người thải nhi dường như đã biến mất sát ý, nhưng lưỡi hái khổng lồ chớm xuống lại cho tiết trí thắng cảm giác như thân thể sắp bị tách làm hai. Đôi dao găm bạc trắng tỏa ánh sáng ra cam dao nhau chắn trước ánh sáng trắng. Lão cảm giác linh hồn mình kịch chấn, linh lực không gian thuộc tính nhanh chóng tan biến. Tiếp xúc với lưỡi dao ánh sáng trắng, không ngờ linh cương của lão có xu hướng tán loạn. Áp chế thuộc tính, đây là tính hóa thuộc tính áp chế không gian thuộc tính sinh ra hiệu quả. Tiết Chí Thắng cảm giác rõ ràng linh lực của Thải Nhi kém hơn mình, nhưng dưới nhát chớm của lưỡi dao ánh sáng, người bị đánh bay lại là lão. Càng khiến lão hoảng sợ là lưỡi hái tử thần Huyễn Lam, Huyễn Tử theo sát ánh sáng trắng mạnh mẽ chớm vào mặt trên đôi dao găm. Dựa vào đôi dao găm cấp sử thi này, có thể nói Tiết Chí Thắng đã chặn được công kích ánh sáng tịnh hóa của Thải Nhi. Nhưng khi chúng nó va chạm với lưỡi hái tử thần, cơ thể Tiết Chí Thắng bỗng chốc giật bắn như bị điện giật, lão hoảng sợ trông thấy có vết dạn nhanh chóng lan tràn trên mặt dao găm. Tuy một kích kia không hủy hoại đôi dao găm cấp sử thi, nhưng tiếp theo chiêu thì sao? Nhoáng người lên, thân thể tiết trí thắng lại biến mất. Thải Nhi cũng không đuổi theo, chỉ yên lặng đứng đó. Một tầng sương mù ánh sáng như hoa sen lan tràn ra ngoài. Lúc này nàng trông như tiên nữ đứng ở giữa nụ hoa. Cánh hoa trắng lan tới đâu thì không khí bắt đầu xuất hiện sương mù trắng không ảnh hưởng tầm mắt người ta, cũng không đem đến cảm giác cường đại gì, nhưng chính những xương mù trắng này lại khiến người khác sợ hãi khó tả. Cánh hoa lan tràn đến 30 mét mới ngừng lại, không có cao tầng thích khách thánh điện khác bị bao phủ bên trong. Lĩnh vực, đây rõ ràng chính là lĩnh vực, Thải Nhi tuổi hai mươi mấy nhưng lại đã có lĩnh vực thuộc về mình. Hơn nữa không ai nhìn ra được tác dụng của lĩnh vực này là gì. Lĩnh vực có rất nhiều chủng loại hơn nữa chưa từng có lĩnh vực hoàn toàn giống nhau. Mọi người đều biết, thích khách am hiểu lĩnh vực chủ yếu hướng về cá thể. Trong phạm vi nhỏ, lĩnh vực của thích khách luôn được xem là mạnh nhất. Phạm vi lĩnh vực của Thải Nhi ở trong lĩnh vực các thích khách xem như nhỏ hơn chút. Lĩnh vực càng nhỏ thì ý nghĩa sức bật càng mạnh. Không biết mới là đáng sợ nhất, chính vì mọi người không hiểu lĩnh vực của Thải Nhi có tác dụng gì cho nên mới sinh ra kinh sợ. Dù là bây giờ Thải Nhi thi triển ra lĩnh vực hay mới rồi một chiêu đánh bay tiết chí thắng đều chứng minh với các cao tầng thích khách thánh điện thực lực của mình. Dù kết quả trận chiến này thế nào, số người ủng hộ nàng tuyệt sẽ không ít. Nụ cười trên mặt Thánh Nguyệt ngày càng rạng rỡ. Hơn 4 năm không gặp, Thải Nhi chẳng những tăng thực lực đến trình độ khiến ông hoảng sợ, tâm tính cũng tăng rất lớn. Nàng chẳng những đang chiến đấu với Tiết Chí Thắng, cũng triển lãm chính mình, để cao tầng thích khách thánh điện càng thừa nhận mình. Ngay lúc này, lấy thân thể Thải Nhi làm trung tâm, lấy lĩnh vực làm biên giới, 12 cửa lớn màu bạc bóng xuất hiện bao vây nàng bên trong. Thập nhị không vực, lĩnh vực của Tiết Chí Thắng thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện. Cũng là lĩnh vực thích hợp chiến đấu cá nhân, lĩnh vực không gian thuộc tính cường đại. 12 cửa bạc dựng thẳng, bỗng chốc ngăn cách tầm mắt cao tầng thích khách thánh điện bên ngoài. May mắn là nơi này đủ cao, bọn họ tự phóng ra linh cánh bay lên, từ không trung nhìn xuống chiến trường bên dưới. Đối mặt thập nhị không vực, Thải Nhi vẫn bình tĩnh đứng chính giữa không động đậy. Vầng sáng trắng như từng cánh hoa sáng không khuếch tán ra ngoài nữa, dường như nàng đang im lặng chờ đợi. Đột nhiên một luồng sáng bạc lóe ra từ cửa bạc ở mé bên Thải Nhi. Ánh sáng bạc tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua mắt thường có thể thấy. Khoảnh khắc cánh cửa lóe ánh sáng bạc thì nó đã chui vào cửa bạc khác, biến mất không thấy bóng dáng. Thập nhị không vực, đặc điểm mạnh nhất chính là vi sát. Bị lĩnh vực hạn chế, trừ phi đánh bại thiết chí thắng hoặc là bị lão đánh bại, không thì không thể thoát ra ngoài. Cái gọi là thập nhị không vực nghĩa là trồng chất 12 tầng không gian hình thành lĩnh vực đặc biệt. Bình thường tuyệt đối không thể làm được 12 tầng không gian trồng chất, nhưng thông qua lĩnh vực đặc hiệu thì lại có thể hoàn thành. Rơi vào thập nhị không vực đầu tiên là không thể thông qua bất cứ không gian năng lực nào trốn thoát, cũng đừng mơ lại xuyên không gian. Cùng lúc đó, sẽ bị thập nhị không vực hoàn toàn nhốt chặt trong không gian này, thoạt nhìn không cấm phong nhưng bây giờ Thải Nhi tuyệt đối không thể bay được. Cùng lúc đó, lực công kích của Tiết Chí Thắng sẽ tăng mạnh trên diện rộng trong thập nhị không vực trồng chất. Dù là tốc độ, lực phá hoại đều đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Mười mấy năm trước Tiết Chí Thắng dựa vào thập nhị không vực đánh chất một ma thần xếp hạng 40 hàng đầu, do đó thanh danh lan xa, triệt để xác lập uy danh người đứng đầu thích khách thánh điện. Lúc này Thải Nhi và lĩnh vực nhìn không ra có tác dụng gì bị thập nhị không vực bao vây, tình thế cực kỳ không tốt. Luồng sáng bạc chợt lóe, Thải Nhi vẫn bình tĩnh đứng đó. Nhưng người thông minh đều thấy ra, khi ánh sáng bạc công kích thì thân thể Thải Nhi bỗng biến hơi hư ảo, mặc kệ luồng sáng bạc xuyên qua người, khi ánh sáng biến mất thì nàng trở lại bình thường. Đây rõ ràng là cách tránh né đặc biệt, tiết trí thắng được thập nhị không vực tăng phúc, nói về tốc độ bảo lão là số một liên minh cũng không khoa trương. Nhưng dưới tình hình như thế mà Thải Nhi lại có thể thông qua kỹ năng né tránh, điều này sao không khiến người giật mình cho được. Bỗng nhiên, lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi nhẹ vung hướng một chỗ, sau đó trở lại bình thường. Thập nhị không vực vẫn không có động tính, ai cũng không biết nàng đang làm cái gì. Chân chính giật mình chỉ có đương sự, trưởng lão tiết chi thắng. Mới rồi Thải Nhi nhẹ vung suýt khiến lão thống khổ hộp mấu. Bởi vì mới rồi vị trí lưỡi hái tử thần chớm ra là hướng lão định phát động đợt công kích thứ hai. Có vết xe đổ, Bây giờ lão thật không dám chạm vào lưới hái tử thần nữa, sợ sẽ bị hủy đôi dao găm cấp sử thi. Cho nên khi thấy thải nhi đột nhiên động lưới hái tử thần, lão bản năng cứng người, đánh gãy động tác của mình. Nên biết rằng tuy thập nhị không vượt tăng cao lực công kích của lão, nhưng cùng lúc đó, thân thể lão cũng sẽ chịu đựng áp lực gấp đôi. Bỗng nhiên ngừng lại công kích sắp phát động, thân thể lão lập tức chịu đựng phản phệ. Là người có bối phận cao nhất thích khách thánh điện, trưởng lão Tiết Chí Thắng đã không còn tuổi trẻ. Từ khi giao thủ đến lúc này, Thái Nhi tổng cộng chủ động công kích chỉ mới có một lần, nhưng quá trình lại như sóng cồn bão tố khiến Tiết Chí Thắng cực kỳ rung động. Trước không nói lực công kích chiêu trước của Thải Nhi cực mạnh, lưỡi hái tử thần bá đạo. Chỉ riêng Thải Nhi có thể phán đoán chính xác vị trí của lão đủ khiến vị trưởng lão này vô cùng khó hiểu. Có lẽ Tiết Chí Thắng không phải là cường giả mạnh nhất trong liên minh, nhưng lão tuyệt đối là người mạnh nhất trong không gian thuộc tính của liên minh. Lão tự hỏi lòng, về mặt không gian thuộc tính thì tài năng đứng đầu năm người lão nghĩ sao cũng không ra thải nhi thông qua năng lực nào phán đoán được vị trí của mình điều này theo lão thấy là hoàn toàn không thể xuất hiện chính vì vậy mà lão mới từ chiếm ưu thế rơi xuống yếu thế cùng lúc đó mới rồi lần đầu tiên lão thông qua thập nhị không vực phát động công kích đã phát hiện chỗ đáng sợ của lĩnh vực thải nhi lĩnh vực thoạt nhìn rất bình hòa tựa như cánh hoa sen lại khiến tu vi cỡ như lão thấy kinh dị lúc trước lão công kích tốc độ nhanh vô cùng thông qua lĩnh vực của thải nhi nhưng vừa thông qua tiết trí thắng chỉ thấy linh lực trước mắt biến mất hết một phần trăm Đối với một số cường giả tu vi thấp, một phần trăm không tính cái gì, nhưng đối với cường giả cỡ như lão, nội linh lực đã gần 30 vạn thì một phần trăm chính là 3.000 linh lực biến mất. Hơn nữa còn chỉ là trong khoảnh khắc, nếu như ở trong lĩnh vực của Thải Nhi đấu với nàng, vậy thời gian lâu chẳng phải là linh lực đều bị tịnh hóa khô kiệt sao. Lại thêm những linh lực bị tịnh hóa này rất có thể sẽ bay ngược đến Thải Nhi. Thật là tịnh hóa lĩnh vực đáng sợ, chính bởi vì có những phát hiện này nên Tiết Trí Thắng chọn tạm thời bất động, Công kích không thể đánh chúng Thải Nhi, còn bị lĩnh vực của nàng tịnh hóa, thế thì sao làm đánh đây? Hơn nữa lực công kích của nàng còn mạnh mẽ như vậy. Tiết chí thắng bó tay bó chân còn có một nguyên nhân, đó chính là lão không thể thật sự thương tổn Thải Nhi. Dù sao Thải Nhi là hy vọng tương lai của Thích khách Thánh điện, cho dù lão khao khát quyền lực mãnh liệt hơn nữa nhưng dù gì cũng là thành viên của Thích khách Thánh điện. Vậy nên lão không thể nào sử dụng một ít thủ đoạn tuyệt sát vào trận so đấu này, dùng trên người Thải Nhi. Cảm nhận tiết chí thắng yên tĩnh, Thải Nhi lại có hành động khuôn mặt lộ nụ cười mỉm. Lưỡi hái tử thần trong tay nhẹ vung trước mặt, bỗng chốc, từng cánh hoa tịnh hóa lĩnh vực bị ngọn gió lưỡi hái tử thần cuốn lấy. Tay phải thải nhi vung lên, lưỡi dao ánh sáng thoáng chốc hóa thành sao băng bắn vào một cánh cửa trong thập nhị không vực. Nàng vừa công kích thì thập nhị không vực môn lập tức kịch liệt vặn vẹo, không gian linh lực cường đại hóa thành bình chướng vặn vẹo. Là lĩnh vực am hiểu chiến đấu đơn thể, thập nhị không vực kết hợp công, phòng, tăng phúc thành một thể. Đối với đa số lĩnh vực thì nó đủ đứng trên tất cả đáng tiếc lần này tiết chí thắng đụng phải thải nhi tịnh hóa lĩnh vực của thải nhi là thông qua lưỡi hái tử thần sau khi tịnh hóa tử linh thánh pháp thần trường nguyên thiên tai y lai khắc tư đã tiến hóa bản thân nàng không ngừng tịnh hóa hơi thở tử vong lĩnh ngộ ra bàn về cấp bậc thì tịnh hóa lĩnh vực của nàng là năng lực chân chính thuộc về tử thần địa vị trong lĩnh vực sao là thập nhị không vực so sánh được lưỡi dao ánh sáng trắng trong luồng sáng bạc vạn vẹo hóa thành hư vô thập nhị không vực bị phá nhưng tiết trí thắng chấn kinh phát hiện linh lực của mình trước mắt giảm mạnh một hơn nữa trong trạng thái giữ lĩnh vực, bất cứ ai đều không thể thông qua hấp thu nguyên tố trong không gian hồi phục lại, trừ phi bản thân lĩnh vực có đặc tính hấp thu. Hiển nhiên thập nhị không vực không có năng lực này, Thải Nhi nhẹ bước lên một bước, bỗng chốc tỉnh hóa lĩnh vực bên người nàng cũng tiến tới theo, cùng thập nhị không vực quay xung quanh cùng tiến cùng lùi. Rõ ràng Tiết Chí Thắng không mong muốn lĩnh vực của mình bị tỉnh hóa lĩnh vực đụng chạm trực tiếp. Chỉ chốc lát này Tiết Chí Thắng suy nghĩ ra một cách chiến thắng duy nhất, chính là tiêu hao. Thi triển lĩnh vực tiêu hao linh lực rất lớn, lấy kinh nghiệm của lão phán đoán, chắc thải nhi tranh lệch tu vi với lão rất xa. Tịnh hóa lĩnh vực mạnh hơn thập nhị không vực của lão, nhưng tất nhiên tiêu hao linh lực càng nhiều. Chỉ cần câu giờ, lĩnh vực của thải nhi sẽ trước tiên giải trừ, vậy lão có thể không chiến mà thắng. Còn về thải nhi muốn dùng lĩnh vực va chạm với lão, Tiết Chí Thắng có tự tin tuyệt đối về tốc độ và đoán trước. Còn công kích của thải nhi thì chỉ có thể cứng rắn chống. Tiết Chí Thắng có tự tin tuyệt đối, khi thải nhi phát động công kích lĩnh vực, tiêu hao sẽ càng nhanh hơn tuy lão tiêu hao cũng nhiều nhưng ưu thế tu vi hiện rõ ra dĩ nhiên thải nhi nhìn ra chiến thuật của tiết trí thắng các cường giả thích khách thánh điện trên không trung quan sát trận chiến cũng nhìn ra có thể buộc thủ tịch trưởng lão đến mức này trong lòng họ đã hoàn toàn chấp nhận thải nhi không thể nghi ngờ xem từ tu vi thì thải nhi tuyệt không kém thánh nguyệt hơn nữa nàng còn trẻ như vậy thích khách thánh điện có nàng dẫn dắt chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng thực lực của thải nhi chỉ thế thôi sao không dĩ nhiên là không với nàng những thứ vừa rồi chỉ là buổi biểu diễn mới bắt đầu mà thôi. Lưỡi hái tử thần chậm rãi nâng lên, đôi mắt thải nhi dần biến thành màu trắng, tịnh hóa lĩnh vực kịch liệt dâng lên quay quanh thân thể nàng, cũng bao phủ nàng vào trong. Nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng không thể thấy hình dạng của nàng. Nếu nói tịnh hóa lĩnh vực lúc trước là đóa hoa sen khổng lồ, vậy bây giờ tịnh hóa lĩnh vực tựa như nụ hoa sen khép lại, thải nhi chính là nhụy hoa của nó. Nàng định làm gì, bao gồm tiết trí thắng ở bên trong, tất cả mọi người đều cực kỳ khó hiểu. Ngay sau đó, cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng Tiết Chí Thắng. Lão gần như chẳng chút trần chờ phát động thập nhị không vực của mình. Ánh sáng bạc chói mắt kịch liệt vặn vẹo, 12 cửa ánh sáng bỗng chốc biến hóa phương hướng. 12 hợp thành 1, 12 cửa ánh sáng trồng thành một chỗ. Có thể thấy xung quanh cửa ánh sáng tràn ngập ánh sáng đen vặn vẹo, đó là dấu hiệu sắp đột phá giới hạn không gian. Người quen thuộc Tiết Chí Thắng đều biết, dưới tình trạng này, vị thủ tịch trưởng lão này là mạnh nhất. Thông qua trồng chất thập nhị không vực Lão thậm chí có thể tiến hành truyền tống cự ly xa trên ngàn mét, có thể tăng công kích của mình lên tới trình độ cực kỳ khủng bố. Cảm giác nguy hiểm khiến Tiết Chí Thắng không dám giữ lại chút gì. Ánh sáng tịnh hóa màu trắng trước mặt đột nhiên biến nhạt, Thải Nhi lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tịnh hóa lĩnh vực biến mất, nhưng trong lòng bàn tay trái của Thải Nhi lại có một đóa sen trắng trong suốt, rất tinh xảo. Thải Nhi mỉm cười nói: "Tiết trưởng lão, đây là kỹ năng lĩnh vực của tôi, Thịnh Thế Liên Hoa. Ngài có muốn thử xem không?" nhưng tôi còn chưa nghiên cứu sâu về nó có thể phóng nhưng không thể thu lại không cần ta chịu thua vang lên giọng ủ rũ của tiết trí thắng ánh sáng bạc thu lại lão bước ra một bước đi ra thập nhị không vực ánh mắt nhìn thải nhi tràn đầy phức tạp lưỡi hái tử thần nhẹ rung động trong tay phải của thải nhi từng sợi tơ trắng từ mũi lưỡi hái tách ra nhập vào hoa sen trong tay trái của nàng từng tầng cánh hoa trắng tinh khiết bị bóc tách tan biến trong không khí cả quá trình kéo dài lâu tới một tiếng đồng hồ Tiết Chí Thắng đứng đối diện Thải Nhi, im lặng nhìn chăm chú, mấy cao tầng thích khách thánh điện khác cũng vậy. Dù quá trình rất chậm nhưng lưỡi hái tử thần di động trong tay Thải Nhi tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Chính vì quá trình lâu dài họ mới càng cảm nhận rõ sự khủng bố của thịnh thế liên hoa. Lĩnh vực cường giả cấp 9 cũng có chia cấp bậc, tu vi đạt đến cấp 9 bậc 2 thì sẽ có lĩnh vực của riêng mình. Cường giả cấp 9 có được lĩnh vực có thể nói là đã ở đẳng cấp khác hẳn. Lĩnh vực mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cấp bậc lĩnh vực quyết định tiềm lực tương lai, lĩnh vực càng mạnh, khả năng tu vi tiếp tục tăng cao là rất lớn. Cùng lúc đó, khả năng lĩnh vực tiến hóa cũng lớn hơn. Sở dĩ Lý Chính Trực có thể thuyết phục Tiết Chí Thắng là vì ông đã thông qua lĩnh vực lĩnh ngộ đến kỹ năng lĩnh vực. Mới rồi thải nhi nhưng lại thi triển ra kỹ năng lĩnh vực. Kỹ năng lĩnh vực có thể nói là kết quả sau khi tiến hóa, trong các lĩnh vực gần như chỉ 1% mới có thể tiến hóa ra kỹ năng lĩnh vực. Có lẽ thải nhi còn chưa đủ mạnh lĩnh ngộ năng lực kỹ năng lĩnh vực này, nhưng có được cũng đã đủ rồi. Trong thích khách thánh điện, có bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cường giả lĩnh ngộ kỹ năng lĩnh vực. Không phải tiết trí thắng sở kỹ năng lĩnh vực của Thải Nhi mà là khi nàng thi triển nó ra đã hoàn toàn chinh phục lão. Làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, lão đã đặt ra quyết định. Mắt thấy thịnh thế liên hoa rốt cuộc biến mất trong tay, chính Thải Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Giống như nàng đã nói, đối với kỹ năng lĩnh vực này nàng còn chưa thể hoàn toàn không chế. Còn về uy lực chân chính sẽ như thế nào thì nàng cũng không biết, đa phần là dùng để chấn nhiếp tiết trí thắng mà thôi mắt thấy thải nhi thu hồi kỹ năng lĩnh vực tiết trí thắng nắm đôi dao găm lật cổ tay ra sau đôi tay giao nhau khom người đây là lễ tiết tiêu chuẩn của thích khách thánh điện trong thích khách thánh điện có thể khiến thủ tịch trưởng lão tiết trí thắng hành lễ như vậy thì chỉ có điện chủ thánh nguyệt mà thôi nhưng cũng không cần phải cúi đầu lúc này hành động của tiết trí thắng có thể nói là vượt qua mức lễ tiết cần thiết tương đương với biểu thị thái độ của mình phẩy phẩy chấm chấm đã bao nhiêu năm rồi thánh thành không nhộn nhịp như vậy đặc biệt là sau khi ma tộc phát động thánh chiến Thánh chiến 2 năm dẫn đến Liên minh Thánh điện giảm mạnh nhân khẩu. May mắn hậu phương không bị phá hư mới khiến Liên minh trong thời gian 4 năm ngắn ngủi cơ bản hồi phục nguyên khí. Nhưng hồi phục chỉ là kinh tế và thực lực, còn số lượng nhân khẩu thì vẫn bị ảnh hưởng khá lớn. Bởi vậy bây giờ Liên minh Thánh điện đang khích lệ sinh dục, còn gia tăng phúc lợi cho dân chúng bình thường. Thánh Thành là thành thị lớn nhất Liên minh Thánh điện, mấy ngày nay trong thành sớm trận ních người, nguyên nhân chỉ có một, đó là việc lớn 10 năm một lần, Thánh điện đại tái dù chỉ có số ít người là được vào sân đấu lớn Thánh Minh, nhưng có rất nhiều người nguyện tới Thánh Thành vào lúc này, cảm nhận không khí náo nhiệt. Có một số người lớn tuổi mang theo con cái đi tới Thánh Thành, xem coi có thể gặp cơ hội để con mình bái một cường giả làm thầy. Thời đại hắc ám đã trôi qua 6.000 năm, Thánh Chiến 2 năm, cuối cùng lấy ma tộc lui binh chấm dứt, khiến nhiều người sáng suốt nhìn thấy tia sáng hy vọng trong thời đại hắc ám này. Gần như tất cả nhân loại đều chờ mong, có một ngày trông thấy đại quân nhân loại chủ động tấn công. Ma tộc, thánh điện đại tái khác với thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Bởi vì nó quan trọng cho nên mở ra hướng toàn thể dân chúng. Chỉ cần mua được vé vào cửa, vậy sẽ có thể ở trong thánh điện đại tái trông thấy cường giả mạnh nhất lục đại thánh điện đụng độ nhau, do đó tăng cường niềm tin của dân chúng đối với liên minh. Gần như mỗi đợt thánh điện đại tái đều rất rầm rộ, ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc toàn liên minh. Sau khi kết thúc đại tái, số lượng tuyển chọn nhân viên của lục đại thánh điện tăng rõ rệt, trong thánh thành, một số kiến trúc có tiêu chí rõ ràng đều dán thông cáo nền màu vàng. Bên trên ghi kỹ càng thời gian các trận đấu thánh điện đại tái và quy tắc. Mỗi đợt thánh điện đại tái đều sẽ dán thông cáo này, quy tắc nếu có sửa đổi sẽ trước tiên thông báo. Lúc này, tại một cửa tiệm lớn cao đến 5 tầng đứng một thanh niên mặc áo tròn trắng. Y đứng đằng trước thông cáo, tập trung nhìn, một tháng trước thì đã dán thông báo rồi, dân chúng bình thường chẳng biết đã nhìn bao nhiêu lần. Cho nên bây giờ đằng trước bố cáo chỉ một mình y đứng đó. Áo choàng lớn màu trắng trùm đầu, khiến y có chút bắt mắt. Tuy thân thể bị áo choàng che đi nhưng có thể nhìn ra, người thanh niên này vóc dáng cực cao to, cao gần 2 mét, vai rộng nhưng không đầy cơ bắp cuồn cuộn. Thân thể tỷ lệ hoàn mỹ và khí thế yên tĩnh đều cho người cảm giác kỳ lạ. Dường như rất bình thường rồi lại có khí chất nhu hòa khó miêu tả. Người đi qua ánh mắt đa phần bị thanh niên yên tĩnh đứng đó hấp dẫn. Dường như nhìn y lâu hơn thì tâm tình của mình cũng sẽ biến trầm tĩnh và thoải mái trên thông cáo kia viết kỹ càng thời gian và quy tắc thánh điện đại tái. Ngày mai là ngày thánh điện đại tái bắt đầu, đến khi đó, cao tầng lục đại thánh điện sẽ tụ họp tại sân đấu lớn thánh minh. Mỗi thánh điện sẽ phái ra đoàn đội 36 người tham gia thánh điện đại tái. Lục đại thánh điện có tổng cộng 216 người. Đầu tiên thánh điện đại tái sẽ tiến hành rút thăm, trong thời gian 3 ngày đầu tiến hành đại tái một trọi một. Không sai, chỉ có thời gian 3 ngày, toàn bộ là đấu loại. Mỗi kết thúc một vòng đấu thì vòng khác sẽ lập tức bắt đầu, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong đó tham gia cá nhân đấu loại không bao gồm mục sư thánh điện. Mục sư không am hiểu chiến đấu, thế nên khi đấu đơn thì họ sẽ chọn một cách khác đạt được điểm, đó chính là trách nhiệm linh lực. Cách tính toán cụ thể thì trong thông cáo không ghi, nhưng xem kết quả thánh điện đại tái từng đợt thì sau thi đấu cá nhân, điểm của mục sư thánh điện đều ở lớp giữa. 180 tuyển thủ của năm thánh điện khác trong thi đấu cá nhân, số điểm tính toán như vậy, thắng một trận thì được một điểm, thông qua đợt thứ hai thì thêm hai điểm. Từ đó suy ra, mỗi lần vượt qua một vòng thì số điểm sẽ tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, trong đấu đơn có điều khoản hạn chế rất mạnh. Đầu tiên, không cho phép sử dụng bất cứ trang bị hay đan dược, hoàn toàn dựa vào sức mình dự thi. Thứ hai, trong quá trình so đấu, không được xuất hiện tình trạng đánh tàn đối thủ, nếu không sẽ lập tức bị loại. Đây là thánh điện đại tái, không phải trận chiến sống chất. Hai điều này nhìn thì đơn giản nhưng hạn chế rất mạnh. Thử hỏi tham gia dự thi ít nhất là cường giả cấp 8 trở lên, đối kháng trong trình độ này nếu làm đến không đánh tàn đối thủ, vậy yêu cầu lực khống chế bản thân cao cỡ nào? Trong vòng 3 ngày phải kết thúc đấu đơn, tiếp đó là xếp hạng điểm, đây cũng là vòng một thánh điện đại tái, sở dĩ muốn nhiều người tham gia so tài như vậy là bởi tổng hợp bình chọn thực lực tổng thể các thánh điện. Thực lực cá nhân mạnh không đại biểu cả thánh điện, sau đấu đơn thì sẽ tiến hành so đấu linh lực tối cao. Lục đại thánh điện tuyển ra 3 tuyển thủ, tuổi không được hơn 100, tiến hành trách nhiệm linh lực Lấy 100, tuổi làm chuẩn, tuổi trẻ hơn một năm thì có thể ngoài danh ngạch tăng một ngàn linh lực. Cuối cùng ba tuyển thủ mỗi thánh điện sẽ xếp hạng linh lực, người thứ nhất sẽ được 200 điểm, thứ hai 150, thứ ba 120, thứ tư 90, thứ năm 60, người cuối cùng không có điểm. Kết thúc đấu linh lực vòng thứ ba thánh điện đại tái là so lĩnh vực. Lục đại thánh điện phái ra ba thí sinh, tiến hành đối kháng lĩnh vực đoàn đội. 18 cường giả có được lĩnh vực cùng xuất hiện. Lĩnh vực bên nào không chống đỡ nổi thì sẽ rút khỏi tỉ thí, mãi đến khi cuối cùng chỉ còn lại ba người của thánh điện nào đó mới ngừng. Phòng này số điểm cực cao, cuối cùng đạt được hạng nhất thì thu điểm lên tới hơn 500. Mỗi thấp một hạng thì giảm 100, người cuối cùng không có điểm. Không phải lĩnh vực mạnh thì sẽ chiếm ưu thế trong đối kháng đồng đội này, còn cần lĩnh vực giữa ba người hỗ trợ lẫn nhau thì hiệu quả mới là tốt nhất. Bởi thế suất chiến trận này chưa chắc là cường giả mạnh nhất các thánh điện nhưng chắc chắn là ba người ăn ý nhất đợt thánh điện đại tái trước kỵ sĩ thánh điện dựa vào phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ dương hạo hàm trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ long thiên ấn cùng với phán xét và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ long tinh vũ lĩnh vực ba thần ấn kỵ sĩ tổ hợp cuối cùng đạt được thắng lợi trận quan trọng này do đó đặt nền móng kỵ sĩ thánh điện được điểm đứng đầu trận cuối cùng của thánh điện đại tái là chân chính đoàn đội chiến mỗi thánh điện lựa chọn 10 người, người tham gia tiến hành thi đấu vòng tròn mỗi thắng một trận sẽ tăng 100 điểm trong đấu đồng đội mục sư thánh điện sẽ không tham dự trực tiếp được 300 điểm. So đấu 4 vòng đều là quyết đấu tầng cao nhất liên minh thánh điện. Xét đến cùng thì ảnh hưởng nhỏ nhất trong thánh điện đại tái chính là mục sư thánh điện. Tầm quan trọng của mục sư là không thể nghi ngờ, nhưng mục sư hiển nhiên là không thích hợp trở thành người thống trị liên minh thánh điện. Năm thánh điện khác thì tranh đoạt thứ hạng cực kỳ kịch liệt. Thánh điện đại tái đợt trước, xếp hạng cuối cùng là kỵ sĩ thánh điện thứ nhất, mặt sau là ma pháp thánh điện, linh hồn thánh điện, thích khách thánh điện, mục sư thánh điện và chiến sĩ thánh điện mục sư thánh điện nhờ vào một ít yêu đãi trong đại tái cuối cùng vượt qua chiến sĩ thánh điện xếp hạng thứ năm chiến sĩ thánh điện xếp chót cũng là bình thường trên thông cáo này không nói rõ kết cấu điều chỉnh của liên minh chỉ là một số người có chút hiểu biết thánh điện đại tái lần này đều rõ ràng xếp hạng cuối cùng trận đại tái này có tác dụng rất quan trọng đối với biến đổi trọng yếu sắp xuất hiện trong liên minh đặc biệt là tranh đoạt thứ nhất so với mấy đợt trước chắc chắn càng thêm kịch liệt thanh niên áo trắng đứng đó đã một tiếng đồng hồ dường như y là một pho tượng từ lúc đứng đó đến giờ vẫn không nhúc nhích một chút nào một tấm thông cáo có dễ nhìn như vậy sao đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng y một cô gái mặc áo choàng ma pháp màu xanh chậm rãi bước tới cô gái rất đẹp thoạt trông khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng cho người cảm giác cao ngạo không thể tới gần áo choàng ma pháp xanh thoạt trông rất đơn giản không có bất cứ nguyên tố nào dao động cô xuất hiện sau lưng thanh niên áo trắng một luồng sáng xanh nhạt mắt thường khó thấy bỗng dâng lên từ phía sau đẩy hướng thanh niên áo trắng Nữ ma pháp sư này chính là đệ tử đích truyền duy nhất của điện chủ ma pháp thánh điện lý chính trực, Đàm Hoàn. Hơn 4 năm nay, Đàm Hoàn luôn khắc khổ tu luyện. Có lý chính trực rót túi chỉ dạy thêm vào các loại tư nguyên trong ma pháp thánh điện gom góp, có thể nói tu vi của cô tiến triển cực nhanh. Hiên viên viêm từng đứng ngang với cô giờ bị bỏ rơi xa xa phía sau. Bây giờ cô đã đột phá tu vi cấp 8, cũng học được ma pháp phong hệ cường đại lý chính trực tự sáng chế. Lần thánh điện đại tái này cô đại biểu ma pháp thánh điện đấu đơn, lấy tuổi của cô thì đây tuyệt đối là quang vinh to lớn đàm hoàn đi tới thánh thành đã có một đoạn thời gian vì có thể nổi bật trong thánh điện đại tái gần tới phút chót cô mới đến nơi ngày mai là sắp bắt đầu thánh điện đại tái là lý chính trực bắt buộc cô phải đi ra ngoài thông gió thả lỏng tinh thần thế là cô mới ra khỏi tổng bộ thánh minh đi dạo mới rồi cô vô tình thấy thanh niên áo trắng đứng trước thông cáo lấy cảm giác nhạy bén về nguyên tố ma pháp của cô bỗng chốc phát hiện thanh niên áo trắng này không bình thường đó là một loại cảm giác rất đặc biệt y đứng đó thoạt trông là nhân loại nhưng trong cảm giác của cô thì người này tựa như đoàn ánh sáng ánh sáng nhu hòa không có thực chất tồn tại ánh sáng nhu hòa này cho người cảm giác trầm tĩnh đặc biệt cực kỳ thoải mái ngay cả cô bởi vì sắp dự thi mà nôn nóng khi thấy bóng lưng thanh niên thì thả lỏng hơn nhiều hiển nhiên đây không phải điều người bình thường có thể làm được thanh niên này đặc biệt hấp dẫn đàm hoàn cô mới đi tới định thử chút. Không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là một cường giả quang thuộc tính, xem từ quần áo đơn giản thì chắc không phải là ma pháp sư. Chẳng lẽ y là một mục sư, nếu đổi làm chiến sĩ, thích khách, hoặc là kỵ sĩ thì chắc quang nguyên tố không bao giờ nhu hòa như vậy. Nhưng điều sắp xảy ra tiếp theo khiến tim cô rung lên. Cô tỏa ra phong nguyên tố không mãnh liệt, mục đích chỉ là muốn phá vỡ trầm tình mà thanh niên áo trắng đứng đó thôi chỉ cần thân thể y bị gió thổi lung lay một chút thì cảm giác yên tĩnh kia sẽ bị đánh vỡ nhưng khiến đàm hoàn rung động là khi cô phóng ra phong nguyên tố bay tới sau lưng thanh niên áo trắng thì lặng lẽ tán loạn hóa thành gió mắt xoay quanh y bay lên không trung sộc thẳng lên trời không còn bóng dáng người này rõ ràng không làm cái gì hết tại sao phong nguyên tố của mình lại thuần phục trước khí thế của y chỉ là khí thế chứ không có chút linh lực nào phóng ra trong lòng đàm hoàn tràn ngập khó hiểu nhưng càng là vậy thì cô càng cảm giác ra người đàn ông bí ẩn. Cô bản năng tiến lên mấy bước, kéo gần khoảng cách với y. Đàm hoàn nâng tay vỗ hướng lưng thanh niên áo trắng. Dù gì cô không có ác ý, lần này trên tay không có bất cứ phong nguyên tố nào, nhưng linh lực ẩn trong lòng bàn tay. Lấy tu vi hiện tại của cô, không cần ngâm sướng chú ngữ cũng có thể tùy lúc thi triển ra ma pháp cường đại. Nhưng lần này thanh niên lại động, thân thể nhẹ lắc lư, bước ngang 3 mét, một trường của đàm hoàn vỗ vào chỗ trống, Thanh niên áo trắng cũng theo đó xoay người lại. Đã lâu không gặp, Đàm Hoàn, thanh niên dáng người cao to, y vừa xoay người thì Đàm Hoàn có thể nhìn rõ khuôn mặt của y. Thân thể cô run bần bật, ánh mắt bỗng chốc biến ngơ ngác. Đó là khuôn mặt quá tuấn tú, tóc dài màu vàng cột chỉnh tề sau ót, đôi mắt vàng trong suốt không chút tạp chất, mang theo nụ cười dịu dàng. Nụ cười của hắn tinh thuần như vậy, hệt như hơi thở hắn tỏa ra. Đúng thế, gần 5 năm chưa gặp hắn biến càng thêm cao to, cũng thêm trầm ổn, trưởng thành. Khuôn mặt hắn thêm mấy phần kiên cường, ít đi ngây ngô năm năm trước. Nếu kêu đàm hoàn hình dung khí chất của hắn, cô chỉ có thể nghĩ tới hai chữ hoàn mỹ. Là hắn, sao lại là hắn? Không phải hắn đã sớm mất tích rồi sao? Đối với khuôn mặt tuấn tú này, đàm hoàn ghi nhớ thật quá khắc sâu. Hơn 4 năm cô liều mạng tu luyện, còn chẳng phải vì có một ngày có thể vượt trên hắn sao? Hắn mất tích này xuất hiện, thật sự xuất hiện trước mặt mình, đàm hoàn phát hiện trái tim đập rất nhanh. Người đàn ông giống như bản thân là ánh sáng này, ở trong lòng mình rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Xin hỏi thăm lý điện chủ thay tôi, thanh niên áo trắng gật đầu với đàm hoàn xong chậm rãi bước đi. Đàm hoàn đứng đó, ngơ ngác vài giây sau mới mạnh xoay người, nhưng bóng dáng trắng kia đã hoàn toàn biến mất. Là, hắn, thật sự là hắn sao? Không phải mình đang nằm mơ chứ? Đàm hoàn thì thào lẩm bẩm cô từng tưởng tượng lần nhiều tình huống khi hai người lần nữa gặp nhau mục tiêu cô khắc khổ tu luyện chẳng phải vì để đuổi kịp bước chân của hắn sao nhưng khi cô lần nữa thật sự gặp lại hắn đột nhiên phát hiện giữa mình và hắn dường như khoảng cách lại xa thêm vì sao thấy hắn cho cô cảm giác bí ẩn và sâu thẳm giống như lão sư chỉ là lão sư sâu thẳm càng thêm trực tiếp còn hắn thần bí thì thêm mơ hồ nếu hắn thật sự đã trở lại vậy kế hoạch của lão sư làm sao đây nghĩ tới đây đàm hoàn bỗng biến sắc mặt, gần như chẳng hề trần chờ xoay người chạy đi. Bỏ phượng tường thuật lên người mình, cô hóa thành luồng sáng xanh chớp mắt biến mất. Sáng sớm, ánh ban mai dâng lên từ chân trời phương đông, khi bình minh vừa mới chạm vào không trung xanh thẳm thì thánh thành đã là một mảnh náo nhiệt. Quanh sân đấu luyện thánh minh, trừ mấy lối chuyên môn ra thì còn lại đều chật ních người. Dù trong đám dân chúng đa số người chỉ có thể đứng bên ngoài, xung quanh sân đấu lớn Thánh Minh có 10 ma tinh bình tiếp sóng tình hình đại tái Thánh Minh. Kỹ thuật ảnh xạ ma tinh bình sớm đã thành công, nhưng rất ít đưa vào sử dụng, vì tiêu hao năng lượng quá lớn. Một ma tinh cấp 7 chỉ có thể kéo dài chưa tới một tiếng đồng hồ sẽ cạn kiệt năng lượng. Chỉ có dùng ma tinh cấp 9 mới kéo dài thời gian sử dụng. Nhưng một khi bỏ ma tinh cấp 9 vào ma tinh bình thì sẽ tạo thành tổn hại không thể vãn hồi. Chính là nói, muốn để 10 ma tinh bình này liên tục tiếp sóng, vậy chính là tiêu hao 10 ma tinh cấp 9. Rất ma tộc cấp 9 cũng không phải chuyện dễ, đây chính là số tài sản khá là khổng lồ. Những dân chúng sớm tụ tập quanh sân đấu lớn thánh minh, mục đích chính yếu là vì càng gần sát ma tinh bình, có thể thấy rõ đặc sắc 10 năm một lần này. Vì giữ trật tự thánh thành, tách ra dòng người, ở mấy chỗ khác trong thánh thành có vài nơi thiết lập 20 mặt ma tinh bình. Lục đại thánh điện xuất động gần hai vạn chức nghiệp giả giữ trật tự. Nhưng không chút nghi ngờ, làm địa điểm tranh tài gần như mọi người đều muốn tới sân đấu lớn thánh minh thời gian so đấu ngày thứ nhất bắt đầu còn có một lúc nhưng nơi này đã chìm ngập trong hưng phấn có một số người thậm chí lén bày ra mấy ván cược có cược điểm số vòng thứ nhất của lục đại thánh điện có cực xếp hạng vòng thứ nhất của các thánh điện cũng có cực quán quân vòng thứ nhất đủ loại khác nhau đối với tình huống này bản thân liên minh chỉ có thể làm bộ như không thấy dù sao không thể nào cấm tiệt nhưng liên minh không tự mình bày cá cược dù gì là so tài tiến hành trong liên minh lục đại thánh điện, nếu liên minh bảy cá cược thì sẽ bị hiểm nghi thao túng đại tái. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trên bầu trời chỉ có vài áng mây mỏng như sợi bông, có nhiều chỗ bị sắc xanh biếc bao phủ. Cùng với mặt trời dâng lên, không khí tươi mát thấm vào ruột gan. Mặt trời dâng lên, ánh quang minh chiếu khắp mặt đất. Một tiếng đồng hồ sau, sáu cửa lớn sân đấu luyện thánh minh mở ra. Nghiêm khắc kiểm tra tư cách vào sân, bắt đầu cho mọi người đi vào trong. Người có thể vào trong sân đấu lớn Thánh Minh hoặc là bỏ rất nhiều tiền Hoặc là có công huân rất lớn cho liên minh Dù chỉ đi vào xem so đấu thôi cũng đủ làm bình dân cực kỳ hâm mộ Wow, đó là Giả Vị Ương và Phong Linh Nhi Người có thân phận liền nhận ra lai lịch của hai người Không sai, hai tuyệt sắc giai nhân này chính là người cầm quyền đại phòng đấu giá Thánh Minh hiện nay Họ không chỉ là đẹp thôi, càng có được tài sản to lớn và quyền lực Đối với đa số người đàn ông quan trọng là họ chưa gả cho ai. Thoáng chốc tiếng kêu tên họ hóa thành sóng chiều vang vọng chân trời. Dạ vị ương mặt mang nụ cười không ngừng chào hỏi dân chúng xung quanh. Phong, Linh Nhi thì yên lặng hơn, chỉ tiến lên trước. Hai cô gái bề ngoài và tính cách khác biệt càng khiến những dân chúng thêm điên cuồng. Đáng tiếc trước mặt họ là bình chướng do các cường giả lục đại thánh điện làm thành, muốn lao qua là không thể nào. Mãi đến khi bóng dáng hai cô gái biến mất ở lối vào sân đấu luyện thánh minh, Đám dân chúng hưng phấn mới dần yên tĩnh lại. Cho mọi người vào sân chỉ trong một tiếng đồng hồ, qua thời gian thì sẽ không thể. Rất nhanh, sáu cửa vào sân đấu lớn Thánh Minh lại đóng kín, thủ vệ càng canh giữ nghiêm ngặt hơn. Bởi vì họ đều biết, người dự thi chân chính sắp đến rồi. Ngay lúc đó, một góc sân đấu lớn Thánh Minh, lối vào sân đấu luyện kỵ sĩ đã đến một đám người kỳ lạ. Tổng cộng có 10 người, đều mặc áo choàng lớn màu trắng, ngay cả đầu cũng che kín trực tiếp đi vào sân đấu luyện kỵ sĩ. Người phụ trách giữ ở lối vào là một kỵ sĩ cấp 8 mặc bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Thấy có người đi tới thì gã nhíu mày, mấy tên ở lối vào làm ăn kiểu gì, đã qua thời gian còn cho người lại đây. Nâng tay lên, gã cản đám người trước mắt, nhưng gã rất nhanh hiểu ra vì sao họ có thể đi tới trước mặt mình. Một lệnh bài rực rỡ ánh vàng xuất hiện trước mặt gã. Bí ngân cơ tòa kỵ sĩ đưa tay phải ngang ngực, vững vàng hành lễ kỵ sĩ tiểu chuẩn, không ngờ đã ngoại lệ lại mở cửa ra để họ đi vào. Có nhiều dân chúng nhìn thấy tình hình này nhưng không suy nghĩ nhiều, theo họ thấy thì đó chắc là người của kỵ sĩ Thánh Điện. Sau sự kiện nho nhỏ này, hình ảnh khiến cả thành xôi trào xuất hiện. Sáu đội ngũ từ sáu lối đi gần như xuất hiện cùng lúc. 36 kỵ sĩ, 36 ma pháp sư, 36 thích khách, 36 chiến sĩ, 36 triệu hoán sư và 36 mục sư cùng xuất hiện tại cánh cửa sân đấu luyện thuộc về mình trên người họ đều mặc trang bị tiêu chí thánh điện của mình. Nếu nói hấp dẫn ánh mắt người ta nhất thì vẫn là bên kỵ sĩ thánh điện. Người dẫn đầu vóc dáng cao to, giáp trụ màu xanh biết tỏa ra khí thế mạnh mẽ không gì sánh kịp. Đó chính là giáp trật tự và phép tắc thần ấn vương tỏa. Sau lưng ông là một hàng kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Ánh sáng vàng rực rỡ hoa mắt đám bình dân, người dự thi của kỵ sĩ thánh điện đã tới. Thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn dẫn dắt 35 kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Đây có thể nói là thực lực mạnh nhất hiện nay của kỵ sĩ Thánh Điện. Trên người một số kim tinh cơ tòa kỵ sĩ xếp hàng trước nhất còn tỏa ra ánh sáng ra cam cấp sử thi. Thoáng chốc tiếng hoan hô của dân chúng sôi trào đến đỉnh điểm. Trong cuộc đời họ có bao nhiêu cơ hội có thể cùng lúc thấy thần khí, trang bị cấp sử thi, trang bị cấp truyền thuyết. Sao không hưng phấn cho được tiếng hoan hô xuất hiện ở mỗi góc Thánh Thành. Cương giả lục đại Thánh Điện cùng tiến vào sân đấu lớn Thánh Minh. Thánh điện đại tái rốt cuộc sắp bắt đầu, trong sân đấu lớn thánh minh, bây giờ chỗ này khác với lúc thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Khi thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì bên trong sân chia thành 6 khu vực, mỗi chỗ là một thánh điện. Bây giờ khu vực phân cách đã bị thống nhất, trong sân đấu to lớn núi liền một mảnh, bất cứ ai đi vào trong sẽ rung động vì diện tích rộng minh mông. 6 phương hướng chia làm 6 đài khách quý, chúng nó ở trên cao, có thể từ không trung nhìn xuống sân đấu lớn. Tuyệt đối đừng tưởng rằng đây chỉ là chỗ quan sát cuộc chiến. Có thể leo lên đài khách quý chắc chắn đều là cường giả hoặc nhân vật quan trọng trong liên minh, bởi vì họ còn gánh vác sứ mệnh nặng nề, chính là thông qua ma pháp trận trên đài khách quý hình thành vòng phòng ngự bảo vệ bên trong sân đấu lớn Thánh Minh. Tham gia Thánh Điện đại tái ít nhất cũng là cường giả cấp 8, khi họ đụng độ sinh ra linh lực dao động sẽ khủng bố tới cỡ nào. Không có vòng bảo hộ đủ mạnh bảo vệ, chỉ sợ không được vài trận thì sân đấu lớn Thánh Minh sẽ bị hủy, trừ đài khách quý trên cao ra, sáu phương hướng lục đại thánh điện còn là khu vực cho thí sinh nghỉ ngơi. 36 thí sinh của mỗi thánh điện sau khi vào sân đều tự trở về khu vực của mình, chờ đợi thánh điện đại tái chính thức bắt đầu. Tuyển thủ dự thi của lục đại thánh điện đều đã vào sân, tổng trọng tài trưởng đại nhân, xin ra chỉ thị. Một thanh âm len keng vững vàng vang lên từ đài khách quý phương hướng kỵ sĩ thánh điện. Ngay sau đó, một thanh âm hùng hồn quát, đóng cửa. Trước khi kết thúc so đấu hôm nay, bất cứ ai đều không được ra vào. Vâng, cùng với tiếng va chạm leng keng, sáu cánh cửa lớn chậm rãi khép kín, mỗi chỗ đều có cường giả cấp 8 của các thánh điện chấn giữ. Thanh âm hùng hồn kia trầm giọng nói, "Ta là Trần Cuồng, tổng trọng tài trưởng thánh điện đại tái lần này. Trọng tài đại tái lần này do 54 vị săn ma giả đảm nhiệm. Tất cả dựa theo nguyên tắc công bình, công chính, quy tắc đã sớm tuyên bố rồi, ta sẽ không nói nhiều." Tất cả người tham gia vòng thứ nhất thi đấu cá nhân hãy ở tại chỗ, nghi thức giúp tham sắp bắt đầu. Trần Cuồng, đại nhân vật truyền kỳ trong nhân loại, đoàn trưởng San Ma đoàn Ma Thần Chi Vẫn. Khi cái tên Trần Cuồng vang trong sân đấu lớn Thánh Minh, tất cả thí sinh lục đại Thánh Điện đều đứng thẳng người, hành lễ hướng đại khách quý kỵ sĩ Thánh Điện. San Ma đoàn Ma Thần Chi Vẫn đại biểu cho đỉnh San Ma đoàn nhân loại. Trần Cuồng là đoàn trưởng Ma Thần Chi Vẫn, 300 năm qua dẫn dắt đội tung hoành xa trường gần như dùng lực lượng một đội săn ma đoàn hạn chế ma thần hoàng ở mức độ lớn nhất họ cống hiến cho liên minh đã không thể dùng công huân để hình dung vị đại nhân vật truyền kỳ của nhân loại hôm nay xuất hiện tại đây làm tổng trọng tài trưởng đợt đại tái này tuyệt đối không một ai dám có ý kiến gì nên biết rằng dù là hiện tại thành viên ma thần chi vẫn còn đang ở trong ma tộc thậm chí núp tại ma đô nhìn chăm chú hướng đi của ma thần hoàng bên ma pháp thánh điện lý chính trực sắc mặt lộ ra âm trầm đương nhiên lý chính trực không dám có ý kiến gì với trần cuồng không ở chỗ thực lực mà đến từ tôn trọng có thể nói trần cuồng là người có bối phận cao nhất trong liên minh thánh điện hiện nay do ông làm tổng trọng tài trưởng không ai nêu ý kiến gì hơn nữa ông tuyệt đối sẽ công bình công chính thực hiện khiến lý chính trực sắc mặt khó coi là vì ngày hôm qua từ miệng đàm hoàn nghe được một cái tên một cái tên vốn không nên ảnh hưởng tới ông nhưng bây giờ thực sự ảnh hưởng tâm tình của ông hắn đã trở lại hơn 4 năm trước hắn đã là cấp 8, chẳng lẽ hắn đã trở thành thần ấn kỵ sĩ thứ 4 của kỵ sĩ Thánh Điện? Nếu thật sự là vậy thì Thánh Điện Đại Tái lần này chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố. Dù sao hắn trẻ như vậy, nhiều lúc tuổi trẻ rất có sức kêu gọi. Kỵ sĩ Thánh Điện vốn yếu thế nhất định sẽ vì hắn trở về mà tỏa sáng sức sống. Lúc này, thí sinh lục đại Thánh Điện đều ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là rút thăm đấu loại. Mục sư Thánh Điện không tham gia, 180 cường giả năm thánh điện khác đều phải rút thăm, so đấu. Chờ lát nữa sẽ có ánh sáng tuyển chọn xuất hiện trên đỉnh nóc, tiến hành tuyển chọn tùy cơ. Mỗi khi chọn ra hai người thì sẽ lập tức vào sân đấu ngay. Do săn ma giả cường đại làm giám sát, săn ma giả ở trong liên minh có thể nói là một hệ thống khác biệt. Họ có thực lực cường đại, có cống hiến to lớn cho liên minh, làm trọng tài thì không còn gì tốt hơn trong ánh sáng tuyển chọn đã có người của lục đại thánh điện giám sát để bảo đảm công bình không ai có thể động tay chân tại đây trước khi bắt đầu đại tái ta có một việc muốn tuyên bố giọng của trần cuồng lại vang lên nghe ông nói vậy đa số cao tầng liên minh đều lộ vẻ kinh ngạc bao gồm cả các thí sinh sắp dự thi bởi vì trong hiểu biết của họ trước khi đại tái chắc không có gì cần tuyên bố mới đúng trần cuồng trầm giọng nói theo quy tắc thánh điện đại tái hễ săn ma đoàn có cấp danh hiệu thì cũng có thể lấy danh nghĩa săn ma đoàn tham gia thánh điện đại tái, ghi điểm. Ta nhận được lời xin của một săn ma đoàn cấp danh hiệu, họ muốn tham gia đại tái đợt này. Theo quy tắc đại tái, ta đã đồng ý, chờ lát nữa họ cũng sẽ nằm trong số rút thăm. Lời vừa thốt ra, cao tầng lục đại thánh điện kiềm không được giấy lên xôn xao. Săn ma đoàn muốn tham gia thánh điện đại tái, trước kia không phải chưa từng xuất hiện tình huống này nhưng ngàn năm nay chỉ có hai, ba lần mà thôi. Săn ma đoàn tham gia đại tái đa phần chỉ vì rèn luyện. Dù sao, cho dù là săn ma đoàn cấp danh hiệu có chút đặc quyền, nhưng bởi vì là một đội săn ma đoàn, rốt cuộc số người vẫn có hạn. Tại sao lần này thánh điện đại tái lại có săn ma đoàn muốn tham gia? Họ chỉ là vì rèn luyện tu vi bản thân ư. Hơn nữa trong liên minh thánh điện, săn ma đoàn cấp danh hiệu chỉ có vài đội, rốt cuộc là đội nào muốn tham gia. Trần Cuồng nói tiếp vì có thể đạt đến tiêu chuẩn số người dự thi thấp nhất, đặc biệt phê chuẩn săn ma đoàn này chiêu mộ săn ma giả khác, nhân số tăng đến 10 người. Hơn nữa tuổi các thành viên không vượt qua 100 tuổi, phù hợp quy tắc đại tái. Săn ma đoàn danh hiệu này là Quang Chi Thần Hy, một luồng sáng vàng từ đài khách quý kỵ sĩ Thánh Điện rơi xuống, chiếu rọi vị trí chính giữa khu thí sinh nghỉ ngơi giữa kỵ sĩ Thánh Điện và thích khách Thánh Điện. Không biết khi nào thì chỗ đó lặng lẽ đứng 10 người, đều mặc áo choàng lớn màu trắng, chùm đầu, Mãi đến khi ánh sáng vàng chiếu rọi trên người họ thì thí sinh và khán giả mới phát hiện ra. Bên ngoài sân đấu lớn Thánh Minh, dân chúng ở lối vào sân đấu luyện kỵ sĩ lập tức phát hiện 10 người này chính là 10 người lúc trước đã vào sân. Không ngờ họ là săn ma giả chứ không phải người của kỵ sĩ thánh điện. Đúng thế, họ đã trở về, qua hơn 4 năm bế quan, quang tri thần hy rốt cuộc trở về. Giờ phút này, họ đứng đó, lấy danh nghĩa săn ma đoàn tham gia thánh điện đại tái đợt này quang chi thần hy, cái tên này đối với đa số người thì rất xa lạ. Đừng nói là dân chúng bên ngoài, coi như là cao tầng lục đại thánh điện sắp sự thi cũng rất ít người biết đến quang chi thần hy. Nghe Trần Cuồng tuyên bố xong, chấn kinh nhất là điện chủ ma pháp thánh điện lý chính trực. Ông không bao giờ ngờ nổi sau khi quang chi thần hy trở về, Long hạo thần nhưng lại không chọn đi theo kỵ sĩ thánh điện tham gia thánh điện đại tái, mà lấy danh nghĩa săn ma đoàn đến dự thi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào săn ma đoàn cấp danh hiệu không có tiếng tăm gì có thể so sánh với thánh điện sao trần cuồng nói ta lấy vinh dự săn ma giả bảo chứng săn ma đoàn quang tri thần hy dự thi sẽ được đối xử bình đẳng bắt đầu rút thăm hai luồng sáng trắng bỗng xuất hiện trên đỉnh nóc cùng lúc đó màn sáng trong suốt lấp lóe bảy sắc từ từ xuất hiện quanh sân đấu lớn mở ra vòng phòng hộ rất nhiều cường giả và ma pháp trận xây dựng tầng chụp này thậm chí có thể chịu được thần khí hoặc lĩnh vực oanh kích mà không đến mức bị phá hủy người khống chế nguyên vòng phòng hộ chính là trần cuồng không trung rơi xuống hai luồng sáng trắng kịch liệt nhấp nháy bỗng chốc chợt ngừng lại đông tại hai hướng chiếu rọi thân thể mỗi người nói đến cũng trùng hợp hai luồng sáng trắng chiếu rọi ở vị trí kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện hai bóng người theo đó bay ra đi vào trong sân đấu lớn thánh điện đại tái trận đấu đơn thứ nhất lập tức bắt đầu trọng tài đều ở trên đài khách quý, họ chỉ giữ vòng phòng hộ, sẽ không có người vào trong đấu trường. Cường giả có thể tham gia cỡ như thánh điện đại tái sao có thể không đoán ra được thắng thua. Cuối cùng, nếu thực lực hai bên san sát nhau, vậy sẽ do đích thân trần cuồng phán định thắng thua. Tất cả người dự thi thêm vào quang chi thần hy là 190 người, đương nhiên không thể lãng phí bất cứ thời gian nào. Giây phút họ vào trong sân thì đại tái đã bắt đầu rồi. Tu Vi đạt trên cấp 8, có rất nhiều nhược điểm về chức nghiệp đã không còn tồn tại vậy nên trừ mục sư thánh điện ra năm thánh điện khác đều sẽ không được hạn chế hay tăng phúc đặc biệt sau khi vào trong sân đấu lớn thánh minh tất cả kỵ sĩ thí sinh sớm thu lại giáp trụ lúc này hoàn toàn là tay không vào sân màn sáng phòng hộ ở trước mỗi một đại biểu thánh điện đều có một cánh cửa nhỏ có thể đi vào kỵ sĩ vừa vào sân thì sau lưng bỗng chốc lấp lánh quang văn sao sáu cánh màu vàng cùng với tiếng gầm tràn ngập uy nghiêm một con hổ màu vàng rực rỡ xuất hiện. Kỵ sĩ thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hổ, lao nhanh hướng ma pháp sư phía xa. Hổ vàng lưng có đôi cánh, thân dài hơn 5 mét, uy mãnh hùng tráng. Vầng sáng vàng nồng đậm bùng phát, há to mồm, một chuỗi quang bạo đạn bắn hướng ma pháp sư. Quang minh thánh hổ, ma thú cấp 9, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ có thể được nó đều là người nổi bật trong kỵ sĩ thánh điện. Cường đại nội tình khiến mỗi thí sinh đều có thực lực mạnh mẽ. Ở cửa thứ nhất đấu đơn, kỵ sĩ thánh điện vốn chiếm ưu thế rõ rệt. Kỵ sĩ thứ nhất ra trận này Tu Vi đã là đỉnh cấp 8, chỉ kém một bước là tiến vào cấp 9. Đối thủ của gã là một ma pháp sư hỏa hệ, bởi vì trong đại tái không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, cho nên trong tay y không có cả ma pháp trượng. Tay phải vạch hướng hư không, nhanh chóng vẽ ra vài ma văn phức tạp. Cùng với tiếng gầm điếc tai, một con gấu lửa to xuất hiện trước mặt y. Bàn tay gấu khổng lồ liên tục vỗ phá hủy quang bạo đạn, xảy bước vọt hướng kỵ sĩ. Đó không phải là ma pháp triệu hoán của triệu hoán sư. Bởi vì triệu hoán không phải là ma thú mà do hỏa nguyên tố ngưng kết thành nguyên tố triệu hoán thú. Nguyên tố triệu hoán thú cũng là năng lực đặc biệt của ma pháp sư cấp 8. Có sức bật mạnh, năng lực chiến đấu kéo dài mạnh, ưu điểm là tiện chỉ huy, thiếu sót là tiêu hao linh lực nhiều. Có hỏa hùng che chắn, ma pháp sư hỏa hệ nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Không có trang bị giúp đỡ, dù y có là ma pháp sư đỉnh cấp 8 thì thi triển một ít ma pháp cường đại cũng cần đủ thời gian ngâm sướng mới được. Quang Minh Thánh Hổ chờ kỵ sĩ chỉ chốc lát đã xông tới trước mặt Hỏa Hùng. Kỵ sĩ tự biết lượng sức, không dây dưa với Hỏa Hùng. Quang Minh Thánh Hổ cong lưng, ngay sau đó bắn hắn lên cao. Linh cánh vàng mở ra sau lưng kỵ sĩ, tay phải lấy lửa vàng mãnh liệt ngưng kết thành thánh kiếm, đạp xuống đất, đánh hướng ma pháp sư. Đằng sau là Hỏa Hùng và Quang Minh Thánh Hổ đấu một chỗ. Trong cường giả cung cấp, dưới tình huống bình thường thì chắc chắn là lực công kích của ma pháp sư mạnh nhất. Bởi thế, muốn chiến thắng một ma pháp sư, đầu tiên phải kiềm chế ma pháp của y, tuyệt đối không thể để y hoàn toàn phát huy ra ma pháp. Nếu không thì trước ma pháp gió lốc mưa xa liên tiếp, sợ là chỉ có con đường bại lui. Thánh kỵ sĩ cấp 8 lựa chọn không thể nghi ngờ là rất chính xác. Nhưng thánh ma đạo sư cấp 8 cũng không phải ăn chay. Quang minh kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, thân thể y đột nhiên biến hư ảo, tay phải nâng lên chỉ hướng không chung. Bỗng chốc một xiềng xích như ngọn lửa nghinh đón thánh kỵ sĩ cấp 8. Hỏa thần nhất chỉ, dưới tình huống không có bất cứ trang bị phụ trợ mà y có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ma pháp cấp 8 cường đại này, thực lực đủ khiến người chấn kinh. Kỵ sĩ đôi tay nắm thánh kiếm, một vệt thánh quang trắng tinh khiết đậm đặc lóe lên, nhiễm gã thành thánh khiết. Không có né tránh, càng không lùi bước, cứ thế nghênh đón hỏa thần nhất chỉ giáng xuống bởi vì kỵ sĩ này biết rõ nếu mình rút lui trước đòn kia vậy tiếp đến sẽ hoàn toàn rơi vào bị động muốn xoay người thì gần như là vô vọng màu vàng và màu đỏ ở trên không trung bùng nổ toàn thân thánh kỵ sĩ bao phủ một tầng ánh lửa không thể không nói về mặt công kích thì kỵ sĩ và ma pháp sư có tranh lệch nhất định gã kêu rên một tiếng người có dấu vết nám đen tuy lần này va chạm kỵ sĩ chịu thiệt nhưng mục đích của gã đã đạt thành cuối cùng không bị hỏa thần nhất chỉ đánh lùi Ánh sáng vàng chợt lóe, tăng tốc, chớp mắt đã đến trước mặt ma pháp sư, đó là kỹ năng cường đại của kỵ sĩ cấp 8, Quang tốc thiểm, cũng là kỹ năng hiệu quả nhất đối phó ma pháp sư. Thi triển ra trong khoảng cách này, ma pháp sư dù muốn ngăn cản gã tiếp cận cũng rất khó làm được. Thẩm phán, kỵ sĩ hét lớn một tiếng, tiếng gầm như chuông ngân rung động toàn trường. Một luồng sáng trắng thánh khiết từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào người thánh ma đạo sư chỉ thấy quanh người thánh ma đạo sư lóe tầng sáng vàng mông lung, bên trong thì xuất hiện màn sáng đỏ tựa như thủy tinh điêu khắc thành. Bị kỵ sĩ tiếp cận hiển nhiên là tình huống bất cứ ma pháp sư nào cũng không muốn đối mặt. Tay phải thánh ma đạo sư duỗi thẳng trước ngực, vừa nhờ vào ma pháp phòng ngự chống cự uy lực thẩm phán chi quang, cùng lúc đó, tay phải đẩy ra, một đoàn sáng chói mắt ngưng kết mạnh đánh hướng thánh kỵ sĩ. Sau khi đạt đến tu vi cấp 8, ma pháp sư không còn yếu về mặt chiến đấu cự ly gần, bởi vì họ có rất nhiều ma pháp phòng hộ và thuấn phát chỉ cần tập trung tinh thần đối mặt thì không phải hoàn toàn không có cơ hội nhưng mà thánh kỵ sĩ đã tới gần trước người thánh ma đạo sư sao có thể bị y đánh lui được chân phải bỗng dẫm mặt đất cùng lúc đó thánh kiếm trong tay bỗng một chia thành hai thân thể cứng rắn đụng vào ánh lửa ánh sáng vặn vẹo lóe sáng đoàn lửa nồng đậm kia chớp mắt tản ra tứ phía nguyên tố mẫn diệt quang hoàn dưới đòn tấn công liên tiếp Thánh kỵ sĩ này lại liên tục phát ra thẩm phán chi quang và nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Gã chính là kỵ sĩ, chưa tới cấp 9 sao có thể nhanh chóng phóng ra kỹ năng cường đại đến thế. Cũng ngay lúc này, Hỏa hùng và Quang minh thánh hổ sau lưng kỵ sĩ đã chia ra thắng bay. Hỏa hùng rốt cuộc chỉ là vật triệu hoán, tuy lúc mới bắt đầu còn chiếm vài phần ưu thế, nhưng người triệu hoán nó đang đối phó đòn tấn công điên cuồng của thánh kỵ sĩ, không rảnh chỉ huy nó, rốt cuộc vẫn là bị Quang minh thánh hổ đập nát chiến đấu lúc này đã tiến vào trạng thái gay cấn. Giây phút thánh kỵ sĩ đập nát đoàn lửa kia thì trận so tài này đã tới hồi chung kết. Kiếm nhẫn phong bạo bỗng bộc phát, đôi kém chớm ra. Đoàn sáng vàng khổng lồ mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén va và chạm vào vòng bảo hộ lửa của thánh ma đạo sư, đánh y bay ra ngoài. Khoảnh khắc bay ra, thẩm phán chi quang rốt cuộc phối hợp kiếm nhẫn phong bạo phá hủy phòng ngự của y. Trận đấu kết thúc, kỵ sĩ thánh điện thắng, hai người quay về chỗ thanh âm uy nghiêm của trần cuồng vang lên ma pháp sư không bị thương nhưng mặt đầy xấu hổ y đích thực thua rồi bởi vì uy lực chân chính của kiếm nhẫn phong bạo không phải đánh bay mà là hấp thu và liên tục công kích nếu không phải vị trường giới kỵ sĩ này nương tay vậy mạng sống của y sẽ kết thúc dưới kiếm nhẫn phong bạo chẳng biết khi nào thì một đoàn sáng vàng nhảy tới đầu vai kỵ sĩ thánh kỵ sĩ tay trái giơ ngang ngực hướng thánh ma đạo sư hành lễ kỵ sĩ nhanh chóng quay về chỗ của mình Thánh ma đạo sư thấy đoàn sáng vai trên vai gã, thoáng chốc giật mình hiểu ra. Cái này thua không oan, tên này lại có một quang nguyên tố tinh linh, xem thể tích của tinh linh chắc là đã tiến hóa một lần, hèn chi gã có thể gần như không gián đoạn sử dụng kỹ năng cường đại của kỵ sĩ. Trận chiến đấu tiên cứ thế kết thúc, nhưng so tài không hề tạm ngừng, hai luồng ánh sáng tuyển chọn lúc trước lại xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng lấp lóe nhanh chóng chọn ra hai thí sinh đấu trận thứ hai thời gian gấp rút không thể chậm trễ đương nhiên phải tiếp tục tiến hành trận đấu hai người mới đấu xong thì tự quay về chỗ ngồi của mình có thể thấy chỗ thánh ma đạo sư biến ảm đạm biểu hiện y bị đào thải còn đỉnh đầu thánh kỵ sĩ thì thêm đoàn sáng vàng chứng minh gã thông qua vòng thứ nhất trong sân đấu lớn thánh minh có thể nói là các loại thần kỳ những cảnh tượng kỳ lạ này đều là thành quả nghiên cứu nhiều năm nay của liên minh thánh điện trận đấu tiếp theo càng thêm căng thẳng kịch liệt Cường giả năm thánh điện dưới ánh sáng tuyển chọn thi nhau ra sân. Chớp mắt đã qua 7 trận, trong năm thánh điện, có thu hoạch lớn nhất là kỵ sĩ thánh điện, lần lượt 3 người ra trận đều chiến thắng. Chiến sĩ thánh điện ra sân nhiều người nhất, có 5 người nhưng thua mất 4 trận, trở thành đá kê chân của thánh điện khác. Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu mà thôi, tất cả thí sinh thi đấu đơn có tới 190 người, phòng thứ nhất phải tiến hành 95 trận so đấu, mới chưa tới 1 phần 10, trận kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt. Trong trận so đấu vòng thứ nhất, ánh sáng tuyển chọn cố gắng tách năm thánh điện ra, không để họ xuất hiện tình thế tàn sát lẫn nhau. Đợt đấu cá nhân sau đó cũng thế, trừ phi nhân số thánh điện nào đó chiếm cứ ưu thế tương đương, nếu không thì sẽ không dễ dàng xuất hiện việc đụng độ nhau. Ánh sáng tuyển chọn trận thứ 8 lấp lóe, nhanh chóng chiếu dọi vào trận doanh thích khách thánh điện, mà một cái khác thì chính xác chiếu vào một góc sân, san ma đoàn quang chi thần hy bình tĩnh đứng đó. Đây là lần đầu tiên ánh sáng tuyển chọn chiếu giỏi tại trận doanh quang chi thần hy, chọn người thứ ba bên trái. Bởi vì săn ma đoàn quang chi thần hy không có cửa tiến vào sân nên vị săn ma giả là từ cửa ánh sáng khu dự thi kỵ sĩ thánh điện vào trong sân. Khu vực thích khách thánh điện và kỵ sĩ thánh điện gần nhau, thích khách bị chọn chúng vừa vào đấu trường lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. Trận so tài đã qua 7 lần, kỵ sĩ thánh điện thắng 3 trận, 4 thánh điện khác mỗi bên một trận chẳng qua chiến sĩ thánh điện số người ra sân tới 5 người cho nên mới rơi vào thế yếu. Thích khách thánh điện xuất trận thích khách thứ hai, người trước đó đã chiến thắng nên cường giả thích khách này tràn đầy tự tin. Trước khi vào sân thì san ma giả san ma đoàn quang chi thần hy đã cởi ra áo choàng lớn trên người, lộ trang phục bên trong để chứng minh mình không sử dụng bất cứ trang bị gì. Nhìn bộ dạng của gã, dù là trên khán đài hay là dân chúng bên ngoài đều kiềm không được phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì săn ma giả của săn ma đoàn quang chi thần hy này thật sự quá trẻ tuổi. Thoạt nhìn tuổi chưa tới 30, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt kiên nghị anh Tuấn, dáng người cao to, vai rộng lưng dài. Trong kim tinh cơ tòa kỵ sĩ bên kỵ sĩ thánh điện có một nửa người nhận ra gã. Thấy gã xuất hiện thì có người hô nhỏ, văn chiêu, là văn chiêu, không phải gã đã mất tích lâu rồi sao, không ngờ lại trở thành một thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Không sai, Người thứ nhất đại biểu săn ma đoàn quang chi thần hy ra trận chính là Dương Văn Chiêu. Lúc này Dương Văn Chiêu so với 4 năm trước thì trầm ổn nhiều, hơn rất nhiều. Vốn gã đã nổi tiếng trầm ổn nhưng bên trong vẫn có sự kiêu ngạo. Mà gã bây giờ thì tựa như cổ ngọc, yên tĩnh mà ôn hòa, mất đi khí thế sắc bén trước kia. Sự trầm ổn rộng rãi đó khiến nhiều kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều kinh thán. Bước ra một bước, Dương Văn Chiêu đã tiến vào đấu trường, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi gã bước vào, một tầng sáng vàng kỳ lạ khuếch tán từ người gã. Thánh Quang Cháo, hầu hết kỵ sĩ đều nhận ra kỹ. Năng này, chẳng qua Thánh Quang Cháo trong kỹ năng các kỵ sĩ thì quá cấp thấp, sao lại sử dụng nó trong Thánh Điện Đại Tái. Năm nay Dương Văn Chiêu chỉ mới 30 tuổi, có thể tham gia Thánh Điện Đại Tái đủ khiến người chấn kinh, nhưng vừa lên đã dùng kỹ năng này khiến kỵ sĩ Thánh Điện như bị tưới bồn nước lạnh. Dù gã đại biểu không phải là kỵ sĩ Thánh Điện, nhưng nói sao thì dương văn chiêu cũng là cháu trai của dương hạo hàm dương hạo hàm bởi vì đảm nhiệm minh chủ đợt trước lần này ông không thể tham gia thánh điện đại tái trong mắt kỵ sĩ cường đại thì dương văn chiêu ở ý nghĩa nào đó tương đương với đại biểu dương hạo hàm dù gã vì ai mà chiến cao tầng kỵ sĩ thánh điện đương nhiên không hy vọng sẽ thấy trận đấu thất bại ngay lúc mọi người kinh ngạc vì dương văn chiêu phóng ra thánh quang cháo thì nhanh chóng phát hiện thánh quang cháo này không hề đơn giản bởi vì phạm vi phóng thích quá lớn, lấy thân thể Dương Văn Chiêu làm trung tâm, ánh sáng vàng thánh quang cháo nhanh chóng lan tràn, trước mắt đã tới phạm vi 30 mét. Cùng lúc đó, đôi tay Dương Văn Chiêu tách ra hai bên người, hai luồng sáng trắng cùng lấp lánh, hai thanh thánh kiếm xuất hiện. Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng sắt thép hiện ra đầy đủ uy lực linh cương. Linh cương, cấp 8 mà có thể dùng linh cương ngưng kết thành kiếm, chỉ sợ phải tới đỉnh tu vi cấp 8 mới làm được hơn nữa nhìn biểu tình nhẹ nhàng của dương văn chiêu dường như không tiêu hao nhiều lắm thánh kiếm tinh khiết tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt cả người dương văn chiêu như cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ chân phải bước ra một bước thân thể bình bồng giữa không trung sau lưng đôi linh cánh vàng to lớn dương ra trong con người của gã lóe hai điểm đỏ ánh mắt chậm rãi liếc trong sân kỵ sĩ trẻ như vậy mà đã là đỉnh cấp 8. không cần nghi ngờ dương văn chiêu ra trận lập tức rung động toàn trường Đặc biệt là đem đến uy hiếp rất lớn với mấy thánh điện khác. Ai nói cao tầng kỵ sĩ thánh điện yếu đuối rồi, họ bồi dưỡng ra một thánh kỵ sĩ trẻ tuổi như thế. Có thể tưởng tượng ra, chẳng bao lâu sau Dương Văn Chiêu tất nhiên có thể đột phá cấp 9, thậm chí có khả năng trở thành thần ấn kỵ sĩ đời tiếp theo kỵ sĩ thánh điện. Người thông minh đều thấy ra tác dụng của thánh quang cháo là cái gì. Đây là vì tìm kiếm tung tích của thích khách, sau khi thích khách ẩn thân, chỉ cần va chạm với bất cứ linh lực nào thì sẽ lập tức hiện thân ra. Phạm vi thánh quang cháo của Dương Văn Chiêu rộng lớn như vậy, một khi dò xét ra vị trí của thích khách thì chắc chắn gã có đủ thời gian phản ứng. Không chỉ thế, trong mắt gã lấp lánh ánh sáng đỏ rõ ràng là kỹ năng tỏa định của kỵ sĩ. Từ ý nghĩa nào đó thì kỵ sĩ chính là khắc chế thích khách. Một khi bị kỵ sĩ tập trung, vậy thích khách chỉ còn nước đánh bừa. Thích khách đó cũng đủ trầm ổn, lão luyện, đối mặt tình thế như vậy, y không nóng lòng ra tay mà ẩn núp đi. Sân đấu thánh minh cực lớn, tuy thánh quang cháo của dương văn chiêu bao phủ phạm vi rất lớn nhưng còn kém xa so với diện tích đấu trường bởi vậy trong mắt y chỉ cần mình không chủ động ra tay thì dương văn chiêu không thể nào tìm ra mình được hiện nay y thi triển ẩn thân so với dương văn chiêu thi triển linh cương thánh quang cháo và kỹ năng tỏa định sẽ tiêu hao linh lực nhiều hơn có lẽ thời gian trận đấu này kéo dài lâu chút nhưng đế thích núp trong chỗ tối có lòng tin sẽ giành được chiến thắng đang lúc đế thích nghĩ ra cách hay thì dương văn chiêu động gã tĩnh lặng đứng đó sương mù vàng đậm dâng lên quanh người gã xúc thế lúc trước khi long hạo thần tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì từng có không ít người nếm mùi cay đắng bởi kỹ năng xúc thế của hắn bây giờ dương văn chiêu cũng bắt trước y như vậy có thể hiểu ra suy nghĩ của gã sợ là chỉ có thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy còn mấy người đang xem cuộc chiến lại không rõ vì sao dương văn chiêu làm như vậy tuy kỹ năng xúc thế có thể giúp lực công kích bản thân tăng mạnh hơn nhưng nếu không tìm ra mục tiêu thì có tác dụng gì chứ sẽ chỉ càng nhanh chóng tiêu hao linh lực long thiên ấn ngồi ngay ngắn trên ghế dự thi kỵ sĩ thánh điện khóe môi nhếch lên lộ nụ cười nhạt thằng bé văn chiêu mất tích quá lâu rất nhiều người đã quên nó có được năng lực là cái gì xem ra nó sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho mọi người đế thích đối đầu với dương văn chiêu cũng tràn ngập nghi hoặc thánh kỵ sĩ tuổi trẻ này thi triển kỹ năng xúc thế không lẽ là muốn dụ mình ra ngoài thế này cũng quá mơ mộng hão huyền rồi lẽ nào không biết bây giờ quan trọng nhất với chúng ta là tâm tính ư sao có thể phạm vào sai lầm như vậy đế thích lạnh lùng núp trong chỗ tối thậm chí ngủ đông tại đó không động đậy y phải nhìn xem sau khi xúc thế rồi dương văn chiêu có thể làm cái gì từ khi bắt đầu đấu đơn đến nay lần đầu tiên xuất hiện tình hình lạnh lẽo nhưng có nhiều người biết trong tình huống này chỉ cần hai bên vừa ra tay thì liền phân thắng bại nếu Dương Văn Chiêu có thể tìm ra vị trí của đối thủ, vậy uy lực xúc thế thêm vào tu vi đỉnh cấp 8 của gã, thích khách cùng là cấp 8 chắc chắn thất bại. Nhưng mặt khác, nếu Dương Văn Chiêu không thể một chiêu chiến thắng, vậy sẽ cho đế thích cơ hội, gã không có khả năng lật ngược tình thế. Dương Văn Chiêu không xúc thế quá lâu, vị trí ngực gã chẳng biết khi nào thì có đoàn sáng xanh nhạt. Đoàn sáng này bị linh lực quan hệ mạnh mẽ của gã che giấu nên không hiện ra, phải nhìn kỹ mới phát hiện được sau khi đoàn sáng xanh xuất hiện một luồng sáng xanh kỳ lạ bắn ra khỏi ngực dương văn chiêu luồng sáng này hiện hình quạt phát ra quét tới trước mặt khiến người rung động là khi luồng sáng tiếp xúc với vòng phòng hộ phía xa đối diện dương văn chiêu thế nhưng lại xuyên qua thoạt trông không sinh ra va chạm với vòng phòng hộ đây là năng lực gì vậy không ngờ không bị vòng phòng hộ ngăn cản rất nhanh mọi người liền biết năng lực này là gì dương văn chiêu ngừng xúc thế thân thể gã làm động tác chuyển nửa vòng trước ngực gã phóng ra luồng sáng xanh tựa như máy quét lướt toàn trường. Thích khách ẩn thân bị quét chúng bỗng chốc hiện hình trong luồng sáng xanh. Ngay sau đó, một điểm đỏ rơi trên người y là tỏa định của kỵ sĩ. Đôi cánh sau lưng vỗ đập, Dương Văn Chiêu sau khi xúc thế tựa như con sư tử vàng, quang tốc hiểm, tấn công chính diện. Khi thánh quang phổ chiếu cường đại của gã rơi vào người thích khách, song kiếm linh cương cũng nặng nề chớm hai bên người thích khách. Cùng lúc đó, phát động thánh quang bạo chấn, bắn đối phương văng ra đụng vào vòng phòng hộ sau đó bắn ngược trở về. Nếu thích khách vừa lên liền đánh liều thì có lẽ còn mấy phần cơ hội. Nhưng sau khi Dương Văn Chiêu đã xúc thế xong, nếu mới nãy xong kiếm chớm vào y thì y chất chắc rồi. Ta thua, gian nan thốt ra ba chữ, đế thích năm nay 70 tuổi có ý nghĩ tìm khối đậu hủ đập đầu chất cho rồi. Thua so tài không mất mặt, mất mặt ở chỗ chưa phát huy thực lực đã thua. Rõ ràng y bị tuổi trẻ và hành động trước đó của Dương Văn Chiêu che mắt, không ngờ là gã có linh lô cường đại có năng lực dò xét. Đây chính là năm đó tại thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, Long Hạo Thần từ bỏ ban thưởng linh lô, Dương Văn Chiêu đã có được nó. Tuy linh lô này không có năng lực công phòng gì, nhưng trời sinh khắc chế thích khách. Khi đó Dương Văn Chiêu dựa vào linh lô này dẫn theo săn ma đoàn lấy được không ít thành tích, đáng tiếc cuối cùng đụng phải Long Kỵ Ma Thần. Gã mất tích lâu như vậy, người còn nhớ gã có linh lô này cực kỳ ít ỏi. Coi như là trong kỵ sĩ thánh điện cũng không mấy người nhớ rõ, chứ nói chi là thích khách mới rồi. Làm người, thứ nhất của săn ma đoàn quang chi thần hy xuất trận, Dương Văn Chiêu đem đến khởi đầu tốt đẹp cho quang chi thần hy. Nhìn Dương Văn Chiêu ra khỏi sân quay về chỗ săn ma đoàn quang chi thần hy, khóe miệng lý chính trực co giật. Ông hiểu rõ, bản thân săn ma đoàn quang chi thần hy đã có hai kỵ sĩ. Đương nhiên ông biết Dương Văn Chiêu là ai, cháu trai của Dương Hạo Hàm đó thôi. Nhưng trong mắt ông, Dương Văn Chiêu này nên kém hơn Long Hạo Thần rất nhiều. Thực lực của gã đã tới trình độ đỉnh cấp 8, vậy Long Hạo Thần thì sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Chính Trực Kiềm không được nhìn hướng người đứng bên trái phía trong cùng săn ma đoàn quang chi thần hy. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ người hắn tỏa ra khí chất nhu hòa, thêm nữa hôm qua đàm hoàn báo cáo, Lý Chính Trực biết người đó chắc là Long Hạo Thần. Thịt mỡ trên mặt khẽ run, Lý Chính Trực nheo mắt lại, lòng thầm nghĩ, Long Hạo Thần, Ta phải xem coi trong thánh điện đại tái này ngươi rốt cuộc có thể đi bao xa. Ông không cho rằng một đội săn ma đoàn có thể đối kháng với thánh điện trong thánh điện đại tái. Long Hạo Thần không lựa chọn trở về thánh điện, chẳng lẽ là không hy vọng đồng bạn trong đội quay về các thánh điện tham gia chiến đấu. Mãi đến hiện giờ Lý Chính trực vẫn không hiểu rõ vì sao Long Hạo Thần dùng cách này xuất hiện tại thánh điện đại tái. Nhưng ông hiểu rằng, sau hơn 4 năm Long Hạo Thần trở về, tương lai không xa chắc chắn sẽ thành đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Lý Chính Trực chưa từng bởi vì Long Hạo Thần còn trẻ mà xem thường hắn. Trận đấu tiếp tục, các thánh điện lục tục phát huy ra thực lực. Ba thánh điện mạnh nhất vẫn như cũ là kỵ sĩ thánh điện, mà pháp thánh điện và linh hồn thánh điện. Chiến sĩ thánh điện và thích khách thánh điện rõ ràng yếu thế hơn chút. Khiến người kỳ lạ là liên tiếp hơn 10 trận so tài, người trong săn ma đoàn quang chi thần hy không ai được chọn. Mãi đến so tài tới trận thứ 24, ánh sáng tuyển chọn lại lần nữa chiếu rọi lên người thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này chỗ ánh sáng tuyển chọn chiếu sáng là người có vóc dáng cao to nhất trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Đúng lúc này, một thiếu nữ vốn ngồi trên khán đài khách quý chiến sĩ thánh điện đột nhiên đứng lên. Bởi vì kích động mà đôi tay cô không ngừng run, váy trắng, Phong Linh Nhi, lúc trước khi Trần Cuồng nói ra bốn chữ quang chi thần hy thì Phong Linh Nhi đã như bị sét đánh ngang tay, ngơ ngác trên đài khách quý quang chi thần hy, đó chẳng phải là đội của họ sao. Mất tích hơn 4 năm, tên đáng ghét sốt cuộc đã trở về. Tin tức đột ngột khiến đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người cường tráng cao lớn nhất trong săn ma đoàn quang chi thần hy, mắt dướm nước. Dạ vị ương ngồi bên cạnh phong linh nhi, họ làm đại biểu cho đại phòng đấu giá thánh minh đương nhiên có tư cách tới đài khách quý. Bốn chữ quang chi thần hy khiến cô rung động không ít hơn phong linh nhi bao nhiêu. Lúc này cô không biết nên nói gì an ủi Phong Linh Nhi, chỉ có thể nắm chặt tay cô, dùng nhiệt độ của mình an ủi lòng cô. Giờ phút này, người bị ánh sáng chọn chúng là cái tên hơn 4 năm nay khiến Phong Linh Nhi không biết lặng lẽ khóc bao nhiêu lần. Phong Linh Nhi không thể kiềm chế nội tâm kích động được nữa, thế nên mới bỗng nhiên đứng dậy. Dạ vị ương vội vàng ôm lấy cô, Linh Nhi, đừng kích động, đây là thánh điện đại tái. Nếu thật sự là hắn thì rồi sẽ gặp nhau thôi, tên đáng ghét, tên khốn, Môi Phong Linh Nhi run run, nếu không phải có Giả Vị Ương ở một bên chống đỡ, chỉ sợ cô sẽ ngã xuống. Anh ấy trở về, chắc chắn anh ấy đã trở về. Nước mắt đã không thể kiềm nén, như dây chân trâu bị cắt đứt không ngừng tuôn rơi dọc theo khuôn mặt trắng nõn mỹ miều. Trước ánh nhìn chăm chú của Phong Linh Nhi và Giả Vị Ương, thành viên săn ma đoàn quang chi. Thần hy vóc dáng cao to chậm rãi bước tới lối vào khu dự thi kỵ sĩ Thánh Điện. Tay phải lật ngửa, kéo xuống hóa choàng to trên người lộ ra cái đầu chọc bóng lưỡng. Là anh ấy, Phong Linh Nhi thất thanh kêu, hét xong nhào vào ngực giả vị ương ngồi bên cạnh, lớn tiếng khóc. Nhìn từ mặt ngoài thì tính cách của giả vị ương phóng khoáng hơn Phong Linh Nhi nhiều, dường như sức chịu đựng cũng mạnh hơn. Kỳ thật Phong Linh Nhi mới là thật sự kiên cường, nếu không thì người kế thừa đại phòng đấu giá thánh minh đã không phải là cô. Nhưng dù cô có kiên cường hơn thì vẫn là con gái. Cái tên đó vừa đi là gần 5 năm bật tin, dù một chút tin tức cũng không truyền về thậm chí xích long giáp cô tặng cho cũng bị phá vỡ phong linh nhi gần như mỗi ngày thôi miên mình không ngừng tự nhủ gã còn sống nhưng sâu trong tim cô làm sao không biết khả năng gã sống sót thấp cỡ nào hôm nay tại sân đấu lớn thánh minh này cô rốt cuộc lần nữa gặp gã dù thế nào thì gã vẫn còn sống dù trong lòng phong linh nhi có oán nhiều hơn nữa khoảnh khắc này cũng kiềm không được mừng muốn khóc anh ấy còn sống anh ấy còn sống anh ấy đã trở lại. Lệ như suối trào, người kiên cường quản lý đại phòng đấu giá Thánh Minh lúc này không thể khống chế được cảm xúc của mình. Đúng vậy, cởi xuống áo choàng, lộ ra khuôn mặt vốn có, chính là giới luật mục sư duy nhất của mục sư Thánh Điện, từ mã tiên đầu chọc. So với hơn 4 năm trước thì vóc dáng gã thêm cao to, nhưng gã vẫn không quên thân phận mục sư của mình. Áo choàng mục sư bị cơ bắp gã banh chật cứng, chỉ đứng đó thôi đã cho người áp lực như núi cao trong con người lấp lóe ánh sáng vàng tư mã tiên cất bước vào đấu trường dường như gã cảm nhận được cái gì bản năng nhìn hướng đài khách quý chiến sĩ thánh điện chẳng qua đài khách quý rất cao trừ phi mắt gã viễn thị mới có thể xem rõ chỗ đó có gì ánh sáng tuyển chọn chiếu rọi một người khác đến từ linh hồn thánh điện bởi vì tư mã tiên còn phải cởi áo ngoài nên y vào sân sớm hơn gã thánh điện đại tái đối với tất cả thí sinh đều là quang vinh trong quang vinh có thể dự thi là quang vinh có thể trong đại tái vì thánh điện đạt được điểm càng là vinh quang to lớn dưới tình huống như vậy đâu ai chịu nương tay trong tiếng ngâm sướng chú ngữ một sao sáu cánh màu tím sậm xuất hiện trước mặt triệu hoán sư ngay sau đó một cánh cửa lóe ánh sáng đen chậm rãi dâng trên trước mắt y hơi thở âm u lưu động trong không khí mơ hồ có sương mù đen lan tỏa hắc ám thuộc tính không ngờ triệu hoán sư này là hắc ám triệu hoán sư cực kỳ hiếm thấy Ma pháp y thi triển tên gọi Địa Ngục Môn, có công dụng tương tự với Sinh Linh Môn. Hắc ám Triệu Hoán Sư này rõ ràng có thực lực khá mạnh, thi triển Địa Ngục Môn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Khi Tư Mã Tiên mới đứng lại thì Địa Ngục Môn đã xuất hiện. Ma pháp Bổn Mệnh, Dạ Vị Ương kinh hô một tiếng, dẫn dắt Phong Linh Nhi tâm tình kích động nhìn hướng sân đấu. Ma pháp Bổn Mệnh chỉ có Triệu Hoán Sư Linh Hồn Thánh Điện mới tu luyện được. Triệu Hoán Sư thường có Triệu Hoán Thú Bổn Mệnh của mình dốc sức bồi dưỡng sẽ trở thành giúp ích lớn nhất cho mình nhưng không phải tất cả triệu hoán sư đều có thể tìm ra và thu phục ma pháp thích hợp làm bổn mệnh triệu hoán thú của mình dưới tình huống này họ còn có lựa chọn khác đó là ma pháp bổn mệnh cái gọi là ma pháp bổn mệnh chính là đem một ma pháp khắc sâu vào linh hồn mình thành một phần thân thể triệu hoán sư có được ma pháp bổn mệnh sẽ không thể có bổn mệnh triệu hoán thú nữa nhưng ma pháp sẽ dựa theo thực lực của họ đột phá ma pháp bản thân và tăng hạn chế cùng bậc lên đến trình độ càng cao. Không cần nghi ngờ, Hắc Ám Triệu Hoán Sư trước mắt đã làm được điều này, ma pháp bổn mệnh của y chính là Địa Ngục Môn. Bản thân Địa Ngục Môn chính là ma pháp cấp 7, giống như Sinh Linh Môn, nhưng sau khi trở thành ma pháp bổn mệnh của y, cùng với tu vi y tăng lên sẽ biến càng mạnh mẽ hơn. Vị Hắc Ám Triệu Hoán Sư này thoạt trông hơn 50 tuổi, trong số thí sinh coi như còn trẻ tu vi của y đã tới đỉnh cấp 8. Ma pháp bổn mệnh cường đại cũng tăng tới đỉnh cấp 8, coi như là đối mặt cường giả cấp 9 thì y có tự tin liều đấu một phen. Phong Linh Nhi nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, đưa ánh mắt hướng về trong sân, bất giác nảy sinh vô cùng lo lắng. Địa ngục môn ma pháp bổn mệnh rất là mạnh, không chỉ sức bật mạnh, sau khi hoàn thành thuấn phát thì ma pháp kéo dài thậm chí tới khi triệu hoán sư hao hết toàn bộ ma lực. Bình thường thì trong trận đấu đơn, Ma Pháp có tính kéo dài như sinh linh môn, địa ngục môn không thể nào bị thi triển ra, bởi vì thời gian ngâm sướng quá dài. Làm Ma Pháp bổn mệnh, hắc ám triệu hoán sư trong thời gian cực ngắn hoàn thành nó, còn là địa ngục môn đã tăng cấp thì hoàn toàn khác hẳn. Tư Mã Tiên trong tình huống tay không tất sát đối mặt địa ngục môn. Phong Linh Nhi biết rất rõ năng lực lão trọng này, không có quang chi đại lực hoàn trong tay, gã có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Nỗi lo lắng khiến trong lòng hưng phấn, vui sướng và vô cùng oán giận đều bị che đậy phong linh nhi nắm chặt tay giả vị ương căng thẳng nhìn chằm chằm tình thế trong sân tư mã tiên bước vào đấu trường nhưng không dừng bước cũng không thi triển bất cứ kỹ năng gì cứ thế ngẩng đầu sải bước hướng hắc ám triệu hoán sư đối với người bình thường thì tốc độ của gã coi như là sải bước nhưng đối với cường giả tham gia thánh điện đại tái thì lại quá chậm hắc ám triệu hoán sư đứng đối diện nhìn tư mã tiên có chút nghi hoặc thậm chí còn đang nghĩ phải chăng mình đã quá cẩn thận vừa lên liền sử dụng ma pháp bổn mệnh. Đối diện là loại người gì chứ? Thoạt trông bộ dạng tối đa là 30 tuổi, vóc dáng cao to thậm chí có thể sánh ngang với địa long, nhưng lại cứ mặc áo choàng mục sư, quá quái dị. Hơn nữa hàng này không dùng bất cứ kỹ năng gì, giống như người thường xảy bước hướng tới mình. Thi đấu cá nhân thánh điện đại tái đã đánh không ít trận, nhưng loại tình huống trước mắt là lần đầu tiên xuất hiện. Vị hắc ám triệu hoán sư này ở trong linh hồn thánh điện địa vị không thấp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, y lập tức làm ra quyết định. Mặc kệ đối thủ ra sao, mình phải dốc hết sức ứng phó, kiếm một điểm cho linh hồn thánh điện. Uy lực địa ngục môn hiện rõ ra, từng con chó địa ngục cả người tỏa lửa đỏ sậm điên cuồng chạy ra khỏi địa ngục môn, vọt hướng tư mã tiên. Đám chó địa ngục này nhiều tới 12 con, chó địa ngục là sinh vật địa ngục có hai thuộc tính hắc ám và hỏa, tương đương với cường giả nhân loại cấp 6. Chúng nó không có kỹ năng công kích gì, chỉ am hiểu công kích vật lý. Nhưng tất cả công kích vật lý đều kèm theo hiệu quả hắc ám và hỏa. Tính dẻo dai cực mạnh, kiên nhẫn, một khi bị chúng nhắm chúng chính là tình hình không chất không ngừng. Nhìn đám chó địa ngục này, Tư Mã Tiên vẫn tiếp tục hướng tới hắc ám triệu hoán sư. Đầu chọc dưới ánh sáng sân đấu lớn chiếu dọi tỏa ánh sáng chói lòa. Tốc độ của chó địa ngục rất nhanh, chỉ chớp mắt 12 chó địa ngục đã vò tới trước mặt Tư Mã Tiên những con chó địa ngục chẳng những mạnh mẽ hơn nữa thoạt trông có tổ chức ba chó địa ngục đằng trước nhất cùng nhào tới tư mã tiên chín con khác thì có ba con bay vọt lên sáu con khác chia hai bên bọc đánh phong kín các con đường tư mã tiên đi tới trên đỉnh đầu chúng có đôi sừng lấp lóe ánh đỏ và đen rũi thẳng tới trước dùng ưu thế quần thể đấu với tư mã tiên hắc ám triệu hoán sư khoanh chân bình bồng trên địa ngục môn trong miệng không ngừng đọc chú ngữ bên trong địa ngục môn dường như tỏa ra linh lực càng thêm mãnh liệt, âm u, trầm thấp, không biết đang cùng sinh vật nào bên địa ngục giao lưu. Y không nghĩ dùng chó địa ngục đánh bại tư mã tiên, chỉ cần bám chặt lấy gã là đủ rồi. Theo y thấy thì chỉ cần mình hoàn thành ma pháp tiếp theo, vậy thì thắng chắc. Xem cuộc chiến, người khẩn trương nhất không thể nghi ngờ chính là Phong Linh Nhi. Nhìn tư mã tiên tay không tất sắt bị 12 chó địa ngục vây công, cô bất giác ngừng thở. Trong lòng cô mắng tư mã tiên té tát, anh mới bao nhiêu tuổi đã chạy tới tham gia thánh điện đại tái chứ, chẳng lẽ muốn đi tìm chất à? Nhưng hình ảnh tiếp theo chấn kinh toàn trường, đối mặt tấn công của 12 chó địa ngục, tư mã tiên mặt không biến sắc, giống như không trông thấy chúng nó. Mắt thấy 12 con chó địa ngục đã tới trước mặt, bước chân tư mã tiên tạm dừng, chân phải nặng nề dẫm mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn lửa vàng đậm bỗng từ người gã bùng phát, lấy thân thể tư mã tiên làm trung tâm, trong phạm vi 5 mét hoàn toàn biến thành hỏa cầu vàng khổng lồ. Đây là kỹ năng gì? Đừng nói là người thánh điện khác trợn mắt nhìn, coi như là cường giả kỵ sĩ thánh điện và mục sư thánh điện giỏi nhất về năng lực quang thuộc tính thì cũng ngơ ngác nhìn. Ngay sau đó, họ trông thấy, tên chọc bình tĩnh tiếp tục đi hướng địa ngục môn, sau lưng gã, ánh lửa thu lại, 12 con chó địa ngục biến mất, không để lại một mảnh vụn. Trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện, Trần Cuồng tổng trọng tài trưởng trông thấy hình ảnh này thì mặt lộ ý cười hay cho mục sư mạnh mẽ. Cái này đâu phải là kỹ năng gì, rõ ràng là kết quả của ngoại phóng linh lực. Đơn giản, trực tiếp, đương nhiên những người khác không nghe thấy lời của Trần Cuồng. Họ chỉ trông thấy mục sư đầu chọc vóc người khôi ngô vẫn tiếp tục đi hướng địa ngục môn. Kỹ năng thuấn phát có thể giải quyết 12 chó địa ngục có lực phòng ngự cực mạnh, đây là điều người thường làm được sao? Cảm xúc của hắc ám triệu hoán sư bỗng biến khẩn trương, tốc độ chú ngữ rõ ràng tăng nhanh hơn thấy tư mã tiên sải bước cách mình chưa tới 50 mét, chán y đẫm mồ hôi. Tuy trong lòng muốn hết sức đối phó tư mã tiên như kỳ thật y vẫn thả lòng. Vốn y tưởng chó địa ngục ít nhất có thể bám chặt tư mã tiên trên 10 giây, nhưng kỳ thật tư mã tiên chỉ dùng một giây đã giải quyết chiến đấu. Chú ngữ của y đã sắp hoàn thành, không thể sửa đổi. Nhưng dựa theo tốc độ hiện nay của tư mã tiên, có thể xông tới trước mặt y khi y chưa hoàn thành chú ngữ. Có thể chớp mắt rất nhiều chó địa ngục như vậy, gã sẽ không có linh cánh ư. Nhưng khiến mọi người lại kinh ngạc là, Tư mã tiên chẳng những không thi triển linh cánh, khi gã đi tới cách địa ngục môn 20 m thì thậm chí dừng lại bước chân, bình tĩnh đứng đó trong hai mắt toát ra đậm đặc chiến ý. Gã làm sao vậy, chờ đối thủ hoàn thành chú ngư ư, cái này cũng quá kiêu ngạo rồi. Bỗng chốc khán giả xôn xao, họ đều thấy ra mục đích của tư mã tiên. Chỉ tư mã tiên mới biết tâm tình hiện nay của mình, gã rất cần phóng thích vốn tính cách của gã là phóng đáng không câu thúc, yên tĩnh quá lâu, gã cần một trận đại chiến để phát tiết ra cảm xúc áp ức trong lòng. Chú ngữ của hắc ám triệu hoán sư rốt cuộc hoàn thành, địa ngục môn tỏa ra một tầng sáng tím sậm chói lòa. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ chui ra khỏi địa ngục môn. Không sai, là chui. Địa ngục môn cao đến 4 mét, rộng 3 mét, nhưng vật triệu hoán này lại cần cúi đầu mới chui ra được. Thân cao hơn 6 mét, hình người, hùng tráng, có cánh, đôi sừng xoắn ốc, cấp 9, địa ngục ma vương. Không sai, đây chính là át chủ bài của hắc ám triệu hoán sư. Lấy tu vi đỉnh cấp 8, thông qua ma pháp bổn mệnh triệu hoán ra địa ngục ma vương cấp 9 cường đại. Dù tư mã tiên có làm thế nào thì rốt cuộc y cũng hoàn thành ma pháp này. Grau, một tiếng gầm kinh người vang, lên, phát ra tiếng giống không phải địa ngục ma vương mà là đứng cách 20 mét, tư mã tiên. Đối mặt địa ngục ma vương bước ra khỏi địa ngục môn, gã đột nhiên giang đôi tay ngửa đầu gầm lên. Ngay sau đó xải chân vào tới địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương mới bị triệu hoán ra, còn chưa biết có chuyện gì thì thấy có nhân loại toàn thân tỏa ánh sáng vàng đậm nhào vào mình. Nó bản năng đánh ra một quyền hướng tư mã tiên, vầng sáng tím sậm nồng đậm từ người địa ngục ma vương bộc phát, khí thế mạnh mẽ của cường giả địa ngục cấp 9 bùng nổ. Nhưng tư mã tiên thô bạo vào tới chẳng mảy may có ý tránh né mũi nhọn. Một nước nặng nề đạp đất phát ra tiếng vang thật lớn ngay sau đó người gã nhảy vọt lên không người tỏa ra ánh sáng vàng trước mắt biến thành màu trắng ngà nắm đấm của tư mã tiên cứ thế trong ánh sáng trắng hung hăng va chạm vào nắm đấm địa ngục ma vương địa ngục ma vương thân thể lung lay quá hung hãn giờ phút này ngừng thở đã không chỉ là một mình phong linh nhi còn có đa số người đang xem cuộc chiến cách đấu bá đạo thô bạo của tư mã tiên thật khiến người ta nhiệt sôi sục oanh quang minh và hắc ám va chạm vĩnh viễn kịch liệt như vậy Vòng phòng hộ sân đấu lớn Thánh Minh Mạnh rung lắc, lấy Tư Mã Tiên và Địa Ngục Ma Vương làm trung tâm, linh lực cường đại vòng lại, ngay cả Địa Ngục môn cũng bị dư chấn trùng kích lung lay sắp ngã. Càng làm người rung động là chịu thiệt không phải Tư Mã Tiên mà mọi người coi thường, lại chính là Địa Ngục Ma Vương. Trong tiếng gầm, Địa Ngục Ma Vương nhưng lại bị Tư Mã Tiên một quyền đánh liên tiếp lùi mấy bước. Hơn nữa nắm đấm va chạm với Tư Mã Tiên bị thánh hỏa màu trắng ngà thiêu đốt hừng hực, cường liệt ăn mòn người nó. Tư mã tiên ở trên không trung đảo một vòng, đáp xuống đất. Nhưng đôi chân vừa chấm đất thì gã lại phát lực, tựa như đạn pháo trắng vọt hướng địa ngục ma vương. Trận đấu tiến hành không ít nhưng chân chính cấp 9 đối đầu cấp 9 thế này là trận đầu tiên. Khi nắm đấm của tư mã tiên đánh lùi địa ngục ma vương, tất cả mọi người hiểu, mục sư đầu chọc thoạt trông thô bạo, bá đạo, hành động không theo lẽ thường này rõ ràng là một cường giả cấp 9. Mục sư cấp thánh giả nhưng mục sư sẽ dùng nắm đấm cứng rắn đánh với địa ngục ma vương sao lại lần nữa vọt lên đôi tay tư mã tiên nắm cùng một chỗ gã nhảy lên cao thân hình vượt qua địa ngục ma vương trên đôi tay nắm vào nhau ngưng kết ra một quả cầu ánh sáng trắng đường kính nửa mét đập xuống địa ngục ma vương địa ngục ma vương thế ngã vừa mới tạm ngừng quang minh thuộc tính của tư mã tiên lúc trước bám vào người nó thật quá mãnh liệt bá đạo xâm thực lực lượng hắc ám của nó trùng kích ở mức độ nhất định Địa ngục ma vương vốn chỉ mới xuất hiện tại đây, chưa biết gì về hoàn cảnh xung quanh. Trước sự bạo lực của tư mã tiên, nó bản năng giơ đôi tay lên cao, cùng lúc đó, đôi sừng trên đầu tỏa ánh sáng tím bắn hướng tư mã tiên. Tư mã tiên quá bạo lực, gã căn bản không thèm để ý ánh sáng tím bắn tới ngực mình, hai tay mạnh đụng vào đôi tay địa ngục ma vương. Trong tiếng rầm rầm chấn động, địa ngục ma vương phát ra tiếng hét thảm. Thân cao 6 mét thấp đi một khúc, không ngờ bị song quyền của tư mã tiên đập lún hơn một mét. Thánh quang hỏa diễm nồng đậm chớp mắt thổi quét toàn thân nó, khiến thân thể khổng lồ run bần bật. Nhưng ánh sáng tím từ đôi sừng của địa ngục ma vương bắn chính xác vào ngực tư mã tiên. Tư mã tiên ở trên không trung tạm dừng, ngay sau đó, không ngờ vầng sáng tím nồng đậm bị bắn ngược ra khỏi ngực gã. Xẹt đùng, một tiếng sấm vang dội trong sân, ánh sáng tím càng thêm mạnh mẽ hung hăng đánh vào ngực địa ngục ma vương lần này tạc nó thành cột khói, thân thể khổng lồ ngã ngửa ra sau. Đôi cánh vàng rốt cuộc xuất hiện sau lưng tư mã tiên. Đôi cánh khổng lồ giang rộng có hơn 10 mét, thân hình chợt lóe, gã đuổi tới vị trí đỉnh đầu địa ngục ma vương, đôi tay vạm vỡ nắm mỗi cây sừng của địa ngục ma vương. Mở ra nào, xoẹt kít, thanh âm khiến người nhức răng, tiếng gào của địa ngục ma vương đột nhiên im bặt. Thân thể khổng lồ lại bị tư mã tiên từ đỉnh đầu xuống xé làm hai. Dầm, tư mã tiên đôi chân đạp đất, cho đến giờ phút này gã mới thở hổn hển nhưng trong mắt sự cuồng dã bạo lực chẳng yếu đi chút nào ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm địa ngục môn trước mắt đang dần biến hư ảo toàn trường yên tĩnh thi đấu đơn từ lúc bắt đầu đến nay trận chiến chân chính rung động toàn trường thậm chí là cả thánh thành rốt cuộc xuất hiện mục sư đầu chọc tư mã tiên dựa vào lực lượng thân thể xé rách địa ngục ma vương cùng là cấp 9. giờ phút này gã toát ra khí thế bạo lực khiến các cường giả uy tín lâu năm trong lục đại thánh điện cũng kinh sợ Hắc ám Triệu Hoán sư bản năng lùi mấy bước, suýt ngã phịch xuống. Thấy ánh mắt cuồng dã, bạo lực của Tư Mã Tiên, mặt y tái nhợt. Dù Địa Ngục Ma Vương là yếu nhất trong sinh vật địa ngục cấp 9 nhưng dù sao cũng là cường giả cấp 9. Nhưng lại không thể dùng được một kỹ năng có lệ, đã bị bạo lực nam đầu chọc xé rách, đây hoàn toàn vượt qua tri thức của y. Thân hình cao to hùng tráng tay không xé rách Địa Ngục Ma Vương, cái này bạo lực tới cỡ nào? Cấp 9, gã là cường giả cấp 9, nhưng mà gã thật sự là mục sư sao? Trước đó tuy Dương Văn Chiêu cũng thắng trận đấu, nhưng cách chiến đấu của gã có phần mưu kế, không để nhiều người nhận ra thực lực của Quang Chi Thần Hy. Nhưng giờ phút này, từ mã Tiên bùng phát cuồng dã mới khiến người xem cuộc chiến không thể không nhìn thẳng vào săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Khu vực tuyển thủ dự thi mục sư Thánh Điện, Điện chủ Lăng Tiếu dẫn đội đã đứng dậy, mặt đầy kích động. Tư Mã Tiên là đệ tử của ông, dù tên này mất tích đã lâu nhưng thật sự là đệ tử của ông người khác không tin nổi gã là một mục sư nhưng lăng tiếu biết rõ đầu chọc bạo lực thô bạo này chính là người của mục sư thánh điện các lần thánh điện đại tái mục sư gần như lấy thân phận người xem dự thi khi nào thì nở mặt như vậy lần đầu tiên lăng tiếu cảm thấy một mục sư không biết trị liệu cũng có thể mang đến quang vinh cho mục sư thánh điện cũng trong khoảnh khắc này ông quyết định phải chuyên môn phát triển giới luật mục sư khiến mục sư thánh điện có năng lực bảo vệ mình sự hung tàn trong mắt tư mã tiên dần thu lại đôi tay khép trước ngực lấy lễ tiết mục sư cúi đầu hướng hắc ám triệu hoán sư xoay người đi ra khỏi sân căn bản không cần đối thủ nhận thua ai cũng biết rõ kết quả hắc ám triệu hoán sư chẳng những thất bại thậm chí sự tự tin cũng bị đả kích lớn gã đi ra khỏi lối vào bên kỵ sĩ thánh điện lại mặc vào áo choàng lớn quay về đứng trong đội dường như trước đó chưa từng xảy ra việc gì khi ánh sáng tuyển chọn lại từ trên trời giáng xuống khán giả ngơ ngác mới giật mình tỉnh lại so đấu tiếp tục, nhưng toàn trường nổ tung, tiếng bàn tán liên tiếp vang lên. Cái tên Quang Tri Thần Hy trong khoảnh khắc trở thành tiêu điểm của Thánh Thành. Lần lượt xuất chiến hai người tuổi tác đều cỡ 30 đã có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là sự thô bạo của Tư Mã Tiên để lại ấn tượng quá sâu sắc. Trên đài khách quý chiến sĩ Thánh Điện, Phong Linh Nhi đang dùng bàn tay che miệng, khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt. Dạ vị ương dù cùng là mỹ nữ nhưng nhìn cô không khỏi nảy lòng yêu thương. Quá đẹp trai, thật là hoàn mỹ." Phong Linh Nhi thì thào nói. Dạ Vị Ương bực mình nói, "Thật không biết cô bé như muội trong đầu chứa cái gì. Nói xem một cô gái đoan trang như muội lại cứ thích đàn ông bạo lực. Cái tên đó thô lỗ tới cỡ nào chứ?" Phong Linh Nhi lắc đầu mười nguội. "Không phải thô lỗ, tỷ hãy nhìn anh ấy, thật có sức lôi cuốn đàn ông mà." Vốn, muội thấy anh ấy đủ thô bạo rồi, không ngờ mất tích lâu như vậy, trở về càng biến hoàn mỹ hơn. "Không được" muội phải đi tìm anh ấy. Nói rồi cô quay đầu muốn chạy xuống đài khách quý, muội quay lại cho tôi. Dạ vị ương túm tay cô, muội có chút rè giặt được không hả? Mới rồi mắng tên khó mắng hăng lắm mà, người ta mới lộ cơ bắp liền mê trai rồi. Tên kia vừa đi là hơn 4 năm, không có một chút tin tức, gã không tới tìm muội chứng minh trong lòng không có muội, dù gã có tới thì cũng phải cho gã một bài học. Nếu không thì chẳng phải về sau muội sẽ bị gã khi dễ thảm luôn muội ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, không được nhìn gã, nghe thấy không? Phong Linh Nhi đáng thương ngồi lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói. Vị ương tỷ, không cần như vậy chứ, tỷ xem, hiện tại anh ấy biến mạnh như vậy, chắc mấy năm nay chịu khổ không ít. Tỷ không thấy anh ấy rất ưu tú sao, 30 tuổi cấp 9, ai, xem đi, người ta có ánh mắt tìm được người rất tài nha. Cứ đắc ý đi, hừ, lỡ gã không cần muội thì sao? Phong Linh Nhi lắc đầu, nói không có đâu anh ấy chắc chắn là vì muốn tại thánh điện đại tái vừa ra chấn động toàn trường nên mới không tìm muội để tránh lộ thực lực đội họ thấy bộ dạng tràn trề tin tưởng của cô dạ vị ương kiềm không được bật cười muội đó cái gì mà hoa trắng nhỏ rõ ràng là tiểu hoa si mặc kệ muội tư mã tiên chiến thắng khiến lục đại thánh điện cực kỳ chú ý nhưng so đấu vẫn đang tiếp tục rất nhanh tầm mắt khán giả bị trận đấu đặc sắc hấp dẫn Tư mã tiên ra trận không lâu sau thì điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực được chọn xuất chiến, đối thủ của ông là một chiến sĩ. Lý Chính Trực chỉ dần một ma pháp đã hoàn thành quá trình khắc định chế thắng. Thoạt nhìn biểu hiện khiêm tốn nhưng rất rõ ràng, đối thủ không đủ mạnh, không thể buộc ông dùng sức nhiều hơn. Các thí sinh lục đại thánh điện gần như một nửa là cấp 9. Sau khi xuất hiện tình huống cấp 9 đấu cấp 9, trận so tài ngày càng đặc sắc. Thậm chí có một trận xuất hiện cường giả phát động lĩnh vực. Trận đấu tiến hành tới trận thứ 35 thì ánh sáng tuyển chọn lần thứ 3 chiếu vào người săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này ánh sáng rơi trên thân người thứ năm, đó là người đàn ông vóc dáng thon dài. Khi ở lối vào y cởi xuống áo choàng thì lộ ra khuôn mặt càng trẻ tuổi hơn hai người trước và mái tóc dài màu xanh. Y xuất hiện, chỉ chớp mắt đã khiến bên ma pháp thánh điện xôn xao, bởi vì rất nhiều ma pháp sư nhận ra thân phận của y. Bên kỵ sĩ thánh điện trên khán đài có một cô gái tóc dài màu hồng lập tức siết chặt nắm tay. Cô giống như Phong Linh Nhi, ngây ra như phỗng, cắn chặt răng, cố nén không để mình khóc thành tiếng. Lý Chính Trực nhìn Lâm Thần ngồi bên mình, mắt lộ ý hỏi. Lâm Thần lúc này cũng là vẻ mặt ngơ ngác, ngay sau đó, vì kích động mà thân thể run bần bật. Lý Chính Trực chuyển về tầm mắt, từ biểu tình của Lâm Thần thì có thể thấy ông không biết cháu trai mình đi tới thánh thành. Sự kích động và hưng phấn đó không thể nào là giả bộ. Không sai, người đàn ông có mái tóc dài màu xanh, phóc dáng thon dài, diện mạo tuấn tú đến có chút nữ tính hóa này chính là ma pháp sư duy nhất trong săn ma đoàn quang chi thần hy, bị mọi người xưng là có dược ca, lâm hâm. Đối thủ của lâm hâm là một kỵ sĩ, cho nên y và kỵ sĩ cùng đi vào sân. Không đợi kỵ sĩ mở miệng thì lâm hâm đã lé người, giống như thuấn di lao ra trăm mét, kéo giãn khoảng cách với kỵ sĩ. Có mặt xem trận chiến đều là cường giả lục đại thánh điện nhưng họ chỉ thấy sau lưng lâm hâm chợt lóe ánh sáng xanh, tiếp theo là tăng tốc lao ra ngoài trăm mét. Từ khi nào ma pháp sư có tốc độ như vậy, y đâu phải là ma pháp sư phong hệ, kỵ sĩ đó cũng bị giật mình, nhưng gã tới là để dự thi, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hù. Ánh sáng vàng chợt lóe, một chim ưng trắng tinh trên trán có rúm. Lông vàng xuất hiện trên đỉnh đầu gã, chim ưng khổng lồ dương hai cánh dài hơn 10 mét, nó vừa xuất hiện thì quang nguyên tố như trời sụp đất nứt ùa gia nhập vào trong người kỵ sĩ. Kỵ sĩ này vốn là tu vi đỉnh cấp 8, được chim ưng khổng lồ trên trời hỗ trợ, khí thế tăng mảng lớn, chớp mắt đã tăng lên đến cấp 9. Đối diện, Lâm Hâm không ngâm sướng chú ngữ mà tay phải vạch trên không trung, bỗng chốc một sợi chỉ ánh sáng xanh dài chừng một mét, chỉ thô cỡ ngón tay cái bắn hướng kỵ sĩ. Ánh sáng bay đi không có phát ra tiếng xé gió, chỉ là trong lúc bay hóa thành hình cong. Đây là cái gì? kỵ sĩ mới được quang minh kim ưng của mình tăng phúc tu vi bùng phát đang sông hướng lâm hâm mắt thấy ánh sáng xanh không chút bắt mắt bắn tới gã nâng lên tay trái màu vàng đậm trước mắt ngưng kết trên tay gã hóa thành tấm thuẫn lớn màu vàng dưới chân dừng lại thần ngự thuẫn đã hoàn thành ánh sáng xanh chẳng lẽ đối thủ là ma pháp sư thủy hệ đây là thánh điện đại tái dù đối thủ công kích thoạt nhìn không bắt mắt nhưng gã sẽ không sơ sẩy là thủ hộ kỵ sĩ lấy ổn định làm chủ từng bước cẩn thận mới là quan trọng nhất. Trong chiến đấu giữa thủ hộ kỵ sĩ và ma pháp sư, nếu thủ hộ kỵ sĩ cuối cùng chiến thắng, vậy thường là hao hết ma lực của ma pháp sư. Dù sao thủ hộ kỵ sĩ không am hiểu tốc độ, lực công kích cũng khá yếu. Đối mặt ma pháp sư có linh cánh có thể bay thì họ không chiếm ưu thế quá lớn. Dầm, luồng ánh sáng xanh chính xác đập vào tấm tuấn của thủ hộ kỵ sĩ. Khiến mọi người không ngờ là ánh sáng xanh thoạt nhìn mỏng manh, thậm chí không có lực chấn nhiếp bằng hỏa cầu sau khi va chạm vào tấm thuẫn, nhưng lại phát ra tiếng nổ. Thủ hộ kỵ sĩ lại bị trùng kích lùi ra sau gần 10 mét. Bề mặt tấm thuẫn bốc lên một luồng sáng xanh, ngay sau đó, tấm thuẫn do linh cương biến thành biến mất trong ánh sáng, không khí xung quanh rõ ràng vặn vẹo. Không phải thủy hệ, là hỏa hệ, mà pháp này là gì? Thủ hộ kỵ sĩ dưới tình huống có thần ngự thuẫn phòng ngự mà tấm thuẫn lại bị phá hủy, khí lưu nóng cháy tiêu hao linh lực của gã rất lớn, Thật không dễ dàng mới triệt tiêu được dư chấn. Cấp 9, y là cường giả pháp thần cấp 9. Thủ hộ kỵ sĩ lòng thầm kêu khổ, tuy tu vi của gã thông qua đồng bạn tỏa kỳ tăng lên đến cấp 9, nhưng dù gì gã không phải là cấp 9 chân chính. Đối mặt pháp thần hỏa hệ cấp 9 nổi danh sức bật cao, gã biết, sợ là cơ hội của mình rất xa vời. Lúc này, công kích của Lâm Hâm lại xuất hiện, tay trái chắp sau lưng, mái tóc dài màu xanh từ từ bay lên. Lại nâng tay phải lần này trên không trung vạch hai lần, thoáng chốc hai luồng sáng xanh lại bay ra. Sắc mặt thủ hộ kỵ sĩ trở nên rất khó xem, dưới tình huống không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, tấm thuẫn có thể dùng linh lực biến ảo, thêm vào thần ngự thuẫn cơ bản là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của gã. Nhưng mới rồi luồng sáng xanh đã phá vỡ phòng ngự của gã. Lần này là hai cái, muốn ngăn cản sẽ càng khó khăn. Hét lớn một tiếng, thủ hộ kỵ sĩ đột nhiên bước lên một bước, làm động tác cung bộ cùng lúc đó toàn thân gã dâng lên thánh quang trước mắt hóa thành thánh hoa đôi tay dao nắm trên không trung bỗng xuất hiện một tấm thuẫn còn dày hơn cái trước lửa trắng ngà hóa thành trọng thuẫn chắn trước mặt như cũng là thần ngự thuẫn bây giờ hy vọng duy nhất của gã là ma pháp nhìn như thuấn phát này cần tiêu hao rất nhiều ma lực gã có thể chịu đựng tới giây phút đối phương lao hết ma lực hai luồng sáng xanh lần lượt đánh tới thủ hộ kỵ sĩ lần lùi lại hai luồng sáng xanh lần lượt bùng nổ trước mặt gã tấm tuẫn do thánh hoa và linh cương cấu trúc thành lại bị tạc nổ. Lửa xanh nóng cháy có một ít dính vào người gã, rất nhiều linh lực không ngừng phát ra từ thân thể, dốc sức hóa giải luồng sáng xanh nóng cháy khủng bố này. Cường giả cấp 9 chân chính mạnh, tới như vậy sao, trận tranh tài này so sánh với trận trước thì thoạt nhìn bình thản nhiều, không có huyễn lệ ma pháp, không có kỹ năng mạnh mẽ, càng không có cuồng giả tung hoành bế nghế của tư mã tiên. Nhưng cường giả chân chính lại có thể từ đơn giản nhìn ra nhiều điều luồng sáng xanh đơn giản kia tuyệt không giản đơn lý chính trực nhìn lâm hâm mắt tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm ngưng linh thành cương ngưng cương thành tuyến đã thoát khỏi phạm trù ma pháp thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật rất khó khống chế linh lực thằng bé lâm hâm này lý giải về hỏa đã sâu sắc đến thế sao lâm thần chấn kinh còn hơn lý chính trực nhiều đây vẫn là cháu trai của mình sao mới rồi một phen ông tự hỏi mình không thể làm được sau khi kết thúc thánh chiến Tu vi của Lâm Thần rốt cuộc đột phá bình cảnh nhiều năm, thành công đột phá đến cấp 9. Nhưng ông tự hỏi lòng không thể khống chế hỏa giống như vậy. Hơn nữa tâm diễm hỏa diễm của Lâm Hâm mạnh hơn ma pháp sư bình thường khống chế lửa. Cháu trai mất tích hơn 4 năm, khi trở về biến mạnh như vậy, sao ông không hưng phấn cho được. Cùng lúc đó, Lâm Hâm bày ra màn trình diễn kế tiếp chấn kinh toàn trường. Chân trái bước ra nửa bước, biểu tình y biến nghiêm túc, hai mắt lấp lóe ánh sáng kiên định, nâng lên tay phải Lần này chỉ dùng ngón trỏ vạch không trung. Từng luồng sáng xanh xuất hiện trên không trung, so với hai luồng trước thì luồng sáng hiện tại dường như biến ngắn. Nhưng không lập tức bay hướng thủ hộ kỵ sĩ mà ngừng trước người Lâm Hâm. Chỉ giây lát thì Lâm Hâm đã rồng bay phượng múa vẽ ra hai mươi mấy luồng sáng xanh. Thủ hộ kỵ sĩ phía đối diện thấy vậy thì ngây ra như phỗng. Hai luồng sáng xanh đã khiến gã ứng phó mệt thở, một lần nhiều như vậy còn không phải muốn mạng gã sao? may mắn trong thánh điện đại tái có quy định rõ ràng tuyệt đối không cho phép sát thương đối thủ nếu không chỉ sợ gã sẽ bị dọa đến chạy chối chất hai mươi mấy luồng sáng đan vào nhau trên không trung hóa thành hai chữ to màu xanh hình nhi hai chữ vừa xuất hiện lý hình trên khán đài nước mắt tràn mi y đã trở về dù không trước tiên tìm cô nhưng y vẫn nhớ đến cô ngay sau đó đôi tay lâm hâm cùng nâng lên dùng luồng sáng xanh lực công kích cực kỳ khủng bố quay quanh hai chữ hình nhi vẽ ra hình trái tim thằng nhóc khón kiếp khóc mắt lâm thần cũng đỏ ứng lần đầu tiên ông cảm thấy cháu trai mình tao bao cũng không đến nỗi đáng giận thủ hộ kỵ sĩ phía đối diện cơ mặt co giật đối phương nhưng lại ở trong trận đấu thánh điện đại tái tỏ tình với người yêu quả thật là tát mặt gã mà nhưng có không chịu được sự sỉ nhục này thì thủ hộ kỵ sĩ vẫn là quay đầu bước đi còn cần đấu tiếp nữa sao gã chắc chắn thua rồi hai chữ hình nhi đó chỉ sợ uy lực còn khủng bố hơn bất cứ cấm chú hỏa hệ bình thường nào. Lâm Hâm ngẩng đầu lên, mắt mông lung nhìn trái tim mình vẽ, đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng phượng hót thánh thoát. Thoáng chốc, ánh sáng xanh trên trời tự như trăm sông chảy về một biển ngưng tụ ở ngực y, chớp mắt biến mất. Ngay sau đó, lưng y lại lấp lóe ánh sáng xanh, bay ra đấu trường, nhặt lên áo choàng, trở về bên đồng bạn. Đây là tranh tài, người trên khán đài tuyệt không thể tiếp xúc với thí sinh. Lý Hình ngồi đó che mặt khóc nức nở, anh ấy trở về, rốt cuộc trở về, anh ấy không quên mình. Xem hình ảnh vừa rồi, coi như là tổng trọng tài trưởng Trần Cuồng thì sắc mặt cũng biến quái. Lòng ông thầm nghĩ, bây giờ mấy thanh niên thật là ngày càng to gan. Nhưng hành vi của Lâm Hâm không tính là làm trái với quy tắc tranh tài. Trước khi y viết ra hai chữ kia đã chứng minh với mọi người uy lực của luồng sáng xanh đó. Thật là không đơn giản, một cường giả cấp 9 quan trọng nhất là tìm ra con đường tương lai nên đi. Không thể nghi ngờ, Lâm Hâm đã tìm ra đường thuộc về mình. Y thoát, khỏi hạn chế chú ngữ truyền thống, mở ra con đường khác, một con đường thuộc về mình. Có lẽ diện tích công kích thì y kém chút, nhưng về cường độ công kích thì tuyệt đối là đỉnh cao trong ma pháp sư hỏa hệ. Quan trọng nhất là dùng cách thuấn phát chiến đấu, y ở trên chiến trường chắc chắn có sức sinh tồn rất mạnh, càng không cần chức nghiệp khác hỗ trợ. Trong săn ma đoàn quang chi thần hy, 10 người đã có ba gia trận, không chỉ thắng hết mà còn hiện ra thực lực cường đại. Đặc biệt là Tư Mã Tiên và Lâm Hâm đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Ánh sáng tuyển chọn lại hiện ra, khiến người bất ngờ là trận tiếp theo, trong hai ánh sáng tuyển chọn có một lại lần nữa chiếu rọi trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Còn luồng sáng khác thì rơi bên linh hồn thánh điện, thấy đến người linh hồn thánh điện bị chiếu rọi thì rất nhiều người hít ngụm khí lạnh. Đó lại là phó điện chủ linh hồn thánh điện, tam thủy bà bà. Tuy thánh chiến mang đến tổn thất to lớn cho thánh minh nhưng cũng xúc tiến cường giả sinh ra. Tam thủy bà bà giống như lâm thần, sau thánh chiến, thông qua không ngừng cố gắng đột phá bình cảnh, tu vi cũng tăng lên cấp 9, thực lực trở nên mạnh hơn nhiều. Lại thêm bản thân bà là vợ của Trần Hoành Vũ, điện chủ linh hồn thánh điện, có thể nói ở bên trong linh hồn thánh điện có địa vị cực kỳ quan trọng. San ma đoàn quang chi thần hy nhưng lại gặp một đối thủ như vậy, lần này không có ai xem trọng họ dù sao họ gặp phải là một cường giả cấp 9. Khi thí sinh quang chi thần hy cởi xuống áo choàng đi vào sân thì càng khiến toàn trường xôn xao. Cái này cũng quá trẻ đi, săn ma đoàn quang chi thần hy rốt cuộc là quái vật như thế nào chứ? Không lẽ họ có chú nhan thuật, vì sao người nào người nấy trẻ như thế? Tóc dài tung bay, khuôn mặt nhỏ nhăn treo nụ cười kỳ dị, Trần Anh Nhi đi vào đấu trường. Tam thủy bà bà thấy là cô thì biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng không kích động. Rất rõ ràng, giống như Thải Nhi từng trước tiên quay về thích khách Thánh Điện, trước khi bắt đầu Thánh Điện đại tái thì Trần Anh Nhi cũng đã gặp ông bà nội mình. Sau khi Trần Anh Nhi đi vào đấu trường, không ngâm sướng chú ngữ mà đáng thương nhìn bà nội, bộ dạng đó như là đang nói, bà cứ làm đi, nhớ đánh nhẹ chút nha. Tam thủy bà bà khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hiền tư. Bà bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta nhận thua, nói xong ba chữ kia bà lập tức xoay người ra khỏi sân. Trần Anh Nhi thẻ lưỡi, mặt tươi cười nhảy nhót ra sân. Cái gì, tam thủy bà bà chịu thua, đa số người cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Đối mặt cô gái trẻ tuổi như vậy, làm phó điện chủ linh hồn thánh điện, thông linh giả cấp 9, tam thủy bà bà nhưng lại cứ thế chịu thua. Nên biết rằng đây chính là đấu loại, chỉ cần thua một trận vậy sẽ không có cơ hội ở trong cửa thứ nhất thánh điện đại tái nữa. Lý chính trực nhướng mày, dường như muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc kiềm chế. Ông hiểu biết săn ma đoàn quang chi thần hy, đương nhiên cũng biết quan hệ giữa trần anh nhi và tam thủy bà bà trong thánh điện đại tái rất ít xuất hiện tình huống trực tiếp chịu thua nhưng không phải chưa từng có ví dụ đợt trước trong thánh điện đại tái từng có hai săn ma giả đại biểu thánh điện của mình xuất chiến khi gặp nhau thì trong đó một người chủ động nhận thua dù nói thế nào thì không có quy tắc hạn chế không được nhận thua thế nên tuy hành vi của tam thủy bà bà dẫn đến náo động nhưng không ai có thể ngăn cản bà làm vậy kỳ lạ là thí sinh bên linh hồn thánh điện cũng bình tĩnh không ai bất mãn việc tam thủy bà bà nhận thua cả xem tình hình này lý chính trực bỗng cảm thấy có chút bất an linh hồn thánh điện bình tĩnh dường như có ý nghĩa nào đó tuy quan hệ giữa linh hồn thánh điện và ma pháp thánh điện không thân thiết như thích khách thánh điện và kỵ sĩ thánh điện nhưng cho đến nay linh hồn thánh điện coi như là người ủng hộ ma pháp thánh điện chẳng qua hai bên càng rõ ràng không khí hợp tác sau khi kết thúc thánh chiến bởi vì linh hồn thánh điện và ma pháp thánh điện có tổn thất nhỏ nhất nên tốc độ bành trướng cũng là nhanh nhất. So đấu tiếp tục, mỗi trận đấu thánh điện đại tái thời gian không tính quá lâu. Đầu tiên không phải là đấu tranh sống chất, hơn nữa thí sinh có cấp 8, có cấp 9, rất dễ tạo thành tranh lệch thực lực. Bởi vậy tiến độ tranh tài coi như nhanh, buổi trưa qua đi thì đấu đã hơn 40 trận, tính theo tốc độ này, đến buổi tối là vòng so đấu thứ nhất có thể chấm dứt năm thánh điện dự thi thêm vào săn ma đoàn quang chi thần hy cho tới bây giờ giữ thế toàn thắng chỉ có quang chi thần hy họ lần lượt ra trận năm người dương văn chiêu tư mã tiên lâm hâm trần anh nhi và vừa ra trận dựa vào tỏa kỵ mạnh mẽ kết hợp bản thân hoàn mỹ cùng là đỉnh cấp 8 đoạn ức toàn bộ thắng trận năm người ra trận chỉ có đoạn ức là tình huống khá gian nan kịch chiến với một ma pháp sư tới 10 phút mới dựa vào lực phòng ngự cường đại và nội tình thắng lợi bốn người kia thắng coi như nhẹ nhàng Thánh điện đại tái không có thời gian cơm trưa, cường giả có thể dự thi dù là 10 ngày, nửa tháng không ăn cái gì cũng không thành vấn đề. Cho nên trận đấu vẫn liên tục tiến hành. Tới trận thứ 48 thì thí sinh thứ 6 của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy ra trận. Lần này ánh sáng tuyển chọn chiếu dọi vào thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy hàng thứ nhất bên trái. Khoảnh khắc ánh sáng tuyển chọn đông lại, ánh mắt cao tầng lục đại thánh điện gần như tập trung tại đó. Ai đều biết, đứng ở chủ vị săn ma đoàn nhất định là đoàn trưởng của họ. Mà đoàn trưởng săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy chẳng phải chính là Long Hạo Thần. Đúng vậy, cách hơn 4 năm, Long Hạo Thần rốt cuộc lần nữa xuất hiện. Long Hạo Thần rất xui xẻo, bởi vì một người khác bị ánh sáng tuyển chọn nhắm chúng lại là điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, Khâu Vĩnh Hảo, cũng chính là cường giả đệ nhất chiến sĩ Thánh Điện. Nguồn, http2.gạch chéo com khi Khâu Vĩnh Hạo thấy ánh sáng tuyển chọn rơi trên người mình thì ngây ra. "Long Hạo Thần, mình phải cùng hắn đấu rồi sao?" Nhoáng người lên, Khâu Vĩnh Hạo đã vào sân. Bên kia Long Hạo Thần cởi bỏ áo choàng lớn, lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn không trước tiên vào sân mà xoay người, hướng đến thí sinh Kỵ sĩ Thánh Điện và ông nội Long Thiên ấn hành lễ kỵ sĩ, sau đó mới vào sân. Trang phục trắng mộc mạc, mái tóc dài rực rỡ ánh vàng, đôi mắt trong suốt như có thể xuyên thấu tất cả và khuôn mặt tuấn tú đến cực độ cùng với khí chất trầm ổn như núi. Dù nhìn sao thì bộ dạng của hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng khí chất và yên tĩnh phát ra từ người hắn lại khiến tất cả quên đi tuổi tác. Nhìn hắn, bất giác có cảm giác như tắm gió xuân. Không có linh lực dao động, nhưng hắn đứng tại đâu lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Dù là điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo cũng không hấp dẫn người chú ý bằng hắn. Trong Kỵ sĩ Thánh Điện, Trừ Long Thiên ấn ra, Tất cả kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều đứng dậy, hướng Long Hạo Thần đáp lễ. Dù hắn mất tích bao lâu, trước khi kỵ sĩ thánh điện tuyên bố từ bỏ, hắn đều là thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, cũng chính là thống soái của tất cả kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Nhận ra Long Hạo Thần không chỉ là kỵ sĩ thánh điện, trong thích khách thánh điện, mục sư thánh điện, chiến sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện đều có nhiều người nhận ra thân phận của hắn. Lúc thánh chiến Tuy Long Hạo Thần xuất hiện thời gian không lâu nhưng đem đến ấn tượng rất sâu với thích khách thánh điện, chiến sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện. Năm đó huyết chiến trấn Nam Quan hắn là anh hùng cứu trấn Nam Quan trong nước sôi lửa bỏng. Lịch sử sẽ không quên những việc này, dù đã qua lâu như vậy, họ vẫn nhận ra khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần. Quang Chi Thần Nhi thì ra là săn ma đoàn của hắn. Đây là suy nghĩ của tất cả người không quen Long Hạo Thần nhưng có gặp qua hắn. Còn người chân chính biết ý nghĩa tồn tại của Long Hạo Thần, các lãnh đạo thánh điện thì trong lòng suy nghĩ khác nhau. Chính là thanh niên này, lần đầu tiên hủy diệt trụ ma thần. Cũng chính là hắn dẫn phát thánh chiến 2 năm giữa ma tộc và nhân loại. Hiện tại hắn trở về, mang theo săn ma đoàn của mình trở về. Tham gia trận thánh điện đại tái này, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Vì sao hắn không đại biểu kỵ sĩ thánh điện xuất chiến mà chọn thân phận săn ma đoàn? Nhìn thanh niên trước mặt, cảm giác của khâu vĩnh hạo khác với người khác. Lần đầu tiên ông thấy Long Hạo Thần thì hắn để lại chiến sĩ Thánh Điện một vệt kiếm ý. Chính bởi vì kiếm ý đó khiến ông, người chính mắt thấy qua sự cường đại của quang minh kiếm thần giả vô thương đã có bước tiến kinh người. Tiếp theo, mỗi lần Long Hạo Thần xuất hiện đều đem đến cảm giác kỳ tích cho ông. Mất tích lâu như vậy, hắn rốt cuộc trở về. Giờ phút này, Khâu Vĩnh Hạo bất giác nhớ lại mấy ngày trước Vương Nguyên Nguyên tìm đến mình nói những lời kia. Đã lâu không gặp, Hạo Thần, Khâu Vĩnh Hạo mỉm cười, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Trên mặt Long Hạo Thần cũng xuất hiện nụ cười. "Đúng vậy, Khâu điện chủ, chúng ta chia tay cũng gần 5 năm rồi, không ngờ gặp lại trong tình huống như vậy." Khâu Vĩnh Hạo nói, "Hạo Thần, ta sẽ không nương tay, hãy để ta xem, 5 năm qua ngươi rốt cuộc tăng tiến đến mức độ nào." Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, "Xin người chỉ dạy cho." Khi Khâu Vĩnh Hạo nói chuyện với Long Hạo Thần thì lòng đã có quyết định. Làm điện chủ chiến sĩ thánh điện, trước tiên ông phải xem lực ảnh hưởng của Long Hạo thần rốt cuộc lớn cỡ nào, tương lai hắn sẽ mang đến điều gì cho Liên Minh. Kết quả ông phát hiện, sau lưng Long Hạo thần ít nhất đứng kỵ sĩ thánh điện và thích khách thánh điện, đây chính là hai trong lục đại thánh điện. Hơn nữa ông biết rõ quan hệ giữa Trần Anh Nhi và Trần Hoành Vũ. Không thấy Tam Thủy bà bà nhận thua sao? Điều này chứng tỏ ít nhất linh hồn thánh điện sẽ không đối đầu với họ, rất có thể giữ trung lập. Mục sư Thánh điện có lực ảnh hưởng không lớn trong liên minh, như vậy thì Long Hạo Thần rất có thể sẽ được hơn một nửa liên minh ủng hộ. Dù sao hắn có thân phận cực kỳ đặc biệt, hắn là con trai quang minh của kỵ sĩ Thánh điện, người thừa kế điện chủ đời tiếp theo. Chính Vương Nguyên Nguyên còn đạt tới cấp 9, vậy tu vi của hắn sẽ tới trình độ nào đây? Nếu hắn có thể dùng sức mạnh của mình chứng minh với mọi người, vậy tương lai tiếng nói của hắn trong Tân Liên minh sẽ có địa vị hết sức quan trọng. Thế nên Khâu Vĩnh Hạo hiểu rằng Long Hạo Thần có thể lay động liên minh hay không, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực. Phải xem hắn có tu vi hơn người hay không, có sự cường đại khiến phe trung gian ủng hộ không. Thế nên trong chớp mắt Khâu Vĩnh Hạo đã đặt ra quyết định, nếu Long Hạo Thần có thể chiến thắng mình, vậy mặc kệ lần này hắn tham gia Thánh Điện Đại Tái vì cái gì, tuyển chọn của chiến sĩ Thánh Điện ít nhất là trung lập. Chân trái Long Hạo Thần tiến lên một bước, tay phải đánh ra trước. Hắn không chịu hoán tỏa kỵ của mình. Khâu Vĩnh Hạo không cho rằng Long Hạo Thần không có tòa kỵ thì sẽ không đủ mạnh. Khoảng cách hai người gần 200 mét, Long Hạo Thần đánh ra một quyền này, ông cảm giác không khí cả sân đấu luyện như bị hút hết, lực lượng áp bách mà nhu hòa đã tới gần người. Khâu Vĩnh Hạo cũng là cường giả trải qua trăm trận, lập tức cảm giác được nguy hiểm. Dù lực lượng này không áp bách quá mạnh mẽ, nhưng ông lại cảm thấy nếu mình không tập trung ứng đối thì chỉ sợ sẽ thua trận. Cũng, đánh ra một quyền, đôi mắt Khâu Vĩnh Hạo hóa thành sắc vàng sau lưng ông một thanh trọng kiếm vàng khổng lồ hiện ra phóng lên cao kiếm ý lãnh liệt làm sân đấu tràn ngập sát khí long hạo thần đánh ra là quyền khâu vĩnh hạo đánh ra lại là kiếm ý linh lực hai bên đều là vô hình nhưng khoảnh khắc va chạm thì vòng bảo hộ cả sân đấu kịch liệt chấp động bề mặt ánh sáng vàng bảy sắc bỗng tỏa sáng chói lòa hiển nhiên là vì chịu đựng áp lực cực lớn khoảnh khắc mọi người trông thấy long hạo thần đi tới trước mặt khâu vĩnh hạo lại đánh một quyền vào điện chủ chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo sắc mặt trầm trọng, không biết lần đầu va chạm là chiếm ưu thế hay thiệt thòi. Đối mặt công kích một quyền này, hai tay ông nâng lên, cứng rắn chống. Thực lực hai bên đều trở lại cấp nguyên trạng, linh lực càng mạnh mẽ ẩn trong thân, thoạt nhìn là va chạm tứ chi nhưng ai cũng biết, loại chiến đấu này mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì khi linh lực bộc phát chính là khí thế trời long đất lở. Dầm, đôi tay Khâu Vĩnh Hạo chặn một quyền của Long Hạo Thần. Thân thể hai người tạm dừng trên không trung ngay sau đó người xem cuộc chiến trông thấy ngực long hảo thần chợt lóe ánh sáng vàng chớp mắt đó mọi người cảm thấy dường như thân thể long hảo thần phình lên ngay sau đó khâu vĩnh hảo mới trận công kích của long hảo thần xong không ngờ lại bắn ngược ra mạnh đụng vào vòng bảo hộ sân đấu một đấm đánh bay điện chủ chiến sĩ thánh điện nhìn thấy hình ảnh này dù là lý chính trực cũng đứng bật dậy ông là bạn thân của khâu vĩnh hảo đương nhiên biết rõ tu vi của khâu vĩnh hảo mấy năm nay Khâu Vĩnh Hạo luôn khổ tu truy cầu đột phá. Tu Vi rốt cuộc thành công đột phá cấp 9 bậc 2, nội linh lực đã cao hơn 26 vạn. Trong cả liên minh Thánh Điện coi như là cường giả, càng là đệ nhất cường giả chiến sĩ Thánh Điện, nổi tiếng là chiến thần mạnh nhất. Nhưng trong chớp mắt giao đấu vừa rồi, ông lại bị Long Hạo Thần đánh bay. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa linh lực của Long Hạo Thần mạnh hơn ông, dưới tình huống không có trang bị hỗ trợ, đến cấp 9 rồi muốn không dùng kỹ năng mà đánh bay đối thủ, chỉ sợ linh lực hai người tranh lệch ít nhất trên 5 vạn. Nhưng mà, điều này sao có thể? Hơn 4 năm trước, linh lực của Long Hạo Thần mới chỉ là 3, 4 vạn mà thôi. 4 năm ngắn ngủi, chẳng lẽ hắn đã tới trình độ cấp 9 bậc 3 rồi sao? Lý Chính Trực lần đầu tiên cảm nhận uy hiếp lớn lao từ người Long Hạo Thần. Hắn chẳng những trở về, thực lực mạnh mẽ vượt qua suy đoán của mình mục đích của san ma đoàn quang chi thần hy này có lẽ không chỉ là thông qua thánh điện đại tái tôi luyện sức mạnh bản thân khâu vĩnh hạo đụng vào vòng bảo hộ thân thể bắn ngược lại sau lưng kiếm quang vàng khổng lồ tới mấy chục mét cũng chớm ra trên không trung vạch một đường chớm xuống long hảo thần đây không phải vũ khí thuần túy là kiếm ý là lĩnh vực của khâu vĩnh hạo vì truy cầu chân lý kiếm ý khâu vĩnh hạo lĩnh ngộ lĩnh vực chính là kiếm ý lĩnh vực kiếm ý của ông đủ sánh bằng một thần khí không ra thì thôi vừa ra là khai hoang trời đất đối mặt kiếm vàng chớm xuống chân long hạo thần đứng vững sau lưng bỗng lấp lánh ánh sáng vàng nồng đậm sáu cánh vàng khổng lồ bỗng rang rộng ngay sau đó kiếm ý ngập trời bỗng bùng phát từ người hắn tay phải chỉ lên trời đôi mắt long hạo thần bỗng biến thành trắng ngà ngay sau đó một kiếm quang trắng từ người hắn phát ra hóa thành ánh sáng trắng bốc lên tận trời kiếm quang này nhỏ hơn lĩnh vực kiếm ý của khâu vĩnh hạo rất nhiều cỡ trọng kiếm bình thường. Vầng sáng trắng ngà khuếch tán, nhưng khi nó xuất hiện thì thân thể Khâu Vĩnh Hạo thi triển lĩnh vực kiếm ý lại run bần bật. Đinh, một tiếng giòn vang, thân thể Long Hạo Thần hơi lung lay, lùi ra sau hai bước. Nhưng ngực hắn lúc trước tỏa ánh, sáng vàng giờ lại lóe lên, bước chân hắn lập tức ổn định. Cùng với tiếng giòn vang, lĩnh vực kiếm ý của Khâu Vĩnh Hạo giang ngang bất động, bị kiếm quang trắng chặn lại. Kiếm quang trắng khẽ ngâm bị trọng kiếm vàng áp bách chậm rãi hạ xuống dường như không chịu được gánh nặng mọi người thấy điều này đều cho rằng khâu vĩnh hạo lại chiếm ưu thế nhưng chỉ mình ông hiểu long hạo thần phóng ra kiếm ý khác với của mình kiếm ý của ông hoàn toàn là ý niệm kiếm là thần niệm và kiếm ý kết hợp còn kiếm ý của long hạo thần thoạt nhìn không mạnh bằng lĩnh vực kiếm ý của ông nhưng kiếm trắng lại có linh hồn dao động chính là nói trong kiếm ý ẩn chứa một phần linh hồn long hạo thần khâu vĩnh hạo nhớ rõ năm đó khi ông vẫn là tùy tùng của quang minh kiếm thần giả vô thương đêm trước khi giả vô thương khiêu chiến với ma thần hoàng đã từng nói qua rốt cuộc lĩnh ngộ một chút ý nghĩa kiếm hồn lúc này long hạo thần thi triển chẳng phải chính là kiếm hồn sao thứ vượt trên cả kiếm ý trên mặt long hạo thần lộ nụ cười nhạt nhìn khâu vĩnh hạo nói chúc mừng khâu điện chủ tu vi tăng tiến lĩnh vực kiếm ý của người có lực công kích cực mạnh và điểm độc đáo riêng nếu có một ngày người hiểu ý nghĩa linh hồn làm kiếm vậy thành tựu của ngươi có thể vượt qua tiền bối dạ vô thương tôi cũng phải dùng lĩnh vực của mình nếu không thì không thể ngăn được tấn công của ngươi thánh điện đại tái tiến hành nhiều trận như vậy mở miệng nói chuyện trong quá trình so đấu thì chỉ có long hạo thần là người thứ nhất khâu vĩnh hạo chẳng những không bực mình vì hắn nói chuyện ngược lại có chút lờ mờ hiểu ra mắt sáng ngời nhìn kiếm hồn dần bị ép xuống đã tới gần đỉnh đầu long hạo thần ông cảm giác được kiếm hồn của long hạo thần chỉ mới là tạo hình thức ban đầu nhưng hắn đích thực đã tới cấp bậc đó kiếm hồn kiếm hồn rốt cuộc phải làm sao hóa linh hồn thành kiếm long hạo thần nâng lên tay phải nắm lấy kiếm hồn trắng đã bị đè ép trên đỉnh đầu sáu linh cánh vàng sau lưng chậm rãi mở ra thanh âm êm tai phát ra từ người hắn như châu ngọc rơi lại như tiếng chuông thần réo rắt giây phút kia dường như thân thể long hạo thần biến mất nguyên sân đấu luyện tràn đầu ánh vàng ngay cả kiếm hồn trong tay hắn cũng thế may mắn màu vàng này là trong suốt mới cho người xem cuộc chiến tiếp tục thấy tình hình bên trong quang minh tước đoạt long hạo thần nhìn chăm chú khâu vĩnh hạo dùng giọng điệu có chút kỳ lạ nhẹ nhàng nói ra bốn chữ chớp mắt thân thể khâu vĩnh hạo đột nhiên tạm ngừng sau đó trông thấy từng tầng sáng vàng nồng đậm chen chúc bắn ra khỏi người ông nhanh chóng bay vào không gian vàng bốn phía lĩnh vực kiếm ý của ông đang nhanh chóng yếu đi long hạo thần cầm kiếm hồn phía xa vẫn giữ nguyên động tác cũ nhưng từ người hắn phản chiếu vô số ánh sáng vàng lấp lánh trên không trung chúng hóa thành từng tia sáng vàng xoay tròn cuối cùng dung hợp với sáu cánh sau lưng khiến hắn càng thêm lập thể thêm trói mắt ở ngực hắn luồng sáng vàng lúc trước từng lóe hai lần này nhấp nháy chậm rãi theo tần suất đây là lĩnh vực của tôi tên gọi là tố quang trong lĩnh vực của tôi tôi chính là quang minh thần người là người thứ nhất vào quang lĩnh vực của tôi xin lỗi Linh lực của người không bằng tôi, cho nên tất cả cường giả quang thuộc tính linh lực không bằng tôi ở trong quang lĩnh vực thì sẽ bị tôi tước đoạt lực lượng quang. Ánh sáng vàng kiềm chế, Long Hạo Thần tĩnh lặng đứng đó. Thoạt trông hắn không khác gì lúc trước, ánh sáng vàng quanh người đã tan biến, ngay cả sáu linh cánh khổng lồ sau lưng và trường kiếm cũng biến mất. Đối diện hắn, Khâu Vĩnh Hạo đã ngã ngồi trên đất. Nhìn Long Hạo Thần, mắt Khâu Vĩnh Hạo tràn đầy kinh hãi. Gặp qua Vương Nguyên Nguyên, Khâu Vĩnh Hạo từng nhiều lần suy đoán thực lực của Long. Hạo thần, nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi, tu vi của hắn nhưng lại đạt đến trình độ như thế. Chẳng những linh lực càng mạnh hơn ông, khủng khiếp hơn nữa là lĩnh vực của hắn. Tại sao uy lực lĩnh vực đạt đến trình độ như vậy chứ? Chỉ ở trong lĩnh vực của hắn thôi thì linh lực bản thân đã bị tiết hết ra ngoài, dung nhập vào trong lĩnh vực, mất cả sức phản kháng. Trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là quang minh thần, đây là lĩnh vực tới cấp độ nào vậy trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có lĩnh vực giống như vậy rõ ràng lĩnh vực của hắn không chỉ khắc chế tất cả cường giả quang thuộc tính chắc chắn còn có năng lực khác càng mạnh hơn nữa trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện không biết khi nào thì trần cuồng đã đứng lên nhìn chằm chằm long hạo thần trong đấu trường mặt ông lộ nụ cười chàng trai này thật không ngờ ngươi lại khiến ta có chút ngứa tay thật muốn xem khi đối đầu với ta quang lĩnh vực của ngươi sẽ có tác dụng gì? Khâu Vĩnh Hảo thua rồi, điện chủ chiến sĩ thánh điện, chiến thần mạnh nhất, Khâu Vĩnh Hảo cứ như vậy thua. Người thanh niên tuấn tú đến mức tận cùng phóng ra lĩnh vực thuộc về hắn, sau đó chiến thắng điện chủ chiến sĩ thánh điện. Đây cần có sức mạnh tới cỡ nào mới làm được chứ? Long Thiên Ấn cũng đứng lên, nhìn Long Hạo Thần, mắt tràn ngập rung động. Cái này còn nằm trong phạm vi lĩnh vực sao? Có thể tước đoạt một loại nguyên tố, ở trong lĩnh vực, tất cả cường giả quang thuộc tính bó tay hết cách, cái này dường như đã vượt qua phạm chủ lĩnh vực rồi đi. Cho dù hắn có là con trai quang minh, thần quyến giả cũng không nên có năng lực khống chế quang như vậy mới đúng. Cái này dường như chỉ có quang minh nữ thần mới làm được. Nhưng thần vốn chính là sự tồn tại hư ảo, là tản ra mỗi góc trên thế gian. Không sai, nếu Long Hạo Thần chỉ là thần quyến giả thì hắn không thể nào có được lĩnh vực như vậy. Nhưng hắn không chỉ là thần quyến giả, thể chất của hắn, sau khi dung hợp căn nguyên huyết mạch con trai quang minh của tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư thì lại xảy ra biến hóa. Hơn 4 năm bế quan, hắn và đồng bạn đều tăng chất lượng, người tiến bộ lớn nhất chính là hắn. Nội linh lực bẩm sinh của Long Hạo Thần đã đột phá cực hạn, hơn 120. Thế nên bây giờ hắn không còn là thể chất con trai quang minh, mà chính là thể chất quang minh thần. Chính là nói, từ góc độ nào đó thì quang nguyên tố trong thế giới, hắn chính là bán thần nếu chỉ luận về cấp bậc thế thì hắn bây giờ về mặt bản chất đã tăng tới cấp bán thần như ma thần hoàng chẳng qua tu vi còn kém rất xa thôi tử linh thánh pháp thần y lai khắc tư để lại cho hắn là một phần kỳ tích kỳ tích thuộc về quang minh long hạo thần chậm rãi tiến lên nâng khâu vĩnh hạo đứng dậy lúc này khâu vĩnh hạo cảm giác được linh lực của mình đang hấp thu qua nguyên tố bên ngoài dần hồi phục nhưng trong lòng ông sự rung động còn chưa biến mất long hạo thần mỉm cười nói liên quan đến kiếm hồn nếu khâu điện chủ có hứng thú thì chúng ta có thể tìm chút thời gian tâm sự khâu vĩnh hạo cười khổ dù có kiếm hồn thì làm sao chứ lĩnh vực của ngươi nên gọi là quang thần lĩnh vực mới đúng ta không biết ngươi làm cách nào nhưng ở trong lĩnh vực của ngươi ta cảm giác được ngươi chính là chúa tể quang long hạo thần cười ha ha nói thật ra không mạnh như người tưởng tượng đâu tuy tình huống của tôi đặc biệt nhưng có lĩnh vực như thế này giống thanh kiếm hai lưỡi nó tiêu hao linh lực gấp 10 lần lĩnh vực bình thường. Giữ một giây thì đã tiêu hao hơn một vạn linh lực của tôi. Khâu Vĩnh Hạo không ngờ Long Hạo Thần lại thẳng thắn nói ra, gật đầu với hắn, nói. Đợi kết thúc thánh điện đại tái rồi chúng ta tâm sự. Nói xong ông xoay người đi ra ngoài sân, nụ cười trên mặt Long Hạo Thần không thay đổi nhưng hơi thất. Vọng, từ lời của Khâu Vĩnh Hạo có thể nghe ra, ít nhất trong khoảng thời gian thánh điện đại tái, ông không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều nhó ăn người lên, Long Hạo Thần ra khỏi sân, cầm áo choàng của mình, lại lần nữa hành lễ kỵ sĩ với người bên kỵ sĩ Thánh Điện, xong chậm rãi bước trở về săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này cả Long Thiên Ấn cũng giống như thí sinh kỵ sĩ Thánh Điện khác, đáp lễ với hắn. Dù làm trưởng bối nhưng Long Thiên Ấn cúi đầu trước sức mạnh của cháu trai. Trận chiến giữa Long Hạo Thần và Khâu Vĩnh Hạo mất không bao nhiêu thời gian, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, năng lực của Long Hạo Thần hoàn toàn khắc chế Khâu Vĩnh Hạo dù là kiếm ý hay thuộc tính thì hắn kiềm chế khâu vĩnh hạo quá lớn tranh lệch giữa họ vốn không nên cách biệt nhiều như vậy nhưng long hạo thần lại dựa vào ưu thế thuộc tính và lĩnh vực nhẹ nhàng chiến thắng trận so tài này ánh mắt của lý chính trực đã bình tĩnh lại ngồi xuống khép mắt dường như đang suy nghĩ cái gì trong số các thí sinh đàm hoàn trợn to mắt không chấp một cái thân thể nhẹ run giờ phút này chính cô cũng không thể nói rõ tâm tình của mình ra sao hắn nhưng lại biến mạnh đến thế, đã có thực lực đánh bại một điện chủ. Khâu Vĩnh Hạo trong Điện chủ Lục Đại Thánh Điện tu vi tuyệt đối không phải xếp chót. Coi như là Long Thiên ấn dẫn đội kỵ sĩ thánh điện, trong tình huống không sử dụng thần ấn vương tỏa thì chưa chắc thắng được ông. Nhưng Long Hạo thần đã thắng, lĩnh vực, lĩnh vực của hắn rốt cuộc là thứ gì vậy? Chắc hắn chưa tới 30 tuổi, vậy mà đã có được lĩnh vực thuộc về mình. Không lẽ hắn thật là trên trời phái xuống dẫn dắt nhân loại chiến thắng ma tộc? Dù là đệ tử đích truyền của Lý Chính Trực, nhưng giờ phút này, tín niệm trong lòng Đàm Hoàn hơi dao động. Trận chiến này rung động không chỉ mình cô, có rất nhiều người cũng nảy ra ý nghĩ tương tự. Một người thanh niên chưa tới 30 tuổi đã có lĩnh vực, còn mạnh đến mức điện chủ chiến sĩ Thánh Điện không thể đối kháng. Thiên tài như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử Liên Minh Thánh Điện. Con trai Luân Hồi và Quang Minh kiếm thần quá cố dường như ở trước mặt hắn đều mất đi ánh sáng. Có lẽ tương lai không xa, hắn thật sự có thực lực khiêu chiến ma thần Hoàng Trăng. Bỗng chốc một ít cao tầng trung lập trong liên minh thánh điện, ánh mắt nhìn săn ma đoàn quang chi thần hy biến nóng cháy. Không còn ai cho rằng săn ma đoàn quang chi thần hy tham gia thánh điện đại tái lần này chỉ vì tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trận so tài còn đang tiếp tục, các trận tiếp theo vẫn đang hấp dẫn lớp lớp, nhưng không xuất hiện va chạm giữa lĩnh vực và lĩnh vực giống long hạo thần cùng khâu vĩnh hạo nữa. Dù sao người có được lĩnh vực thật sự quá ít. Khi trận đấu thứ 59 kết thúc, trời đã vào đêm khuya, đã tới lúc tuyên bố kết thúc so tài. Thanh âm uy nghiêm của Trần Cuồng quanh quẩn trong sân đấu lớn. Ngày đầu tiên Thánh điện đại tái, vòng thứ nhất thi đấu cá nhân, toàn bộ 95 trận tranh tài đã kết thúc. Thành tích như sau, Kỵ sĩ Thánh điện người ra trận 24 người, Ma pháp Thánh điện 21 người, Linh hồn Thánh điện 16 người, Thích khách Thánh điện 14 người, Săn ma đoàn quang chi thần hy 10 người, Chiến sĩ Thánh điện 10 người. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất, điểm số sẽ tương đồng với người ra trận. Kết quả trận đấu gần giống với dự đoán của nhiều người, biến số duy nhất là đến từ săn ma đoàn quang chi thần hy. Đừng nhìn săn ma đoàn quang chi thần hy và chiến sĩ thánh điện áp chót, nhưng ánh sáng của họ đã che lấp năm thánh điện dự thi. Ra trận 10 người, 10 trận thắng 10, khả năng thắng là trăm phần trăm, đây là thành tích huy hoàng cỡ nào. Phải biết rằng thánh điện khác với điều kiện ra trận 36 người mới có thắng lợi như vậy. Dù là, kỵ sĩ thánh điện mạnh nhất thì xác suất thắng chỉ có 2 phần 3 mà thôi. Năm thánh điện dự thi đều cẩn thận quan sát tình huống của săn ma đoàn quang chi thần hy. Họ chấn kinh phát hiện, săn ma đoàn quang chi thần hy 10 thí sinh thì có 8 là cường giả cấp 9, hai người khác cũng là đỉnh cấp 8. Trong 10 người có năm kỵ sĩ tuổi trẻ, lấy long hạo thần dẫn đầu, còn có Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng, Dương Văn Chiêu và Đoạn ức. Không cần nghi ngờ, năm người này đều là nổi bật trong tuổi trẻ hiện nay của kỵ sĩ Thánh Điện. Họ xuất hiện khiến người nghiêng hướng ma pháp Thánh Điện bắt đầu dao động tâm tình. Họ trở về, ai còn dám nói kỵ sĩ Thánh Điện không có tuổi trẻ kéo dài. Trong năm thanh niên kỵ sĩ thì ba người cấp 9, hai người cấp 8. Trong đó một người có lĩnh vực, còn chiến thắng điện chủ chiến sĩ Thánh Điện. Nếu trận chiến hôm nay họ xuất chiến đại biểu là kỵ sĩ Thánh Điện, vậy thì khả năng chiến thắng của kỵ sĩ Thánh Điện sẽ đạt tới mức nào? không cần nghi ngờ trong năm người này chắc chắn sẽ có người làm thần ấn kỵ sĩ mới nhất đối với kỵ sĩ thánh điện mà nói chỉ cần có thần ấn kỵ sĩ dẫn dắt thì ưu thế của họ sẽ vĩnh viễn trường tồn tư mã tiên bạo lực chấn động rất nhiều người nhưng chân chính khiến người kinh hãi là trận long hảo thần chiến thắng khâu vĩnh hảo cái tên quang tri thần hy và long hảo thần khắc sâu trong lòng mỗi vị lãnh đạo liên minh thánh điện dù là dân chúng không có thực lực gì cũng nhìn ra sức mạnh của long hảo thần dù gì hắn thắng cả điện chủ chiến sĩ Thánh Điện. Đêm khuya, ngoài sân đấu lớn Thánh Minh, rất nhiều người đứng xem trải chiếu ngủ dưới đất, vì giữ vị trí tốt cho ngày mai, họ thậm chí còn mang theo nhiều lương khô và nước. Trận Thánh Điện Đại Tái hôm nay mới tiến hành vòng thứ nhất đã đem đến nhiều bất ngờ cho họ, so sánh với Thánh Điện Đại Tái đợt trước thì lần này đặc sắc hơn nhiều. Đặc biệt là những cường giả tuổi trẻ xuất hiện càng khiến các thanh niên trong Thánh Thành sôi sục nhiệt huyết. Cái tên Quang Tri Thần Hy truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hơn nữa lấy Thánh Thành làm trung tâm lan tràn cả liên minh. Từ từ đi ra sân đấu lớn Thánh Minh, Long Hạo Thần và đồng bạn vừa bước ra cửa lập tức lóe người chạy hướng tổng bộ Liên minh Thánh Điện. Trải qua trận đấu ngày hôm nay, họ không thể giống trước kia ngủ ở nhà trọ, nếu không thì sẽ không yên tĩnh nổi. Chỗ họ nghỉ ngơi đổi thành kỵ sĩ Thánh Điện, Long Thiên Ấn cười tươi như hoa đi ra sân đấu lớn Thánh Minh, không đợi ông dẫn đám kim tinh cơ tòa kỵ sĩ dự thi quay về tổng bộ Thánh Minh thì có không ít người vội vàng chạy tới trong đó tốc độ nhanh nhất là lý hình không đợi cô tới gần đã bị một thích khách thánh điện ngăn lại nhưng cô là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ các kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều nhận ra cô lý hình còn tham gia thi đấu tuyển chọn thí sinh tham gia thánh điện đại tái trong nội bộ kỵ sĩ thánh điện không đợi lý hình mở miệng thì long thiên ấn đã gật đầu với cô nói đi cùng ta chúng tôi cũng muốn theo vang lên hai giọng nói trong trẻo chẳng phải đó là phong linh nhi và giả vị Ương sao dù giả dạ vị ương hết sức ngăn cản nhưng rốt cuộc không thể thuyết phục Phong Linh Nhi được. Vừa kết thúc thi đấu thì đám Long Hạo Thần đã đi. Trong đội họ có 5 kỵ sĩ, khả năng đi kỵ sĩ thánh điện tổng bộ liên minh là lớn nhất. Long Thiên Ấn mỉm cười nói, là hai cô nhóc các ngươi à, vậy cùng đi thôi. Ông vừa dứt lời, phản xạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa không chung một đôi linh cánh lửa đỏ khổng lồ thu lại, một bóng người rơi xuống trước mặt ông, chính là phó điện chủ ma pháp thánh điện, lâm thần. Long huynh, Lâm Thần hướng Long Thiên Ấn hành lễ ma pháp sư. Long Thiên Ấn cười nói: "Sao vậy, Lâm huynh cũng muốn đi cùng ta?" Lâm Thần biểu tình sốt ruột và có càng nhiều hưng phấn, nhưng vẫn lắc đầu, truyền âm nói: "Lát nữa kêu thằng nhóc kia đi gặp ta." Long Thiên Ấn cười nói: "Tốt, đám nhóc này đích thực đã biến mất quá lâu rồi, không ngờ hôm nay vừa ra tiếng liền kinh người." Nếp nhăn trên mặt Lâm Thần run một chút, thầm nghĩ: "Ngươi mà không biết họ trở về chắc" lúc cháu ngươi ra trận ngươi bình tĩnh lắm mà chỉ biết giấu một mình ta hừ nhóc con lát nữa sẽ xử lý ngươi quan hệ giữa ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện là cạnh tranh ông không thể ở lại đây quá lâu vậy cảm ơn long huynh nói xong câu đó lộ nụ cười hiền từ với lý hinh đứng một bên lý hinh không cần nể mặt ta cứ xử nó thẳng tay đi nói xong câu đó ông lại hành lễ hướng long thiên ấn rồi mới xoay người đi lý hinh phong linh nhi và giả dạ vị ương đi theo long thiên ấn quay về tổng bộ thánh minh long thiên ấn trước tiên để các kim tinh cơ tòa kỵ sĩ tản đi sau đó nói với ba người các ngươi đi theo ta họ vừa mới đi tới khu vực kỵ sĩ thánh điện tại tổng bộ thánh minh bỗng vang lên một tiếng kêu nhu hòa chất chứa kích động long hạo thần đã cởi áo choàng đang đứng đó dường như hắn đã đoán trước tất cả sau lưng hắn đứng là lâm hâm và tư mã tiên hạo thần nghe long hạo thần kêu một tiếng tỉ cảm xúc luôn đè nén trong lòng Lý Hinh đã không thể kiềm chế hơn nữa, nhanh chóng tiến lên mấy bước, ôm chặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần đối với Lý Hinh thì tựa như chị ruột. Hai tỷ đệ ôm chặt nhau, Lý Hinh khóc giống. Mặt sau Phong Linh Nhi và Giả dạ Vị Ương đi theo cũng vì màn trùng phùng cảm động này mà đỏ hốc mắt. Tư Mã Tiên thấy Phong Linh Nhi thì ánh mắt ngơ ngác, thân hình khôi ngô khẽ run, nhưng gã không thể cất bước, không nói ra lời nào, miệng khép mở không phát ra tiếng. Phong Linh Nhi cắn môi dưới, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gã, từ hàm răng thốt ra mấy chữ. Tư, mã, tiên, tư mã tiên lập tức đứng thẳng, sau đó như là kịp phản ứng lại, bước nhanh xông hướng Phong Linh Nhi. Anh đứng lại đó cho tôi. Phong Linh Nhi đột nhiên quát một tiếng, nâng lên tay phải chỉ hướng tư mã tiên, người run dữ dội hơn. Tư mã tiên vội và ngừng bước, dịu giọng nói. Linh Nhi, tôi muốn ôm em, được không? Anh là thằng khốn, Phong Linh Nhi lại quát to một tiếng. Tư mã tiên gãi đầu, vẻ mặt sầu khổ nói. Tôi, tôi là thằng khốn, đều tại tôi không tốt, tôi sai rồi. Biểu tình của Phong Linh Nhi đột nhiên biến bình tĩnh lại. Nhìn tư mã tiên cách mình 3 mét, lạnh lùng nói. Tư mã tiên, hôm nay tôi tới là để nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã có người đàn ông khác, tuy anh đã lăn trở về nhưng sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Giữa tôi và anh một đao cắt đứt, không còn liên quan gì nữa nói xong câu đó cô kéo tay dạ vị ương xoay người đi nhưng khi xoay người nước mắt chảy dọc xuống gò má cô mấy năm chia cách bao lần cô bừng tỉnh khỏi ác mộng đặc biệt là sau khi xích long giáp vỡ không biết cô đã khóc bao nhiêu lần vì gã chờ đợi trong thống khổ vĩnh viễn là khó chịu đựng nhất trong lòng cô có quá nhiều quá nhiều uất ức trước khi tới đây lòng cô còn vui sướng và hưng phấn vì gã trở về nhưng khi chân chính tới trước mặt gã không thể kiềm chế uất ức trong lòng nữa, tựa như suối phun bùng phát. Tư Mã Tiên ngơ ngác nhìn Phong Linh Nhi bước nhanh đi, bỗng chốc không biết làm sao. Lâm Hâm từ phía sau bay lên một cước đạp mông gã. Đầu heo, còn không mau đuổi theo, đứng như trời trồng làm gì? Ông thật muốn để cô ấy đi. A, à, đúng, đạp hay lắm. Tư Mã Tiên tỉnh táo lại, lóe người chạy theo Phong Linh Nhi và Giả Vị Ương. Bây giờ gã đã là cường giả cấp 9, tốc độ nhanh cỡ nào? hai ba bước đã chạy tới bên cạnh Phong Linh Nhi. Gã bóp vai cô, ngu đần nói, tôi sẽ không để cô đi. Phong Linh Nhi quay đầu, hung giữ chừng gã. Tôi đã nói hai ta cắt đứt, không lẽ ông muốn cưỡng ép lão nương. Nhìn cô khóc hai mắt đỏ ngầu, tư mã tiên, chỉ thấy trái tim đau nhói. Mạnh ôm cô vào lòng, siết thật chặt, coi như là cưỡng ép thì tôi cũng không để cô đi. Tôi không thèm biết cô có người đàn ông khác hay không. Nếu có thì tôi sẽ rớt chất người đó, cướp cô về làm vợ. Nếu cô có con, vậy đó sẽ là con tôi. Tôi rất cha nó, nuôi nó như con ruột. Anh, anh còn nói tiếng người không vậy. Phong Linh Nhi dở khóc dở cười, răng cắn, tay cào, hung dữ tàn phá người gã. Mà tư mã tiên chỉ biết ôm cô thật chặt nhất quyết không buông tay. Dạ vị ương đứng bên cạnh nghe tư mã tiên thổ lộ, bá đạo cơ mặt co giật suýt bật cười. Đây là lý luận gì thế này? Người ta gả cho người khác thì sẽ rất chồng người ta, còn cướp con người ta làm thành con mình đây là lý luận tệ hại gì vậy chứ sợ là chỉ có người như tư mã tiên mới nói ra được nhưng nói thật phong linh nhi dễ bị siêu lòng vì kiểu này nhất cô thích nhất chính là tư mã tiên mạnh mẽ trong vòng tay rộng lớn và đôi tay rắn chắc bao quanh cô phản kháng dần biến yếu cuối cùng giống như lý hinh ở trong ngực tư mã tiên khóc giống khóc đến tư mã tiên chân tay luống cuống lại không dám thả cô ra chỉ có thể dùng ngôn ngữ vụng về an ủi bên kia Lâm Hâm sớm chạy tới bên cạnh Long Hạo Thần, nhấc tay chọt hắn, nhỏ giọng nói. Đại ca, đây là vợ tôi, có phải nên để tôi ôm một cái không? Nghe giọng y, Lý Hinh ở trong vòng tay Long Hạo Thần mạnh ngẩng đầu, tức giận nói. Ai là vợ ông, ông còn biết trở về à? Nhiều năm như vậy không có một chút tin tức, tôi sớm coi ông đã chết rồi. So với Phong Linh Nhi ngoài cứng trong mềm, Lý Hinh tuyệt đối là tính tình ngoài cứng trong cứng. Tuy Lâm Hâm trở về khiến cô rất vui mừng, kích động. Nhưng nếu kêu cô tha thứ Lâm Hâm thì không dễ như vậy. Long Hạo thần thả lỏng đôi tay ôm Lý Hinh, dịu giọng nói: "Tỷ, xin đừng trách Lâm Hâm, mất liên lạc lâu như vậy thật ra đều chỉ tại đệ, là đệ ra quyết định sai lầm suýt khiến cả đội hủy diệt trong ma tộc. Sau đó cả đội dùng cơ duyên đặc biệt tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, vừa tỉnh lại đã là 4 năm sau. Cho nên không phải Lâm Hâm không muốn liên lạc, thật sự bởi vì bọn đệ không có cơ hội." Lý Hinh ngẩn ra, mắt biến nhu hòa chút, nhưng vẫn không nhìn lâm hâm. Cô hỏi Long Hạo Thần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Thiên Ấn nói, các ngươi định đứng đây nói ư, vào hết đi, nói rồi vị thần ấn kỵ sĩ này xảy bước đi nhanh, dẫn mọi người vào trong phòng họp kỵ sĩ Thánh Điện. Mấy thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đã sớm chờ tại đây, đều bỏ đi áo choàng. Bộ dạng của tư mã tiên là quái lạ nhất, gã còn đang ôm phong linh nhi, dáng người cao hơn cô rất nhiều, cho nên phong linh nhi chân cách mặt đất bị gã ôm đi tới vừa vào phòng họp mọi người liền lộn nụ cười gian phong linh nhi xấu hổ bực bội nói còn không mau buông tôi ra tư mã tiên lại nhất quyết bảo không buông chẳng phải bị họ cười chút sao anh nhận hết cho nếu anh thả em ra để em chạy đi thì làm sao đây anh sẽ mất vợ nói xong tên này kéo ra cái ghế ôm phong linh nhi ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình nhất quyết không chịu thả cô ra lấy tu vi của gã mặc kệ Phong Linh Nhi giấy rụa cỡ nào cũng không thể tránh thoát khỏi. Không ai biết Phong Linh Nhi chất mê kiểu cuồng dã mặc kệ mọi thứ của gã. Tuy xấu hổ nhưng cô không phản kháng nữa, mặt xấu vào bờ vai rộng của gã, không chịu ngẩng đầu lên. Long Hạo Thần mời Long Thiên Ấn ngồi ở chủ vị, mình thì ngồi cạnh Long Thiên Ấn, nói. Tỷ, vị ương cô nương, Linh Nhi cô nương, việc chúng tôi mất tích, tôi đại biểu San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy xin lỗi các cô, như tôi đã nói tất cả lỗi lầm đều là tại tôi lúc này cảm xúc của phong linh nhi và lý hinh còn đang kích động chỉ mình giả vị ương là ổn định hơn cô nhìn long hạo thần nói long đoàn trưởng tôi rất muốn nghe xem rốt cuộc các ngươi ở ma tộc đã gặp phải cái gì khiến cho thời gian dài như vậy không trở về hơn nữa không có chút tin tức long hạo thần nhìn thải nhi bên cạnh mình phản xạ nắm tay nàng bên dưới mặt bàn dù đã qua lâu như vậy bây giờ nhớ lại trong lòng hắn vẫn cực kỳ sợ hãi hắn không sợ chất nhưng sợ mất thải nhi lần đó chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ vĩnh viễn rời xa thải nhi chúng tôi chúng kế của ma thần hoàng rơi vào cạm bẫy ma tộc kế tiếp long hạo thần kể lại từ khi họ từ trong tay long kỵ ma thần a tư mạc đức cứu ra dương văn chiêu hắn làm sao biết được tin ma thần hoàng muốn rất họ và từng bước một rơi vào cái bẫy của ma thần hoàng kể lại tường tận khi hắn nói đến trái tim mình bị ma thần hoàng đâm xuyên qua thì Lý Hinh và giả vị ương kinh kêu, ngay cả Phong Linh Nhi cũng chấn kinh ngẩng đầu lên. Không ngờ họ bị ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần bao vây, giờ phút này không thiếu một người hoàn chỉnh ngồi đây. Tuy Long hạo thần miêu tả không gia nhập vào cảm tình gì, nhưng ba cô gái từng nhiều lần tiếp xúc với ma tộc, đương nhiên hiểu bị ba kẻ mạnh nhất ma tộc bao vây thì sẽ là tình hình như thế nào. Tuy tôi không biết vì sao Ma Thần Hoàng chịu lấy cái giá rất tôi mà thả đồng bạn đi, nhưng khi đó tôi biết mình chết chắc rồi. Ma Thần Hoàng giữ lời hứa, để bạn bè mang theo xác tôi rời khỏi Ma Đô. Mấy năm trước chúng tôi từng phát hiện một di tích, trong di tích này có một vị cổ đại có thể truyền thừa. Nếu có được truyền thừa này thì tôi có hy vọng sống lại. Cho nên mọi người vì cứu sống tôi, tiến vào nơi có nhiều nguy hiểm. Trải qua nhiều gian nan hiểm trở, mỗi người trọng thương hấp hối. Cuối cùng được đến truyền thừa, làm lại trái tim tôi. Cho nên tôi mới xuất hiện tại trước mặt các người như bây giờ. Lực lượng vị thượng của kia để lại cực kỳ khổng lồ. Chúng tôi hấp thu năng lượng này, tu luyện trong di tích. Nhưng ai ngờ một bế quan chính là minh tưởng sâu dài hơn 4 năm. Khi chúng tôi tỉnh lại là nửa năm trước, minh tưởng sâu khiến chúng tôi được đến rất nhiều. Sau khi minh tưởng, thật ra chúng tôi không biết đã qua bao lâu, cho nên tránh né mấy ngày Lúc mọi người minh tưởng sâu, tu vi tăng vọt cực cao, trong lòng nhiều ít có lĩnh ngộ. Cơ hội như thế chỉ sợ trong đời chỉ có một lần này. Cho nên trong thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục tu luyện, triệt ngộ tu vi hòa lẫn cảm ngộ. Thế này mới có thu hoạch trong thánh điện đại tái hôm nay. Lúc chúng tôi vừa trở về thì Lâm Hâm và Tư Mã muốn ngay lập tức tìm các cô, nhưng tôi đã cản lại. Chắc các cô cũng biết, thánh điện đại tái lần này không bình thường, rất có thể là bước ngoặt liên minh. Chúng tôi muốn làm một số việc trong thánh điện đại tái lần này, hy vọng có thể khiến liên minh tương lai càng cường đại thêm. Cho nên trước khi đại tái bắt đầu, tôi khiến họ tạm thời nhẫn nhịn. Đều là tôi sai, hy vọng các cô có thể tha thứ cho họ. Cùng lúc đó, tôi đại biểu săn ma đoàn quang chi thần hy vô cùng cảm ơn các cô, cảm ơn các cô chờ đợi họ. Hai người có thể tìm được bầu bạn như các cô, là may mắn lớn nhất trong đời họ. Nói xong Long Hạo Thần lại đứng dậy, cung kính cúi đầu hướng ba cô gái. Tuy Long Hạo Thần kể chuyện bình thản nhưng nghe vào tai ba cô gái thì phập phồng mạo hiểm vô cùng. Họ suýt chút nữa đã không thể trở về. Lúc này Phong Linh Nhi tính cách mềm yếu hơn đã sớm không còn ấm ức trong lòng, tay ôm tư mã tiên, mắt tràn đầy dịu dàng. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, trở về là tốt rồi. Sắc mặt Lý Hinh cũng dịu đi nhiều, Lâm Hâm lập tức được nước lấn tới, ngồi xuống cạnh cô. Dạ vị ương đứng dậy, gật đầu với Long Hạo Thần thật may mắn có thể nghe được kinh nghiệm trải qua của Long đoàn trưởng và các vị. Các người đều là anh hùng của liên minh, theo tôi thấy thì Linh Nhi chắc không chịu đi theo tôi, mà các người chắc còn việc muốn bàn bạc, vậy tôi xin đi về trước. Chào, Long hạo thần lòng máy động, nói với Hàn Vũ ở bên cạnh. Anh đưa vị ương đi đi, tốt, Hàn Vũ đồng ý, hướng dạ vị ương làm động tác mời, dẫn cô ra ngoài. Long hạo thần nói với Phong Linh Nhi, Linh Nhi cô nương, có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề phong linh nhi gật đầu lúc này tư mã tiên thấy cô đã không chạy được nữa mới đặt cô ngồi ghế cạnh mình nhưng bàn tay to vẫn ôm thắt lưng cô lúc này mục sư đầu chọc không còn bá khí như khi tranh tài trên mặt là nụ cười ngây ngô hạnh phúc long hạo thần nói không biết vị ương cô nương đã có bạn đời chưa phong linh nhi ngẩn ra hỏi để làm chi không phải anh đã có cô ấy rồi sao cô chỉ thải nhi thải nhi bật cười nói anh ấy không phải hỏi cho mình là vì hàn vũ cái người mới đưa vị ương rời đi ấy. Nói đến thì trong săn ma đoàn quang chi thần hy còn lại mỗi một mình Hàn Vũ là độc thân, ngay cả đoạn ức đoàn viên tạm thời cũng có một thê tử thanh mai trúc mã. Trước khi họ mất tích thì đoạn ức đã kết hôn, chẳng qua vợ gã là người thường chứ không phải chức nghiệp giả. Lần này trước khi họ quay về Thánh Thành, đoạn ức cố ý đi gặp thê tử báo Bình Na. Long hạo thần làm đoàn trưởng, dĩ nhiên phải quan tâm việc cả đời của đoàn viên. Hàn Vũ tính cách trầm ổn, dù là diện mạo hay năng lực đều là thượng đẳng. Chẳng qua vì làm săn ma giả, mới không có cơ hội có được tình cảm thuộc về mình. Bây giờ họ đều là tu vi cấp 9, tăng lớn năng lực tự bảo vệ mình trên chiến trường, tự nhiên Long Hạo Thần cũng nhớ ra tìm một vị hồng nha chi kỷ cho y. Mọi người tiếp xúc với giả vị ương vài lần, cô gái này chẳng những bề ngoài cực đẹp còn có năng lực mạnh mẽ. Đại phòng đấu giá thánh minh được cô quản lý gọn gàng ngăn nắp, Phong Linh Nhi chỉ là làm một ít quyết định lớn mà thôi. Huống chi giả Vị Ương còn là hậu nhân của Quang Minh Kiếm Thần giả Vô Thương. Tổng hợp lại các nhân tố, nếu có thể tác hợp cô cho Hàn Vũ đương nhiên là việc tốt nhất. Nghe thải nhi nói vậy thì mắt Phong Linh nhi biến sáng ngời. Ánh mắt của Vị Ương tỷ tỷ cực kỳ cao, vẫn luôn độc thân. Chỉ là không biết kỵ sĩ đó có thể khiến tỷ ấy động tâm không. Long Hạo thần mỉm cười nói, vậy làm phiền cô giúp đỡ giật dây bắt cầu, nhìn ra được quan hệ giữa cô và Vị Ương cô nương rất tốt. Nếu cô ấy có thể trở thành một phần tử của quang chi thần hy chúng ta trong tương lai, quan hệ của các người chẳng phải là càng thêm thân. Tôi có thể lộ ra một ít điều với cô, đợi kết thúc thánh điện đại tái lần này, chúng tôi sẽ đi kỵ sĩ thánh điện. Lấy thực lực của Hàn Vũ rất có thể sẽ được một thần ấn vương tỏa thừa nhận. Tôi nghĩ một thần ấn kỵ sĩ chắc đủ xứng đôi với vị ương cô nương rồi chứ. Mắt phong linh nhi sáng ngời, nói, xứng thì xứng rồi, nhưng lòng đoàn trưởng, anh tính bắt hết đại phòng đấu giá thánh minh chúng tôi hay sao? Có phải có mục đích gì khác không? Long hạo thần mỉm cười nói, việc này để về sau tư mã tiên giải thích cho cô đi. Đương nhiên chúng tôi hy vọng có thể được đại phòng đấu giá thánh minh ủng hộ, nhưng tôi tin rằng điều này sẽ chỉ có lợi với đại phòng đấu giá trong tương lai. Tuy Long thiên ấn ngồi ở chủ vị nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú Long hạo thần. Hơn 4 năm sau quay về, so sánh với trước kia, Long Hạo Thần chẳng những càng trầm ổn, nội liếm, càng có uy nghiêm khó hình dung. Hắn thoạt nhìn ôn hòa nhưng lời nói lại cho người cảm giác điều hắn làm là đúng. Khí chất này rất đặc biệt, là khí chất vương giả. Khi ánh bình minh lại xuất hiện thì trận tranh tài thánh điện đại tái ngày thứ hai cũng kéo ra màn che. Ngày hôm qua các thí sinh bị đào thải cũng bị đẩy vào khu khán đài, chỉ có cường giả lục đại thánh điện và thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy tiến vào đợt thứ hai là còn ở lại khu vực dự thi vì tiện để vào trong sân, săn ma đoàn quang chi thần hy. Trực tiếp ngồi vào vị trí chống tại kỵ sĩ thánh điện. Hành động của họ khiến điện chủ ma pháp thánh điện lý chính trực sắc mặt càng biến khó xem. Hôm nay tham gia so tài có tổng cộng 95 người, đã định trước có một người không chiến đấu. Vận may vĩnh viễn là một phần của thực lực, vòng này qua đi sẽ có 48 người tiến vào vòng thứ ba. Sau đó là tiếp tục đấu loại, mãi đến khi ra ba người cuối cùng. Ba người đứng đầu có thể làm hai lựa chọn, một là bình thường đạt được tất cả số điểm trước đó kết thúc so đấu, cái khác thì là thi đấu vòng tròn. Mỗi thắng lợi một trận thì sẽ được một ngạch ngoại 10 điểm. Tổng cộng 3 trận đấu, nếu có người có thể chiến thắng hai đối thủ, cuối cùng đứng đầu vậy ngạch ngoại sẽ lại được thêm 20 điểm. So tài bắt đầu, ánh sáng tuyển chọn lần đầu tiên xuất hiện đã có một rơi vào người thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Hôm nay các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cởi hết áo choàng, chỗ ánh sáng tuyển chọn chiếu dọi không ngờ là Thải Nhi. Một luồng sáng tuyển chọn khác thật trùng hợp rơi vào thích khách thánh điện không xa. Người bị chọn chúng là thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, có thập nhị không vực, tiết trí thắng. Khuôn mặt đẹp Việt trần của Thải Nhi lập tức biến quái dị. Không lâu trước đó nàng vừa mới đấu với tiết trí thắng một lần. Tuy cuối cùng không quyết định thắng bại nhưng nàng dựa vào ưu thế kỹ năng lĩnh vực buộc tiết trí thắng nhận thua không ngờ nàng lại phải lần nữa đối đầu với thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện này. Thân hình chợt lóe, nàng đã đi vào sân, nhưng chưa đợi Thải Nhi ra tay, bên kia, tiết trí thắng thậm chí không đi vào sân, thanh âm giả nua vang vọng trong sân. Ta nhận thua, lời vừa ra khiến khán giả xôn xao. Tiết Chí Thắng chính là cường giả uy tín lâu năm trong thích khách thánh điện, cũng là cao thủ số một chân chính trong thích khách thánh điện hiện nay. Tuy bối phận của lão không khủng bố như Trần Cuồng truyền kỳ, nhưng cũng cao hơn điện chủ Thánh Nguyệt một bối. Không chiến mà lui, thậm chí không vào sân, đây là tình huống gì? Lý Chính trực rốt cuộc không chịn được nữa, trầm giọng nói. Tổng trọng tài trưởng, đây là Thánh Điện Đại Tái, không phải trò đùa. Hôm qua đã có Tam Thủy bà bà nhận thua, hôm nay lại có Tiết Trí Thắng trưởng lão thích khách Thánh Điện nhận thua. Họ đều là cường giả đứng đầu Thánh Điện. Nếu trận đấu tiếp theo cứ xuất hiện tình huống như vậy thì ý nghĩa thánh điện đại tái của chúng ta ở đâu? trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện truyền đến thanh âm của trần cuồng lời nói của lý điện chủ có lý tam thủy tiết trưởng lão các người từ bỏ so đấu cần có lời giải thích tam thủy bà bà trước giờ trời không sợ đất không sợ hừ lạnh một tiếng nói với lý chính trực lý điện chủ dường như người lo hơi rộng rồi ta nhận thua chỉ có một lý do ta không phải là đối thủ của trần anh nhi con bé là cháu gái của ta trước đó chúng ta đã từng đấu rồi không hơn Tiết Trí Thắng bình thản nói, tình huống của ta cũng giống Tam Thủy, không lâu trước kia có tỉ thí với Thải Nhi cô nương một lần, ta thua, không muốn lại lần nữa rước nhục mà nhận thua. Tổng trọng tài trưởng, lý do như vậy đã được chưa? Làm cường giả đương thời, mặt mũi có lúc còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tam Thủy bà bà và Tiết Trí Thắng thi nhau biểu thị không phải đối thủ của Trần Anh Nhi, Thải Nhi, thoáng chốc lại giấy lên náo động toàn trường vốn săn ma đoàn quang chi thần hy đã rất được chú ý giờ lại leo lên đầu sóng ngọn gió. Bên tam thủy bà bà đỡ chút, dù sao bà mới đột phá cấp 9 không lâu. Còn tiết trí chí thắng chính là đệ nhất cường giả thích khách thánh điện, có được thập nhị không vực cường đại, nhưng lại biểu thị không thể đối đầu với săn ma đoàn quang chi thần hy. Thoáng chốc địa vị của quang chi thần hy, tăng lên đến độ cao chưa từng có. Sắc mặt lý chính trực rõ ràng tái xanh nhưng không nói nên lời, đành ngậm bồ hòn. Trần cuồng trầm giọng nói, nếu đã vậy thì tiếp tục so đấu. Nếu tiếp theo còn có tình huống nhận thua thì nhất định phải giải thích rõ, nếu không sẽ trừ một phần điểm thánh điện. Khiến người kinh ngạc là ánh sáng tuyển chọn lần thứ hai lại lần nữa chúng người săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này mục tiêu bị chọn là vương nguyên nguyên, một luồng sáng khác thì rơi vào bên ma pháp thánh điện, chọn đàm hoàn may mắn chiến thắng ngày hôm qua. Đàm hoàn dù sao tuổi còn rất trẻ, tu vi của cô trong thí sinh ma pháp thánh điện tuyệt đối là xếp chót. Trận chiến hôm qua cô dựa vào một ít ma pháp đặc biệt lý chính trực truyền cho, khó khăn lắm mới chiến thắng đối thủ, tiến vào đợt thứ hai. Hôm nay Vương Nguyên Nguyên mặc đồ trắng, cắt tóc ngắn, càng lộ vẻ cân quắc anh thư. Vóc dáng thon dài phóng người lên, yêu mỹ tiến vào trong sân. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện, đôi mắt Vương Nguyên Nguyên khác xa lúc trước, con người có màu hồng nhạt. Đối mặt Vương Nguyên Nguyên trẻ tuổi hơn mình, đáy mắt đàm hoàn lộ ra cố chấp vì cái gì người quang chi thần hy đều trẻ tuổi mà có được sức mạnh cường đại như vậy. Mình nhất định phải đánh bại cô ấy. Đàm hoàn mặc áo choàng màu xanh, trước tiên mở ra linh cánh. Linh cánh vỗ đập đẩy cô lên không trung, thân hình xoay tròn một vòng, thoáng chốc vô số đao phong xanh nhỏ bị cô phóng ra. Thanh âm chú ngữ tựa như cuồng phong bão tố vang lên, ánh sáng xanh đem nửa bên sân đấu chiếu thành màu xanh. Những đao phong xanh nhỏ này bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ lạ. Chúng nó quay quanh người đàm hoàn, Tốc độ biến ngày càng nhanh, có càng nhiều ánh sáng xanh nhanh chóng tách ra khỏi người Đàm Hoàn. Vương Nguyên Nguyên cũng động, không phóng ra linh cánh mà từng bước một đi hướng Đàm Hoàn. Đầu cô hơi nâng lên, màu hồng trong mắt dần sâu thêm, nhưng lại biến thành sắc đỏ, thoạt trông có chút quái dị và áp bách. Dường như trong đôi mắt cô tùy thời sẽ chảy ra mấu tươi vậy. Sân đấu lớn Thánh Minh có diện tích cực lớn, lấy tốc độ hiện giờ của Vương Nguyên Nguyên chỉ sợ phải đi nửa phút mới tới gần Đàm Hoàn. Nhưng dường như cô không vội chút nào, như là muốn để Đàm Hoàn thi triển ra ma pháp. Bên ma pháp thánh điện, sắc mặt Lý Chính Trực càng biến khó coi hơn. Tuy Vương Nguyên Nguyên còn chưa ra tay nhưng từ biểu hiện chiến đấu ngày hôm qua của cô, Lý Chính Trực biết, đây cũng là một cường giả cấp 9. Ngày hôm qua đối thủ của Vương Nguyên Nguyên là một kỵ sĩ, hai bên giao đấu chưa tới 2 phút, kỵ sĩ bị Vương Nguyên Nguyên lấy lực lượng không gian cường đại đánh bại. Lúc đó Vương Nguyên Nguyên vừa lên liền tấn công, không giống như hôm nay Cô làm vậy rõ ràng là muốn cho ma pháp thánh điện xem. Cấp 9 thì sao chứ? Ta sáng chế ra ma pháp một khi chân chính phát huy uy lực, coi như là cấp 9 cũng chưa chắc chiến thắng được. Đáy mắt Lý Chính Trực lóe tia sáng lạnh, ánh mắt bản năng nhìn hướng Long Hạo Thần ngồi trong khu vực thí sinh kỵ sĩ thánh điện. Long Hạo Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh tại đó, vẫn toát ra khí chất đặc biệt, dường như chỉ là người thanh niên cực kỳ bình thường. Nhưng Lý Chính Trực biết rõ người thanh niên này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của mình thanh âm ngâm sướng của đàm hoàn bắt đầu ngày càng cao vút cách ngâm sướng như vậy cư xê hiếm thấy bởi vì trong lúc ngâm sướng chú ngữ không thể sai một thang âm cũng hạn chế tốc độ ngâm sướng ngâm sướng nhanh giống như cô bây giờ rất có thể sẽ khiến ma pháp thất bại chú ngữ cô ngâm sướng dường như hơi khác với chú ngữ ma pháp bình thường đây là lý chính trực sáng tạo ra làm thiên tài ưu tú nhất trong ngàn năm qua của ma pháp thánh điện Lý Chính trực kết hợp một ít chú ngữ thượng của tinh linh tộc và lĩnh. Ngộ của bản thân, sáng tạo ra cách ngâm sướng chú ngữ ma pháp đặc biệt. Năm đó sở dĩ ông nhận đàm hoàn làm đồ đệ là vì cô có thể lĩnh ngộ loại chú ngữ này. Từng đao phong nhỏ ở quanh người đàm hoàn đã biến thành màu xanh biếc, che đậy thân thể cô, nhìn không rõ. Đao phong tăng lên đến số lượng nhất định thì không tăng thêm nữa, nhưng màu xanh biếc càng rực rỡ hơn. Có thể mơ hồ thấy xung quanh đao phong thậm chí lượn lờ tia điện xanh, chú ngữ của đàm hoàn gần như đã cao vút tới cực hạn. Hú hú hú, ngay lúc vương nguyên nguyên cách đàm hoàn 50 mét thì trong miệng cô phát ra tiếng hú sắc nhọn cao vút. Bỗng chốc, đao phong xanh quanh người cô bỗng phát tiếng vù vù, ngay sau đó hóa thành một vòi rồng đường kính 3 mét, cao 5 mét thổi hướng vương nguyên nguyên. Ai đều nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là vòi rồng bình thường, mỗi một đao phong nhỏ đều có uy lực linh cương. Ngâm sướng chú ngữ xong, đàm hoàn đã rơi xuống đất, mặt tái nhợt, thân thể lung lay suýt té ngã có thể thấy ma pháp này gần như tiêu hao hết linh lực của cô chính đàm hoàn đều không ngờ rằng mình có thể hoàn thành trọn vẹn ma pháp ma pháp này có đặc điểm lớn nhất là công phòng một thể nếu trong quá trình bị kẻ địch công kích thì đao phong sẽ tự động bảo vệ cô tấn công kẻ địch nếu chú ngữ của cô không bị đối phương đánh gãy thì có thể tiếp tục ngâm sướng đây đã là ma pháp cấp cấm chú khác Lấy tu vi cấp 8 của đàm hoàn không nhờ vào bất cứ trang bị gì mà thi triển ra một cấm chú phong hệ cỡ này, cô đủ tự hào rồi. Lý chính trực đặt tên cho ma pháp này cực kỳ bá khí, kêu lạc bích lạc hoàng tuyền. Dù là đơn thể hay quần công đều có lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Từ ma pháp của đàm hoàn có thể thấy ra sự lợi hại của lý chính trực. Ma pháp sư cung cấp rất khó sử dụng ma pháp khủng bố như vậy. Đối mặt bích lạc hoàng tuyền, vương nguyên nguyên dừng bước chân cô làm ra động tác khiến mọi người khó hiểu nâng lên tay phải ngón trỏ ngón giữa ngón áp út vuốt giữa chán cùng lúc đó nhắm lại đôi mắt đỏ huyết cấm chú bích lạc hoàng tuyền trước mắt đã đến trước mặt vương nguyên nguyên lực hút mạnh mẽ phát ra từ bên trong kéo trang phục vương nguyên nguyên phần phật bay vương nguyên nguyên thì tựa như không trông thấy cấm chú vẫn đứng đó ngón trỏ tay phải ngừng ngón áp út vuốt giữa chán sắc mặt đàm hoàn hơi biến đổi bởi vì cô biết rõ uy lực cấm chú của mình quan trọng là cấm chú này chỉ có thể phóng không thể thu tu vi của cô còn chưa đủ mạnh để khống chế nó. Một khi Vương Nguyên Nguyên thật sự chết trong cấm chú thì chẳng những kết thù giữa ma pháp thánh điện và quang chi thần hy, cô cũng sẽ bị chỉ trích. Nói thế nào thì ma pháp thánh điện và quang chi thần hy tối đa chỉ là quan hệ cạnh tranh, kẻ thù chung của mọi người là ma tộc, cô chưa bao giờ muốn giết người của quang chi thần hy. Chỉ bởi vì quang chi thần hy biểu hiện quá cường cho nên cô mới vừa lên liền dùng ma pháp mạnh nhất. Cùng lúc đó, cấm chú bích lạc hoàng tuyền đã vòng lấy Vương Nguyên Nguyên, lúc này có hối hận cũng muộn rồi. Bỗng nhiên, lấy thân thể vương nguyên nguyên làm trung tâm một tầng xương mù đỏ đậm bỗng bùng phát từ người cô chớp mắt đã quấn lấy cô tốc độ nhanh kinh người khuếch tán ra ngoài thoáng chốc nó đã va chạm với bích lạc hoàng tuyền bích lạc hoàng tuyền là màu xanh biếc còn xương đỏ như máu thì đỏ rực rỡ hai cái ở trên không trung khác biệt rõ ràng xuất hiện hình ảnh khiến người rung động tuy xương mù đỏ phát sau nhưng mạnh mẽ tựa bão biển mùi máu đậm đặc bỗng tràn ngập ánh sáng đỏ cứng rắn bao phủ bích lạc hoàng tuyền xanh biếc mùi máu và sát khí khủng bố lan tràn ánh sáng đỏ kịch liệt dâng lên ánh sáng đỏ kia bị chôn vùi trong màu máu chỉ có thể thấy sương mù đỏ lan tràn chỉ chốc lát sau cả sân đấu lớn hoàn toàn biến thành màu máu sắc mặt lý chính trực càng thêm nghiêm túc lĩnh vực đây rõ ràng là lực lượng lĩnh vực trừ long hạo thần ra trong săn ma đoàn quang chi thần hy nhưng còn có người có được lĩnh vực nếu lúc trước tiết trí thắng nói là thật vậy thải nhi luân hồi thánh nữ chỉ sợ cũng có được lĩnh vực vậy là đã có tới ba lĩnh vực dù ở trong bất cứ thánh điện nào cũng chỉ có chừng ba cường giả cấp lĩnh vực mà thôi. Săn ma đoàn quang chi thần hy có được thực lực như vậy, thế thì họ thậm chí đã hướng tới gần săn ma đoàn truyền kỳ như ma thần chi vẫn, hơn nữa họ trẻ tuổi như vậy. Đúng thế, ánh sáng đỏ như máu này chính là lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên. Cô đặt tên cho nó là huyết lĩnh vực, trong săn ma đoàn quang chi thần hy, bàn về thiên phú thì Vương Nguyên Nguyên tuyệt đối là xếp chót. Nhưng nói về tâm trí kiên nghị thì cô đủ so sánh với Long Hạo Thần và Thải Nhi, thậm chí ở một số mặt càng thêm cố chấp. Chính vì tự biết thiên phú không thể bằng với đồng bạn, Vương Nguyên Nguyên bỏ ra càng nhiều cố gắng. Thánh chiến 2 năm, cô trả giá nhiều nhất trong quang tri thần hy, cũng giết chóc nhiều nhất. Cô tại con đường giết chóc này tìm ra cách tiến lên của mình. Trong tháp vĩnh hằng, khi cô lấy bảy khối vô ngân thủy tinh triệu hoán ra uy lực cử linh thần chân chính thì huyết mạch của cô sôi trào, dung hợp với khí tàn sát, đặt ra cơ sở sau này lĩnh ngộ huyết lĩnh vực. Sau 4 năm thâm tưởng sâu, Vương Nguyên Nguyên tích lũy bộc phát, chẳng những vọt một cái lên cấp 9, cũng trở thành sau long hạo thần, Thải Nhi và Trần Anh Nhi ba thần quyến giả, người thứ tư lĩnh ngộ lĩnh vực, vượt qua Tư Mã Tiên, Lâm Hâm, Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng, trở thành cường giả thực lực thứ tư trong đội. Đối mặt Đàm Hoàn, cô hoàn toàn không cần sử dụng năng lực lĩnh vực. Nhưng trước khi so đấu, Long Hạo Thần đã nói cho đồng bạn, Thánh điện đại tái chính là lúc bày ra thực lực của họ. Nhất định phải để cao tầng liên minh Thánh điện thấy họ cường đại, vậy thì mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch. Bởi vậy, khi Vương Nguyên Nguyên thấy đối thủ là người của Ma Pháp Thánh Điện thì chọn phóng ra lĩnh vực, Cấm chu bích lạc hoàng tuyền đúng là mạnh, nếu là lý chính trực thi triển, phối hợp với lĩnh vực của ông, vậy vương nguyên nguyên chỉ dựa vào lĩnh vực thì chắc chắn không ngăn được. Nhưng đàm hoàn dù gì chỉ có cấp 8, cô thi triển ngụy cấm chú căn bản không thể khống chế nó, rốt cuộc chìm trong huyết lĩnh vực, cuối cùng tan biến trong hư vô. Ánh sáng đỏ thu lại, vương nguyên nguyên thậm chí không thèm liếc đàm hoàn một cái, xoay người đi ra ngoài đấu trường. Lĩnh vực vừa ra, thắng bại đã định, sân đấu lớn thánh minh lại lần nữa bởi vì quang chi thần hy mà chìm trong tĩnh lặng săn ma đoàn quang chi thần hy dùng thực lực của mình chứng minh cho mọi người sức mạnh của họ không thẹn với săn ma đoàn cấp danh hiệu đợi so đấu thứ hai tiếp tục bởi vì vòng thứ nhất đã đào thải một nửa người tu vi yếu kém cho nên trong đợt thứ hai thì cường giả cấp 9 chiếm 3 phần tư nhưng dù là vậy khi vòng đấu thứ hai kết thúc săn ma đoàn quang chi thần hy cũng đạt được thành tích đáng kiêu ngạo 9 thắng một thua chỉ có đoạn ức thua trong tay hiệp giả thánh nguyệt sau khi kết thúc vòng thứ hai số điểm có chút biến đổi ưu thế của kỵ sĩ thánh điện hơi bị yếu đi Kỵ sĩ thánh điện tiến vào vòng thứ 3 chỉ còn lại 11 người, bị đào thải hơn 30 người. Ma pháp thánh điện còn dư 10 người, săn ma đoàn quang chi thần hy còn 9 người, linh hồn thánh điện 7 người, thích khách thánh điện 6 người, chiến sĩ thánh điện chỉ còn lại 5 người. Như vậy thì thành tích cũng thay đổi, chiến thắng vòng thứ 2, mỗi người ra trận được 2 điểm, cộng thêm điểm vòng thứ nhất, kỵ sĩ thánh điện vẫn như cũ đứng đầu, 46 điểm. Ma pháp thánh điện đứng thứ 2, 4 người 1 điểm. Linh hồn thánh điện thứ 3, 30 điểm. Săn ma đoàn quang chi thần hy thứ tư, 28 điểm. Thích khách thánh điện thứ năm, 26 điểm. Chiến sĩ thánh điện xếp chót, 20 điểm. Săn ma đoàn quang chi thần hy lấy nhân số 10 người tham gia thánh điện đại tái. Sau khi kết thúc vòng thứ hai có thể xếp ở vị trí thứ tư mà không phải chót, đầy đủ hiện ra thực lực cường đại của họ. Hơn nữa đám long hạo thần bày ra tu vi hiển nhiên là trong các đợt đấu sau sẽ đặc sắc hơn nữa, số điểm cuối cùng thi đấu cá nhân còn rất khó nói. Kết thúc vòng đấu thứ hai đã qua giữa trưa, nhưng vòng thứ ba lập tức bắt đầu, không có thời gian tạm nghỉ phút nào. Hai vòng thi đấu cá nhân trước chủ yếu so đấu thực lực tổng thể mỗi thánh điện, đến vòng thứ ba rồi phải xem năng lực cá nhân của những cường giả còn lại này. Nếu thắng vòng này thì mỗi người được 4 điểm, vòng thứ ba có tổng cộng 24 trận, 48 người từng đôi chém giết. Trận thứ nhất liền xuất hiện so đấu rung trời động đất. Hai ánh sáng tuyển chọn rơi vào điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực và điện chủ kỵ sĩ thánh điện thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn nhưng khiến người rung động là thời gian so đấu rất ngắn, tổng cộng mất 5 phút. Lý Chính trực dựa vào lĩnh vực phong thần cường đại, cùng với thực lực ma pháp mạnh mẽ đánh bại Long Thiên Ấn, do đó khiến uy thế ma pháp thánh điện vững mạnh. Xem xong trận đấu này, Long Hạo Thần giật cả mình. Tuy biết ông nội chưa chắc là đối thủ của Lý Chính Trực, nhưng không ngờ ông nội sẽ thua nhanh như vậy. Lý Chính Trực khống chế lực lượng phong nguyên tố đã mạnh đến trình độ biến thái. Lại thêm Long Thiên Ấn là thần ấn kỵ sĩ, không có thần ấn vương tỏa tăng phúc, thực lực hạ thấp ít nhất hơn phân nửa, nếu không thì còn có sức đấu một phen. Điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện mang đội ở vòng cá nhân thứ ba bị đào thải, việc này mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra. Long Thiên Ấn sắc mặt khó coi đáng sợ, nhưng không thể không chấp nhận sự thật này. Lý chính trực, mạnh mẽ bắt đầu thể hiện ra từ vòng này, có thể vào vòng ba đều là tinh anh của năm Thánh Điện, trận tranh tài đã tới tình độ gai cấn. Tuy trong vòng đấu thứ hai Dương Văn Chiêu chiến thắng nhưng gần như trả bằng mọi giá. Dựa vào quang lĩnh vực của tinh diệu độc giác thú tăng phúc gã mới miễn cưỡng chiến thắng một chiến sĩ cấp 9. Đến vòng thứ ba thì thực lực của gã còn chưa hồi phục lại bao nhiêu, trở thành người thứ hai trong săn ma đoàn quang chi thần hy bị đào thải. Dương Văn Chiêu bị đào thải ý nghĩa săn ma đoàn quang chi thần hy sắp đối mặt trận đánh ác liệt tại thi đấu cá nhân. Trận so tài thứ năm, Trần Anh Nhi ra trận, đối thủ của cô là phó điện chủ ma Pháp Thánh Điện, Lâm Thần, cũng chính là ông nội của Lâm Hâm. Ngày hôm qua Lâm Hâm có đi thăm Lâm Thần nhưng không nói chuyện quá lâu đã bị đuổi về. Lâm Thần thậm chí không nói gì nhiều cùng Lâm Hâm, chỉ dặn y phải đối xử tốt với Lý Hinh. Khi Lâm Hâm trở về nói cho Long Hạo Thần nghe, hắn liền hiểu Lâm Thần tỏ thái độ như vậy là vì vị trí của ông trong Ma Pháp Thánh Điện hiện tại quá mẫn cảm tại Thánh Điện Đại Tái. Làm phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, đối mặt cháu trai là một thành viên trong Quang Chi Thần Hy, ông không thể nói thêm cái gì. Lúc này, không ngờ trong so tài lại đối đầu với Trần Anh Nhi. Đương nhiên Lâm Thần sẽ không vì có quan hệ với cháu trai mà chịu thua. Lý Chính Trực và các cường giả ma pháp thánh điện đều ở đằng sau nhìn, ông chắc chắn phải dốc sức đối phó. Lâm ra ra, người không cần nương tay nha. Trần Anh Nhi cười tươi hành lễ với Lâm Thần. Lâm Thần chỉ gật đầu với cô, không nói cái gì, nâng lên tay phải, trên đỉnh đầu chớp mắt xuất hiện một hỏa cầu lớn màu da cam. Lâm Thần là ma pháp sư hỏa hệ, tuy không giống như cháu trai có ưu thế tâm diễm hỏa diễm, nhưng thành tựu về mặt ma pháp hỏa hệ của ông không thẹn với danh hiệu đứng đầu ma pháp thánh điện. Thời gian dài chưa đột phá cấp 9 là bởi vì thiên phú, nhưng về mặt nghiên cứu ma pháp hỏa hệ thì lâm thần đã cố gắng cả đời con trai con dâu ông đều chết vì nghiên cứu hỏa cầu lớn sắc da cam tựa như mặt trời bình bồng tại đó chiếu rọi thân thể lâm thần thành màu da cam thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ nhỏ đến không thể nghe thấy một chuỗi động tác tay biến hóa một ánh lửa da cam đậm đặc từ mặt trời trên đỉnh đầu ông bắn hướng trần anh nhi khu thí sinh linh hồn thánh điện trần hoành vũ đứng bật dậy mắt sáng người nhìn chiến trường nhỏ giọng mắng cái lão lâm thần này ra tay thật ác độc mà vừa lên đã dùng chú pháp thánh dương chú pháp thánh dương chính là ma pháp cường đại lâm thần tự sáng chế đối với rất nhiều cường giả cùng với tuổi tác lớn tu vi đạt đến bình cảnh họ rất khó tăng lên tiếp trừ phi có cơ duyên thật tốt nếu không cả đời khó mà đột phá nữa dưới loại tình huống này vì truy đuổi thực lực càng thêm mạnh mẽ họ thường tập trung vào năng lực tự sáng tạo đặc biệt là ma pháp sư bởi vì mỗi loại ma pháp thuộc tính dùng cách khác nhau tổ hợp sẽ sinh ra uy lực khác nhau lâm thần chính là người nổi bật trong số đó Ông cũng không ngờ là trong thánh chiến, trải qua mấy lần ra sống vào chết mình còn có thể đột phá. Trước đó ông đã đạt tu vi đỉnh cấp 8 gần 40 năm. 40 năm nay, ông chủ yếu nghiên cứu chú pháp thánh dương. Sau khi thực lực đột phá cấp 9, đừng nhìn vị phó điện chủ ma pháp thánh điện này chưa có được lực lượng lĩnh vực, nhưng cũng khiến chú pháp thánh dương của ông thành công, tăng sức mạnh, trở thành cường giả hàng đầu tại ma pháp thánh điện. Chú pháp thánh dương là lâm thần kết hợp dương khí nam tính dung nhập vào bổn mệnh hỏa, linh lực hỏa hình thành hỏa dung hợp. Năm đó phụ thân của Lâm Hâm chính là vì nghiên cứu và tu luyện chú Pháp Thánh Dương đã tổ hỏa nhập ma, thiêu đốt bổn mệnh hỏa của mình mà không thể khống. Chế, do đó khiến thê tử cùng nhau chết trong ma Pháp phản phệ. Lâm Hâm đối với chú Pháp Thánh Dương có thể nói là hận cả đời, sao chịu học tập. Thậm chí không muốn học tất cả ma Pháp công kích, sau này tuy y vì lý hình mà quyết định luyện ma Pháp công kích, nhưng vẫn bài xích chú Pháp Thánh Dương. Bởi vậy, Lâm Thần có thể nói là đương thời người duy nhất thi triển ra chú Pháp Thánh Dương, hơn nữa luyện nó tới đỉnh. Ánh lửa da cam trên không trung đi qua đâu là không khí vặn vẹo kịch liệt, gợn sóng tản ra xung quanh. Nhiệt độ sân đấu lớn bỗng chốc tăng cao, ngay cả ánh sáng vòng phòng hộ cũng biến chói lòa hơn. Sắc mặt Trần Anh Nhi cũng biến đổi, cô không ngờ Lâm Thần phản kích nhanh như vậy, uy lực còn mạnh đến thế. Một con heo nhỏ sáng trong suốt nhảy ra khỏi ngực Trần Anh Nhi, chính là mạch đâu. So với trước kia thì mạch đâu có biến hóa không nhỏ, thể tích vẫn giống vậy, dường như nó vĩnh viễn không lớn lên, nhưng da rẻ thì trong suốt như thủy tinh, đôi mắt nhỏ xíu càng như hai viên kim cương sáng lóng lánh. Thân thể nhảy ra, sau lưng thậm chí mang theo một chuỗi ánh sáng lấp lánh. Ở trên không trung, mạch đâu làm động tác duỗi tứ chi. Hình ảnh kỳ diệu xuất hiện, trước đó còn nhỏ xinh trước mắt nó đã biến lớn, hóa thành rồng đen khổng lồ, há to miệng, một ngụm khí đen thui đánh hướng chú pháp thánh dương của Lâm Thần. Đây, đây là nghịch thiên ma long, mạch đâu biến hóa khiến cường giả lục đại thánh điện có mặt đều kinh ngạc nghịch thiên ma long chính là tộc nhân của ma thần hoàng sao triệu hoán sư có được triệu hoán thú như vậy hơn nữa lấy tốc độ như thế phóng ra triệu hoán thú thì đó chỉ có thể là bổn mệnh triệu hoán thú hai lực lượng cường đại màu đen và da cam ở trên không trung va chạm kịch liệt linh lực khủng bố dao động thoáng chốc lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài trần anh nhi đôi tay làm động tác ôm ngực thanh âm ngâm sướng thánh thoát quanh quẩn trong không khí hơi thở của nghịch thiên ma long va chạm với chú pháp thánh dương thì hơi yếu thế nhưng rốt cuộc vẫn là cản được mạch đâu mạnh vỗ đôi cánh khổng lồ vọt hướng lâm thần khi lâm thần trông thấy nghịch thiên ma long thì cũng chấn kinh nhưng kinh nghiệm chiến đầu tràn đầy tuy ông kinh mà không loạn tay phải chỉ ra trên đỉnh đầu chú pháp thánh dương tỏa vầng sáng ra cam bỗng nở tung va chạm với thân thể mạch đâu thân hình khổng lồ của nghịch thiên ma long lại bị vầng sáng ra cam chấn bay ngược ra điều khiến người rung động còn ở phía sau cùng với tiếng ngâm sướng trầm thấp của lâm thần một đầu rồng da cam thò ra khỏi thánh dương hướng nghịch thiên ma long phun ra ngọn lửa đỏ vàng lửa đỏ vàng chỉ thô cỡ cánh tay người, kém xa đầu rồng da cam thỏ ra. Nhưng lửa đỏ hồng vừa xuất hiện thì nhiệt độ sân đấu lớn trước mắt tăng vọt. Không khí trong vòng bảo hộ hiện ra hình sóng gợn, ngay cả mặt đất bên dưới cũng như là dung nham chảy ra. Do đó có thể thấy ngọn lửa đỏ vàng trông nhỏ vậy mà nóng tới cỡ nào. Đối mặt ngọn lửa cỡ này, mạch đầu tỏ ra hơi do dự. Thân hình khổng lồ ngừng trên không trung, ánh sáng tím sậm chảy ra từ cái vải dày, nhanh chóng tập trung ở đỉnh đầu nó, hóa thành quang châu sắc tím sậm chắn trước mặt, chặn lửa đỏ vàng, chú pháp thánh dương phá tà lâm thần hét lớn một tiếng sao hoành sao chỉ thấy giữa không trung quang châu tím sậm mạch đâu phóng ra trước mắt tan vỡ cả người nó bốc lên tầng lửa đỏ vàng bắn ngược ra nhưng quang châu tím sậm vỡ vụn cũng tỏa vầng sáng tím sậm chói lòa ngăn cách nhiệt độ cao thân thể lâm thần hơi lắc lư tốc độ ngâm sướng chú ngữ rõ ràng chậm hơn chút mạch đâu toàn thân bốc lửa đỏ vàng thì văng ra xa người không ngừng toát ánh sáng tím hóa giải lửa đỏ vàng cháy bỏng a à, nhìn thấy hình ảnh này Long Hạo Thần giật mình, nhịn không được nhìn Lâm Hâm ngồi bên. Cạnh, nghịch thiên ma long do mạch đầu biến ảo thành tuy không phải nghịch thiên ma long chân chính, chỉ có thể sử dụng một ít năng lực cơ bản, nhưng cũng là thực lực cấp 9 chân chính. Nhưng ở trước mặt lâm thần chỉ hai phen đối mặt đã bị đánh bay, xem ra trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Thực lực này cũng không phải ma pháp sư sơ cấp 9 có thể có được. Lâm hâm cười khổ nói, chú Pháp Thánh Dương chính là kết tinh tâm huyết ông nội nghiên cứu cả đời tuy không phải lĩnh vực nhưng ở một mức độ nào đó cũng đủ sánh ngang với lĩnh vực. Tam hỏa hợp nhất, phát huy sức bật của ma pháp sư hỏa hệ trong mức độ lớn nhất. Long hạo thần nhẹ gật đầu, nói, xem ra, trận đấu này đối với anh Nhi là thử thách không nhỏ. Chiến đấu giữa triệu hoán sư và ma pháp sư, so đấu là về tu vi, ma pháp, tốc độ ngâm sướng của nhau. Nhưng lâm thần dựa vào chú pháp thánh dương, chẳng những tốc độ ngâm sướng cực nhanh, uy lực ma pháp siêu mạnh. Nhiệt độ lửa đỏ vàng thậm chí đã vượt qua tâm diễm hỏa diễm của lâm hâm. Về mặt thiên phú và may mắn thì Lâm Hâm hơn xa ông nội, nhưng nói đến hiểu biết về lửa thì còn chênh lệch không nhỏ với Lâm Thần. Trong sân đấu lớn, sau khi Lâm Thần phát động lửa đỏ vàng thì thế công hơi chậm lại. Ở phía xa, lúc này Trần Anh Nhi đã hoàn thành ma pháp triệu hoán thứ nhất của mình. Một ngôi sao sáu cánh màu trắng xuất hiện ở trước mặt cô. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm dài giặc một băng long thân dài hơn 10 mét hiện ra khỏi sao sáu cánh trắng. Xem thể tích thì băng long này không to bằng nghịch thiên ma long do mạch đâu biến ra, thoạt trông giống như ấu long, nhưng nó không phải là địa long hay á long mà là long tộc chân chính vốn thuộc về thánh ma đại lục các triệu hoán sư linh hồn thánh điện trông thấy hình ảnh đó thì cảm xúc biến kích động triệu hoán rồng đối với triệu hoán sư là vinh quang lớn nhất dù chỉ là ấu long thì cũng giống nhau ma pháp triệu hoán của triệu hoán sư nói đến thì có hai cách sử dụng một loại là triệu hoán sinh vật bên dưới đến chiến đấu sau khi chiến đấu kết thúc sinh vật triệu hoán hoặc là chết trận hoặc quay về chỗ vốn có lần sau triệu hoán thì sẽ không là ma thú từng kêu gọi còn có cách khác chính là khế ước, sau khi ký kết khế ước, Triệu Hoán Sư tuyệt đối không thể để triệu hoán thú dễ dàng chết đi. Triệu hoán thú cũng theo Triệu Hoán Sư trưởng thành mà lớn lên, biến ngày càng mạnh mẽ. Tuy trình độ thân thiết không bằng bổn mệnh triệu hoán thú, nhưng khế ước triệu hoán thú có thể nói là một phần thực lực của Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư dựa theo thực lực khác nhau, có được khế ước triệu hoán thú cũng khác nhau về số lượng. Một khi triệu hoán thú chết, đối với Triệu Hoán Sư chính là đả kích không nhỏ. Bình thường mỗi gia tăng tu vi một cấp thì có thể có được một khế ước triệu hoán thú. Lúc triệu hoán tuy không như bổn mệnh triệu hoán thú không cần thời gian ngâm sướng, nhưng yêu cầu ngâm sướng cũng ngắn hơn triệu hoán ma thú cùng đẳng cấp. Từ thời gian Trần Anh Nhi vừa ngâm sướng chú ngữ, đám triệu hoán sư hiểu, băng long nhỏ này chính là khế ước triệu hoán thú của Trần Anh Nhi. Họ không biết là băng long này cũng là khế ước triệu hoán thú thứ nhất của Trần Anh Nhi. Trước cấp 7 thì cô vốn không thể thi triển ra bất cứ ma pháp triệu hoán nào, cho nên chưa từng có khế ước triệu hoán thú đợi khi cô đột phá cấp 7 thì luôn ở lại linh hồn thánh điện, tiến hành thức tỉnh linh hồn thánh nữ. Sau này đi theo Long Hạo Thần xâm nhập vào ma tộc chiến đấu, thực lực luôn tăng lên nhưng vẫn không thu được khế ước triệu hoán thú. Chờ họ rời khỏi tháp Vĩnh Hằng, tu vi của Trần Anh Nhi đã tới cấp 9, thông qua liên hệ đặc biệt của linh hồn thánh nữ, cô mới tìm ra băng long nhỏ này, còn ký kết khế ước thứ nhất. Trước mắt, đây là lần đầu tiên băng long chiến đấu vì Trần. Anh Nhi, kỳ thật khi Trần Anh Nhi đấu với Lâm Thần thì đã chịu thiệt. Trước tiên cô ngâm sướng chú ngữ không phải triệu hoán băng long mà là triệu hoán thuật sáu địa long nguyên tố tù lung mà cô có thể phóng ra. Cô cho rằng mạch đầu biến thành nghịch thiên ma long có thể chặn được công kích của lâm thần một thời gian, chỉ cần cô hoàn thành nguyên tố tù lung thì lâm thần chắc chắn thất bại. Nhưng không như mong muốn, chú pháp thánh dương của lâm thần quá mạnh, không ngờ mạch đầu không chống được hai hiệp đã thua thảm. Điều này khiến Trần Anh Nhi không thể không đổi chú ngữ, dùng thời gian ngắn nhất triệu hoán ra băng long chiến đấu cho mình. Thậm chí chiến thuật cũng bởi vì lâm thần cường đại mà có biến hóa nếu không thì đợt công kích tiếp theo của lâm thần đến chỉ sợ ngay cả chú ngữ cô cũng không thể hoàn thành làm linh hồn thánh nữ thi triển triệu hoán thuật thì trần anh nhi cần thời gian ngắn hơn người thường nhiều tốc độ cô phóng ra triệu hoán thủ chỉ cần 3 giây ngâm sướng mà thôi thế mới khiến băng long hiện thân bế quan hơn 4 năm trần anh nhi có nhiều lĩnh ngộ về mặt triệu hoán thuật trừ 6 con địa long ra sau đó cô không còn ban linh hồn cho ma thú khác nữa bởi vì cô phát hiện nếu mình đem ban linh hồn vào mạch đâu hay là khế ước triệu hoán thú thì hiệu quả sẽ càng tốt, sinh ra rất nhiều biến hóa kỳ lạ. Băng Long xuất hiện, gầm một tiếng, đôi cánh mở ra, chắn Trần Anh Nhi ra sau lưng. Cùng lúc đó, hơi thở sắc băng lam bắn hướng Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt biến trầm trọng, dĩ nhiên ông không cho rằng đánh bại mạch đâu là có thể chiến thắng Trần Anh Nhi. Lúc trước Trần Anh Nhi thi đấu thì ông có xem qua. Cô gái là thông linh giả cấp 9, khá giỏi về triệu hoán thú, cô thi triển ra sinh linh môn, khí thế vạn thú chạy trồm thật khó mà ngăn cản. Đây cũng là vì sao ông vừa lên liền sử dụng chú Pháp Thánh Dương. Bởi vì ông không thể để Trần Anh Nhi phát huy, thi triển ma Pháp triệu hoán đến trình độ mạnh nhất. Đầu rồng đỏ vàng vẫn ở ngoài Thánh Dương, trong khi băng long xuất hiện thì nó đã hoàn thành tích lũy, một ngụm khí đỏ vàng phun ra, vẫn chỉ thô cỡ cánh tay, chắc mắt vạch không chung nghênh đón hơi thở băng long. Thực lực của băng long và Thánh Dương hỏa long khiến nhiệt độ trong sân đấu lớn chênh lệch rõ ràng. Chỗ của băng long thì nhiệt độ thấp, không bị nóng cháy ảnh hưởng thánh dương hỏa long mang đến độ nóng lại khiến chỗ khác như đang sôi sục. Không cần nghi ngờ, vẫn là thánh dương hỏa long mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chú ngữ của lâm thần vẫn còn đang ngâm sướng. Ai cũng không biết ma pháp tiếp theo phối hợp chú pháp thánh dương sẽ là cái gì, nhưng có thể đoán được uy lực tuyệt đối không thấp. Chiến đấu đến tận đây, tình hình đối với Trần Anh Nhi đã cực kỳ bất lợi. Thần hàng, vạn thú thằng uy, trong đôi mắt xinh đẹp của Trần Anh Nhi lộ ra ánh sáng kiên cường. Đừng nhìn cô thường ngày cười giỡn, kỳ thật lòng hiếu thắng rất mạnh dương văn chiêu đã bị đào thải cô quyết không cho phép mình cũng bị đào thải chỉ thấy thân thể trần anh nhi đột nhiên bao trùm một vầng sáng trắng ngà ngay sau đó một ảo ảnh khổng lồ bỗng xuất hiện sau lưng cô bóng hình này dường như là con người khoảnh khắc nó hiện ra cả sân đấu luyện đều phát ra tiếng vạn thú gầm kinh người vạn thú cùng kêu đó là tình hình đồ sộ cỡ nào chỉ là một tiếng giống đã khiến cơ thể lâm thần lung lay một chút thánh dương hỏa long trong thánh dương cũng bị ảnh hưởng hai luồng sáng mông lung từ người trần anh nhi cùng lúc phóng ra một cái rơi vào phía sa mạch đâu đang đối kháng với thánh dương hỏa long một cái khác thì rơi vào người băng long ở trước mặt cô bỗng chốc xuất hiện biến hóa kỳ lạ đầu tiên khiến người chú ý là băng long to lớn trước mặt trần anh nhi chỉ thấy thân thể băng long chớp mắt phình lên vốn là sắc băng lam hoàn toàn biến thành trắng băng xương chớp mắt chiếm một nửa phạm vi sân đấu lớn thân hình băng long tăng hơn 30 mươi mét phun ra hơi thở trận thánh dương hỏa long ánh sáng vàng và đỏ hồng ở trên không trung đan vào nhau tranh đấu không thoái nhượng đây, đây là hình dạng băng long thành niên, các cường giả linh hồn thánh điện trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh này. Trong trí nhớ của họ, triệu hoán sư chưa có bất cứ ma pháp nào có thể khiến một ma thú còn nhỏ trước mắt biến thành thành niên, còn bùng phát thực lực thành niên. Nhưng Trần Anh Nhi đã làm được rồi, băng long rõ ràng đã thành niên, dù đối mặt tam hỏa hợp nhất cực đậm đặc cũng không yếu thế. Bên kia mạch đâu nhận được ánh sáng trắng tăng phúc cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, thân thể bỗng lớn gấp đôi, hóa thành một con rồng khổng lồ hơn 30 mét trong tiếng gầm gừ trầm thấp linh lực hắc ám sắc tím sậm nhanh chóng hóa giải thánh dương hỏa long xâm thực càng khiến người rung động còn ở mặt sau mạch đâu ngửa đầu phát ra tiếng hú dài màu đen trên người nó nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn biến thành sắc trắng thân thể xuất hiện nhiều biến hóa kỳ lạ dây lát đã biến thành một băng long thành niên dương đôi cánh bay hướng trần anh nhi nó phun ra hơi thở bắn hướng lâm thần phía xa đây là biến hình đám triệu hoán sư trợn to mắt nhìn chiến đấu dù là họ quen thuộc ma pháp triệu hoán cũng bị chấn kinh Trần Anh Nhi thi triển ra ma pháp triệu hoán là thứ họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đây đều là năng lực gì vậy? Băng Long thứ hai xuất hiện khiến sắc mặt Lâm Thần biến đổi. Đối mặt một băng long thành niên thì ông đã cảm giác áp lực rất lớn. Lại tới con thứ hai, Thánh Dương Hỏa Long của ông rất khó chiếm ưu thế nữa. Trần Anh Nhi sắc mặt bình thường, tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, không có linh hồn thánh y tăng phúc, tuy ma lực của cô hữu hạn nhưng tuyệt đối đừng quên, cô là linh hồn thánh nữ thứ nhất trong mấy ngàn năm qua của linh hồn thánh điện. Sau lưng cô xuất hiện thân hình khổng lồ, chính là thần dáng thuật thần thú. Sau hơn 4 năm minh tưởng sâu, Trần Anh Nhi đã chọn ra một con đường cho mình. Tựa như lâm hâm đem ma pháp biến rắc rối thành đơn giản, từ mã tiên thì cuồng dã, con đường của cô là hoàn mỹ kết hợp với năng lực thần thú. Hai luồng sáng trắng chính là cô dựa ban linh hồn và thần dáng thuật kết hợp lại sáng tạo ra lĩnh vực, gọi là thần thú lĩnh vực. Sự cường đại của thần thú lĩnh vực ở chỗ nó là lĩnh vực loại hình phạm vi cũng có thể là loại đơn thể. Tác dụng chỉ là tăng phúc, tăng phúc triệu hoán thú của Trần Anh Nhi, Băng Long nhỏ được thần thú lĩnh vực tăng phúc, chớp mắt hóa thành băng Long thành niên, mạch đầu cũng tăng mạnh thực lực. Nếu như là tăng phúc phạm vi thì tăng năng lực cho cá thể sẽ yếu chút, nhưng số lượng sẽ lớn hơn nhiều. Tới lượt tôi, Trần Anh Nhi lòng thầm kêu một tiếng, cô đột nhiên ngừng ngâm sướng chú ngữ, lòng bàn tay hướng ra ngoài, giơ cao qua đầu làm động tác chống trời. Ngay sau đó, ảo ảnh khổng lồ sau lưng cô đột nhiên vỡ, hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh bay hướng hai băng Long chắn trước mặt Trần Anh Nhi, chớp mắt dung nhập vào người chúng thần hàng thiên uy vực trần anh nhi yêu kiều khẽ quát hình ảnh khiến mọi người khó quên xuất hiện hai băng long cùng ngưng đầu lên mắt bỗng biến thành sắc băng lam ngay sau đó nguyên sân đấu lớn đều hóa thành cùng màu sắc lạnh lẽo đến tột độ khiến ánh sáng bảy sắc của vòng phòng hộ cũng bị ức chế xuất hiện tiếng sao két két sao lâm thần vừa mới chuẩn bị xong ma pháp tiếp theo lại kinh hãi phát hiện thánh dương của mình tụt nhiệt độ ma pháp bị đánh gãy lạnh thấu xương ập đến trước mắt đóng băng ông thành pho tượng ánh mắt lý chính trực biến sắc bén Tiệt sáng lạnh bắn ra bốn phía, đôi tay nắm chặt tay ghế ngồi, âm điệu cao hơn bình thường nhiều. Song lĩnh vực về song lĩnh vực thì có hai cách giải thích, một là cùng xuất hiện hai lĩnh vực, một là một người có được hai lĩnh vực. Mà tình huống này rõ ràng là vế trước, hai lĩnh vực này không phải Trần Anh Nhi phóng ra, đó là lĩnh vực thuộc về băng Long, giống hệt nhau, cực hàn lĩnh vực. Nếu chỉ là một cực hàn lĩnh vực thì có lẽ Lâm Thần còn dựa vào chú pháp Thánh Dương ngăn cản được, nhưng hai cực hàn lĩnh vực cùng xuất hiện, hỗ trợ cho nhau thì gần như tăng gấp mấy lần lâm thần dù sao không phải là cường giả lĩnh vực chú pháp thánh dương của ông lập tức bị cực hàn lĩnh vực thuộc tính cực lạnh ức chế ma pháp bị phá chính ông cũng đóng băng trong cực hàn lĩnh vực trần anh nhi dựa vào là thần thú lĩnh vực cực độ tăng phúc khiến mạch đâu và băng long có năng lực lĩnh vực tuy chỉ có thể phát động trong thời gian ngắn nhưng đối với lâm thần thì đã đủ rồi không có linh hồn thánh y hỗ trợ thì triển ra thần hàng thiên uy thần thú lĩnh vực tăng phúc sắc mặt trần anh nhi biến tái nhợt nhưng cô đứng trong thế giới băng tuyết cho người cảm giác thánh khiết cao quý tựa như đóa tuyết liên, không nhiễm bụi trần. Trên sáu đài khách quý, trọng tài đến từ các săn ma đoàn đều rót linh lực vào vòng bảo hộ mới ổn định lại không bị song lĩnh vực ảnh hưởng. Nhưng linh lực của họ đang nhanh chóng tiêu hao, do đó có thể thấy song lĩnh vực hợp nhất đáng sợ tới mức nào. Thu lĩnh vực lại đi, trận này ngươi thắng, vang lên giọng trần cuồng. Cùng lúc đó, một luồng sáng ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, rơi vào người lâm thần bị đóng băng. Trần Anh Nhi thu lại động tác tay, tăng phúc kết thúc, cực hàn lĩnh vực đến nhanh đi cũng nhanh chốc lát sau trong sân đấu lớn đã hồi phục bình thường mạch đâu lại trở về hình dạng heo con nhảy vào ngực trần anh nhi trên người nó còn có vài chỗ cháy đen băng long cũng biến nhỏ lại dưới chân xuất hiện sao sáu cánh biến mất phó điện chủ ma pháp thánh điện lâm thần thua khi lâm thần hòa tan trong cột sáng vàng hồi phục ý thức thì bởi vì cảm giác lạnh lẽo trước kia mà đánh dùng mình một cái khẽ thở dài ông lắc đầu xoay người đi hướng khu vực ma pháp thánh điện dù là lý chính trực cũng không thể trách ông được ông đã dốc hết sức chẳng qua đối thủ có song lĩnh vực quá mạnh. Kỳ thực trong lòng Lâm Thần không phục, thầm nghĩ, nếu mình sớm 20 năm đột phá cấp 9, đem chú pháp Thánh Dương chuyển hóa thành lĩnh vực, do đó chân chính hoàn chỉnh uy lực của nó, thì dù đối mặt cực hàn lĩnh vực cũng chưa chắc chịu thiệt. Thật đáng tiếc, nghĩ tới chú pháp Thánh Dương rất có thể do mình mà đứt đoạn, trong lòng ông nổi lên bi thương. Trần Anh Nhi thắng trận này không tính thoải mái, kết thúc cực hàn lĩnh vực, thân thể cô lảo đảo, sau đó chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi trận so đấu này đám triệu hoán sư linh hồn thánh điện nhìn như mê như say thì ra ma pháp triệu hoán còn có thể làm như thế lấy triệu hoán thú thi triển lĩnh vực hiện nay bên trong linh hồn thánh điện tuyệt không ai làm được bao gồm trần hoành vũ có được lĩnh vực thú hoàng cũng giống nhau trần anh nhi dùng thực của mình chứng minh lời tam thủy bà bà đã nói không sai tu vi của cô như vậy tam thủy bà bà đích thực không phải là đối thủ của cô sự cường đại của san ma đoàn quang chi thần hy theo so đấu tiếp tục ngày càng được các cường giả lục đại thánh điện thừa nhận trong đó cảm nhận sâu sắc nhất lý chính trực, vốn ông tưởng rằng trong săn ma đoàn quang chi thần hy, chân chính ưu tú, cường đại chỉ có mình long hạo thần, tối đa tăng một thải nhi. Nhưng xem tình trạng trước mắt, các đoàn viên khác cũng rất mạnh mẽ. Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên cũng có được lĩnh vực, hơn nữa uy lực còn khá mạnh. Lý chính trực tự hỏi, đổi lại là mình muốn thắng họ chắc chắn sẽ mất công rất. Nhiều, trận đấu tiếp tục, sau vòng này, còn lại chỉ có 24 người, so đấu đặc biệt hấp dẫn. Trận chiến của Trần Anh Nhi và Lâm Thần không phải điểm sáng duy nhất. Mấy trận sau cũng lộ ra đặc sắc, bởi vì thực lực hai bên ngày càng mạnh, năng lực lĩnh vực thỉnh thoảng xuất hiện trong sân đấu. Chân chính đã hiền là dân chúng bên ngoài, nếu không có thánh điện đại tái thì sao họ có thể thấy thực lực cường đại như vậy. Các trận đấu tiếp theo, săn ma đoàn quang chi thần hy có hàn vũ thua. Trong vòng thứ ba này, dường như săn ma đoàn quang chi thần hy đã mất hết may mắn. Y đụng phải ông nội Trần Anh Nhi, điện chủ linh hồn thánh điện, Trần Hoành Vũ. Trước lĩnh vực thú hoàng cường đại, không có lĩnh vực thì y không có chút cơ hội nào. Nhưng Hàn Vũ cũng thể hiện ra thực lực của mình, dựa vào lực phòng ngự cường đại của thủ hộ kỵ sĩ, y đối mặt lĩnh vực thú hoàng thúc đẩy vạn thú điên cuồng tấn công đã chống cự lâu tới 10 phút mới bại trận. Mà đồng bạn của y, Tà Nhãn Bạo Quân cũng để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người. Tà Nhãn Bạo Quân tương đương với cường giả đỉnh cấp 8. Tinh thần lực cường đại của nó trấn áp, khống chế, thậm chí triệt tiêu gần hết tăng phúc của lĩnh vực thú hoàng. Đáng tiếc là tà nhãn bạo quân muốn tiến hóa nữa thì cần có kỳ ngộ đặc biệt mới được. Về mặt tỏa kỵ, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ, Dương Văn Chiêu, đoạn đức đều gặp phải nan để tòa kỵ khó thể tiến hóa lên cấp 9. May mắn là Trương Phóng Phóng, Lâm Hâm, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên đều thuận lợi chiến thắng đối thủ, thông qua vòng thứ 3 thi đấu cá nhân. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, chưa ra trận chỉ còn lại Long Hạo Thần và Thải Nhi. 24 trận vòng thứ 3 chỉ còn lại 4 trận cuối. Lúc này biểu tình ôn hòa của Long Hạo Thần hơi thay đổi trong trận đấu đơn thánh điện đại tái không phải không có khả năng giúp chúng đồng bạn. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, xác suất hắn và Thải Nhi gặp gỡ nhau rất lớn. Nghĩ tới đây, Long Hạo Thần bất giác nhớ lại năm đó tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Hắn và Thải Nhi đụng độ, nàng lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ lịch sử sẽ lại tái diễn lần nữa sao? Nhớ tới khi đó mình vì giữ lời hứa với Lâm Hâm, không kịp giải thích cùng Thải Nhi đã ra quyết định, tổn thương nàng sâu đậm, ánh mắt Long Hạo Thần càng biến dịu dàng hơn nhẹ nắm tay Thải Nhi, hắn nhỏ giọng nói, nếu chúng thật sự đụng độ, lần này hãy để anh nhận thua, có được không? Thải Nhi ngây ra, hạo thần, anh, Long hạo thần mỉm cười nói, năm đó rõ ràng em có thể thắng anh nhưng lại lựa chọn từ bỏ so đấu, vì sao anh không thể một lần bỏ cuộc vì em? Thải Nhi bật cười, nói, chàng ngốc, đừng có làm dối, tình huống bây giờ sao giống năm đó được, khi ấy đối với chúng ta thắng thua không là gì, lần này lại liên quan đến tương lai chúng ta đối kháng ma tộc, anh mới là đoàn trưởng quang chi thần hy là lãnh đạo của mọi người. A, à, xem ra chúng ta không cơ hội gặp nhau tại vòng này. Lúc hai người nói chuyện thì một luồng ánh sáng rơi vào người Thải Nhi, cái khác thì rơi về phía thích khách thánh điện phương xa. Người được chọn chính là Hiệp giả Thánh Nguyệt. Nhìn Hiệp giả Thánh Nguyệt biểu tình hơi không cam lòng, Long Hạo Thần Kiềm không được bật cười. Xem ra ông cố muốn so tài với em một phen. Thải Nhi khẽ cười nói, không đâu. Quả nhiên, không đợi Thải Nhi ra sân thì Hiệp giả Thánh Nguyệt đã trầm giọng nói ta tự nhận không địch lại, từ bỏ so đấu. Nói xong ông ngồi trở về vị trí, không bước ra ngoài. Ai có thể ngờ năm thánh điện tham gia thi đấu cá nhân, mới là vòng thứ ba đã có 3 vị điện chủ dẫn đội rời khỏi cuộc chơi. Rút lui đơn giản nhất phải tính tới Thánh Nguyệt, không ngờ trực tiếp nhận thua, còn bảo không phải đối thủ của Thải Nhi. Khi thích khách thánh điện đối diện Thải Nhi thì đây đã là lần thứ. 2. đến tận đây, Quang Tri Thần Hy đã có 6 người thông qua vòng thứ ba, họ còn một người chưa ra sân. Ánh sáng tuyển chọn lại lấp lánh, gần như rời khỏi Thải Nhi Lan tới chỗ Long Hạo Thần. Đối thủ của Long Hạo Thần thì ở kỵ sĩ Thánh Điện. Liên tục hai trận đều là đối đầu với đồng môn, đó là một kỵ sĩ lớn tuổi, tuổi lớn hơn Long Thiên Ấn một chút. Lão chậm rãi đứng dậy, gật đầu với Long Hạo Thần ngồi ở hàng sau, thanh âm già nua hùng hồn. Hãy để chúng ta quyết đấu một trận giữa kỵ sĩ đi. Nói xong câu đó, lão xài bước đi hướng sân đấu. Long Hạo Thần phản xạ nhìn ông nội, Long Thiên Ấn nở nụ cười bất đắc dĩ với hắn, khiến hắn giật mình biểu tình của ông nội nói cho hắn biết vị kỵ sĩ lớn tuổi này là người long thiên ấn không thể sai khiến nên biết rằng thần ấn kỵ sĩ ở trong kỵ sĩ thánh điện có quyền uy gần như trí cao vô thượng kỵ sĩ mà long thiên ấn cũng không thể khống chế thì hiển nhiên có địa vị rất cao long hạo thần cùng vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này vào trong sân đấu lớn tự động tăng tốc tiến lên chạy hướng phương xa kéo giãn khoảng cách với lão kỵ sĩ đây là lễ tiết vãn bối đối với trưởng bối hắn không thể đứng đó chờ vị trưởng giả này đi tới chỗ xa tên ta là dương hạo vũ một trưởng lão không quản việc gì. Lần này hạo hàm không đến, ta thay hắn và cũng vì chính ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn người cứu lại dòng độc đinh dương ra chúng ta. Nói xong lão hướng Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ, thế là Long Hạo Thần mới biết thân phận của ông lão. Không ngờ ông là huynh đệ của điện chủ Dương Hạo Hàm, xem hình dạng thì rất có thể là anh trai, hèn chi ngay cả ông nội cũng rất tôn kính lão. Hắn vội vàng trả lễ, Dương Hạo Hàm ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Ta sớm đã nghe Hạo Hàm và Thiên Ấn nhắc tới ngươi, Ngươi rất ưu tú, vượt qua gia gia và phụ thân của ngươi. Nhưng dù sao ngươi còn quá trẻ tuổi, kỵ sĩ thánh điện không có kỵ sĩ nhận thua, muốn để ta chấp nhận ngươi, vậy rất đơn giản, đánh bại ta đi. Mời, nói rồi lão kỵ sĩ hét lớn một tiếng, sau lưng lóe ánh sáng vàng. Một luồng sáng chia thành hai, nhanh chóng tách ra hai bên, phủ lên người Dương Hạo Vũ. Chỉ thấy trên người Dương Hạo Vũ tầng sáng vàng chớp mắt lan tràn, chốc lát giáp vàng đã trùm lên người lão. Cùng lúc đó, đôi trọng kiếm thò ra khỏi tay lão khí thế lãnh liệt hóa thành hữu hình xung quanh lấp lánh ánh sáng vàng khiến long hạo thần cảm giác như mình đang ở trong trời sao một bên trời sao có con dã thú cường đại đang há miệng muốn nuốt hắn nhìn thấy hình ảnh này khu nghỉ ngơi ma pháp thánh điện lý chính trực bỗng biến sắc mặt thất thanh nói là hắn thì ra là hắn hèn chi long tinh vũ trong kỵ sĩ thánh điện không xuất trận nhưng chẳng phải hắn đã bế quan gần 50 năm sao tuy đàm hoàn thua trận phía trước nhưng bởi vì vòng này chưa kết thúc cô còn ở trong khu ma pháp thánh điện nghe vậy thì tò mò hỏi. Lão sư, người này là ai? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả thần ấn kỵ sĩ? Bình thường Lý Chính Trực luôn là cười híp mắt, dù lúc trước bị chọn đấu với Long Thiên Ấn thì ông vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng kỵ sĩ trước mắt lại khiến ông biến sắc, hiển nhiên có điểm nào đó không tầm thường. Biểu tình Lý Chính Trực trở lại bình thường, trầm giọng nói. Về mặt nào đó thì hắn mới là cường giả mạnh nhất kỵ sĩ thánh điện. Nếu năm đó hắn được thần ấn vương tỏa thừa nhận, có lẽ hắn đã trở thành lãnh đạo chân chính lục đại thánh điện, liên minh thánh điện cũng sẽ không chia năm xẻ bảy như hiện nay. A, à, Đàm Hoàn kinh ngạc, cô chưa từng nghe lão sư đánh giá cao một người như vậy, hơn nữa còn là một kỵ sĩ, cho dù đối với Long Hạo thần thì lý chính trực cũng có phần giữ lại, cho rằng hắn còn quá trẻ. Lý chính trực nói, hắn tên là Dương Hạo Vũ, có thể nói là nhân vật truyền kỳ một thời. Minh chủ Thánh Minh Dương Hạo Hàm, là em ruột của hắn, về mặt nào đó thì Dương Hạo Hàm xem như là đệ tử của hắn từ đó ngươi có thể tưởng tượng ra hắn mạnh cỡ nào rồi chứ. Hắn lớn hơn Dương Hạo Hàm gần 30 tuổi, năm đó khi hắn thành danh thì Dương Hảo Hàm mới chỉ gia nhập vào kỵ sĩ thánh điện mà thôi. Thiên phú của Dương Hảo Vũ cực cao, tính cách mạnh mẽ, được tiếng là kỵ sĩ có khí chất vương giả nhất. Hắn cũng là một trường giới kỵ sĩ, nghe nói trường giới kỵ sĩ duy nhất hiện nay trong kỵ sĩ thánh điện, Long Tinh Vũ chính là dựa theo điển tịch trường giới kỵ sĩ hắn để lại tu luyện. Dương Hảo Vũ chưa bao giờ sử dụng bất kỳ vũ khí trang bị nào, bởi vì hắn có một ma thú rất đặc biệt tên gọi tinh không. Loại ma thú này từ ý nghĩa nào đó thì đã thoát khỏi phạm trù ma thú, thuộc về tồn tại vượt qua cấp 9. Nó có thể hóa thành bất cứ hình thái nào, trợ giúp Dương Hảo vô tiến hành tu luyện. Trong quá trình tu luyện, còn có thể giúp hắn hấp thu lực lượng nhật nguyệt tinh thần. Dựa theo bối phận thì hắn là trưởng bối của ta, ta không biết khi nào hắn đột phá cấp 9, nhưng hắn lại có hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có trong kỵ sĩ thánh điện, từ chối trở thành thần ấn kỵ sĩ. Cái gì, đàm hoàn thất thanh kêu lên, Sao có thể được, trở thành thần ấn kỵ sĩ ý nghĩa có được một thần khí, hơn nữa trở thành điện chủ kỵ sĩ thánh điện. Lý Chính trực thở dài nói, đương nhiên Dương Hảo Vũ biết điều này, nhưng hắn thật sự quá kiêu ngạo. Hắn có được thần thú tinh không vượt trên cấp 9, khi đi tới thần ấn vương tỏa đã được vài thần ấn vương tỏa thừa nhận. Nếu khi đó hắn lựa chọn thì có thể lập tức trở thành một vị thần ấn kỵ sĩ. Nhưng hắn không làm như vậy mà thỉnh cầu thần ấn vương tỏa cường đại nhất cũng chưa từng được người sử dụng, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa. Cuối cùng, hắn bị vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa từ chối, hắn cũng không lựa chọn thần ấn vương tỏa khác. Sau khi được kỵ sĩ thánh điện trao cho danh hiệu tinh không thần thánh kỵ sĩ, hắn bắt đầu quanh năm bế quan. Truyền rằng sau này hắn lại từng muốn vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa thừa nhận nhưng vẫn không thành công. Bởi vì hắn bế quan thời gian quá dài, đã sớm tránh khỏi tầm mắt cao tầng lục đại thánh điện. Không ngờ thánh điện đại tái lần này Dương Hạo Hàm lại mời hắn ra. Nói đến đây, biểu tình của Lý Chính Trực có chút lạc lõng xem ra ta vẫn quá mức tự tin, bên trong kỵ sĩ thánh điện. Dương Hạo Hàm có chút không phục nói, lão sư, chẳng lẽ ông ta có thể thắng được người sao? Lý Chính Trực lắc đầu, nói, nếu như là ta đối mặt hắn thì khả năng chiến thắng tuyệt đối không hơn 5 phần, lại còn là dưới tình huống không có hạn chế, được sử dụng trang bị. Người hãy xem đi, hắn sẽ cho người thấy thực lực của tinh quang thần thú cường đại cỡ nào. Nó từng được tiếng là thần thú số một dưới tinh không. Dương Hạo Hàm còn là thủ tịch trưởng lão kỵ sĩ thánh điện, lần này chắc long hảo thần sẽ nhận được bài học sâu sắc nhưng vậy cũng tốt hắn quá trẻ tuổi đối với người trẻ tuổi thì thất bại có đôi khi là kinh nghiệm tốt nhất nếu bây giờ long hảo thần có thể nghe thấy lời của lý chính trực chắc chắn hắn sẽ rất đồng ý bởi vì hắn từng bị một lần đả kích trầm trọng nhất vì điều đó trả giá sinh mệnh của mình hiện tại hắn sống lại một lần sớm tẩy sạch tham niệm nội tâm trầm tĩnh như nước long hảo thần không biết dương hảo vũ có lịch sử huy hoàng như vậy mắt thấy trên người lão xuất hiện giáp và vũ khí thì giật minh nhưng biểu tình nhanh chóng bình thường như cũ trước mặt hắn sao sáu cánh màu vàng xuất hiện hắn không biết huy hoàng của dương hạo vũ lại cảm nhận được lão mang đến uy hiếp to lớn nếu không dùng tòa kỵ hỗ trợ thì hắn không có tự tin chiến thắng được kỵ sĩ cường đại này trước mặt long hạo thần xuất hiện sao sáu cánh màu vàng rất nhu hòa ánh sáng vàng lấp lánh vẽ ra từng đường nét sao sáu cánh dần tỏa vầng sáng bảy sắc bảy sắc chỉ là đại biểu một loại cảnh giới từ ý nghĩa nào đó thì cung cấp với thần khí ngay sau đó, một thân hình xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Thân dài hơn 4 mét, cao trên 2 mét, có đôi cánh to lớn mở ra hai bên người, toàn thân vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng bảy sắc, cái sừng trên đỉnh đầu tỏa ra sắc bảy màu. Nó vừa xuất hiện, quang nguyên tố trong sâu đấu lớn lập tức quay quanh người nó. Vốn từng điểm sáng xuất hiện trong không khí đều bị trục xuất khỏi phạm vi vầng sáng bảy sắc. Thần thánh độc giác thú, Dương Hạo Vũ trông thấy ma thú xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần thì khá là kinh ngạc. Trong truyền thuyết có vài loại ma thú bị gọi là tòa kỳ tốt nhất của kỵ sĩ, kỵ sĩ có được loại tòa kỵ này thì có thể lấy chúng nó đến mệnh danh. Trong đó đứng đầu chính là thần thánh long kỵ sĩ, tiếp đó chính là thần thánh độc giác thú kỵ sĩ, mặt sau mới là long kỵ sĩ. Thần thánh độc giác thú có thể xếp hạng 2 thì thấy được nó đối với kỵ sĩ là loại tăng phúc và vinh quang cỡ nào. Dương Hảo Vũ bị gọi là tinh không thần thánh kỵ sĩ cũng bởi vì tòa kỳ của lão. Nhưng tinh không thần thú không có ghi chép trong thời cổ đại, không thuộc về xếp hạng danh hiệu tòa kỵ của kỵ sĩ bởi vì bản thân thần thú tinh không cường đại nên mặt sau mới gia tăng. Long hạo thần triệu hoán ra thần thánh độc giác thú mới chân chính là xếp hạng thứ hai. Long hạo thần nhóa người đã ngồi trên lưng thần thánh độc giác thú. Bỗng chốc trên người thần thánh độc giác thú tỏa ra vầng sáng bảy sắc, cũng nhiễm người hắn thành bảy sắc, mơ hồ có vầng sáng bao bọc trên người long hạo thần. Thời cổ đại từng có một truyền thuyết, người yêu lý tưởng nhất trong lòng các thiếu nữ phải là chân đạp mây tía bảy sắc, mà kim giáp thanh y. Cái gọi là mây bảy sắc ý chỉ thần thánh độc giác thú, còn về kim giáp thánh y là cái gì thì hiện tại nhân loại không còn ai biết. Nhưng từ ý nghĩa nào đó thì thần ấn vương tỏa tuyệt đối có thể tính vào trong, không phải sao. Không biết đã bao nhiêu năm thần thánh độc giác thú không xuất hiện, đã sớm mất tích trên thánh ma đại lục, không ai ngờ được Long Hạo Thần lại triệu hoán ra tỏa kỵ thế này hỗ trợ mình chiến đấu. Không thể dùng trang bị nhưng không ngại gì có tỏa kỵ hỗ trợ mình. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, biểu tình của Dương Hạo Vũ đã trở lại bình thường, nhưng ông không nóng vội tấn công mà nói với hướng đài khách quý kỵ sĩ thánh điện. Tổng trọng tài trưởng, ta có một thỉnh cầu, bởi vì ma thú của ta nên trước giờ chưa từng sử dụng trang bị vũ khí. Năng lực của ta không liên quan đến trang bị, bởi vậy trận chiến này ta triệu hoán ra đồng bạn thì tất nhiên sẽ chiếm ưu thế. Bởi vậy, ta xin tổng trọng tài trưởng đặc biệt cho phép Long Hạo Thần sử dụng trang bị trong trận chiến này. Lời vừa thốt ra, rung động toàn trường. Biết rõ Long Hạo Thần triệu hoán ra là thần thánh độc giác thú có độ phù hợp kỵ sĩ xếp thứ hai, vậy mà Dương Hạo Vũ còn yêu cầu cho hắn sử dụng trang bị, đây là tự tin như thế nào chứ? hiển nhiên lão cho rằng long hạo thần trong trạng thái này còn chưa phải đối thủ của mình khu thí sinh nghỉ người kỵ sĩ thánh điện các thành viên quang tri thần hy nghe xong lời của dương hảo vũ sắc mặt biến quái lạ lâm hầm nhìn không được nói vị lão kỵ sĩ này phải chăng đã quá tự tin rồi không lẽ ông ấy chưa trông thấy đại ca từng thi triển quang thần lĩnh vực sao long thiên ấn liếc y một cái lạnh nhạt nói người thanh niên có tự tin là chuyện tốt nhưng đừng mù quáng kiêu ngạo tuy hạo thần ưu tú nhưng trận này ta không cho rằng nó thắng các người có biết 50 năm trước, Dương Huynh chính là thần thánh kỵ sĩ ngang hàng với tiền bối Trần Cuồng không? Về thực lực cá nhân thì Huynh ấy thậm chí còn vượt qua tiền bối Trần Cuồng mấy? Bậc, tuy Huynh ấy không phải là thần ấn kỵ sĩ nhưng vẫn đều là cường giả số một trong kỵ sĩ Thánh Điện. Nếu không phải lần này Thánh Điện đại tái quá quan trọng, chúng ta không thể mời Dương Huynh ra trận được. Phổ thân của hạo thần, cũng chính là con trai ta, Long tinh vô tối đa xem như ký danh đệ tử của Dương Huynh mà thôi. Nghe Long Thiên Ấn nói vậy, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy mới hiểu được Long Hạo Thần sắp đối mặt một vị cường đại cỡ nào. Thần ấn kỵ sĩ chỉ là ký danh đệ tử của lão, còn cường đại hơn cả Trần Cuồng truyền kỳ, cái này, đại ca có, may mắn, cỡ nào vậy trời. Long Thiên Ấn nhàn nhạt nói, bây giờ không sợ cho các người biết, ta không chắc lý chính trực có thành công đột phá hay không, nhưng trước lý chính trực, cả liên minh thánh điện chỉ có một vị tu vi đột phá cấp 9 bậc 4, đó chính là thần thánh kỵ sĩ này. Lời vừa thốt ra, thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều hoảng sợ. Trong bọn họ, trừ Đoạn Ước và Dương Văn Chiêu ra, mấy người khác đều tiến vào cấp 9. Chân chính vào cấp 9 họ mới hiểu rõ tu luyện mặt sau gian nan cỡ nào. Gần như mỗi tăng 100 điểm linh lực là sẽ gặp phải bình cảnh. Đột phá cấp 9 bậc 4 có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nội linh lực của Dương Hạo Vũ đã vượt qua 40 vạn. Tu vi của Long Hạo Thần thì họ biết rõ, cấp 9 bậc 2, bị kẹt giữa bình cảnh bậc 3. Nhưng bởi vì hắn có trái tim vĩnh hằng, nội linh lực hơn cường giả cấp 9 bình thường 9 vạn, bởi vậy nội linh lực đạt tới hơn 29 vạn. Nhưng dù sao hắn chỉ mới là đỉnh bậc 2, còn chưa tiến vào bậc 3. Còn Dương Hạo Vũ thì đã tiến vào bậc 5, trên cấp 9 thì chênh lệch mỗi bậc cực lớn, đều có rất nhiều biến cố. Có thể nói, trên cấp 9 mỗi đột phá một bậc thì cần hao phí tinh lực, không dễ dàng như người mới học tu luyện đến cấp 9. Nhưng sau ngắn ngủi chấn kinh, thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy rất nhanh bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn nhìn trong sân đấu lớn. Long Thiên ấn kinh ngạc phát hiện trên mặt những thanh niên này, ông trông thấy tin tưởng và cố chấp. Khi biết được thực lực của Dương Hạo Vũ mà họ còn có thể tin tưởng như vậy, nhìn từ khía cạnh nào đó thì Long Hạo Thần đã trở thành một loại tín niệm trong lòng họ. Có tín niệm chấp nhất này, họ tin tưởng tuyệt đối Long Hạo Thần chiến thắng. Nếu đã vậy thì đặc biệt cho phép Long Hạo Thần sử dụng trang bị. Trần Cuồng rất nhanh đáp lại, vốn đa số người cho rằng tổng trọng tài trưởng sẽ không đồng ý, thế mà ông lại chấp nhận. Một ít cao tầng tuổi trẻ chút trong lục đại thánh điện rất là khó hiểu. Thánh điện đại tái luôn lấy công bình trước tiên, cho phép Long Hạo Thần dùng trang bị thì sẽ công bình với thí sinh khác không. Còn các cường giả lâu năm thì đều nhìn chằm chằm Dương Hạo Vũ. Dù họ chưa từng thấy qua thần thánh kỵ sĩ truyền kỳ nhưng đều nghe qua truyền thuyết của lão. Long Hạo Thần đã chiến thắng Khâu Vĩnh Hạo, giờ hắn đại biểu cho lứa tuổi thanh niên đối mặt thần thánh kỵ sĩ. Trận so đấu này, kỵ sĩ nào thắng kỵ sĩ nào thua đã không còn quan trọng. Quan trọng là vốn có nhiều người bị ma pháp thánh điện lôi kéo nay trong lòng biến đổi kỵ sĩ thánh điện có cường giả cỡ như thần thánh kỵ sĩ còn có thiên tài tuổi trẻ như long hạo thần địa vị thống trị của họ thật sẽ bị ma pháp thánh điện thay thế sao người sáng suốt đều nhìn ra được tuy lý chính trực ưu tú cũng kế hoạch đã lâu nhưng ông thua thua vào tay người không tham gia lần thánh điện đại tái này lại là minh chủ đợt trước liên minh thánh điện dương hạo hàm dương hạo hàm mới là người mưu tính sâu xa dương hạo vũ nhận được câu trả lời khẳng định của trần cuồng xong gật đầu với long hạo thần tốt rồi bây giờ người có thể mặc trang bị cảm ơn tiền bối Long hạo thần gật đầu, nhảy người lên, chân đạp kim tinh cơ tòa. Giáp, bộ giáp lấp lánh ánh sáng ra cam lại bao phủ người. Khi hắn leo lên lưng thần thánh độc giác thú thì trong đôi tay cũng xuất hiện song trọng kiếm. Trọng kiếm tay trái tỏa ánh sáng xanh biếc lấp lóe ánh sáng trắng. Trọng kiếm nay tay phải tỏa ánh sáng đỏ lấp lóe bảy sắc. Chính là Lam Vũ, Quang Phù Dung và Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Nhìn Long Hạo Thần mặc song trang bị, trong mắt Dương Hạo Vũ bất giác lộ ra khen ngợi, lão khen là sự trầm ổn của Long Hạo Thần đổi làm thanh niên khác cỡ tuổi như long hảo thần đã có thành tựu như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện cảm xúc kiêu ngạo trong thánh điện đại tái trước mặt rất nhiều cường giả dương hảo vũ để ra việc để hắn mặc trang bị chiến đấu đây không thể nghi ngờ là loại sỉ nhục hắn nhưng sau khi được tổng trọng tài trưởng trần cuồng cho phép long hảo thần không nóng không vội mặc vào trang bị ánh mắt của hắn luôn bình tĩnh như vậy cảm xúc chẳng chút biến đổi sự trầm tĩnh này đã vượt qua tuổi hắn nên có xin tiền bối chỉ dạy cho Quang Minh nữ thần vịnh thán trong tay phải Long Hạo thần vỗ vào vai trái, hướng Dương Hạo Vũ ý bảo. Dương Hạo Vũ nhẹ gật đầu, trọng kiếm trong đôi tay chỉ xéo mặt nói, bình thản nói: "Bắt đầu đi." Cùng với tiếng kêu của lão, trên người hai người gần như cùng lúc lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng vàng minh mông tỏa ra quanh người Long Hạo thần, vang lên thanh âm êm tai giống như lúc đối mặt Khâu Vĩnh Hạo tràn ngập cả sân đấu. Từ người Dương Hạo Vũ cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng là ánh sáng vàng, nhưng khác với Long Hạo thần, ánh sáng của lão tỏa ra trong trời đêm, lấy dương hạo vũ làm trung tâm mảnh không gian rộng lớn hóa thành trời sao tựa như lão chuyển cả bầu trời vào đây trong trời sao này có vô số điểm sáng vàng mang theo linh lực dao động kỳ lạ thành thế ngang hàng với quang thần lĩnh vực của long hạo thần lĩnh vực hai bên hình thành lực đẩy khiến khoảng cách giữa họ kéo càng xa một bên là ánh vàng minh mông mà tinh thuần một bên là trời sao thần bí mà vô tận khi hai lĩnh vực xuất hiện bày ra tranh lệch rõ ràng vang lên giọng nói lạnh nhạt của dương hạo vũ quang thần lĩnh vực của ngươi là dựng trên cơ sở thần quyến giả hiểu biết và thân thiết đối với quang. Còn quang của ta là đến từ trời sao, không thuộc về thế giới này, càng không ở trong trưởng quản của quang thần. Vậy nên ngươi không thể tước đoạt quang của ta, đây là tinh lĩnh vực của ta, hãy đón một chiêu tinh thần, nói rồi thân hình dương hạo vũ không động đậy, tay phải bỗng nâng lên trọng kiếm chỉ hướng long hạo thần. Thoáng chốc hàng ngàn ánh sao từ trong lĩnh vực của lão bắn ra, tụ tập ở mũi kiếm, sau đó hóa thành luồng sáng vàng bay thẳng tới long hạo thần hóa lực lượng ngôi sao thành của mình đây chính là phép tắc tinh thần mà dương hảo vũ tự sáng chế ra luồng sáng tinh thần xẹt qua thoạt trông rất bình hòa nhưng khi nó tiến vào quang thần lĩnh vực của long hảo thần thì dường như không bị ảnh hưởng gì chớp mắt đã tới trước mặt hắn long hảo thần không dùng cứng đối cứng sau cánh to lớn sau lưng cùng dương ra tay trái lam vũ quang phù dung bỗng biến mất một tấm tuẫn bảy sắc nhỏ sinh thay thế vị trí của lam vũ quang phù dung chắn trước người sao đùng sao khoảnh khắc ánh sáng tinh thần rơi vào nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn phát ra thanh âm như tiếng sắt thép va nhau. Long hạo thần đã dùng thần ngự thuẫn, nhưng cảm giác lúc này của hắn tựa như bị một ngôi sao chính diện va chạm. Thoáng chốc, nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn tỏa ánh vàng bảy sắc rực rỡ. Có thể thấy rõ, ở ngực Long hạo thần, một đoàn sáng vàng kịch liệt nhấp nháy, chính là trái tim vĩnh hằng. Lúc cùng khâu vĩnh hạo chiến đấu, Long hạo thần từng dựa vào trái tim vĩnh hằng một quyền đánh lùi đối thủ. Lúc này mỗi lần trái tim vĩnh hằng nhảy là khiến hắn nhanh chóng hồi phục linh, lực ánh vàng bảy sắc trên nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn biến ngày càng trói lòa quang thần lĩnh vực hóa thành từng vòng quang hoàn vàng lan hướng long hạo thần không gian trong sân đấu bỗng chốc xuất hiện trạng thái sắp sụp đổ trên đài khách quý trần cuồng làm tổng trọng tài trưởng bây giờ vẻ mặt nghiêm túc lấy ông dẫn đầu tất cả trọng tài đang dốc sức rót linh lực vào vòng bảo hộ để giữ ổn định phòng hộ ánh sáng sao rốt cuộc yếu dần thân thể long hạo thần cũng bị ép tới gần vòng bảo hộ một chiêu thật mạnh vì để ngăn cản tinh quang này long hạo thần gần như dùng hết sức Hắn thật sự không ngờ thực lực của Dương Hạo Vũ đạt tới trình độ như vậy. Có lẽ lão không thể so sánh với Ma Thần Hoàng, nhưng tuyệt đối có tu vi cỡ Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói, có chút thú vị, ngươi còn chưa dùng hết sức, hãy để ta xem cực hạn của ngươi ở đâu. Trong tinh lĩnh vực của lão lại lóe hàng ngàn ánh sao. Chỉ thấy song kiếm cùng nâng lên, trên không trung vạch từng quỹ tích huyền ảo, cuối cùng đem vạn ánh sao hóa thành 9 điểm. 9 điểm ánh sao quay vòng trên không trung, ngưng kết thành một hóa thành ánh sáng tinh khiết không tì vết đánh hướng Long Hạo Thần. Ánh sao tinh khiết này vừa tiến vào quang thần lĩnh vực lập tức khiến lĩnh vực của hắn kịch liệt dao động, dường như muốn xé rách quang thần lĩnh vực. Một kích kia có uy thế trời đất biến đổi, sắc mặt Long Hạo Thần cực kỳ trầm trọng, thần thánh độc giác thú dưới thân hắn phát ra tiếng hú dài, một tầng sáng bảy sắc kỳ lạ bắn ra từ cái sừng, khuếch tán ra ngoài. Long Hạo Thần không giống lúc trước tiếp tục dùng tấm thuẫn, hai mắt nhắm lại, trái tim vĩnh hằng trước ngực nhảy càng kịch liệt hơn. Được thần thánh độc giác thú tăng phúc, cả người Long Hạo Thần bị nhiễm thành bảy sắc. Quang thần lĩnh vực dao động đột nhiên biến kỳ lạ, ánh sáng vàng kiềm chế chớp mắt quay về cách người hắn 10 mét, nhấp nháy theo trái tim vĩnh hằng. Tựa như cả quang thần lĩnh vực đều biến thành trái tim vĩnh hằng, lan tràn và khuếch tán. Cùng lúc đó, lĩnh vực rằng co, ngoài phạm vi quang thần lĩnh vực kiềm chế, trong sân đấu đều bị tinh lĩnh vực bao phủ, thoạt nhìn Long Hạo Thần đã bị áp chế đến cực hạn. Nhưng khi ánh sáng tinh khiết lần nữa tiếp xúc với quang thần lĩnh vực co rút lại này thì bị ngăn trở mãnh liệt, chỉ xâm nhập một chút thì ngừng lại giữa quang thần lĩnh vực và tim đập. Mỗi lần quang thần lĩnh vực dao động là ánh sao tinh khiết bị suy yếu đi, màu trắng dần biến mất, biến thành màu vàng, màu vàng cũng dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Mãi đến lúc này Long Hạo Thần mới mở mắt ra, quang minh nữ thần vịnh thán trong tay phải làm động tác chém tới trước. Cũng xin tiền bối nhận một kiếm của tôi. Quang minh nữ thần vịnh thán chớp mắt biến thành sắc vàng rực rỡ, ánh vàng của quang thần lĩnh vực cũng hóa thành từng vầng sáng tập hợp bên trên. Tay phải Long Hạo Thần vung lên, một lưỡi dao ánh sáng vàng thoát khỏi thân kiếm chậm rãi bay tới trước lúc trước dương hảo vũ phát động ánh sao trước mắt bị công kích bay tứ tán lưỡi dao ánh sáng vàng tấn công ánh sao xong tiếp tục bay không ngờ màu sắc lại biến đổi từ vàng dần thành trắng càng quái lạ là dao ánh sáng đi qua đâu thì vang lên thanh âm êm tai thanh âm kia lọt vào tai bất cứ ai đều có cảm giác yên tĩnh an bình đằng sau lưng lưỡi dao ánh sáng thậm chí xuất hiện đôi cánh tinh khiết ánh mắt dương hảo vũ lần đầu tiên biến trầm trọng tay phải cầm trọng kiếm nâng lên ánh sao bên trong tinh lĩnh vực lóe sáng ngời. dao ánh sáng trắng gần như vừa ra khỏi quang thần lĩnh vực liền tiến vào tinh lĩnh vực chỗ nó đi qua giường như không bị bất cứ cản trở một ngôi sao cách nó gần nhất bắn ra một luồng sáng vàng rơi vào dao ánh sáng xuất hiện hình ảnh kỳ lạ dao ánh sáng trắng bị trùng kích tốc độ bay lại giảm nữa nhưng thể thích tăng lên một phần còn ánh sao thì bị đánh vỡ đây là lần đầu dương hảo vũ gặp tình huống như vậy tay phải nâng lên trọng kiếm vạch hư không hàng ngàn ánh sao bỗng chốc ngưng tụ thành một dao ánh sáng khổng lồ chém vào một kiếm nhìn như nhẹ nhàng bay của Long Hạo Thần. Hai luồng sáng kích cỡ hoàn toàn kém xa ở trên không trung va chạm. Hình ảnh kỳ diệu hiện ra, thoạt trông thì dao ánh sáng Long Hạo Thần phát ra nên bị tổn thương ngay mới đúng, nhưng thực tế khi hai dao ánh sáng tiếp xúc lại xuất hiện trạng thái rằng co. Hai dao ánh sáng ngừng giữa không trung, dao ánh sáng khổng lồ lượn lờ ánh sao chậm rãi áp chế dao ánh sáng nhỏ của Long Hạo Thần từ từ lùi lại. Nhưng trong lúc lùi thì dao ánh sáng nhỏ biến lớn hơn, Giao ánh sáng lớn lại dần thu nhỏ, tốc độ giao ánh sáng nhỏ dần giảm thấp. Phân giải, phá, Dương Hạo vũ hét lớn một tiếng, song kiếm cùng chém xuống dưới. Vang tiếng ầm ầm thật lớn, tinh lĩnh vực kịch liệt chấn động. Lão phát ra giao ánh sao chớp mắt vỡ, hóa thành vô số ánh sao bắn ra. Còn giao ánh sáng Long Hạo thần phát ra thì rốt cuộc bị lực bạo tạc cường đại vỡ nát, hóa thành vô số ánh sáng trắng. Nhưng chúng nó không tán loạn mà bay trở về, dung nhập vào quang thần lĩnh vực của Long Hạo thần nhịp đập rộn rã của trái tim vang vọng toàn trường ngay khi ánh sáng trắng thu về thì quang thần lĩnh vực phản công hướng tinh lĩnh vực lấy khí thế kinh người ép tinh lĩnh vực quay trở lại phạm vi vừa rồi tình huống hai bên chiếm nửa bầu trời lại lần nữa xuất hiện lúc này các cường giả đứng xem đã hoàn toàn ngẩn ngơ dù là lý chính trực hiểu rất nhiều về nguyên tố cũng xem không hiểu mới rồi chiến đấu giữa long hạo thần và dương hạo vũ là sao chân chính nhìn ra một ít manh mối sợ rằng chỉ có trần cuồng truyền kỳ lúc này trên mặt ông tràn đầy tán thán dương hạo vũ không tấn công tiếp nhìn Long Hạo Thần, vẻ mặt nghi hoặc nói. Ngươi làm như thế nào được, lấy tu vi của ngươi và lĩnh ngộ lĩnh vực không nên đối kháng lại tinh không lĩnh vực của ta mới đúng. Thoạt nhìn hai người không ngừng ra tay, kỳ thật tranh đấu giữa họ còn đang ở tầng lĩnh vực. Cách tấn công của Dương Hạo Vũ là lĩnh vực, cách Long Hạo Thần ngăn cản, đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Tuấn, lần thứ hai toàn dùng lực lượng lĩnh vực, bao gồm cuối cùng hắn phóng ra dao ánh sáng nhỏ cũng là lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực va chạm toàn diện, cuối cùng lại là Dương Hạo Vũ lùi bước chấm dứt, tuy không phân thắng bại nhưng rốt cuộc dương hảo vũ hơi yếu thế long hảo thần mỉm cười nói tinh không lĩnh vực của tiền bối khiến vãn bối mở to mắt đích thực là lĩnh vực mạnh nhất tôi từng thấy cũng đích thực không bị phép tắt quang thần hạn chế nhưng có một điều người đã quên ánh sao dù sao vẫn là ánh sáng dù có chứa lực lượng ngôi sao khổng lồ thì bản chất vẫn ẩn chứa rất nhiều quang tựa như năng lực của người lấy quang làm chủ quang thần lĩnh vực của tôi đối với tất cả quang đều có tác dụng dung hợp rất mạnh vậy nên tôi lợi dụng quang trong lĩnh vực của người dung hợp chuyển hóa, biến nó thành lực lượng của tôi đối kháng lại người mà không phải miễn cưỡng ngăn cản. Từ khía cạnh nào đó thì là tôi nhờ vào một phần lực lượng của người đối kháng với người. Trong mắt Dương Hảo Vũ lộ ra kinh ngạc, chậm rãi gật đầu. Hay cho quang thần lĩnh vực, từ phẩm chất lĩnh vực thì lĩnh vực của người đích thực cao hơn tinh không lĩnh vực của ta một nửa, nếu có thời gian, khi nó hoàn chỉnh rồi thì có thể đấu một phen với ma thần hoàng. Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu, chắc lĩnh vực của ngươi mới hình thành không lâu muốn đối kháng với tinh không lĩnh vực của ta thì ngươi còn cần thể hiện ra nhiều hơn nữa mới được tinh không lĩnh vực của ta không chỉ là lực lượng thuộc về một mình ta mà là ta dung hợp với thần thú tinh không sinh ra vậy nên lĩnh vực của ta từ mặt nào đó thật ra là lĩnh vực biến dị tương đương với hai lĩnh vực dung hợp tất cả năng lực của ta liên quan đến tinh không mới rồi ngươi đối mặt chỉ là năng lực cơ bản nhất của tinh không lĩnh vực mà thôi tiếp theo ta sẽ tăng thêm áp lực ngươi phải cẩn thận thái độ dương hảo vô tựa như trưởng bối chỉ dạy vãn bối biểu tình trên mặt Long Hạo Thần biến càng cung kính hơn. Không sai, tu vi của hắn đã tăng lên đến trình độ cường đại, nhưng dù gì thời gian hắn lên cấp 9 rất ngắn. Năng lực cường giả cấp 9 và kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ rồi rào. Khi đối mặt địch thủ tu vi thấp hơn mình thì hắn có thể thoải mái ứng phó, nhưng đổi lại đối thủ mạnh hơn mình thì có chút khó khăn. Nếu Dương Hạo Vũ vừa lên liền thi triển ra công kích mạnh nhất, vậy chỉ sợ Long Hạo Thần không cản được. Nhưng lão lại dần tăng áp lực, cho Long Hạo Thần kinh nghiệm đối diện lĩnh vực cực kỳ quý giá cùng lúc đó dưới áp lực nặng nề sẽ có chỗ tốt rất lớn trong tu luyện tương lai của long hảo thần xin tiền bối dạy bảo long hảo thần lại sử dụng quang minh nữ thần vịnh thán đập vào đầu vai hành lễ dương hảo vũ đáp lễ trọng kiếm trong tay phải chậm rãi nâng lên khượng giữa không trung trầm giọng nói tiếp theo ta sẽ bắt đầu thi triển kỹ năng lĩnh vực của mình đây là sau khi ta kết hợp với thần thú tinh không sáng tạo ra kỹ năng tinh không tạc linh thuật Ngươi phải cẩn thận, hãy để ta xem quang thần lĩnh vực của ngươi trong tình huống như vậy còn có thể dung hợp bao nhiêu quang của ta. Nói rồi trọng kiếm trong tay phải Dương Hạo Vũ chỉ vào một ngôi sao. Bỗng chốc ngôi sao sáng hẳn lên, mấy ánh sao khác đều ảm đạm. Ngôi sao này có cái đuôi màu vàng nhạt, lao thẳng tới Long Hạo Thần. Tinh không tạc linh thuật, đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần nghe cái tên này, nhưng hắn biết kỹ năng lĩnh vực. Dương Hạo Vũ nói cho hắn sẽ thi triển kỹ năng lĩnh vực, dĩ nhiên Long Hạo Thần phải cẩn thận đối phó rồi. Đây là đo lường giữa lĩnh vực, nếu hắn dùng năng lực khác thì nghĩa là lĩnh vực của hắn thua. Dù quang thần lĩnh vực của Long Hạo thần mới mở ra không lâu nhưng hắn tuyệt không muốn lĩnh vực của mình rơi vào thế yếu. Nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình tu luyện lĩnh vực trong tương lai của hắn. Quang minh nữ thần Vịnh Thán vung trước mặt, bỗng chốc có vô số quang hoàn lần nữa tập trung vào quang minh nữ thần Vịnh Thán. Thần thánh độc giác thú tỏa ra ánh vàng bảy sắc cũng ngày càng chói lòa. Bản thân Long Hạo thần thông qua trái tim Vĩnh Hằng vẫn không đủ khả năng khống chế lĩnh vực. Cỡ như quang thần lĩnh vực có thể nói là đứng hàng đầu trong lĩnh vực, muốn khống chế lĩnh vực như thế cần linh lực tuyệt đối là con số thiên văn. Long Hạo Thần nhất định phải nhờ vào thần thánh độc giác thu tăng phúc mới khống chế lĩnh vực được. Đương nhiên theo hắn càng hiểu rõ quang thần lĩnh vực thì tình huống này sẽ có cải thiện. Mãi đến khi hắn hoàn toàn dung hợp với quang thần lĩnh vực, khiến nó trở thành một phần thân thể của hắn, bản thân hắn cũng thành một phần của quang thần lĩnh vực thì mới có thể hoàn toàn khống chế, giống như Dương Hạo Vũ khống chế tinh không lĩnh vực vậy ánh sáng lĩnh vực kiềm chế quay quanh quang minh nữ thần vịnh thán trong ngực long hạo thần lại lòe ánh sáng quang minh nữ thần vịnh thán chỉ tới trước quang hoàn trước đó ngưng tụ phát ra hướng ngược lại bao phủ hướng ngôi sao kia tốc độ bay của ngôi sao ở trong tinh không lĩnh vực không ngừng tăng lên mắt thấy sắp vào quang thần lĩnh vực nhưng cùng lúc đó quang minh nữ thần vịnh thán dẫn theo quang hoàn tiến lên nghinh đón chặn lại thế tới của nó tình huống khiến người không thể tưởng tượng xuất hiện ngôi sao giảm tốc độ kia đột nhiên đông lại tất cả ánh sáng bị kiềm chế cho nên quang thần lĩnh vực của long hảo thần không thể thành công hấp thu quang ngay sau đó ngôi sao đột nhiên bạo tạc sao ầm ầm sao tiếng nổ kịch không chỉ vang vọng trong sân đấu lớn thánh minh thậm chí cả thánh thành đều rung động khoảnh khắc nó bùng phát tiếng nổ vòng bảo hộ trong sân đấu lớn thánh minh kịch liệt chấn động từng mảng vết nứt xuất hiện ở mỗi góc vòng bảo hộ thoạt trông như sắp vỡ nát cũng ngay lúc này vang lên tiếng sao đinh sao một đoàn sáng vàng bỗng xuất hiện trên đỉnh vòng bảo hộ sau khi đoàn sáng vàng xuất hiện thì vô số ánh sáng lấp lánh bao phủ nó cùng với ánh sáng bảy sắc của vòng bảo hộ ngưng kết cùng nhau, khiến vòng bảo hộ bảy sắc biến thành tám sắc, mới ổn định lại tình hình, không khiến vòng bảo hộ trong sân đấu lớn bị phá vỡ. Linh đan, đoàn sáng vàng kia chính là linh đan của Trần Cuồng, ông không thể tùy tiện thi triển lĩnh vực, nếu không sẽ ảnh hưởng người khác trong sân đấu, vậy nên chỉ có thể dùng linh đan của mình ổn định phòng ngự trong sân đấu. Trong sân, sau khi ngôi sao kia bạo tạc, Long Hạo Thần và thần thánh độc giác thú bị tạc bay ngược ra, ở giữa không trung hắn phun ra búng máu. Quang thần lĩnh vực kịch liệt chấn động suýt vỡ nát, lực nổ này thật là quá khủng khiếp, đây chính là uy lực của kỹ năng lĩnh vực ư? Bản thân Long Hạo Thần có nội linh lực cao đến 29 vạn, lại thêm kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc, ánh sáng thần thánh của thần thánh độc giác thú tăng phúc, điều động tổng linh lực hơn 40 vạn. Tuy hắn chưa tới tầng cấp 9 bậc 4, nhưng số linh lực không thiếu. Đối mặt vụ nổ này, hắn có cảm giác khủng khiếp thất khiếu bị phong lục cảm bị cướp đoạt. Chịu chấn động không chỉ là thân thể hắn mà còn có linh hồn. Đây chính là tinh không tạc linh thuật sao? Lúc này trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập kinh sợ, hắn không thể ngờ rằng lĩnh vực của Dương Hạo Vũ lại cường đại đến cỡ đó. Khi đối kháng với Dương Hạo Vũ, bởi vì không quen thuộc đối phương mà lão lại là cường giả kỵ sĩ thánh điện, Long Hạo Thần luôn giữ thái độ thử thăm dò. Đây chính là vì sao khi lần đầu tiên hắn bị tinh không lĩnh vực công kích thì chọn dùng Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn đón đỡ, chứ không phải thông qua lực lượng lĩnh vực đối kháng. Lúc này cũng vậy, hắn muốn chân chính thử xem uy lực kỹ năng lĩnh vực cường đại tới đâu. Sự thật chứng minh, lực phá loại của kỹ năng lĩnh vực thật là khủng bố, vượt xa cấm chú. Nếu mới rồi khi đoàn ánh sao này nổ không có vòng bảo hộ sân đấu lớn Thánh Minh ngăn cản, sợ là nguyên thánh thành đều chịu khổ. Nhưng Long Hạo Thần không vì vậy mà nản chí, ngược lại đối mặt áp lực to lớn, trong người hắn có thứ gì đó thức tỉnh. Hít sâu, ổn định thân thể, nhìn Dương Hạo Vũ, Long Hạo Thần không lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Quang thần lĩnh vực lần nữa co rút quanh người hắn 10 mét. Long Hạo thần hít sâu, dường như muốn hút tất cả ánh sáng vào người. Song kiếm trong tay chậm rãi khép lại trên đỉnh đầu, khi hai thần kiếm giao nhau, thoáng hiện ánh sáng xanh nhạt. Ngay sau đó, ánh sáng xanh biến thành bảy sắc lại biến thành màu trắng. Song kiếm hợp bích, năm đó hắn từng dựa vào lực lượng song kiếm hợp bích khiến Ma Thần Hoàng còn phải tán thán. Song kiếm hợp bích lần này chỉ vì khống chế quang thần lĩnh vực của hắn một tầng sáng màu trắng kỳ lạ chớp mắt phát ra từ mũi song kiếm dung hợp với quang thần lĩnh vực trong khoảnh khắc này lần đầu tiên mặt dương hảo vũ lộ ra chấn kinh bởi vì quang thần lĩnh vực của long hạo thần biến đổi khí chất mỗi một lĩnh vực đều có khí chất riêng ví dụ như tinh không lĩnh vực của dương hạo vũ khí chất là bí ẩn và vô cùng tận quang thần lĩnh vực của long hạo thần vốn khí chất là minh mông vô bờ đó là ánh sáng vô cùng vô tận tinh thuần nhu hòa giờ phút này khí chất của quang thần lĩnh vực xảy ra biến hóa kỳ diệu lĩnh vực vàng biến thành trắng mới bắt đầu màu trắng trong thoáng dây cưỡng chế rồi lại biến thành nhu hòa xuất hiện khí thế dương hảo vũ có chút quen thuộc đó là sinh mệnh là sáng tạo đúng vậy lòng hảo thần dựa vào song kiếm hợp bích dẫn động quang thần lĩnh vực của mình xuất hiện trạng thái giống với tiến hóa lĩnh vực trắng xuất hiện cảm giác tạo hóa đây là khí thế sáng tạo sinh mệnh khi quang minh và nước dung hợp mà thành quang thần lĩnh vực thì đem loại đặc chất này phóng đại trăm lần ngàn lần khiến khí chất của mình biến đổi theo sinh mệnh và sáng tạo đây là ý nghĩa của tân quang thần lĩnh vực đôi mắt long hạo thần cũng biến thành màu trắng hai tay nắm sinh mệnh và sáng tạo kiếm chậm rãi chỉ hướng phía trước quang thần lĩnh vực lại mở ra đi qua đâu là tinh không lĩnh vực không thể ngăn cản liên tục rụt lui dương hạo vũ vung lên tay phải lần này là hai ngôi sao bay hướng long hạo thần một khi hai ngôi sao nổ tung uy lực chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần ánh sáng trắng di chuyển quang thần lĩnh vực của long hạo thần đột nhiên chậm rãi xoay tròn từng luồng sáng trắng giãn ra khi hai ngôi sao đi tới đằng trước quang thần lĩnh vực thì có hai luồng sáng tách ra, nhẹ nhàng ôm lấy hai ngôi sao, bao nó vào trong. Dương Hạo Vũ lập tức phát hiện, mình và hai ngôi sao này mất đi liên hệ. Tinh không tạc linh thuật là phải tiếp xúc năng lực với đối thủ thì mới kích phát ra. Khi kích phát thì lực nổ sẽ xuất hiện vị trí chính giữa năng lực đối thủ. Không thể nào trước tiên kích phát, đó là lúc ngôi sao còn ở trong tinh không lĩnh vực, tương đương với công kích chính mình. Nhưng ngôi sao của lão chỉ mới tiếp xúc với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần lại mất đi liên hệ, không thể kích phát, tương đương với tinh không tạc linh thuật của lão bị Long Hạo thần phá. Giờ phút này, trong mắt Dương Hạo Vũ tràn đầy chấn kinh. Lão tuyệt đối không ngờ rằng Long Hạo thần lại có thể dựa vào lĩnh vực tiến hóa phá hủy kỹ năng lĩnh vực của mình. Cách tu luyện của Long Hạo thần khác với Thải Nhi, Thải Nhi hướng về phát triển kỹ năng lĩnh vực, bởi vì nàng truyền thừa lực lượng tịnh hóa tử thần, kỹ năng lĩnh vực khiến lực công kích của nàng tăng nhiều. Long Hạo thần thì sau khi dung hợp với thể chất con trai quang minh của Y Lai Khắc Tư, cả người hắn đã biến thành một phần quang minh ý nghĩa của quang minh không phải giết chóc và chiến đấu ánh sáng mang đến là sáng tạo và sinh mệnh chính vì tìm ra ý nghĩa chân chính của nó hắn mới chọn cho mình con đường như vậy đó là tiến hóa lĩnh vực lúc này hắn thi triển là hình thái thứ hai của quang thần lĩnh vực cũng là hình thái tiến hóa sinh mệnh và sáng tạo đối với tất cả sự vật là tất nhiên cũng là ngẫu nhiên lợi dụng biến hóa kỳ diệu cùng liên hệ giữa sự tất nhiên và ngẫu nhiên này do đó hóa giải một ít năng lực vượt qua phạm trù ánh sáng tinh không tạc linh thuật đúng là cường đại Long Hạo Thần không thể cứng rắn chống. Nhưng thông qua quang thần lĩnh vực đã tiến hóa thì hắn lại có năng lực đánh gãy tinh không tạc linh thuật. Thậm chí lúc này khi quang thần lĩnh vực khuếch trương thì tinh không lĩnh vực bị phép tắc sinh mệnh và sáng tạo ảnh hưởng, bắt đầu tan vỡ từng chút một. Dương Hạo Vũ biết, mình vẫn là xem thường thanh niên này. Có lẽ hắn không hiểu quá sâu về lĩnh vực, nhưng hắn có thiên phú đặc biệt. Hắn cảm nhận về quang vượt rất xa mình, hắn đem phần hiểu biết này dung nhập vào lĩnh vực, do đó khiến lĩnh vực hoàn thành tiến hóa. Trong mắt Dương Hảo Vũ tràn đầy khen ngợi, lão hiểu rằng, chỉ cần cho thanh niên này một ít thời gian, vậy hắn chắc chắn sẽ vượt qua chính mình. Hay cho sinh mệnh và sáng tạo, vậy hãy để lĩnh vực chúng ta làm đợt đối kháng cuối cùng. Nói rồi tay phải Dương Hảo Vũ chậm rãi nâng lên, chỉ hướng không chung, tinh không lĩnh vực của lão lần đầu tiên co rút, trong quá trình co rút, từng ngôi sao không ngừng phóng ra ngoài. Tốc độ khuếch trương của quang thần lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn. Bởi vì dù chỉ có một tinh không tạc linh thuật thành công đều sẽ sinh ra trùng kích cực lớn với hắn cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi hóa giải những lực lượng ngôi sao này. Tinh không lĩnh vực co rút, càng nhiều ngôi sao tập trung hướng Dương Hạo Vũ rơi vào bộ giáp vàng trên người lão. Giáp vàng của lão vốn đã rất hoa lệ, nhưng khi bộ giáp khảm từng viên ngôi sao biến thành ngọc thạch thì càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Lĩnh vực Vita Lý Chính trực thất thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sau hoảng sợ là suy sụp. Ông biết giữa mình và Dương Hạo Vũ vẫn có tranh lệch khó thể vượt qua. Lý Chính Trực có con bài lớn nhất trong thánh điện đại tái này chính là Tu Vi đã đột phá cấp 9 bậc 4. Nội linh lực của ông đã hơn 40 vạn, không chỉ thế, còn có hai kỹ năng lĩnh vực cường đại. Nhưng khi ông thấy Dương Hảo Vũ thi triển ra năng lực thì biết rằng, mình và vị thần thánh kỵ sĩ truyền kỳ này vẫn có tranh lệch không thể vượt qua. Lĩnh vực Phi Ta, đây là đặc chất của cấp 9 bậc 5, cũng là đại biểu cường giả cấp 9 tiến vào trình độ càng cao. Giờ phút này, lĩnh vực là Dương Hảo Vũ, Dương Hảo Vũ lại là lĩnh vực, Đem uy lực lĩnh vực hoàn toàn dung hợp với bản thân, đã đến cảnh giới bất tử bất diệt. Đương nhiên không phải thật sự bất tử, nhưng có thể đạt đến tầng lĩnh vực phi ta, vậy sinh mệnh của cường giả nhân loại có thể kéo dài đến 500 tuổi. Điều này chính Trần Cuồng cũng không làm được nhưng lại xuất hiện trên người Dương Hạo Vũ. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần dần phủ lên Dương Hạo Vũ. Trên mặt Dương Hạo Vũ lộ nụ cười mỉm, lĩnh vực của ông vừa mới kết thúc hoàn toàn dung hợp, tương đương với chiến đấu trong phạm vi quang thần lĩnh vực song kiếm tách ra, trước người Dương hảo Vũ xuất hiện một con đường. Dù quang thần lĩnh vực đã hoàn thành tiến hóa cũng tự động tách ra trước song kiếm của lão. Song kiếm trong tay lão biến càng trong suốt, giống như bộ giáp. Ánh sao nhấp nháy, lão chính là trời đêm vô tận. Giao nhau thập tự trảm, tinh quang thập tự trảm kỳ dị thuận theo con đường lão xé rách bay hướng Long Hạo Thần, quang thần lĩnh vực không thể khép kín. Tinh quang thập tự chảm bay rất chậm nhưng sinh ra lực áp bách to lớn khiến kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần phát ra một chuỗi tiếng rạn nứt, vô số vết nứt bắt đầu xuất hiện trên kim tinh cơ tòa chiến giáp. Không ngờ trang bị cấp sử thi này không thể chịu nổi uy áp cỡ này. Thần thánh độc giác thú giang đôi cánh, con người lộ ra thống khổ. Dưới áp lực to lớn, đầu nó bị đè thấp xuống, cái sừng phóng ra ánh sáng thần thánh cũng biến yếu rất nhiều. Thần thánh độc giác thú đương nhiên là tinh vương theo Long Hạo Thần tăng tu vi mà tiến hóa thành, nó còn chưa có lĩnh vực thuộc về mình trong lúc long hảo thần và dương hảo vũ đối đầu nó có thể mang đến tác dụng đã bị tinh không lĩnh vực áp chế đến mức thấp nhất một kích của dương hảo vũ đã là đỉnh cao lĩnh vực của lão đem lĩnh vực áp xúc thành kỹ năng trong tập tự trảm này có thể nói là bao hàm hàng vạn tinh không tạc linh thuật dù quang thần lĩnh vực tiến hóa đến cảnh giới sinh mệnh và sáng tạo cũng không thể giải trừ lĩnh vực cao độ áp xúc như vậy đây không phải tranh lệch phẩm chất lĩnh vực mà là tu vi hai bên cách biệt sao đinh sao trong tiếng vang khẽ long hạo thần chớp mắt từ bỏ kim tinh cơ tòa chiến giáp để nó lại hóa thành kim tinh cơ tòa rơi xuống dưới nếu không giải trừ thì kim tinh cơ tòa chiến giáp này sẽ vĩnh viễn bị tổn hại không còn giáp bảo hộ tình trạng của long hạo thần càng thêm nguy hiểm áp lực nặng nề khiến hai tay hắn nắm sinh mệnh và sáng tạo kiếm không thể chém xuống đây mới là thực lực chân chính của tinh không thần thánh kỵ sĩ có thể nói chiến đấu trước đó dương hạo vũ chỉ là chỉ dạy long hạo thần là vì tăng cường kinh nghiệm đối kháng cường giả của hắn tinh quang thập tự trảm của dương hảo vũ vốn có thể tăng tốc trực tiếp đánh hướng long hảo thần nhưng lão cố ý để tốc độ công kích giảm thấp đem áp lực tăng đến mạnh nhất áp lực càng mạnh thì bắn ngược càng cường lấy tu vi của long hảo thần muốn để hắn chịu đựng loại áp lực này là rất khó không thể nghi ngờ dương hảo vũ đang dựa vào thực lực cường đại của mình buộc long hảo thần làm ra đột phá kinh nghiệm này tương lai sẽ đem đến chỗ tốt khó miêu tả cho hắn đối mặt áp lực hủy diệt thân thể long Hạo thần ở trên không trung hơi run rẩy sinh mệnh và sáng tạo kiếm hợp bích tỏa ra tiếng rồng ngâm càng rồn rập. Tinh quang thập tự chạm cách Long Hạo Thần ngày càng gần nhưng hắn vẫn không thể làm ra cản trở hữu hiệu nào, thậm chí không thể nhúc nhích chút nào. Dương Hạo vũ lòng thầm than, nghĩ rằng có phải ta đã yêu cầu chàng trai này quá cao. Hắn chưa tới 30 tuổi đã có thể hoàn thành tiến hóa lĩnh vực một lần, cần gì cưỡng ép hắn nữa. Dưới áp lực to lớn, miệng mũi Long Hạo Thần bắt đầu chảy ra tơ máu, cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng đang lúc dương hảo vũ định kết thúc công kích thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt long hảo thần đôi mắt vàng vẫn trong suốt dưới áp lực nặng nề như vậy cảm xúc của hắn vẫn bình tĩnh thậm chí trong mắt còn có phần nhu hòa trong nhu hòa có sự cố chấp hắn không từ bỏ đây là phản ứng đầu tiên của dương hảo vũ ngay lúc này trong con ngươi của long hảo thần lão trông thấy một tầng ánh tím ánh sáng tím vàng trước mắt từ con ngươi của hắn bùng phát cái chán hiện ra chín quang văn tím giống như sóng thần ánh sáng tím vàng từ sau lưng long Hạo thần khuếch tán quang thần lĩnh vực sau khi tiến hóa vốn có màu trắng chớp mắt đã biến thành tím vàng. Hơi thở sinh mệnh và sáng tạo biến mất, thay vào đó là ý hủy diệt uy nghiêm và vô cùng tận. Phút chốc, khí chất của Long Hạo Thần biến đổi, không thay đổi chỉ có đôi mắt vẫn ôn hòa tĩnh lặng. Một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần. Đó không phải là Quang Minh Nữ Thần, khi hắn hấp thu bản chất con trai Quang Minh của Y Lai Khắc Tư thì đã không thể lại thi triển thần giáng thuật. Bởi vì phẩm chất linh lực của hắn đã là Quang Thần, cấp bậc ngang hàng với Quang Minh Nữ Thần ảo ảnh khổng lồ đó là màu tím tím trong suốt sáu cái đầu to ngẩng cao hai bên sáu cái đầu có cục u to gần như ngang bằng với sáu cái đầu thân thể to lớn dần từ hư ảo biến ngưng tụ đôi cánh khổng lồ giang rộng phát ra uy nghiêm và cao quý không gì sánh kịp như quang thần lĩnh vực tím của long hạo thần đúng vậy nó đến rồi khi long hạo thần đối mặt áp lực tới lúc gần như sống chết huyết mạch triệu hoán khiến nó đến Growl, một tiếng giống ngập trời vang lên sau lưng long hạo thần ánh tím đậm đặc nở rộ hóa thành một vòng sáng tím bay hướng dương hảo vũ hình ảnh kinh khủng xuất hiện ánh sáng tím xe tới đâu thì mọi thứ của long hảo thần biến thành vàng tinh quang thập tự chảm ngừng giữa không trung có thể thấy dù là tinh quang thập tự chảm hay con đường dương hảo vũ rạch trong ánh tím lan tràn thì có vô số ánh sao bị bóc tách song kiếm của dương hảo vũ liên tục biến đổi từng ánh sao ở trên không trung đan vào nhau thành tinh đồ mỹ lệ nhưng trước mặt vầng sáng tím thì dường như không có chút tác dụng tinh đồ bị thổi tan khi ánh sáng tím tác dụng lên người Dương Hảo Vũ thì thân thể lão run bần bật, một áng mây hư ảo bị bóc tách khỏi người lão bay ra sau. Sinh mệnh và sáng tạo kiếm trong tay Long Hạo Thần rốt cuộc hạ xuống, chém vào tinh quang thập tự chảm đã giảm đi uy thế. Vang lên, tiếng vỡ giòn vang, tinh quang thập tự chảm bị chém nát. Long Hạo Thần bị lôi kéo bước ra khỏi hư không, sau lưng hắn ảo ảnh khổng lồ tựa như trăm sông đổ về một biển dung nhập vào người hắn, hóa thành giáp tím vàng mỹ lệ. Nhưng màu tím vàng này thật là quá bá đạo, khi nó ập hướng Long Hạo Thần thì đánh bay cả thần thánh độc giác thú. Nói cũng kỳ, đối mặt tình huống này nhưng thần thánh độc giác thú không có chút ý phản kháng, chân đạp sao sáu cánh bảy sắc biến mất. Nếu có người chú ý sẽ phát hiện, khi thân hình khổng lồ màu tím xuất hiện thì thần thánh độc giác thú là thú cổ đại nhưng trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Trái ngược với Long Hạo Thần mặc giáp tím vàng hoa lệ, không ngờ giáp tinh quang và song kiếm trong tay Dương hảo Vũ biến mất hết. Tiếng gầm vừa rồi có vầng sáng tím bắn ra, cưỡng ép tách liên hệ giữa lão và tinh quang thần thú, Lúc này Dương Hảo Vũ đã hoảng sợ biến sắc, tiến hóa đợt 2, hắn lại có thể hoàn thành tiến hóa lĩnh vực đợt 2. Điều này là không thể nào, lão là cường giả cấp 9 bậc 5 cũng không thể làm được điều đó. Ít nhất phải là cấp 9 bậc 6, thậm chí là cấp 9 bậc 7 mới có thể hoàn thành. Lão cảm nhận được đồng bạn của mình run rẩy vầng sáng tím kia lại khiến tinh quang thần thú có biệt danh số một dưới tinh không khi chiến đấu hiện ra sợ hãi. Từ khi ký kết khế ước với thần thú tinh không, đây là lần đầu tiên Dương Hảo Vũ gặp phải chuyện như vậy. Từ khi bắt đầu trận so tài đến nay Long Hạo Thần luôn bị ức chế, nay áp lực bỗng nhẹ hắn. Bị lực dẫn lôi kéo, hắn gần như bản năng phát động công kích. Lúc này quang thần lĩnh vực ở trong trạng thái đặc biệt, kỳ thật không phải tiến hóa đợt hai mà giống như bản thân Long Hạo Thần, chùm một tầng giáp trụ, giáp trụ này chính là lực lượng của Hạo Nguyệt. Thân hình tím có 6 cái đầu to, chẳng phải chính là mai danh ẩn tích đã lâu, suýt vì Long Hạo Thần chết trận mà chết, Hạo Nguyệt sao? Vầng sáng tím đậm đặc đó chính là lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt. Hơn 4 năm trôi qua, tu vi của Long Hạo Thần tăng lên đến cấp 9 bậc 2, Hạo Nguyệt cũng có bước tiến dài, hình thể nó tăng vọt, bây giờ dài đã 30 mét, toàn thân bao trùm vảy trong suốt lóng lánh như thủy tinh tím. Kỳ thật tu vi của nó chỉ mới tới đỉnh cấp 8 mà thôi, nhưng đánh giá Hạo Nguyệt thì tất nhiên không thể dùng đơn giản cấp bậc phán xét. Hai cục u to rất có thể sẽ lại tiến hóa thành đầu. Hạo Nguyệt 6 đầu đã tới đỉnh cấp 8, nếu như nó có thể ra thêm hai cái đầu, đạt tới 9 đầu thì sẽ tới cấp độ nào nữa? Chính Long Hạo Thần cũng không tưởng tượng được. Cùng lúc đó, bởi Hạo Nguyệt thể hiện tiềm năng ngày càng lớn mạnh, Long Hạo Thần càng lúc càng tò mò thân thế của nó. Dung nhập lực lượng huyết mạch Hạo Nguyệt, bản thân Long Hạo Thần có huyết mạch của Hạo Nguyệt cũng bị kích phát ra. Quang thần lĩnh vực trong bình hòa có thêm sự cao quý và uy nghiêm. Bên ngoài sinh mệnh và sáng tạo bao phủ một tầng hủy diệt và phá hư. Đây vốn là hai loại cực đoan, nhưng năng lực huyết mạch cường đại tác dụng lên nó biến thành sự kết hợp hoàn mỹ. Bây giờ Hạo Nguyệt chắc chắn không mạnh bằng Long Hạo Thần, nhưng lực lượng huyết mạch của nó thậm chí có thể làm cho tinh không thần thú không thể chịu đựng tách khỏi người Dương Hạo Vũ, tương đương với phá hủy tinh không lĩnh vực của Dương Hạo Vũ. Thời gian lâu, công kích của Long Hạo Thần theo đó tăng lên đến mạnh nhất. Trái tim vĩnh hằng đập vững vàng, thần kiếm sắc tím vàng phát ra ánh sáng chưa từng có. Kiếm ý mạnh mẽ ở trên không trung mang theo thần quang tím vàng, giờ phút này, kiếm hồn và kiếm ý hợp thành một, sau khi bị bức ép là phản đạn, khiến cảnh giới của Long Hạo Thần trước mắt tăng cao. Nhưng Dương Hạo Vũ chính là Dương hảo Vũ, Tinh không thần thú tách ra khỏi lão chỉ là trong khoảnh khắc rồi lại phủ lên người. Nhưng tinh không lĩnh vực đã bị suy yếu nhiều. Đối mặt một kiếm chân trời góc biển tràn ngập đạo lý thiên địa của Long Hạo Thần, lão hét lớn một tiếng. Song kiếm mang theo quý tích huyền ảo cũng hợp bích ngàn vạn ánh sao hợp thành một va chạm với một kiếm Long Hạo Thần chém tới. Cú va chạm này khiến Trần Cuồng trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện trước mắt biến sắc mặt, người chợt lóe đã đến đỉnh vòng phòng hộ, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người ra tay chống đỡ vòng phòng hộ hai người trong vòng phòng hộ đánh hang say một kích kia là hai người dốc hết sức va chạm với nhau đã vượt qua cấp bậc lĩnh vực bình thường nhưng dường như họ đã quên đây là một trận so tài còn là tại sân đấu lớn thánh minh va chạm cỡ như họ đã không phải vòng phòng hộ thần khí có thể chống chọi được một khi vòng phòng hộ vỡ chỉ sợ cả thánh thành đều bị lan đến bên ngoài có nhiều người như vậy nếu thật như bùng phát ra thì đó chắc chắn là tai nạn trước giờ chưa từng có lúc trước trần cuồng không ngăn cản họ là vì ông rất quen với dương hảo vũ biết rõ tu vi của lão cường đại còn là người rất có chừng mực nhưng ai rè long hảo thần đột nhiên triệu hoán ra một ma thú kết hợp với bản thân không ngờ buộc dương hảo vũ tách rời khỏi tinh không thần thú điều này kích phát lòng hiếu thắng mạnh mẽ của dương hảo vũ kết quả tạo thành cú va chạm một chiêu mạnh nhất nếu thật sự bùng phát coi như là cao tầng lục đại thánh điện có mặt chỉ sợ thấp hơn cấp 9 không có mấy người sống sót được làm tổng trọng tài trưởng sao ông để việc như vậy xảy ra được ông lập tức vội vàng kêu gọi vòng phòng hộ là cách duy nhất có thể đoàn kết lực lượng tất cả mọi người. nghe trần cuồng hét lớn, lãnh đạo lục đại thánh điện không chút Trần chờ lập tức hành động. lý chính trực là người thứ nhất lao ra, đôi tay ấn trên vòng phòng hộ, rót hết linh lực vào. vòng phòng hộ này cực kỳ thần ký, chưa có thể thông qua trận pháp rót vào linh lực ra, cũng có thể trực tiếp chạm vào nó rót vào trong, chỉ là không sinh ra hiệu quả tăng phúc như trận pháp mà thôi. thánh điện đại tái chính là so đấu giữa các cường giả mạnh nhất liên minh thánh điện, tình huống gì đều từng xảy ra tăng cường lực phòng ngự của vòng bảo hộ như thế này thì lúc trước cũng có xảy ra tại thánh điện đại tái ví dụ như con trai luân hồi năm đó suýt xé nát vòng phòng hộ tuy vòng phòng hộ sân đấu lớn thánh minh phủ lên phạm vi rất lớn nhưng có câu người nhiều sức lớn có mặt đều là cường giả đứng đầu lục đại thánh điện mọi người chung lòng góp sức chớp mắt tăng vòng phòng hộ lên mức cực cao núi lay đất động trong khoảnh khắc này bỗng nhiên bùng phát trong vòng phòng hộ đã biến thành ánh sáng nhiều sắc lấp lánh thân hình long hạo thần và dương hạo vũ ở trong ánh sáng mỹ lệ kia kịch liệt chấn động đã ảnh hưởng cả thánh thành, tựa như động đất vậy. Vòng phòng hộ bị trùng kích kịch liệt, bởi vì trong số người giữ vòng phòng hộ là từ khán đài bay qua, tu vi thấp hơn cấp 7, dưới chấn động mạnh mẽ này, họ lần lượt bị đánh bẩy. Ánh sáng bảy sắc của vòng phòng hộ chớp lóe kịch liệt, ai cũng cảm nhận được bên trong vòng bảo hộ này có uy lực cực kỳ khủng khiếp, một khi bùng nổ thì chính là hủy diệt. Vòng phòng hộ có thể ngăn cản linh lực trùng kích, nhưng tận cùng của nó lại không thể có người trực tiếp tiến vào tăng phòng ngự. Lúc này bên dưới đã rạn nứt, Do đó khiến cả sân đấu lớn Thánh Minh đều lắc lư dữ dội, phần đỉnh bắt đầu xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Ngay lúc này, bỗng nhiên một luồng ánh vàng bảy sắc xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng vàng kia đón gió biến to, chớp mắt lan tới đỉnh sân đấu lớn Thánh Minh, chậm rãi hạ xuống bao phủ cả sân đấu lớn vào trong. Thánh thành rốt cuộc ngừng lung lay, nhưng sân đấu lớn Thánh Minh cũng bởi vì ánh sáng vàng chống đỡ bị phá hư trên diện rộng, đỉnh chóp hoàn toàn biến mất, đó là một bảo tháp, ánh sáng vàng nhấp nháy, tỏa ánh sáng chói lòa bảo tháp có vô số ma văn vàng phức tạp lấp lánh ánh sáng bảy sắc tháp chia bảy tầng lúc này kích cỡ của nó vừa lúc bao phủ người giữ vòng phòng hộ và vòng phòng hộ vào trong khoảnh khắc nó rơi xuống đất lúc trước núi lây đất động khủng bố rốt cuộc ngừng ngoài sân đấu lớn thánh minh sớm một mảnh hỗn độn tất cả ma tinh bình tiếp sóng đều biến thành bột mịn dân chúng bị rung động sẽ xuất hiện khủng hoảng may mắn uy thế khủng bố như địa long lật người này chỉ trong thời gian ngắn thì hồi phục bình thường mắt thấy phá vỡ sân đấu lớn thánh minh xuất hiện tháp cao to lớn bỗng chốc mọi người liên tiếp kinh hô. Thải Nhi bình tĩnh bình bồng giữa không trung, tay phải duỗi trước người, lòng bàn tay hướng lên trên. Không chút nghi ngờ, chấn giữ sân đấu lớn thánh minh chính là Tháp Vĩnh Hằng. Hiện giờ Tháp Vĩnh Hằng hoàn toàn khác với năm đó, ít đi thần kỳ lại biến thành thần khí chân chính. Tuy không phải cấp siêu thần khí nhưng nó có năng lực xuyên không gian, có lực phòng ngự càng cường. Trước khi vong linh thiên tài y lai khắc tư tịnh hóa thì đã để nó nhận Thải Nhi làm chủ. Bây giờ nó chính là thần khí cường đại công phòng một thể, thậm chí còn có năng lực ẩn núp không gian của Thải Nhi. Tháp Vĩnh Hằng phát ra tiếng sao vù vù sao khe khẽ, kéo dài gần 10 phút mới dần biến bình tĩnh lại. Ánh sáng vàng trước ngực Thải Nhi chợt lóe, tay phải vẫy hướng Tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng lập tức bay lên trên 20 mét sau đó nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào tay Thải Nhi, cuối cùng hóa thành bảo tháp cao chỉ bảy tấc, tinh xảo linh lung ánh vàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Thải Nhi lật tay lại, giai điệu Vĩnh Hằng trước ngực lần nữa lóe sáng, Tháp Vĩnh Hằng hóa thành một luồng sáng biến mất. Ánh mắt nàng vội vàng nhìn trong sân đấu lớn, Lúc này sân đấu lớn đã bình tĩnh lại, rốt cuộc vòng phòng hộ còn đó, lãnh đạo lục đại thánh điện giữ vững vòng phòng hộ cũng lần lượt quay về, có không ít người liếc nhìn Thải Nhi. Nếu mới rồi không có tháp vĩnh hằng trấn áp, tuy không đến mức khiến thánh thành xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng sẽ như địa long lật người tạo thành hỗn loạn rất lớn trong thành. Trong sân đấu lớn, mặt đất như bị rạch, cả mặt đất đều lật lên phân biệt Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ ở hai bên. Long Hạo Thần té trên mặt đất, dùng hai trọng kiếm chống đỡ thân thể mình, khóe miệng còn có vết máu, nhưng có thể thấy rõ, ở ngực hắn, ánh sáng vàng lấp lánh vững vàng. Đó là dấu hiệu trái tim vĩnh hằng nhảy, rất nhiều quang nguyên tố đang nhanh chóng hồi phục. Tuy Dương Hạo Vũ vẫn bình bồng trên không trung nhưng thoạt trông bộ dạng có chút chật vật, tóc tán loạn, giáp tinh không trên người cũng đã biến mất. Trần Cuồng hơi thở dốc, vì giữ vòng phòng hộ, ông bỏ sức ra nhiều nhất, nhìn hai người trong sân, nghẹn họng. Ta thua, Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ nhìn đối phương, đồng thanh nói. A, à, Trần Cuồng kinh ngạc nhìn bọn họ, không đợi Long Hạo Thần mở miệng, Dương Hảo Vũ đã trầm giọng nói. Tuy mới rồi so đấu ta chiếm ưu thế nhưng tốc độ hồi phục linh lực của người nhanh hơn ta, còn có thể lại triệu hoán thần thánh độc giác thú trợ trận. Cứ đấu tiếp thì khả năng thắng của người rất lớn, không cần nhiều lời, ta nhận thua. Nói xong ông nhoáng người lên, dẫn đầu đi ra vòng phòng hộ. Trong mắt Long Hạo Thần lộ ra cảm kích, hắn biết Dương Hạo Vũ là cố ý nhường mình, kỳ thật người thua là hắn, tiềm năng của hắn có thể nói là bị Dương Hạo Vũ ép ra hết. Nếu vừa lên Dương Hạo Vũ liền hết sức công kích, vậy hắn đã thua rồi dù là lần va chạm cuối cùng này cũng là dương hảo vũ trên cơ nếu lão muốn giết hắn thì tối đa hắn chỉ có thể trọng thương lão dựa vào trái tim vĩnh hằng tốc độ hồi phục linh lực của long hảo thần đúng là nhanh hơn dương hảo vũ nhưng nếu như lão không cho hắn thời gian hồi phục thì mọi thứ có tác dụng gì thực lực giữa long hảo thần và dương hảo vũ có tranh lệch không nhỏ nhưng trận chiến này mang đến chỗ tốt cho hắn thật sự rất lớn đặc biệt là mặt sử dụng lĩnh vực dương hảo vũ dạy cho hắn một bài học quan trọng dương hảo vũ nhận thua là vì thành toàn kế hoạch của hắn thật rõ ràng long thiên ấn sớm đem kế hoạch của long hạo thần nói cho vị kỵ sĩ thánh điện này cường giả số một liên minh trên mặt trần cuồng lộ nỗi vui mừng và sung sướng gật đầu với long hạo thần nếu vậy thì long hạo thần chiến thắng tiến vào vòng thứ tư bởi vì sân đấu lớn bị phá hủy nghiêm trọng hôm nay tạm dừng tranh tài lập tức tổ chức người tu sửa sáng sớm mai tiếp tục so đấu nếu nói trận chiến của long hạo thần và khâu vĩnh hạo khiến hắn trở thành tiêu điểm mọi người chú ý vậy trận chiến với dương hạo vũ chính là trận thành danh của hắn lĩnh vực và lĩnh vực va chạm, đối kháng giữa lĩnh vực tiến hóa và kỹ năng lĩnh vực. Ma thú đồng bạn so đấu, trận chiến này tuy mọi người không thấy rõ kết quả cú va chạm cuối cùng, nhưng không thể nghi ngờ, Long Hạo Thần đã bày ra sự cường đại của mình trước mắt mọi người. Là thanh niên tuổi chỉ gần 25, hắn dùng tu vi của mình chinh phục mọi người. Giờ phút này bắt đầu, săn ma đoàn quang chi thần hy trong thánh điện đại tái chân chính tăng lên trình độ ngang hàng với lục đại thánh điện đi ra vòng phòng hộ long hảo thần nhanh chóng bước tới cạnh dương hảo vũ cung kính hành lễ với lão dương gia gia cảm ơn người thành toàn dương hảo vũ mỉm cười nói không phải ta thành toàn ngươi mà là chính ngươi theo bổn ý của ta thì muốn dìm nhuệ khí của ngươi thất bại là mẹ thành công trong chiến đấu chịu thất bại mới có thể kích phát người đi tìm nhược điểm của mình là ngươi dựa vào thực lực bản thân xoay chuyển quan điểm của ta ngươi là thanh niên thiên tài nhất ta từng thấy và ngươi có sự trầm ổn lão luyện không hợp với tuổi kỵ sĩ thánh điện thậm chí là liên minh giao cho ngươi, lại có đám lão già chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ thì có thể yên tâm rồi. Từ trên người ngươi, ta thật sự nhìn thấy khả năng nhân loại vùng lên, phá tan thời đại hắc ám. Nếu ngươi không có việc gì thì đi theo ta, ta có một số lời muốn nói. Vâng, Dương Gia Gia, Long Hạo thần vội vàng đồng ý, Long Thiên Ấn đứng bên cạnh vỗ vai hắn, hướng Dương Hạo vũ hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Hôm nay tranh tài sân đấu lớn Thánh Minh tuy bộc phát hỗn loạn nhưng Thánh Minh vì lần Thánh Điện Đại Tái này triệu tập đủ nhiều người, Bây giờ ở bên ngoài đang ngay ngắn có trật tự sơ tán đám người, cũng điều khiển rất nhiều công tượng làm công việc bảo vệ, tu sửa sân đấu lớn Thánh Minh. Dương Hạo Vũ dẫn Long Hạo Thần đi ra khỏi sân đấu, lấy tu vi như họ muốn không bị người phát hiện thì quá dễ dàng. Không đi hướng tổng hộ Thánh Minh, Dương Hạo Vũ dẫn Long Hạo Thần đi tới một nơi hắn quen thuộc, tháp nhiệm vụ săn ma đoàn. Bởi vì Thánh Điện đại tái, chỗ này rất tĩnh lặng. Người nơi này dường như nhận biết Dương Hạo Vũ, không hỏi câu nào mà kệ họ đi hướng đỉnh tháp. Có Dương Hạo Vũ dẫn dắt Long Hạo Thần theo sát lão leo lên tầng thứ bảy tháp nhiệm vụ săn ma đoàn, đó là nơi hắn chưa từng đi qua. Tháp nhiệm vụ săn ma đoàn có 6 tầng dùng để tuyên bố nhiệm vụ, còn tầng thứ bảy thì chỉ có săn ma đoàn cấp danh hiệu nhận nhiệm vụ tại tầng thứ sáu mới leo lên được. Bây giờ tuy Long Hạo Thần đã là đoàn trưởng săn ma đoàn cấp danh hiệu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới chỗ này. Khi họ tới đây, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện tầng thứ bảy này đã có người đang chờ họ. Tiền bối, người cũng ở đây. Long Hạo Thần vui sướng tiến lên chào hỏi đợi tại đây chính là tổng trọng tài trưởng thánh điện đại tái trần cuồng trần cuồng cười ha ha nói trước khi dương lão đệ ra khỏi sân có đá lông nheo với ta ta không tới sao được dương hạo vũ bực mình nói lão trần tuổi ngươi đã lớn như vậy rồi còn không chững chạc trước mặt thanh niên nên ăn nói chú ý chút trần cuồng mỉm cười nói có gì phải chú ý chứ ta trời sinh cái tính nó như thế nếu không thì theo bối phận người kêu ta một tiếng tổ ra còn được nữa là hạo thần hôm nay người biểu hiện thật khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa mặt long hạo thần đỏ ửng kỳ thật tôi thua là dương gia gia cố ý nhường cho giữa tôi và dương gia gia còn có tranh lệch rất lớn trần cuồng lắc đầu nói có tranh lệch cũng không sao chỉ cần có hy vọng là được người đích thực khiến chúng ta nhìn đến hy vọng xưa nay chưa từng có lão dương ta nói có đúng không dương hạo vũ gật đầu chàng trai này có thiên phú mà ta sống cả đời hiếm khi thấy ta bắt đầu hơi ganh tị hắn rồi trần cuồng nói xem trận chiến của các ngươi khiến ta nhớ tới 10 năm trước. Dương lão đệ, người biết không, 10 năm trước khi ta lần đầu gặp thằng nhóc hạo thần thì hắn mới khoảng 15 tuổi. Khi đó ta phát hiện thiên phú của hắn, ta nói với hắn, các ngươi phải cố gắng lên, sau này tranh thủ kế nghiệp ta, kế thừa danh hiệu ma thần chi vẫn. Dương Hảo vũ nghe vậy rung động nói, ngươi thật có ánh mắt, chân cuồng cười ha ha nói, ta vẫn luôn cho rằng ma thần chi vẫn chúng ta có danh tiếng chút chút, nhưng ngươi biết thằng nhóc này đáp lời sao không? Dương Hảo Vũ Nghi hoặc hỏi, không lẽ hắn từ chối? Trần Cuồng cười to nói, đương nhiên là từ chối. Hắn nói với ta, nếu có một ngày họ thật sự trở thành săn ma đoàn cấp danh hiệu, vậy họ sẽ không gọi là ma thần chi vẫn mà là quang chi thần hy. Ta sống hơn 300 tuổi, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị đứa trẻ mới 15 tuổi rung động. Nhưng ngày hôm đó ta thật sự rung động, ngay cả đồng bạn của ta cũng thế. Quang chi thần hy, cái tên thật hay, cho nhân loại trong bóng tối một tia sáng. 10 năm, ta không nhìn thấy quá trình hắn trải qua, nhưng nhìn thấy kết quả, Vốn 5 năm, năm trước sinh mệnh của chúng ta đã đi đến cuối, con người không thể đối kháng với vận mệnh. Nhưng trận thánh chiến bắt đầu, không thể không khiến chúng ta cưỡng ép dùng mật pháp nán lại đây. Lại 5 năm, năm trôi qua, ta rốt cuộc nhìn đến hy vọng, có người kế tục, có người kế tục rồi. Không sai, Trần Cuồng đi theo đám Long Hạo Thần từ ma tộc trở về. Nói đến thì khi đó đám Long Hạo Thần rơi vào bẫy của ma thần hoàng đúng là ý trời. Săn ma đoàn ma thần chi vẫn luôn ẩn núp trong ma đô tâm thành. Khi đó đám Long Hạo Thần ở trong tâm thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu ma thần chi vẫn có ở đó thì chắc chắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng, hỗ trợ họ. Nhưng khi đám Long Hạo Thần tiến vào tâm thành thì vừa lúc ma thần chi vẫn gặp đại hạn sinh mệnh, đoàn đội tạm rút ra ma đô, tìm chỗ tiềm tu, dùng mật pháp kéo dài thọ mệnh. Đám Trần Cuồng đã sống hơn 300 năm, thời gian sinh hoạt tại lãnh địa ma tộc còn dài hơn ở Liên minh Thánh điện. Kỳ thật họ sớm không lưu luyến sinh mạng, nhưng bùng phát thánh chiến khiến họ không dám rời đi. Một khi ma thần hoàng mất đi chế ước, tham gia thánh chiến, vậy nhân loại chắc chắn gặp tai họa rất lớn. Lúc đám Long Hạo Thần kết thúc bế quan tu luyện trong tháp vĩnh hằng xong, chính hắn lần nữa lẻn vào Ma Đô, đầu tiên là đi tìm Nguyệt Giả muốn xem tình huống của cô. Nhưng chỗ ở của Nguyệt Giả trong Nguyệt Ma tộc đã trống không, không có dấu hiệu người ở. Sau đó Long Hạo Thần tại Ma Đô để lại tín hiệu liên hệ săn ma đoàn, không ngờ liên lạc được Ma Thần chi vẫn có Trần Cuồng dẫn đầu. Cũng chính từ chỗ họ, Long Hạo Thần mới biết mấy năm nay đại lục xảy ra các loại biến đổi, hơn nữa biết được tin thánh điện đại tái sắc mở màn. Trần Cuồng theo đám Long Hạo Thần trở về, còn bày mưu tính kế cho hắn. Sau khi, bàn bạc, Long Hạo Thần mới quyết định lấy danh nghĩa Quang Chi Thần Hy trực tiếp tham gia Thánh Điện Đại Tái. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là kết thúc tình trạng chia năm xẻ bảy của Liên Minh. Nghe Trần Cuồng thản nhiên nói sắp kết thúc sinh mạng, biểu tình của Long Hạo Thần buồn buồn, cúi đầu không nói lời nào. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói, Hạo Thần không cần như vậy. Nếu ngươi có thể để lão Trần trước khi đi nhìn thấy hy vọng nhân loại chúng ta đột phá thời đại hắc ám, ta tin tưởng chắc chắn hắn sẽ cười ra đi. Trần Cuồng mỉm cười gật đầu nói, đúng thế, lão Dương, người kêu thằng bé này đến đây là vì cái gì, nói thẳng đi. Dương Hạo Vũ nói, vốn thiên ấn nói với ta để hắn kế thừa điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện, gây dựng tân liên minh thì ta giữ thái độ nghi ngờ. Hôm nay một trận chiến, hắn dùng thực lực thuyết phục ta, ta quyết định hết sức ủng hộ hắn. Liên minh chia năm xẻ bảy đã quá lâu, sau thánh chiến rốt cuộc nghinh đón cơ hội tốt nhất, trận chiến hôm nay, tin tưởng vài thánh điện khác cũng nhìn thấy rõ. Lão Trần, người nói chúng ta có cần trước tiên kết thúc thánh điện đại tái không? Đừng lãng phí thời gian nữa, Trần Cuồng lắc đầu nói. Không được, thánh điện đại tái không phải cho đùa. Hơn nữa đối với đám thanh niên thì đây là một lần rèn luyện quan trọng. So tài phải tiếp tục diễn ra, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng Long Hạo Thần sao? Cho dù đấu một trọi một hắn không thể thắng lý chính trực, ta cũng rất có lòng tin vào họ trong trận đoàn chiến. Dương Hạo Vũ nói, nếu đã vậy thì cứ tiếp tục đi. Hạo Thần, hôm nay ta kêu ngươi đến là có một việc khác muốn nhắc nhở xin cứ nói long hạo thần cung kính đáp dương hạo vũ nói tân liên minh thành lập là tất nhiên lần này mục tiêu của chúng ta là phải thành lập một liên minh tập quyền trung ương cao độ thậm chí có thể nói là quốc gia bây giờ thực lực của ngươi đã đủ nhưng ngươi còn thiếu một thứ đó là thần ấn vương tỏa nghe tới bốn chữ thần ấn vương tỏa người long hạo thần chấn động hắn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên mình thấy phụ thân thi triển ra thần ấn vương tỏa sử dụng động đó còn đây mà thế và sát phạt thần ấn vương tỏa để lại ấn tượng quá sâu cho hắn khi đó hắn đã khát vọng có một ngày mình cũng có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ ngươi định khi nào nhận thử thách thần ấn vương tọa dương hảo vũ trầm giọng hỏi long hảo thần nói sau khi kết thúc thánh điện đại tái tôi sẽ trước tiên quay về kỵ sĩ thánh điện của chúng ta nhận thần ấn vương tọa thử thách không chỉ có tôi hàn vũ trương phóng phóng cũng sẽ cùng đi họ đã đột phá cấp 9, có tư cách này dương hảo vũ gật đầu nói đúng thật là các ngươi có tư cách hôm nay ta kêu ngươi đến là hy vọng ngươi chuẩn bị tốt nếu mục tiêu của ngươi là vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, vậy bắt đầu từ bây giờ phải suy nghĩ rõ ràng. Long Hạo thần lòng máy động, hắn biết, trong số cường giả kỵ sĩ thánh điện, Dương Hạo Vũ là người duy nhất từng thử qua vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Tuy lão thất bại nhưng kinh nghiệm đó chắc chắn là tài sản quý giá. Dương Hạo Vũ nói, ngươi biết vì sao đến cuối cùng ta không trở thành thần ấn kỵ sĩ không? Long Hạo thần nói, bởi vì người đem tất cả tinh lực đều đặt ở được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Dương Hạo Vũ cười khổ nói, nói đến thì là tinh không có vấn đề lúc ta còn trẻ trèo lên kỵ sĩ thánh sơn nhưng không có được ma thú thích hợp mình khi đó giống như ngươi trong truyền tống trận ta tìm ra nó ma thú nhiều đầu của ngươi chắc cũng có mặt trong đó đúng không nói đến thì chúng ta đều rất may mắn ta ở đó được tinh không thừa nhận tinh không thần thú có năng lực mạnh nhất chính là dung hợp bản thân nó không có năng lực công phòng nhưng có thể dẫn lực lượng tinh không đến giúp cho ta tu luyện chiến đấu cùng lúc đó ta tăng tu vi thì năng lực của nó cũng từng bước tăng vọt thế nên sau này mới có mỹ danh đệ nhất thần thú dưới tinh không từ ý nghĩa nào đó thì tuy thần ấn vương tọa là chiêu bài của kỵ sĩ thánh điện chúng ta nhưng nếu chỉ là năm thần ấn vương tọa chúng nó đem đến chỗ tốt cho ta kém xa tinh không tinh không đối với ta chẳng những là thần khí còn là đồng bạn tuyệt vời hỗ trợ tu luyện kỳ thật thiên phú của ta không bằng lão trần có tinh không trợ giúp mới có thành tựu hôm nay nhưng ma thú càng cao đẳng thì càng kiêu ngạo không phải ta không muốn lựa chọn thần ấn vương tọa khác mà là tinh không không cho phép ta nó nói với ta nó sẽ không phụ thuộc vào thần khí thấp hơn mình. Vậy nên ta chỉ có thể thử khiêu chiến vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, mong được thừa nhận, cuối cùng, ta thất bại. Long hạo thần thế mới hiểu, thì ra sau lưng dương hạo vũ còn có chuyện như vậy, hèn chi tu vi như lão mà rốt cuộc không có thần ấn vương tọa nào. Dương hạo vũ nói, hôm nay khiến ta kinh ngạc nhất không phải tu vi của ngươi mà là đối đầu giữa tinh không và ma thú nhiều đầu của ngươi. Giây phút cuối ngươi triệu hoán ra ma thú nhiều đầu đó, nó gầm một tiếng đã khiến tinh không tạm thoát khỏi ta loại tình huống này là lần đầu tiên ta gặp phải từ khi ký kết khế ước với tinh không ngươi có biết khi đó tinh không chuyển ý niệm cho ta là cái gì không long hạo thần lắc đầu dương hạo vỗ trầm giọng nói tinh không đang sợ nó sợ hãi theo ta biết tinh không luôn cao ngạo dù đối với đồng bản khế ước như ta cũng vậy thế nhưng ta lần đầu tiên cảm nhận sự yếu đuối trong tính cách của nó kết thúc so đấu ta hỏi nó lúc đó làm sao vậy nó im lặng một lát cho ta biết nếu nó là đệ nhất thần thú dưới tinh không vậy ma thú nhiều đầu của ngươi chính là đệ nhất ma thần trên tinh không? Nó và ma thú của ngươi không phải một cấp bậc, đáng tiếc là nó không chịu nói nhiều hơn nữa. Trên tinh không, đệ nhất ma thần, Dương Hạo Vũ nhìn Long Hạo Thần vẻ mặt chấn kinh thì cũng kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ chính ngươi không biết lai lịch ma thú này? Long Hạo Thần lắc đầu, khi Hạo Nguyệt mới bị tôi triệu hoán đến thế giới này thì chỉ là ma thú có hình dạng thần lằn, lúc đó nó mình đầy vết thương. Tiếp theo Long Hạo Thần đơn giản kể mình làm sao dùng máu cứu Hạo Nguyệt, khiến nó có cái đầu thứ hai quang nguyên tố, sau đó hạo nguyệt không ngừng tiến hóa có thực lực ngày càng mạnh thậm chí trụ ma thần còn bị nó phá hủy nghe long hạo thần miêu tả trần cuồng và dương hạo vũ nhìn nhau hai vị truyền kỳ này trong mắt lộ ra rung động họ vốn tưởng long hạo thần phá hủy trụ ma thần là dựa vào lực lượng quang minh tinh thuần của con trai quang minh giờ mới biết thì ra đó là năng lực của hạo nguyệt hóa ra ma thần hoàng muốn giết ngươi là vì lợi dụng huyết khế giữa ngươi và hạo nguyệt để giết chết nó hạo nguyệt này rốt cuộc là dị chủng như thế nào mà cả ma thần hoàng đều thấy sợ hãi Trần Cuồng lộ ra suy tư, nhưng trong cuộc đời hơn 300 năm của ông, không có bất cứ ấn tượng gì về loại ma thú như Hạo Nguyệt. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói, Lão Trần, người không cần nghĩ nhiều, tuy chúng ta không biết rõ lai lịch Hạo Nguyệt nhưng có một điều chắc chắn là, nó sẽ đứng ở phe ta. Chẳng lẽ người còn chưa rõ lực lượng ước thúc của huyết khế sao? Nó vốn đã gần như là một phần thân thể của Hạo Thần. Nghe Lão nói vậy, trên mặt Trần Cuồng giãn ra, đúng thế, có huyết khế ước thúc, Hạo Nguyệt càng mạnh mới tốt. Dương Hạo Vũ nói với Long Hạo Thần, như vậy xem ra hai cục u lớn hai bên cổ ma thú của ngươi rất có thể lại biến thành đầu. Nó sáu đầu đã là tu vi đỉnh cấp 8, nếu có thể tiến hóa đến 8 đầu, chẳng phải là thực lực sẽ tăng đến trình độ chúng ta khó thể tưởng tượng. Không cần nhiều, chỉ cần tu vi của nó tương, đương với cấp 9 bậc 3 là sẽ có năng lực lĩnh vực. Vậy khi nó phối hợp với ngươi, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc đó ngươi mới thật sự là cường giả số một liên minh thánh điện chúng ta, Hạo thần, người phải nắm chắc thời gian, giúp nó đột phá. Lòng hạo thần gật đầu, thật ra trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hơn 4 năm nay hắn tăng thực lực chẳng những giúp hạo nguyệt trị hết vết thương, còn khiến hạo nguyệt tăng vọt sức mạnh. Gần 5 năm hắn hấp thu tất cả linh lực trong tháp vĩnh hằng đều chuyển một phần cho hạo nguyệt, bây giờ có thể nói là hạo nguyệt tích lũy chờ ngày bùng nổ. Tích lũy đủ nội tình rồi, tùy thời sẽ tiến hành đột phá. Nhưng hạo nguyệt thông qua ý niệm cho hắn biết, lần đột phá này rất có thể sẽ dẫn đến kẻ mạnh nhất bên kia thế giới hạo nguyệt mà họ phải đối mặt. Vị cường giả kia đã sớm tập trung tinh thần đề phòng. Nếu lần này không ngăn cản Hạo Nguyệt tiến hóa nữa thì chúng đã không thể chế ước Hạo Nguyệt. Bởi vậy, Long Hạo Thần phải làm chuẩn bị đầy đủ đây là việc quan trọng liên quan đến Hạo Nguyệt cùng với sinh tử tồn vong của họ. Đợi kết thúc Thánh Điện Đại Tái lần này, Long Hạo Thần sẽ tranh thủ được Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần ấn Vương Tọa thừa nhận. Sau đó giúp Hạo Nguyệt đột phá thì càng tự tin hơn. Dương Hạo Vũ nói: Trong 6 Thần ấn Vương Tọa, trừ Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần ấn Vương Tọa ra, năm Thần ấn Vương Tọa khác có thể nói là vật mô phỏng theo nó. Tuy cũng đạt tới cấp thần khí, nhưng không cùng cấp bậc với vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Lấy thiên phú và tu vi của ngươi, chắc chắn sẽ được năm thần ấn vương tọa thừa nhận, trực tiếp trở thành thần ấn kỵ sĩ. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành người sở hữu vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, vậy nhất định phải nhận thử thách của nó. Khi đó ta đã thất bại lúc nhận thử thách. Thử thách? Long Hạo Thần tò mò hỏi. Dương gia gia, thử thách của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa là cái gì? Dương Hạo Vũ nói: Đây cũng là điều ta muốn nói cho ngươi khi đó ta thất bại chủ yếu là bởi vì long hạo thần dương hạo vũ trần cuồng bí mật bàn bạc cả buổi mới rời khỏi tháp vĩnh hằng dương hạo vũ không chỉ nói về sự thần kỳ của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa cho hắn nghe cũng đem tâm đắc trong phương diện lĩnh vực kể cho hắn khiến hắn được lợi không nhỏ hỗn loạn trong thánh thành đã dần ổn định lại có thật nhiều cường giả lục đại thánh điện khai thông trật tự thánh thành hồi phục bình thường sân đấu lớn thánh minh đang khô chiêng gõ chống tu sửa có ít nhất hơn ngàn công tượng tham gia May là bên trong pháp trận thủ hộ không bị phá hư, chỉ có bên ngoài hư hỏng, có nhiều công tượng chung sức chung lòng, mất một ngày đã tu sửa xong. Sáng sớm hôm sau, thánh điện đại tái lại tiếp tục. Khi Long Hạo Thần dẫn săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy lần nữa tiến vào sân đấu lớn Thánh Minh thì trước mắt họ đã nhận được ánh nhìn chăm chú từ các cường giả lục đại thánh điện. Hôm qua vòng thứ ba so tài đã gần đến cuối, rất nhanh, mấy trận đấu cuối cùng kết thúc, cho ra 24 người. So đấu vòng thứ ba kết thúc, mỗi tuyển thủ thắng lợi được 4 điểm. Trải qua vòng đấu này, kỵ sĩ thánh điện chỉ còn lại 5 thí sinh, ma pháp thánh điện 6 người, linh hồn thánh điện 3 người, thích khách thánh điện 2 người, chiến sĩ thánh điện chỉ có một người thông qua vòng thứ ba. Săn ma đoàn quang chi thần Hy trở thành hắc mã lớn nhất, tổng cộng 7 người thông qua vòng thứ ba. Qua vòng thứ ba, xếp hạng điểm cũng xảy ra chút biến đổi. Kỵ sĩ thánh điện 66 điểm, ma pháp thánh điện 65 điểm, săn ma đoàn quang chi thần mươi 56 điểm, linh hồn thánh điện 42 điểm, thích khách thánh điện 34 điểm, chiến sĩ thánh điện 24 điểm săn ma đoàn quang chi thần hy lấy 10 người tham gia. Thi đấu cá nhân, qua 3 vòng so đấu không ngờ nhảy lên đến vị trí thứ ba hơn nữa tranh lệch với hai vị trí trước dù có nhưng không tới mức quá xa. Tranh lệch giữa ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện cũng chỉ còn một điểm. Thi đấu cá nhân đến tận đây đã là tranh đoạt gay cấn nhất. Vòng thứ tư chắc chắn sẽ lại xảy ra thay đổi xếp hạng. Vòng này mỗi người chiến thắng sẽ được nhiều đến 8 điểm. Không thể nghi ngờ, săn ma đoàn quang chi thần hy trở thành bắt mắt nhất. Họ có 7 người vào vòng thứ tư, tham gia 7 trận trong 12 trận đấu. Lại vang lên giọng uy nghiêm của Trần Cuồng, vòng thứ tư thi đấu cá nhân bắt đầu, hai luồng sáng tuyển chọn sao vụt sao một cái từ trên trời giáng xuống, biến hóa hư ảo trên không trung, trong đó một luồng rơi vào khu nghỉ ngơi bên kỵ sĩ thánh điện. Cũng khó trách, dù sao bên kỵ sĩ thánh điện có 5 người tham gia vòng 4 cộng với 7 người săn ma đoàn quang chi thần hy, chiếm hơn một nửa tuyển thủ nguyên vòng thứ ba. Ánh sáng ngưng tụ ngừng ở một kỵ sĩ, còn luồng sáng tuyển chọn khác thật trùng hợp chúng một cường giả ma pháp thánh điện. Vòng thứ tư tranh tài kịch liệt từ đây bắt đầu, hôm qua trải qua trận đại chiến giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, hôm nay Lý Chính Trực thoát trông rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở hàng thí sinh thứ nhất ma pháp thánh điện, giống như bình thường, mặt treo nụ cười mỉm, dường như biểu hiện ưu tú của Quang Chi Thần ghi không liên quan gì đến ông. Tiến vào vòng thứ tư, còn lại đều là cường giả cấp 9, hơn nữa là người nổi bật trong cấp 9, tranh tài biến kịch liệt thêm. Hai tiếng đồng hồ sau, 12 trận vòng thứ tư đã qua một nửa, săn ma đoàn quang chi thần hy có 3 người ra sân, Vương Nguyên Nguyên và Lâm Hâm đi tiếp, Trương phóng phóng thua lý chính trực. Trận thứ bảy khi ánh sáng tuyển chọn lại chiếu lên người Long Hạo thần thì toàn trường tĩnh lặng. Thoạt trông Long Hạo thần không khác gì ngày hôm qua, vẫn là mặt mỉm cười tỏa ra không khí nhu hòa. Nhưng bây giờ không một ai xem thường vị đoàn trưởng săn ma đoàn quang chi thần hy này. Trước khi Dương Hạo vũ đấu với Long Hạo thần thì không nhiều người biết đến lão, nhưng sau trận chiến lĩnh vực giữa họ, rất nhanh thân phận của dương hảo vũ đã lan truyền ra cường giả số một kỵ sĩ thánh điện chân chính thấy rõ trận chiến ấy dù sao chỉ là số ít đa số người chỉ biết là trận chiến đó long hạo thần là người chiến thắng cuối cùng đoàn trưởng săn ma đoàn cấp danh hiệu tuổi trẻ như vậy lần lượt đánh bại điện chủ chiến sĩ thánh điện cường giả số một kỵ sĩ thánh điện có thể nói long hạo thần và săn ma đoàn quang chi thần hy đã thành tiêu điểm mọi người chú ý trong thánh điện đại tái lần này ánh sáng của lục đại thánh điện đều bị biểu hiện vượt trội của họ che lấp Vòng thứ tư, Long Hạo Thần lần nữa ra trận, khiến người kinh ngạc là không biết do thiên ý hay Long Hạo Thần vẫn rất xui xẻo. Lần này hắn đối mặt là một vị cường giả lĩnh vực, còn là một trong các cường giả nổi danh nhất Liên Minh Thánh Điện, điện chủ Linh Hồn Thánh Điện, có được thú hoàng lĩnh vực, Trần Hoành Vũ. Trần Hoành Vũ thấy đối thủ của mình là Long Hạo Thần thì cũng ngây ra. Nếu nói người nào ông không muốn đối đầu nhất thì chính là Long Hạo Thần. Thông qua trận chiến ngày hôm qua giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, Ông hiểu rằng tu vi của mình so sánh với Dương Hạo Vũ thì không chỉ là kém một chút thôi. Dù Long Hạo Thần được Dương Hạo Vũ nhường mới thắng, nhưng có thể chống đỡ đến trình độ đó thì đã chứng minh người thanh niên này cường đại. Chưa tới 5 năm mà hắn đã thành một cường giả lĩnh vực, thua hắn không quá mất mặt. Coi như là thắng, thắng một thanh niên như thế cũng không có gì hay ho. Bởi thế, Trần Hoành Vũ đi ra khỏi Linh Hồn Thánh Điện thì sắc mặt ông rất khó xem. Long Hạo Thần không phải Trần Anh, Nhi, hơn nữa làm điện chủ Linh Hồn Thánh Điện Đương nhiên ông không có khả năng nhận thua, thậm chí không thể nương tay. Long Hạo Thần trước tiên vào sân biểu hiện tôn kính Trần Hoành Vũ. Thấy ông tiến vào sân thì hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn với ông. Xin chào Trần điện chủ." Ừm, um, Trần Hoành Vũ gật đầu, "Bắt đầu đi, ông không muốn nói thêm cái gì, chỉ có thể cố gắng thắng trận đấu này. Dù sao trận này Long Hạo Thần không thể sử dụng trang bị vũ khí như trận trước. Lấy ánh mắt của ông dĩ nhiên nhìn ra nếu không có đôi thần khí tổ hợp thành sinh mệnh và sáng tạo kiếm Long Hạo Thần không khả năng khiến lĩnh vực xuất hiện biến hóa lần hai. Ông không phải không có cơ may chiến thắng Long Hạo Thần. Nói sao thì ông cũng là tu vi cấp 9 bậc 3, Long Hạo Thần chắc còn chưa tới bậc 3. Nhưng đối đầu với Long Hảo Thần, Trần Hoành Vũ đích thực là có bóng ma. Lúc trước khi ông đấu với Quang Chi Thần hy vốn hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng ai mà ngờ triệu hoán thú sáu đầu của Long Hạo Thần vừa ra, khiến kỳ Mỹ lập bốn đầu của ông mất đi sức chiến đấu. Cho đến bây giờ Trần Hoành Vũ đều không hiểu được, đồng bạn tỏa kỵ của hắn rốt cuộc là ma thú gì. Nghĩ tới triệu hoán thú của mình chắc chắn sẽ bị áp chế là tâm tình ông không tốt rồi. Nhưng dù sao lần này không có thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi hỗ trợ Long Hạo Thần, thú hoàng lĩnh vực của ông có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có thể áp chế được hay không thì chưa khẳng định. Vài năm nay tu vi của Trần Hoành Vũ tiến bộ không ít, dù là ở mặt khống chế lĩnh vực hay khống chế triệu hoán thú, phẩm chất triệu hoán đều tiến bộ một bước dài. Nâng đôi tay lên, Từng đoàn sáng trắng ngà bay ra khỏi lòng bàn tay Trần Hoành Vũ, chớp mắt hóa thành 6 đoàn sáng trắng ngà bình bồng trước mặt ông. Không thể dùng trang bị thì chỉ có thể dùng linh lực mô phỏng. Một cánh cửa ánh sáng chớp mắt xuất hiện sau lưng Trần Hoành Vũ, ông nhoáng người lên, đi vào trong cửa không thấy bóng dáng. Thần Thánh độc giác thú lại lần nữa xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Không phải hắn tự cao mà vì năng lực của Hạo Nguyệt quá bá đạo, dễ tổn thương người khác. Đây là thánh điện đại tái, không phải đối đầu ma tộc bởi vậy không đến lúc cùng đường thì hắn sẽ không dễ dàng để hạo nguyệt trợ trận cùng với tu vi tăng lên bá khí và lực phá hoại của hạo nguyệt đều tăng mạnh lúc hạo nguyệt bộc phát có một số tình huống chính long hảo thần cũng không thể khống chế cảm xúc của nó thần thánh độc giác thú thì khác lúc tinh vương còn là tinh diệu độc giác thú thì đã đi theo long hảo thần có thể nói không có long hảo thần thì không có nó tiến hóa vậy nên giữa nó và long hảo thần tuy không có khế ước cường đại chế ước nhưng cảm tình đối với long hảo thần cũng rất sâu Huống chi đi theo Long Hạo Thần, người có thể chất quang thần sẽ có chỗ tốt rất lớn cho tu vi của nó. Độc giác thú trời sinh thân cận ánh sáng, trên đời này, ngoài Long Hạo Thần ra còn ai có thể đủ khả năng khiến nó thân thiết đây. Nhưng tinh vương cũng có vấn đề của chính nó. Nó mới tiến hóa thành thần thánh độc giác thú không bao lâu, đang trong quá trình thích ứng, có nhiều năng lực thần thánh độc giác thú còn chưa thể sử dụng thuận lợi. Nếu không phải thế thì trận chiến hôm qua, nó sẽ không chỉ là tăng phúc cho Long Hạo Thần mà thôi. Long Hạo Thần hy vọng thông qua chiến đấu liên tục kích thích tiềm năng tinh vương, để nó trở thành thần thánh độc giác thú chân chính. Một tiếng gầm khủng bố chấn động toàn trường vang lên, một thân hình khổng lồ chui ra khỏi cửa ánh sáng đối diện Trần Hoành Vũ. Thân hình khổng lồ cao 15 mét, thân thể thô to tựa như ngọn núi, cả người lấp lóe ánh sáng sắt thép, lông màu trắng, đứng thẳng người, hai nắm đấm khổng lồ vỗ ngực mình phát ra tiếng sao oành, oành, oành sao. Vượn người ma thú khổng lồ như vậy là lần đầu, Tiên Long Hạo Thần trông thấy, trong ma thú, vượn người đều là cường giả, chúng nó chẳng những có năng lực giống hổ báo, còn có trí tuệ cao hơn ma thú bình thường rất nhiều. Lực lượng thân thể mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, công kích như gió lốc, khiến triệu hoán sư luôn yêu ái vượn người. Năm năm trước khi đám Long Hạo Thần khiêu chiến Trần Hoành Vũ còn chưa thấy ma thú này, không biết do ông cố ý nhường hay là vì lúc ấy chưa có được ma thú đó. Từ khí thế của ma thú có thể đoán ra, nó chắc chắn là một trong chín ma thú khí ước của Trần Hoành Vũ, tuyệt không phải thứ triệu hoán bình thường khiến Long Hạo Thần hơi kinh ngạc là sau khi Trần Hoành Vũ trốn vào cửa ánh sáng, không ngờ hơi thở hoàn toàn biến mất. Lấy năng lực dò xét tinh thần lực của hắn nhưng lại không thể tìm ra dấu hiệu Trần Hoành Vũ, đây là năng lực gì của Triệu Hoán Sư? Vượn người khổng lồ gầm lên xong nhanh chóng chạy như bay tới chỗ Long Hạo Thần. Tốc độ cực nhanh, chỉ hai lần tăng tốc một lần nhảy lên thì đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Bàn tay phải khổng lồ bỗng dơ lên vỗ xuống đầu Long Hạo Thần. Bàn tay chưa đến mà tiếng xé gió khủng khiếp đã tựa bão tố gào thét giáng xuống càng kinh khủng hơn, khi vượn người vỗ ra một trường thì khí lạnh băng giá đã bao phủ lấy Long Hạo Thần cùng thần thánh độc giác thú. Ma thú băng hệ cấp 10, tương đương với cường giả nhân loại cấp 9. Chỉ một trường đã khiến Long Hạo Thần cảm nhận được nó cường đại. Đối kháng với Triệu Hoán Sư nhất định không thể để người đó triệu hoán ra tất cả triệu hoán thú. Khí lạnh thấm tận xương chẳng những có tính xâm lược cường đại, càng khiến Long Hạo Thần và thần thánh độc giác thú tốc độ biến chậm. Đối mặt công kích như vậy, Long Hạo Thần không thể né tránh. Đôi tay nâng lên làm động tác chống trời sao hoành sau một tiếng rú kịch liệt rất nhiều người bản năng cho rằng long hảo thần sẽ bị bàn tay này từ không trung vỗ xuống nhưng tình huống trong sân hoàn toàn trái ngược một trường khí thế lãnh liệt khi tiếp xúc đôi tay long hảo thần kích cỡ kém xa thì thân thể vượn người bỗng đông lại chớp mắt thân thể nó đã bị ném bay ra bay thẳng tới cửa ánh sáng thần thánh độc giác thú vỗ đôi cánh mang long hảo thần đuổi theo nó một kiếm quang vàng to lớn xuất hiện giữa không trung khá giống với kiếm ý lĩnh vực khi đấu với khâu vĩnh hạo kiếm quang to lớn này mang theo kiếm ý sắc bén mắt tỏa định vượn người, một kiếm chém xuống. Đừng nói Long Hạo Thần dựa vào trái tim vĩnh hằng, bản thân có nội linh lực cao đến 29 vạn, dù tu vi của hắn yếu hơn chút thì hắn còn cưỡi thần thánh độc giác thú. Thần thánh độc giác thú tăng linh lực cho hắn ít nhất cũng 10 vạn, nếu thêm vào ánh sáng thần thánh thì sẽ vượt qua 15 vạn. Nếu không thì ngày hôm qua Long Hạo Thần dựa vào cái gì tiến hành va chạm lĩnh vực với Dương Hạo Vũ chứ? Vượn người băng vực này tuy là ma thú cấp 10 cường đại nhưng chỉ tương đương với cường giả sơ cấp 9 mà thôi. Trực tiếp va chạm, băng thuộc tính của nó không phá được quang minh của Long Hạo Thần, linh lực càng kém xa, đương nhiên sẽ bị Long Hạo Thần vô tình đánh bay ra. Quy định của Thánh Điện Đại Tái là không được thương tàn, giết chết đối thủ, nhưng triệu hoán thú không nằm trong vòng đó. Xem bộ dạng của Long Hạo Thần là muốn một kiếm cắt đứt mạng vượn người. Chỉ có đối mặt kiếm ý của Long Hạo Thần rồi mới hiểu kiếm ý đó mạnh tới cỡ nào. Hắn có được kiếm hồn, một khi bùng phát kiếm ý thì còn mạnh hơn khâu vĩnh hạo vài phần. Vượn người băng vực này chỉ cảm thấy có áp lực khủng bố khó hình dung chợt xuất hiện tập trung vào nó, thân thể khổng lồ không thể nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể quái kêu một tiếng, đôi tay giơ lên cứng rắn trống. Nhưng ai đều nhìn ra, một kiếm có khí thế ngập trời này nếu từ trên trời giáng xuống thì không phải nó có thể. Chặn lại được, tất cả xảy ra quá nhanh. Theo Trần Hoành Vũ thấy thì Long Hạo Thần dù gì cũng là đoàn trưởng của Trần Anh Nhi, không đến mức vừa lên liền hạ sát thủ. Ông phái ra vượn người băng vực không vì muốn có tác dụng lớn lao gì, chỉ hy vọng có thể bám chân hắn mà thôi. Long Hạo Thần đột nhiên mạnh mẽ bùng nổ, chẳng những khiến ông nhìn thấy thực lực của hắn, càng khiến lòng ông hốt hoảng, vội nhanh chóng hoàn thành ma pháp. Cứ như thế, tiết tấu của ông bị phá hủy, càng khiến Trần Hoành vô tức giận là Long Hạo Thần bùng phát thật sự quá nhanh, ông muốn cứu viện cũng đã không còn kịp. Vượn người băng vực này chính là một trong các ma thú khế ước của ông, nếu bị Long Hạo Thần đánh chết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực ông. Hơn nữa triệu hoán sư đối với khế ước triệu hoán thú của mình rất có cảm tình. Thoáng chốc Trần Hoành vô kiềm không được tức giận, cảm xúc lại bị ảnh hưởng một kiếm cắt làm hai, đương nhiên là không, Long Hạo Thần là con trai quang minh, không phải là con trai sát thần. Huống chi hắn đối mặt là người nhà liên minh thánh điện chứ không phải ma tộc. Mắt thấy thanh kiếm sắp chém vào người vượn người băng vực, thân kiếm đột nhiên xoay một cái, biến chém thành tạt ngang, đập vào đôi tay vượn người băng vực. Ngày hôm qua lúc Long Hạo Thần chiến đấu với Dương Hạo Vũ, Tu Vi hoàn toàn bị lão ức chế. Hôm nay đối mặt vượn người băng vực thì hoàn toàn trái ngược. Linh lực của hắn hoàn toàn áp chế đối thủ. Sao dầm, sao, thân thể vượn người băng vực bị đập lún xuống đất tới cỡ thắt lưng đôi tay bắn tung tóe vụn băng mặt trên kèm ma pháp phòng ngự bị đánh tan tành lảo đảo té ngã mắt thấy đã mất sức chiến đấu đây còn là vì long hạo thần nương tay sau khi phá đôi tay vượn người băng vực thì kiếm lớn đập vào đầu nó khiến nó chỉ ngất xỉu mà thôi nếu không thì hắn có ít nhất 10 loại nhẹ nhàng giết chết ma thú cấp 10 này đôi tay vung lên ánh sáng vàng nồng đậm tràn ra chỗ long hạo thần đứng ánh vàng chớp mắt bao phủ cả sân lớn thanh âm êm tai quanh quẩn chính là quang thần lĩnh vực. Lúc này hắn cho người cảm giác là dốc sức ứng đối, chẳng chút giữ lại hay thử dò xét. Kiếm quang khổng lồ đánh vào người vượn người băng vực được quang thần lĩnh vực tăng phúc, chớp mắt biến càng ngưng tụ. Long Hạo Thần vung lên tay phải, nó bay tới cửa ánh sáng đứng yên tại đó. Còn chưa xong, đôi tay Long Hạo Thần chắp trước người, trái tim vĩnh hằng trước ngực kịch liệt nhảy ba lần, ngay sau đó, một luồng kiếm quang trắng lại bay ra, ở trên không trung đuổi theo kiếm quang lớn, khiến màu của kiếm quang biến thành trắng ngà kiếm ý khủng bố đè ép khiến vòng phòng hộ trước mặt nó xuất hiện vết dạn. Quang thần lĩnh vực có thể làm được không chỉ là lĩnh vực và thuộc tính đối chọi mà thôi. Nó có sức tăng phúc cực kỳ khủng bố đối với quang thuộc tính của Long Hạo Thần. Một kích kia là kiếm hồn và kiếm ý tổ hợp, nhìn Long Hạo Thần ra tay như thế, trên đài quan sát bên chiến sĩ thánh điện, Khâu Vĩnh Hạo lập tức hiểu, ngày đó khi Long Hạo Thần đấu với ông là nương tay. Hắn sử dụng kiếm hồn không chỉ làm được đơn giản như thế. Đương nhiên, đây là do có quang thần lĩnh vực tác dụng mới thực hiện được. Ngày hôm qua, sau khi Long Hạo Thần, Dương Hạo Vũ, Trần Cuồng nói chuyện xong trở về lập tức bế quan, đến hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài mới xuất quan. Chỉ một ngày mà hắn đã có hiểu biết hoàn toàn mới về năng lực lĩnh vực. Đương nhiên Tu Vi cũng thuận nước song thuyền, lĩnh ngộ mới nhất tất nhiên phải rèn luyện trong chiến đấu thì mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Sau khi sống lại, tiếc núi lớn nhất của Long Hạo Thần là Nhã Đình biến mất. Cùng với trái tim hắn vỡ, Nhã Đình hợp thành linh lô ở lại trong linh khiếu trong tim hắn cũng biến mất ngay cả năng lực thánh dẫn linh lô cũng theo cô rời đi. Trong lúc nhớ tới nhã, đình thì Long Hạo Thần càng lĩnh ngộ sâu hơn về kiếm ý, mới khiến hắn có được kiếm hồn. Khi lần đầu hắn thi triển kiếm hồn, mơ hồ cảm giác nhã đình không thật sự đã chết, dường như còn tồn tại ở chỗ nào đó trong người hắn, chẳng qua hắn không cảm ứng được mà thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiếm hồn của mình biến ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể tìm ra nơi nhã đình ngủ say, thức tỉnh cô. Kiếm hồn, tên như ý nghĩa, linh hồn của kiếm, chỉ có ý niệm mà không có hồn phách thì không thể lâu dài. Bởi vậy, kiếm ý công kích thường thiếu biến hóa, khi kiếm có hồn rồi thì kiếm ý sẽ biến thành thiên biến vạn hóa, càng mạnh hơn nhiều. Năm đó Quang Minh kiếm thần giả dạ vô thương đạt tới cảnh giới này, trở thành cột trụ tại chiến sĩ thánh điện. Hiện nay Long Hạo thần cũng đã đạt tới rồi. Trên đài quan sát bên kỵ sĩ thánh điện, Dương Hảo Vũ nhìn kiếm ý, kiếm hồn của Long Hạo thần, gật gù. Ngày hôm qua lão so đấu với Long Hạo thần đa số là va chạm giữa lĩnh vực. Nếu khi đó Long Hạo thần đem kiếm ý, Kiếm hồn phối hợp quang thần lĩnh vực thi triển ra thì sẽ có uy hiếp rất lớn với lão. Chỉ là khi đó hai người đều chìm đắm trong lĩnh vực đối chọi, Long Hạo Thần chưa sử dụng được. Rau, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, một luồng sáng bốn màu từ trong cửa ánh sáng bắn ra, va chạm với thanh kiếm lớn của Long Hạo Thần. Nói đến thì ánh sáng bốn sắc này thật kỳ lạ, đụng độ với kiếm ý kiếm hồn dung hợp của Long Hạo Thần, chẳng những trận kiếm không tiến tới trước, còn ngưng kết ra một đoàn sáng bốn sắc. Long Hạo Thần dốc sức thúc đẩy kiếm ý quang thần lĩnh vực bỗng nhiên kiềm chế, tập trung tăng phúc. Đoàn sáng bốn sắc ngay lúc đó bùng phát, lực nổ khủng bố khiến vòng phòng hộ sân đấu lớn bỗng chốc chịu đựng áp lực to lớn, Trần Cuồng không thể không lại lần nữa đích thân ra tay. Kiếm quang to lớn của Long Hạo Thần bị nổ vỡ ra từng tấc, chính hắn cùng thần thánh độc giác thú cũng bị trùng kích bay ra hơn trăm mét. Cửa ánh sáng mở rộng, thân hình khổng lồ từ bên trong lao ra, đó chẳng phải là bổn mệnh triệu hoán thú kỳ mỹ lập bốn đầu của Trần Hoành Vũ sao? Thấy kỳ mỹ lập bốn đầu, Long Hạo Thần gần như bản năng định triệu hoán ra Hạo Nguyệt, có huyết mạch Hạo Nguyệt ức chế Kỳ Mỹ lập bốn đầu này chắc là không đem đến tác dụng gì. Nhưng rất nhanh, Long Hạo Thần từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm giác trên người Kỳ Mỹ lập bốn đầu dường như có biến đổi đặc biệt gì đó so với trước kia. Đầu tiên là mạnh hơn, đợt công kích mới rồi Long Hạo Thần đã dốc hết sức, coi như là cường giả cấp 9 bậc 3, bốn nguồn ứng phó cũng sẽ rất vất vả. Đây chính là công kích phối hợp giữa kiếm ý, kiếm hồn, lĩnh vực nhưng nó lại bị kỳ mỹ lạp bốn đầu đón lấy trước kia nó không mạnh như vậy tranh lệch kém rất xa biến hóa khác nữa là ánh mắt kỳ mỹ lạp bốn đầu từ ánh mắt của nó long hạo thần nhìn thấy giận dữ và nhân tính hóa rõ rệt đây là không đợi long hạo thần ngẫm nghĩ cẩn thận thì kỳ mỹ lạp bốn đầu đã hướng hắn phát động công kích mạnh mẽ bốn cái đầu to lại phun ra ngụm khí bốn cái miệng phun ra ngụm khí không trực tiếp đánh hướng long hạo thần mà tập trung thành một điểm trên không trung lần nữa hóa thành quang cầu bốn sắc rồi mới bắn hướng long hạo thần Cùng lúc đó, ánh sáng bốn sắc lam, hồng, vàng, xanh bắn ra từ người kỳ mỹ lập bốn đầu, trên không trung mạnh mẽ đối chọi với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Không ngờ chính là tứ nguyên tố lĩnh vực của kỳ mỹ lập bốn đầu. Trần Anh Nhi kinh ngạc nhìn trong sân, lẩm bẩm, ra ra lợi hại, lại tu thành dung hợp bổn mệnh, thì ra 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 đã đột phá cấp 9 bậc 3 rồi. Lâm Hâm ở một bên tò mò hỏi, dung hợp bổn mệnh là cái gì? Trần Anh Nhi nói, chính là triệu hoán sư dung hợp với bổn mệnh triệu hoán thú của mình bây giờ Gia Gia đang đem lực lượng chính mình dung hợp với lực lượng. Của kỳ Mỹ là bốn đầu tinh tuyền, tuy làm vậy thì Gia Gia không thi triển ma pháp triệu hoán, nhưng lực lượng tinh tuyền sẽ tăng cực cao, lại thêm quyền khống chế thuộc về Gia Gia, năng lực của nó càng bộc phát mạnh hơn. Ông không thấy tinh tuyền đã thi triển ra lĩnh vực à? Xì, Lâm Hâm đột nhiên bật cười, Trần Anh Nhi thắc mắc hỏi, có dược ca, cười cái gì đó? Lâm Hâm cười nói, bởi vì tôi đột nhiên tưởng tượng, nếu như cô cũng tu luyện đến cấp 9 bậc 3, có năng lực dung hợp bổn mệnh, chẳng phải là sẽ biến thành một con heo. Ha ha, cười chết mất, ông, Trần Anh Nhi nổi giận, tức tối nhéo hông lâm hâm. Mấy người kia thì đã ôm bụng cười, cũng đúng thôi, mạch đâu là heo con, nếu Trần Anh Nhi tiến hành dung hợp bổn mệnh với nó thì đúng là sẽ biến thành một con heo. Trong sân đấu, tuy Long Hạo Thần cảm giác ra kỳ Mỹ là bốn đầu không đúng nhưng chưa đoán được là Trần Hoành vô cùng tinh tuyển dung hợp bổn mệnh. Ma Pháp hỗn hợp bốn nguyên tố tuy chỉ đơn giản phun khí nhưng uy lực thì mới rồi đã được chứng minh. Long hạo thần không dám chậm trễ, nâng lên tay phải vung trên không trung. Một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, đánh vào đoàn sáng bốn nguyên tố. Thuấn phát, thẩm phán chi quang, thẩm phán chi quang này bùng phát ra thậm chí xuất hiện phản âm kỳ diệu. Xung quanh thẩm phán chi quang lờ mờ có một thiên sứ bay quanh. Trong tiếng chân điếc tai, đoàn sáng bốn nguyên tố vỡ vụn, lực bạo tạc to lớn tuy rằng cắn nuốt thẩm phán chi quang nhưng rốt cuộc vẫn không bay đến chỗ Long Hạo Thần được.